Chương 21. Máy bay hạ cánh ở Tân Thành, Tư Họa vừa tỉnh dậy, nhìn qua khung cửa sổ thì phát hiện bên ngoài đang mưa, bên ngoài gió to, lát nữa đi ra nhớ mặc áo khoác vào đấy, giọng nói của Ngôn tuyển rơi vào tai. Chênh lệch nhiệt độ ở hai nơi tương đối lớn, trên máy bay cũng ấm hơn ở bên ngoài. Áo khoác lúc trước Tư Họa cởi ra đang định nhét vào trong vali thì bị Ngôn tuyển ngăn lại, cuối cùng vali mang đi ký gửi còn áo khoác thì ông ở trên tay. Vừa xuống khỏi máy bay, gió lạnh đã trực tiếp thổi đến tận gan bàn chân. Sân bay rất rộng, đi đến điểm dừng cần phải ngồi xe trung chuyển, lúc này áo khoác có đất dụng vỏ rồi. Tư họa lập tức mặc áo khoác vào, nhưng phần phía sau có gì đó không đúng, mà cô với tay không tới được, ngôn tuyển vén tóc giúp cô chỉnh lại cái mũ bị cuồng vào trong, đi thôi, cửa lên máy bay, đi thẳng dọc theo lối vào, tầm mắt hạ diên tiêu không hề suy chuyển, trợ lý tay cầm cặp tài liệu theo sát phía sau. Cùng một sân bay, một chuyến khởi hành, một chuyến đáp xuống, đã định trước khoảng cách giữa hai người càng ngày càng xa. Hạ Diên Tiêu vĩnh viễn không biết được, mỗi giây phút anh ta đang tự cho mình là đúng, cũng chính là giây phút anh đang bỏ lỡ người mà mình muốn tìm kiếm. Hai người kéo vali trở lại bốn mùa, lúc đi qua quầy lễ tân, nhìn thấy Tiểu Na và Khương Lộ đang bận rộn tiếp đón khách thuê phòng nên chỉ chào hỏi một câu rồi đi luôn. E giết, tôi phát hiện người vừa mới đi qua rất giống một minh tinh, không nhìn thấy góc nghiêng, thật là tiếc quá bây giờ đuổi theo hỏi xin phương thức liên lạc có còn kịp không? Hai cô gái thích đu idol đang thì thầm to nhỏ với nhau bị Tiểu Na nghe thấy. Đề phòng hai người họ thật sự đuổi theo làm phiền người ta, Tiểu Na liền cầm thẻ phòng đặt trên mặt quầy, trực tiếp nói với hai người họ, không phải minh tinh đâu, là ông bà chủ của chúng tôi đó. Đợi hai cô gái rời đi, Khương Lộ liền nhìn Tiểu Na với ánh mắt nghi hoặc, chị Tư Hòa trở thành bà chủ từ lúc nào vậy? Sắp rồi sắp rồi, Tiểu Na vỗ ngực đảm bảo, tiểu na tôi làm việc ở bốn mùa lâu như vậy mắt nhìn người chuẩn lắm luôn đấy mặc dù vừa nãy chỉ nhìn hai người họ trong thoáng chốc nhưng cô ấy có thể cảm nhận rõ ràng mối quan hệ của tư họa và ngôn tuyển đã có một bước đột phá lớn khoảng cách khi hai người đứng cạnh nhau dường như đã được kéo gần lại không giống cái kiểu giữ lễ nghĩa mà cố tình cách xa như trước kia cô nhìn ra được từ chỗ nào vậy khương lộ quay quay thân bút không hiểu được chàng trai trẻ cậu đã dụi mắt cho kỹ chưa vậy tiểu na gõ lên mặt bàn cái tòa ở phía sau homestay của chúng ta trước giờ chưa bao giờ cho người ngoài thuê, ấy vậy mà lại cho chị Tư Họa thuê. Còn cả đèn ở hành lang nữa, ông chủ không chỉ cho người sửa đèn treo ở trên mà còn đặc biệt lắp thêm đèn cảm ứng âm thanh ở dưới đất, cậu nghĩ rằng làm vậy cho vui thôi hả? Lời này cũng có lý, Khương Lộ gật đầu tán thành, một cô nhóc như cô mà cũng hiểu nhiều phết đấy nhỉ, quá khen. Quá khen rồi, tiểu na phải tay cười hi hi, cô ấy ngẩng đầu nhìn trần nhà, bắt đầu mơ màng tưởng tượng hai người họ thật là xứng đôi mà hai người ai cũng đẹp tính tình lại ôn hòa mỗi lần bọn họ đứng cạnh nhau đều có cảm giác năm tháng yên bình tĩnh lặng khương lộ thật sự không hiểu được điểm khiến cho tiểu na phấn khích như thế chán nản lắc đầu giây tiếp theo đã lại nhìn thấy dáng vẻ lo lắng của tiểu na chỉ là không biết là cái người mặt lạnh họ hạ kia rốt cuộc là có quan hệ gì với chị tư họa tôi phải đi hỏi mới được tại một nơi khác hai nhân vật chính trong cuộc thảo luận kia lúc này đang lên kế hoạch cho một màn chia xa cách buổi đấu giá kia chỉ còn bốn ngày tư họa đã bảo đường gửi thư mời đến chỗ của kha giai vân đi đấu giá thì cũng phải túc tác lại bản thân một chút vậy nên là cần phải về trước hai ngày để điều chỉnh lại trạng thái sau chuyến du lịch lần này mối quan hệ của hai người đã kéo gần lại không ít bây giờ lại còn sống chung với nhau trong một căn nhà trước khi đi cũng nên thông báo một tiếng vừa đúng lúc định mở miệng thì đột nhiên nghe thấy ngôn tuyển nói ngày mai tôi phải rời tân thành trở về cảnh thành xử lý chút chuyện ngoài việc quay về đón em gái ngôn hi thì còn phải xử lý nốt công việc chưa hoàn thành trên đường đến núi tuyết tư họa đã biết ngôn tuyển là người cảnh thành thảo nào ngày đó lại tình cờ gặp trên cầu ở khu du lịch cảnh thành thật là một sự trùng hợp vi diệu mà cô cười nói tôi cũng định nói là hai ngày nữa sẽ rời tân thành một chuyến người trưởng thành tự do đi lại có thông báo lịch trình của mình hay không còn phải xem quan hệ thế nào ngày thứ hai Trời vừa sáng ngôn tuyển đã rời khỏi bốn mùa, sau khi tư hòa ngủ dậy thì thấy trên bàn ăn có để một phần bữa sáng và một mẫu giấy, nhớ hầm nóng sữa. Khóe miệng cô vô thức cong lên. Ba ngày sau, Dung Thành, tối nay sẽ tổ chức một buổi đấu giá từ thiện quy mô lớn, sẽ có rất nhiều người tới dự với các mục đích khác nhau. Ngoài những người thành đạt có tiền có quyền ra, cũng có không ít người học đòi cao sang muốn đến xem sản phẩm áp chót của tối nay, tác phẩm cuối cùng của cô Susan. Tư họa cầm theo thư mời bước vào hội trường, bên trong nhiệt độ ấm áp, cô liền cởi chiếc áo khoác lông màu đen ra cầm ở trên tay. Một cô gái trẻ lỗ mãn lao ra từ một góc cua, tư họa không tránh kịp nên hai người đụng phải nhau. Cũng may trên người cô có chiếc áo khoác đỡ lại nên không bị thương, cô không sao chứ, không, cô gái đó xoa xoa trán, liếc mắt nhìn thấy tư họa, ngay lập tức mắt tròn mắt dẹt, lông mày đen, môi đỏ thắm, thuộc kiểu trang điểm đậm nét nhưng lại không lộ rõ sự sắc sảo, ngũ quan tinh xảo mang theo một vẻ đẹp nhẹ nhàng, Tự nhiên dễ chịu, mặc dù cô ấy đã gặp qua không ít mỹ nữ với đủ các loại phong cách khác nhau, nhưng vẫn bị cô gái trước mắt làm cho kinh diễm. Cô gái lập tức quyết định nhờ Tư Họa giúp đỡ. "Chị gái xinh đẹp, em bị lạc đường rồi, điện thoại cũng quên không cầm theo, có thể gọi giúp em một cuộc điện thoại được không?" Tư, ừ, "Có thể." Lúc đối phương bị Tư Họa thu hút, cô cũng thầm đánh giá người con gái trước mặt mình. Nhìn thì có vẻ cùng tầm tuổi như tiểu Na, mặc một chiếc áo khoác màu hồng cùng với chiếc váy cùng kiểu dáng vẻ thanh tú, trẻ trung lại không trẻ con, màu hồng rất hợp với cô gái này. Lúc mà bạn yêu thích vẻ đẹp của đối phương thì tự nhiên sẽ nảy sinh một cảm giác yêu mến kỳ lạ. Tất nhiên Tư Họa cũng sẽ duy trì sự cảnh giác đối với người lạ, cô cầm điện thoại trên tay, hỏi cô gái kia muốn gọi đến số điện thoại nào. Cô gái đọc ra một dãy số, Tư Họa vừa nghe vừa gõ, cảm giác có chút quen quen nhưng cũng không nghĩ nhiều, cho đến khi 11 chữ số được nhập xong, cô nhấn nút gọi đi trên màn hình nhảy ra hai con chữ đã được lưu từ trước đó, Tư Họa vội vàng ấn tắt. Cô gái đứng bên cạnh vẫn chưa nhìn rõ màn hình đã bị động tác của Tư Họa làm cho đơ ra. Em gái, em chắc chắn số điện thoại vừa đọc không sai chứ, Tư Họa xác nhận lại lần nữa. Cô gái giơ ngón tay, đọc đi đọc lại mấy lần. Tư Họa đối chiếu với số vừa gọi trên điện thoại, tâm trạng có chút khó mà nói rõ được, người em muốn tìm tên là gì. Cô gái vô cùng ngoan ngoãn, giọng nói trong veo đáp lại, anh trai em, tên là Ngôn Tuyển. Tư họa, thật sự là trùng hợp quá mà, đi đường thôi mà cũng có thể vớ được em gái của Ngôn Tuyển. Lần này Tư họa trực tiếp gọi tới điện thoại của Ngôn Tuyển, trong giọng nói kinh ngạc của đối phương, Tư họa thông báo, hình như tôi gặp được em gái của anh rồi, chúng tôi đang ở. Tư họa nhìn xung quanh, sau khi nhìn thấy biển hiệu liền nói với Ngôn Tuyển, chúng tôi đang ở tầng 1, sau đó, cô đưa điện thoại cho cô gái bên cạnh. Cô gái nghe điện thoại, gật đầu li lịa rồi đưa điện thoại trả cho tư họa thì ra chị là bạn của anh trai em hả sau cuộc điện thoại sự nhiệt tình của cô gái dành cho tư họa bỗng dưng tăng vọt chị gái xinh đẹp chào chị em tên là ngôn hy là em gái ruột của anh trai em chào em chị là tư họa biết được đối phương là em gái của bạn tư họa cũng bật chế độ bạn bè với cô chị tư họa ngôn hy lập tức thay đổi cách gọi quan hệ bỗng chốc được kéo gần lại mấy phần trong lúc đợi chờ Ngôn Hy kể lại một cách sống động việc mình đã để quên mất túi sách ở chỗ ngôn tuyển thế nào, sau đó bị lạc đường ra sao. Tư Hòa an ủi cô ấy, không sao, đợi một lát anh trai em sẽ tới tìm chúng ta. Vừa nãy nghe thấy giọng điệu gấp gáp của ngôn tuyển trong điện thoại, hình như suýt chút nữa là liên hệ với ban tổ chức để tìm người luôn rồi. Tầng 1, tối nay, Hạ Vân tịch với tư cách là bạn đồng hành của Hạ Diên Tiêu, cùng anh ta bước vào hội trường buổi đấu giá, anh tối nay anh thật sự muốn đấu giá tác phẩm cuối cùng của su sần sao em nghe nói có rất nhiều người tranh giành để được một phút tỏa sáng nếu như anh quyết tâm giành bằng được e rằng sẽ không phải là một con số nhỏ đâu không sao vẻ mặt hạ diên tiêu trầm tĩnh nhất định phải giành được bức tranh đó hạ vân tịch khẽ thở dài đến lúc đó bà và mẹ nhất định sẽ hỏi anh hoặc có thể là bà sẽ đoán ra anh mua bức tranh đó là vì họa họa những người thân thiết với nhà họ hạ đều biết rằng bản thân hạ diên tiêu không biết thưởng thức những tác phẩm nghệ thuật mà tư họa bên cạnh anh ta lại là một người có thiên phú cực cao về lĩnh vực này hơn nữa họa sĩ cô thích nhất chính là su sần hạ diên tiêu bằng lòng bỏ ra số tiền lớn để mua một bức tranh lý do không nói thì ai cũng biết lúc đó sẽ không tránh được bị người trong nhà trách mắng vài câu hai anh em đi đến phía trước tần tục bị tục lại phía sau vội vàng bước nhanh để theo kịp diên tiêu vân tịch không ngờ là sẽ gặp hai người ở đây. Anh Tần Tục, Hạ Vân Tịch dừng chân, lên tiếng chào hỏi. Đối phương gật đầu tỏ ý đáp lại, hai người đàn ông mặt đối mặt nói vài câu, còn Hạ Vân Tịch lơ đã nhìn ngắm xung quanh. Ánh mắt chợt lướt qua một bóng hình quen thuộc, Hạ Vân Tịch không kìm được hô lên, vừa nãy hình như là em nhìn thấy, hai người đàn ông bị tiếng nói của cô ấy thu hút, quay đầu qua, ánh mắt tò mò nhìn cô ấy, đợi nốt vế câu sau. Hạ Vân Tịch khẽ cắn môi, không có gì, em nhìn nhầm thôi, còn tưởng là gặp được người quen. Cô ấy với tư họa quen biết đã 5 năm rồi, cô ấy vừa nhìn thấy một bóng lưng cực kỳ giống. Thế nhưng bên cạnh người phụ nữ đó là một cô gái trẻ lạ mặt, còn có một người đàn ông đứng bên cạnh nữa, Hạ Vân Tịch vội xóa bỏ dự đoán trong lòng. Cô ấy rất hiểu tư họa, cô sẽ luôn giữ khoảng cách với người khác giới. Chỉ mới vài tháng ngắn ngủi, cho dù là không tha thứ cho anh trai cô ấy đi nữa thì cũng không thể ở bên cạnh người đàn ông khác nhanh như vậy được. Nghĩ tới tư họa, trong lòng hạ vân tịch thấy rất khó chịu cảm giác như mình đã đánh mất đi một người bạn tốt lần này anh trai cô ấy hạ diên tiêu định đấu giá bằng được tác phẩm của họa sĩ mà tư họa yêu thích nhất nếu như họa họa biết được tin tốt này nhất định sẽ thấy cảm động cho xem hạ vân tịch thu lại tầm mắt hạ diên tiêu liếc mắt về nơi mà cô ấy vừa chỉ khẽ cau mày cùng lúc đó đối phương cũng phát hiện ra sự tồn tại của mấy người nọ liền vội vàng nhanh chân đi qua A à Diên, quý anh cả năm chỉ thích mặc những trang phục màu trắng thuần khiết, hôm nay cô ta mặc một chiếc áo lông màu trắng kết hợp với chiếc váy chữ A cũng màu trắng, tôn lên dáng người lả lướt của mình. Hạ Vân Tịch nhìn thấy cô ta liền nhăn mày, lắc lắc cánh tay Hạ Diên tiêu vài cái, "Anh, chúng ta mau đi thôi." Năm đó chính là bởi vì cái cô quý anh này, hại nhà họ Hạ bọn họ làm ra không ít chuyện nực cười, bây giờ lại khiến Họa Họa phải đau lòng bỏ đi. Hạ Vân Tịch thật sự không muốn nhìn thấy loại người giả tạo này chút nào hạ diên tiêu không nói gì để mặc hạ vân tịch nắm cánh tay kéo đi sắc mặt quý anh chợt cứng đờ nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại biểu cảm rồi tiếp bước theo sau tần tục cố ý tục lại phía sau để xem trò hay lắc đầu cười khẩy hai tiếng lòng thầm nghĩ lúc đầu mọi người đều nhìn sai đánh giá thấp bản lĩnh của quý anh rồi cho dù sự trở về của quý anh đã xóa tan chấp niệm của hạ diên tiêu với chuyện đã qua càng thêm chắc chắn người bản thân mình cần là tư họa thế nhưng quý anh vẫn có thể dễ dàng khơi dậy sự cảm thông của hạ diên tiêu một mặt chống cự mặt khác lại không bỏ được chuyện quá khứ hạ diên tiêu cũng coi như là một người thất bại trên phương diện tình cảm ở một nơi khác ngôn hi tìm được anh trai nên vui mừng không xiết lấy lại ba lô của mình không dám lười biếng mà bỏ xuống nữa sợ làm rơi mất điện thoại thì sẽ không liên lạc được với người nhà anh ngôn hi mở ba lô lôi điện thoại ra quay đầu lại nhìn sự chú ý của anh trai nhà mình căn bản là không nằm trên người cô ấy mà chỉ chăm chú nói chuyện với chị gái xinh đẹp bên cạnh ngôn hi khoanh tay đứng bên cạnh nhìn lặng lẽ tính thời gian cô ấy nghe được vài chi tiết then chốt đôi tai mẫn cảm vểnh lên du lịch bốn mùa còn thân thiết hỏi thăm những vấn đề của tư họa giọng điệu thân thuộc đợi hai người nói xong mới nhớ đến còn có sự tồn tại của cô em gái bé nhỏ vừa đáng thương vừa bất lực bên cạnh nghe thấy anh trai gọi tên của mình ngôn hi mới đi qua đứng trước mặt tư họa thốt lên một câu hỏi kinh thiên động địa vậy chị tư họa không phải chỉ là chị mà là chị dâu của em ạ à. tư họa có cảm giác rất quen thuộc cô xoay cái cổ cứng ngắc giải thích với ngôn hi chị với anh em chỉ là bạn ngôn hi che miệng cười cô ấy còn lâu mới tin hiện trường buổi đấu giá ngôn hi vốn dĩ nên ngồi cùng với anh trai nhà mình thế nhưng cô ấy lại nhất định muốn dính lấy tư họa hơn nữa lại còn vô cùng hiểu chuyện không chia rẽ tư họa với anh trai Thế là cuối cùng thành ra Tư Họa ngồi giữa hai anh em nhà họ Ngôn. Ngôn Hi im hơi lặng tiếng dựa lại gần, ghé vào tai Tư Họa hỏi: "Chị Tư Họa, chị định lúc nào mới cho anh trai em thăng cấp?" Thăng cấp? Cô chỉ nghe thấy hai từ này khi chơi game cùng với Kha Giai Vân. "Hay, Ngôn Hi nhấn mạnh, chính là đồng ý cho anh trai em làm bạn trai chị đó. Em hiểu nhầm rồi, bọn chị không phải là loại quan hệ đó." Tư Họa giải thích lần nữa, thanh âm nhẹ nhẹ lướt vào tai người nghe, thoải mái vô cùng. "Em không tin." Ngôn Hy lập tức bày ra vẻ mặt nghiêm túc, phản bác một cách có lý, anh trai em chưa bao giờ đưa cô gái nào đi du lịch riêng cả, hàm ý là, bạn nữ có thể đưa đi chơi riêng thì không thể chỉ là bạn được. Ngôn Hy nhìn cô chăm chú, nhất định phải thăm dò bằng được cái gì đó từ biểu cảm của cô, ngón tay đang ôm áo khoác hơi siết chặt lại, lời nói của Ngôn Hy giống như cục đá đập thẳng vào trái tim cô, làm mặt nước đang phẳng lặng gần sống. Mười phút sau, buổi đấu giá mà quần chúng chờ đợi đã lâu chính thức bắt đầu trong cả quá trình ngôn tuyển ra giá mua một đôi khuyên tai màu ngọc bích và một chiếc bình hoa cổ mà ngôn hy thích những thứ được mang ra sau đó ngôn tuyển không tiếp tục ra giá mà tư họa cũng chẳng có phản ứng gì ngôn tuyển bỗng nhiên ghé lại gần cô dò hỏi không thấy thích món đồ nào sao hôm nay tôi chỉ tới xem thôi hôm nay tư họa tới đây không vì mục đích tham gia đấu giá mà chỉ muốn đợi xem bức tranh áp chót đó khoảng thời gian chờ đợi lúc nào cũng dài đăng đẳng đủ các thể loại bảo vật quý hiếm món sau tinh xảo, quý giá hơn món trước, làm cho Tư Hòa chỉ ngồi bên cạnh âm thầm quan sát cũng không kìm nổi mà ngó thêm vài cái. Lúc này trên sân khấu đang đấu giá một sợi dây chuyền cổ. Sợi dây chuyền này đã có lịch sử nên giá khởi điểm cao hơn hẳn so với những món đồ trước đó. Sợi dây chuyền được nằm kín bằng những viên kim cương trong suốt, phần nối giữa hai xương quai xanh được khảm đầy bằng những viên phỉ thúy màu đỏ xinh đẹp, hoa lệ mà không thô tục. Nếu như có thể đeo trên người thì sẽ tỏa sáng đến nhường nào. Phỉ thúy màu đỏ là màu thứ cấp trong các loại phỉ thúy, không có cũng chẳng sao, không biết vị nào không hiểu tình hình thị trường mà lại phát ngôn bừa bãi như vậy. Ngôn Hy không hiểu rõ lắm về trang sức ở bên tai Tư họa nhỏ tiếng càm ràm vài câu, Tư Hòa khẽ cười, kiên nhẫn nhẹ nhàng giải thích cho cô ấy. Hầu hết phỉ thúy màu đỏ trên thế giới đều có giá trị tầm trung và thấp, thế nhưng cũng có những loại phỉ thúy màu đỏ tự nhiên chất lượng cao, không phải muốn là thấy được, vô cùng quý hiếm. Thêm nữa, vốn dĩ đây là một sợi dây chuyền cổ, Ý nghĩa của bản thân nó đã mang lại giá trị đủ sâu sắc rồi. Anh, sợi dây chuyền đó đẹp quá đi, chị Tư Họa cũng phải khen ngợi không ngớt kìa. Ngôn Hi từ phía sau lưng Tư Họa thò tay ra kéo ống tay áo ngôn tuyển. Đối phương gật đầu với cô ấy, anh biết rồi, cho dù là vậy thì Tư Họa cũng chỉ ngắm sợi dây chuyền đó thôi chứ không có ý định tham gia đấu giá. Rất nhiều người đưa theo bạn nữ đồng hành bên cạnh không ngừng dơ biển ra giá. Đến lúc sắp chốt giá, ngôn tuyển dơ bản trực tiếp trả giá cao hơn mức giá cao nhất đã đưa ra, cuối cùng đấu giá thành công sợi dây chuyền phỉ thúy với mức giá cao hơn một triệu tệ. Sắp xỉ ba tỷ một, lúc này mới được nửa chương trình, ngôn tuyển ra tay hào phóng đã mua được ba thứ, ngay cả tư họa cũng không kìm được mà quay đầu qua, bật ngón tay cái hướng về phía anh, người có tiền đều chơi như vậy hả, sắp nghèo rồi, ngôn tuyển đùa giỡn với cô, vậy thì tôi ngay cả từ nghèo cũng không xứng rồi, tư họa chỉ vào mình. Hai người nhìn nhau cười. Hành động này của ngôn tuyển thu hút sự chú ý của rất nhiều người trong hội trường, Hạ Diên Tiêu và Hạ Vân Tịch ngồi ở chỗ khác, không nhìn thấy rõ lắm. Thời gian trôi qua từng chút một, cuối cùng cũng tới màn kịch áp chót tối nay, tiếp theo đây sản phẩm đấu giá của chúng ta là tác phẩm cuối cùng của họa sĩ nổi tiếng Susan. Nghe thấy tiếng của MC, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía đó. Nhìn thấy bức tranh trên sân khấu, tư họa khẽ thở nhẹ một tiếng, không biết nên hình dung tâm trạng của mình hiện giờ ra sao, giống như thật sự nhìn thấy một trò cười từ lúc bắt đầu đấu giá giá của bức tranh không ngừng tăng lên ai ai cũng muốn tranh bằng được không chỉ bởi vì bức tranh này mà là nó vì tượng trưng cho địa vị sau đó giá trị càng lúc càng cao những người tăng giá cũng dần dần trở nên ít đi bỗng tư họa nghe thấy một giọng nói quen thuộc không khỏi siết chặt các ngón tay hạ diên tiêu ấy vậy mà lại đấu giá bức tranh chắc là bởi vì muốn chứng minh thực lực và địa vị của tập đoàn hạ thị cô khẽ lắc đầu đánh bay sự tồn tại của người đó. Hôm nay nhìn thấy bức tranh đó cũng hết hy vọng rồi, tư họa dựa vào sau ghế, không quan tâm đến những việc khác nữa, cho đến khi ngôn tuyển ở bên cạnh dơ bản lên, 50 triệu. Tư họa không thể nào ngờ được, ngôn tuyển cũng xông đến vì bức tranh này. Cô muốn ngăn lại nhưng đã không kịp nữa rồi, giá đưa ra 30 triệu, cả hội trường đã yên tĩnh hơn rất nhiều. Vừa nãy ngôn tuyển ra giá vô cùng rất dứt khoát, hơn nữa mức giá này đã ngăn được nhiều người tiếp tục tham gia mặc dù là mua được, nhưng nếu như vì một bức tranh mà đổ máu lớn như vậy thì vẫn phải tính toán kỹ lưỡng. Lúc này, Hạ Diên tiêu dơ bản ra giá lần nữa, 60 triệu, vẻ mặt ngôn tuyển điềm tĩnh, lúc chuẩn bị dơ bản tiếp tục ra giá thì lại bị hai tay của Tư Họa giữ chặt lấy. Anh nghiêng người nhìn Tư Họa, ánh mắt dò hỏi. Tư Họa nghiêm nghị nói với anh, đây không phải tác phẩm cuối cùng của Su Sần, không cần phải ra giá cao cạnh tranh với người ta, em nói, bức tranh này là giả ngôn tuyển hỏi tư họa lắc đầu không phải là giả nhưng nó không phải là tác phẩm cuối cùng mặc dù cùng là tác phẩm của su sần nhưng hai bức tranh có ý nghĩa không giống nhau giá trị cũng sẽ khác nhau thế nhưng tất cả mọi người đều tin đây là tác phẩm cuối cùng chỉ có một mình tư họa nói riêng với anh nó không phải có giành được bức tranh này hay không cũng chỉ là vấn đề một câu nói của ngôn tuyển anh không thiếu tiền nhưng có dơ bản hay không lại bao hàm một tầng ý nghĩa khác sáu mươi triệu lần thứ nhất Người chủ trì cuộc đấu giá báo giá lần thứ nhất, tư hoại nhìn anh lắc đầu, 60 triệu lần thứ hai, người chủ trì cuộc đấu giá báo giá lần thứ hai, ngôn hi không hiểu rõ tình hình nên có chút gấp gáp, sợ rằng bức tranh đó sẽ bị người khác giành mất, anh, mau nhanh ra giá đi. Anh quên nhiệm vụ mà bà nội đã giao cho anh rồi à, tầm mắt của ngôn tuyển từ đôi tay mảnh mai di chuyển lên trên, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cô, anh rút tay mình ra, 60 triệu lần thứ hai. Người chủ trì cuộc đấu giá thông báo lần thứ hai, ngôn tuyển nhẹ nhàng rút tay ra. Vượt quá giới hạn rồi, ý nghĩ này lướt qua trong đầu, tư họa từ từ thả lỏng ngón tay, hốt hoảng di dời tầm mắt. Ngôn tuyển có mua bức tranh này hay không thực ra chẳng liên quan gì đến cô cả, người ta không thiếu tiền, cho dù là mua chơi cũng có sao đâu. vả lại, cô chẳng có chứng cớ gì mà phủ định một câu, dựa vào cái gì mà muốn người khác phải tin chứ. Cô chỉ cảm thấy có người kiếm tiền bằng cái danh hiệu tác phẩm cuối cùng của Susan, mà những người khác lại không phân biệt cẩn thận, đã hùa theo đám đông để tranh giành một bức tranh, không đáng. 60 triệu, tiếng báo giá của người chủ trì buổi đấu giá vang lên lần nữa, tư họa đã cục mặt nhìn thẳng vào lưng ghế hàng phía trước, không muốn suy tính so đo nữa, cho đến khi chủ trì buổi đấu giá thông báo lần thứ ba. 60 triệu lần thứ ba. Đấu giá thành công, tư họa theo phản xạ quay đầu nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Anh vậy mà, lại tin cô anh thật sự không mua nữa, sự việc đã đâu vào đấy, nhưng Tư Họa vẫn cảm thấy có chút không chân thực, đôi tay giấu trong chiếc áo khoác cứ xoắn suýt lại với nhau, tâm trạng phức tạp không cách nào nói rõ được. Không phải em nói đây không phải là tác phẩm cuối cùng su sần sao, ngôn tuyển khẽ cười, bỏ tấm bản số ở trong tay xuống, vẻ mặt tự nhiên, bình thản. quyết định mấy chục triệu vừa nãy không mang đến cho anh chút ảnh hưởng nào, nếu đã không phải thì đó không phải là thứ tôi cần. Ồ, cô giả vờ bình tĩnh, chỉ là khóe miệng hơi cong lên để lộ ra cảm xúc chân thực cảm giác được người khác tin tưởng vô điều kiện trong thời gian ngắn ngủi thật là tuyệt vời khó mà hình dung được hai người trò chuyện với nhau không thèm đến xỉa đến cô gái nhỏ ngồi bên cạnh ngôn hi châu mày gương mặt căng thẳng xem ra đã gấp lắm rồi anh anh làm cái gì đó bà nội muốn tác phẩm cuối cùng của su sần nếu như đã không phải thì việc gì phải mang về để chọc cho bà không vui ngôn tuyển bình tĩnh giải thích nguyên do sự tình ánh mắt quét qua gò má điềm tĩnh của người bên cạnh rồi thẳng lưng ngồi lại. Không phải hả, ngôn hy chớp chớp mắt, trong đôi mắt to tròn ấy ngập tràn sự nghi hoặc. Tư họa lắc đầu giải thích thêm, là tác phẩm của Su Sơn, nhưng không phải là tác phẩm cuối cùng. Nguyên nhân cụ thể hiện giờ cô không cách nào nói rõ, nếu như ngôn hy không tin, vì đó mà trách cô thì cô cũng đành chịu. Chị Tư họa chị lợi hại quá đười. Ngay cả cái này cũng biết luôn, ngôn hy chấp hai tay phía trước, hớn hở phấn khích mà khen ngợi tâm tư phức tạp trong lòng tư họa bỗng chốc được thổi bay chị vẻ mặt tư họa cứng nhắc đột nhiên không biết đáp lại sự nhiệt tình của cô nhóc này thế nào hai anh em nhà này cách suy nghĩ cũng thống nhất như vậy sao giọng điệu vừa tin tưởng vừa ngưỡng mộ của cô nhóc làm cho tư họa thích thú cô không thể kìm được mà mỉm cười tin tưởng chị như vậy à ngôn Hiên ngay lập tức gật đầu anh trai em thông minh lắm anh ấy cũng tin chị vậy thì những gì chị nói nhất định là không sai chắc chắn một điều, cô gái này có lẽ là một người cùng anh trai. Chắc những người khác cũng không ngờ rằng ông lớn đã dơ bản nhiều lần lại bỗng nhiên bỏ cuộc, cuối cùng bức tranh đó được tổng tài của tập đoàn Hạ Thị, Hạ Diên Tiêu mua lại với giá 60 triệu tệ. Buổi đấu giá kết thúc, Ngôn Hy vui mừng ông lấy bình hoa nhỏ giống như đang ông bảo bối quý giá trong tay, nhìn cô nhóc ông mãi không rời, tư họa cũng không nhìn được nữa mà lên tiếng hỏi, thích cái bình hoa này như vậy hả, chỉ không thấy nó rất đáng yêu sao, Ngôn Hi ông Bình Hoa, ngón tay gõ nhẹ vài tiếng, rất là đáng yêu, Tư Họa lập tức phụ họa theo, không để lộ dấu vết của việc hùa theo nịnh nọt. Đây là lần đầu tiên cô nghe thấy có người khen Bình Hoa đáng yêu. Một cô nhóc 17, 18 tuổi không thích đồ trang sức mà lại yêu Bình Hoa, Tư Họa cũng rất ít khi nhìn thấy, nhưng điều này không ngăn cản việc thiện cảm của cô đối với Ngôn Hi ngày càng tăng lên. Ít nhất thì một tiếng gọi "Chị Tư Họa" đầy ngọt ngào cũng đủ làm trái tim cô mềm nhũng. Lúc định rời đi, Ngôn Hy nói muốn đi nhà vệ sinh. Để tránh việc cô nhóc không đáng tin này đi lạc một lần nữa, Tư Họa liền đi cùng với cô nhóc. Chỉ một đoạn đường ngắn thôi mà cái miệng nhỏ của Ngôn Hy liên tục nói không ngừng nghỉ, đây là lần đầu tiên em tới Dung Thành đó, đồ ăn ở đây thiệt là ngon, em thích khẩu vị của Dung Thành à. Chị có thể giới thiệu cho em vài nơi, danh tiếng và hương vị đều rất ok, nhà hàng cao cấp hay quán ăn bình dân cô đều đã từng thưởng thức qua với bạn mình. Chị Tư Họa là người Dung Thành à ngôn hi thuận miệng hỏi tư họa thản nhiên đáp chỉ từng sống ở đây vài năm hai người nói chuyện đến tận nhà vệ sinh ngôn hi đi vào trong còn tư họa đứng đợi ở ngoài cửa không nghĩ tới là sẽ gặp phải quý anh từ đầu đến chân là một bộ trang phục màu trắng thuần khiết khác hẳn với chiếc váy đen tối nay của tư họa hôm nay quý anh búi tóc cao trên tay đeo một đôi khuyên ngọc trai lóng lánh tư tiểu thư có rảnh nói chuyện chút không quý anh bày ra dáng vẻ thân thiện xin lỗi hình như tôi không có chuyện gì cần nói với quý tiểu thư cả tư họa cất điện thoại tắt màn hình rồi quay đầu nhìn qua hướng khác bị người khác phớt lờ quý anh không hề khó chịu ngược lại còn mỉm cười nhẹ không vội vàng mà lôi ra thứ hấp dẫn người khác chuyện liên quan đến a diên tư tiểu thư cũng không quan tâm sao bước chân khẽ di chuyển tư họa quay người đối mặt với quý anh không chút sợ hãi giọng nói lạnh lùng vang lên tôi và hạ diên tiêu đã chia tay rồi nếu như giữa hai người có vấn đề gì thì tự mình giải quyết đi, đừng kéo tôi vào. Ngôn Hy đã bước ra từ trong nhà vệ sinh. Mong quý tiểu thư hãy tự trọng, tư họa không muốn dây dưa với quý anh nữa, không ngoảnh đầu lại mà bước về phía Ngôn Hy đang đi tới. Chị tư họa, đó là bạn chị sao? Chị không quen cô ta. Âm thanh cuộc đối thoại loáng thoáng truyền tới, quý anh đứng nguyên tại chỗ tức giận dậm chân, nằm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm. Tại sao? Rõ ràng cô ta đã dễ dàng đuổi tư họa rời khỏi hạ diên tiêu, tại sao phản ứng của hai người đó lại không giống những gì mà cô ta dự liệu lúc đầu khi cô ta rời đi tất cả mọi người đều nói hạ diên tiêu nhung nhớ không quên kể cả việc sau đó hạ diên tiêu xây dựng anh viên nuôi co co ở bên mình tìm một cô gái có điểm tương đồng với cô ta để đập tan những lời đàm tiếu những điều này đều chứng tỏ cô ta mới là người trong lòng hạ diên tiêu thế nhưng giây phút mà cô thực sự trở về hạ diên tiêu hoàn toàn từ bỏ chấp niệm với quá khứ chuyển sự chú ý sang tư họa âm thầm lặng lẽ ở bên cạnh hiện giờ cô ta chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn nhỏ là có thể dễ dàng tạo nên vách ngăn giữa hai người họ tư họa nhanh chóng đề nghị chia tay kết quả lại một lần nữa kích động ham muốn được mất của hạ diên tiêu tư họa của bây giờ đã trở thành quý anh thứ hai cô đi càng xa thì hạ diên tiêu lại càng nhung nhớ nghĩ thông suốt mọi thứ quý anh hối hận bản thân mình đã quá vội vàng thế nhưng cô ta cũng không ngờ được rằng tư họa nhẫn nhục chịu đựng ở cùng hạ diên tiêu ba năm thế mà lại có thể nhanh chóng buông tay như vậy là ham tiền tài danh vọng hay là có mục đích khác nếu như là với trước vậy thì không thể không nói tư họa có chút thủ đoạn là cô ta đã khinh địch rồi theo tình hình trước mắt khả năng lớn là tư họa vẫn chưa từ bỏ cố ý giấu mình đi không để cho hạ diên tiêu tìm thấy thế nhưng lại xuất hiện dưới tầm mắt bọn họ nghĩ như vậy quý anh nhắm mắt hít sâu một hơi nhanh chân rời đi tư họa đưa ngôn hi đi vệ sinh không làm tốn quá nhiều thời gian lúc quay về thì buổi đấu giá đã kết thúc cũng có quá nửa người rời đi rồi tư họa ông áo khoác chuẩn bị nói lời tạm biệt với hai anh em thì ngôn tuyển lại lên tiếng mời trước thời gian vẫn còn sớm cùng nhau ăn bữa tối đi hả vừa nãy tiểu hi nói hai người trước khi tới đây đã ăn rồi mà vừa nãy nghe ngôn hi kể tới kể lui trong đó nhắc đến trước khi tới buổi đấu giá đã tới một nhà hàng nào đó rất vừa ý ngôn tuyển đưa ra giơ tay vỗ vỗ vai ngôn hy cười nói con nhóc này đang tuổi lớn rất nhanh đói khụ ngôn hy suýt chút nữa vung tay ném chiếc bình hoa bảo bối của mình ra ngoài dưới ánh mắt quan tâm của tư họa ngôn hy nở nụ cười cố gắng làm cho khóe miệng cong lên hết sức đúng đúng rồi chị em vẫn còn nhỏ đang tuổi lớn phải ăn nhiều chị đi ăn cơm em đói ngôn hy bình thường mỗi bữa chỉ ăn một chén nhỏ giờ đây đang chăm chú nhìn chị dâu tương lai còn thiếu mỗi việc dán câu đi ăn tối với anh trai em đi lên mặt cô ấy trời sinh vốn đã đáng yêu lúc làm nũng trông không hề giả tạo chút nào tư họa thật sự không nỡ từ chối lời thỉnh cầu của cô nhóc vậy được rồi vừa hay đưa em đi nếm thử quán ăn mà chị vừa nói thân là một bóng đèn đầy kinh nghiệm vào những lúc cần thiết nên kịp thời cất giấu ánh sáng của chính mình lúc lên xe ngôn hi nhanh chân chạy tới chiếm vị trí ghế phó lái đẩy hai người ra ngồi phía sau em ngồi trước ông bình hoa của em tránh bị va đập vỡ mất, em ông bình hoa như vậy không tiện, hay là cất nó cẩn thận trước đã, tư họa thấy cô nhóc thật lòng yêu thích cái bình hoa đó, chân thành đưa ra ý kiến, chỉ là ngôn hy hoàn toàn không nghe, nhất quyết phải ông chặt bình hoa không rời, em muốn ông bình hoa của em đi ăn cơm cùng, như vậy thì ăn mới ngon, tư họa, là vậy, sao? Mặc kệ nó đi, trẻ con nên nhiều ý tưởng kỳ lạ vậy đó, ngôn tuyển đứng bên cạnh xe, thờ ơ bổ sung thêm câu lịch sự mở cửa sau rồi làm ra động tác mời với tư họa cảm ơn tư họa thu lại ánh mắt cúi người lên xe hà diên tiêu vừa bước ra từ hội trường buổi đấu giá thấp thoáng nhìn thấy một góc nghiêng quen thuộc lúc anh ta định bước lên một bước để nhìn cho kỹ thân hình một người đàn ông cao lớn lại chắn ở cửa không biết đã nói gì đó rồi đóng cửa xe chiếc xe màu bạc đã đi mất nhưng hà diên tiêu vẫn còn đứng nguyên tại một lúc lâu chiếc xe đó là của nhà ai vậy hình như không phải là người dung thành đi điều tra là vì anh ta muốn tìm thấy tư họa quá rồi nên sinh ra ảo giác sao với địa vị hiện tại của tư họa trong xã hội một nhà thiết kế nhỏ không tên tuổi rời khỏi anh ta làm sao có thể tới được những buổi đấu giá như thế này vốn định cùng nhau trở về biệt thự nhà họ hạ giữa đường hạ diên tiêu lại thay đổi em về trước đi không phải là nói cùng nhau về biệt thự sao anh anh định đi đâu hạ vân tịch khẽ châu mày có việc sau khi đưa hạ vân tịch về đến nhà hạ diên tiêu liền bảo tài xế lái xe đi tới anh viên chính xác mà nói nơi này hiện giờ đã đổi tên thành tư họa viên biết là tư họa để ý đến sự tồn tại của quý anh nên hạ diên tiêu đã có ý định đổi nhà mới thế nhưng lại nghĩ đây là nơi duy nhất mà tư họa và anh ta cùng nhau chung sống dưới chủ ý của tần tục anh ta đã đổi tên anh viên thành từ đồng âm với tên của tên tư họa vừa mang ý nghĩa tương tư nhớ nhung chữ tư trong tư họa viên chữ tư trong tên của tư họa chỉ tiếc là tư họa không về dù chỉ một lần người quán xuyến việc trong nhà vẫn là vú tưởng sau khi tư họa rời đi vú tưởng thường xuyên cảm thấy trong nhà thật vắng vẻ và lạnh lẽo lúc mới đến anh viên vú tưởng đã quen với việc hạ diên tiêu không về buổi tối nuôi co co bên cạnh thỉnh thoảng cũng có thể giải sầu sau khi tư họa chuyển vào thì dường như mỗi ngày về nhà đều có người bầu bạn đôi khi còn có thể ngồi nói chuyện với nhau bây giờ co co cũng bị cho đi rồi tư họa cũng không biết đang ở đâu đối diện với ông chủ cảm xúc không ổn định, ngay cả tên của tư họa vũ tưởng cũng không dám nhắc đến. Hạ tiên sinh, vũ tưởng xem xét thời gian rồi đến trước mặt hạ diên tiêu, ngập ngừng dò hỏi, chỉ còn một tháng nữa là đến Tết, năm nay tôi muốn về ăn Tết với mấy đứa nhỏ, không biết có thể xin nghỉ vài ngày không? Trước đây như thế nào thì năm nay vẫn như vậy, ngày thường công việc bận rộn như vậy, hạ diên tiêu hơi sức đâu mà nhớ đến công việc của một quản gia nhỏ. Nhưng mà, vũ tưởng định nói lại thôi, thầm nghĩ năm nay sợ là bà không xin nghỉ được rồi. Có chuyện gì thì bà cứ việc nói, cái tính ăn nói ngập ngừng, mãi không sửa được. Là như thế này, hai năm trước bởi vì phải chăm sóc co co, ngài tăng lương gấp 10 lần để tôi ở lại làm thêm. Vũ tưởng ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói, năm ngoái có tư tiểu thư ở đây, từ hôm mùng một cô ấy vừa quay lại là luôn ở anh, tư họa viên, vậy nên ngài cho phép tôi được nghỉ một tuần. Có tư họa ở anh viên, Mặc dù không thể tiếp xúc với co co nhưng có thể thay nước và đồ ăn cho nó, vũ tưởng có được thời gian nghỉ một tuần. Trước đây Hạ Diên Tiêu dùng mức lương gấp 10 lần bảo bà làm thêm, bà cũng bằng lòng. Thế nhưng năm ngoái cháu nội chào đời, tuổi tác càng lớn mới càng thấy tình thân đáng quý, bà thà rằng không cần mức lương gấp 10 lần kia, muốn được về nhà ở bên cháu nội. Ý cũng không phải là nói Hạ Diên Tiêu có thể ép bà ở lại làm thêm, nhưng nếu như làm trái ý chủ người ta chỉ cần mở miệng một câu là có thể khiến bà mất đi công việc lương cao này thế nên vú tưởng chỉ có thể hy vọng hạ diên tiêu sẽ cho phép bà nghỉ năm ngoái từ mùng một cô ấy đã luôn ở đây hạ diên tiêu bỗng chốc nắm bắt được trọng điểm vú tưởng gật đầu vâng lúc đó tôi lo lắng tư tiểu thư không chăm sóc được cho co co cô ấy vì muốn cho tôi an tâm ngày nào cũng quay lại video của co co cho tôi xem vú tưởng chỉ kể lại những việc mà mình biết nhưng lại không biết chỉ một câu nói đơn giản đã khiến cho lòng hạ diên tiêu dậy sóng trước đây rốt cuộc anh ta đã làm cái gì vậy anh ta lờ mờ nhớ lại hình như tư họa có gọi cho anh ta vài cuộc điện thoại nhưng lúc đó anh ta còn đang bận kết giao với mấy người quyền quý bị tần tục lôi kéo đi tụ tập nhậu nhẹt thứ duy nhất dành cho tư họa có lẽ là bảo trợ lý chọn cho cô một món quà năm mới đắt đỏ thế nhưng món quà đó là gì thì anh ta lại không thể nhớ ra bởi vì món tiền đó đối với anh ta mà nói căn bản không xứng để nhắc đến. Lực của ngón tay đang vịn trên sofa dần lớn hơn, để lại dấu vết hàng sâu trên sofa. Vũ tưởng nhìn biểu cảm thay đổi trên gương mặt Hạ Diên Tiêu, thầm nghĩ mình nói sai rồi, hận không thể tự tác vào miệng, thu hồi lại những lời đó. Vào lúc vũ tưởng cho rằng kỳ nghỉ năm nay vậy là đi tông, thì bỗng nghe thấy một thanh âm vang lên, bà muốn nghỉ, thì nghỉ đi. Ông chủ lạnh lùng đột nhiên thấu tình đạt lý, vũ tưởng lại bắt đầu lo lắng có phải là ông chủ muốn cho bà nghỉ luôn hay không tiếp tục nhìn, Hạ Diên Tiêu lần nữa mở miệng, hết kỳ nghỉ quay lại, nhớ dọn dẹp sạch sẽ phòng của cô ấy. Dạ vâng, dạ vâng, vũ tưởng lập tức thở phào một hơi, vui sướng vô cùng. Lúc này, người đàn ông đang ngồi trên sofa chợt đứng dậy, cầm bức tranh trị giá mấy chục triệu đi khỏi tư họa viên. Tại nhà hàng, ngôn hy ông theo cái bụng đã no lưng lửng đi theo phía sau hai người. Đừng hỏi, có hỏi thì là cô tự nguyện ông bình hoa nhỏ đi theo sau, dẫm lên từng vết chân. Cô lặng lẽ nghe anh chị ở đằng trước nói chuyện từ bình hoa đến đồ trang sức, từ đồ trang sức nói đến thư họa, trong lòng âm thầm bật ngón tay cái. Vốn dĩ người nhà còn lo lắng anh trai quá thông minh sẽ không tìm được người vợ phù hợp, đây không phải là vừa ra cửa đã gặp được rồi hay sao? Trước đây ngôn hy luôn cảm thấy anh trai nhà mình rất thần kỳ, có thể không tin thông mọi thứ nhưng anh sẽ đi học. Ở bên ngoài cho dù là bất cứ chủ đề gì anh cũng đều có thể tiếp được, tất cả mọi người đều rất khâm phục anh anh có thể ôn hòa nhã nhặn trò chuyện vui vẻ với mỗi người, nhưng đi kèm với đó là sự cô đơn trống trải. Người khác có thể cảm thấy thoải mái khi tiếp xúc với anh, nhưng anh lại không thể tìm được một nửa linh hồn có thể cùng chung sống với mình. Nhưng bây giờ, hình như là có chuyển biến rồi. Lúc trước đều là lợi dụng cô để tránh ông tránh bướm, thế mà bây giờ lại dùng cô làm cái cớ để tạo cơ hội hẹn hò cho mình. Khá đấy, có tiến bộ, gián điệp hai mang cô đây có thể về nhà báo cáo với bà và mẹ rồi. Ngôn Hy âm thầm lặng lẽ tự tán thưởng, em làm thế nào nhận ra bức tranh đó không phải là tác phẩm cuối cùng của Su Sần vậy? Nếu như tôi nói, tôi là một trong hai người duy nhất nhìn thấy tác phẩm cuối cùng của Su Sần khi còn sống, anh có tin không? Tư họa hỏi ngược lại anh, tôi tin, ngôn tuyển lập tức trả lời, gần như không có chút do dự nào. Ngôn tuyển, câu trả lời không thận trọng như vậy không giống phong cách của anh, trong lời của tư họa rõ ràng là có mang theo ý cười, vẻ mặt để lộ sự thoải mái so với phong cách hành xử cá nhân thì tôi tin em hơn, ngôn tuyển nhìn vào mắt cô, ánh mắt chân thành tự nhiên. Diên, thang máy xuống đến nơi, ba người bước vào trong thang máy, đợi ngôn tuyển ấn số tầng xong, cửa thang máy từ từ khép lại, ba người ở chung trong một nơi khép kín, bầu không khí bỗng trở nên trầm mặc. Ngôn Hy ông theo bình hoa nhỏ của mình đứng lùi vào trong góc, thốt lên vài câu, hơ hơ hơ, cổ vũ, hai người tiếp tục, tiếp tục đi, xin lỗi, em không nên bước vào cái thang máy này chủ đề nhạy cảm như vậy tất nhiên là không thể nào tiếp tục được nữa tư họa nhanh chóng điều chỉnh lại sắc mặt sắp tới rồi chắc là tiểu hi đói lắm rồi nhỉ cũng bình thường ạ à, cô nhóc len lén liếc anh trai nhà mình một cái nhìn thấy anh ở phía sau lưng tư họa giơ lên hai ngón tay ngôn hi nghi hoặc cho đến khi động tác trên tay ngôn tuyển biến thành số 5, cô nhóc lập tức thay đổi vâng đói lắm luôn ạ à, nhưng mà cũng may là có chị tư họa đưa em đi thưởng thức món ngon lúc động tác tay ngôn tuyển từ hai biến thành mười ngôn hi kích động đến mức hận không thể quăng đi bình hoa trong tay mình mà chạy đến nắm tay tư họa ngày mai chỉ có rảnh không ạ à. ngày kia có rảnh không ạ à? hay là chúng ta đi thử thêm vài nhà hàng nữa đi em thích chỗ này quá đi mất cầu xin hai người đừng có mang em ra làm chủ đề nói chuyện nữa cảm ơn nhưng mà nếu như có trả phí thì em nghĩ là em vẫn có thể chấp nhận được đó bữa tối này ngôn hi ăn đến no say hao tổn tinh thần. Sau đó cô ấy nằng nặc đòi trở về khách sạn, trả lại không gian riêng cho hai người. Tôi tự mình gọi xe là được rồi, tư họa từ chối để ngôn tuyển đưa cô về. Là bởi vì những lời mà Tiểu Hy nói tối nay sao, ngôn tuyển chủ động nhắc đến điểm khiến hai người gượng gạo, vẫn giữ thái độ hòa nhã như cũ. Tư họa khẽ cắn môi, biểu cảm ngưng trọng, nghĩ xem nên trả lời như nào. Lúc này ngôn tuyển dùng một câu đùa dẫn để phá vỡ bầu khí ngượng ngùng này, người lớn trong nhà đều lôi chuyện tôi độc thân từ lúc sinh ra đến giờ để nói trẻ con ham chơi vậy nên khi gặp người cùng tuổi thì sẽ nghĩ đến một mối quan hệ khác độc thân từ lúc sinh ra đến giờ khó mà tưởng tượng được một người đàn ông ưu tú thế này mà lại không có lịch sử tình trường khó tin vậy sao ngôn tuyển không hề kiên dè dạ mà nhắc đến chuyện tình cảm của mình chỉ là tôi cảm thấy chuyện tình cảm không thể tạm bợ thời gian chờ đợi dài một chút cũng không vấn đề gì đúng chuyện tình cảm không thể tạm bợ tư họa cũng cho rằng như vậy lời nói và hành động của ngôn tuyển vô cùng thẳng thắn nếu so sánh thì rõ ràng cô là một người thích tự mình làm khổ mình tư họa nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái vậy thì làm phiền ngôn tiên sinh rồi về phương diện đàm phán khó mà thắng được ngôn tuyển chỉ cần cho anh cơ hội là anh có thể xoay chuyển tình thế trong thời gian ngắn nhất rất nhanh tư họa đã chủ động khai báo tôi không phải người dung thành nhưng có học tập và sống ở đây vài năm hiện giờ tạm thời đang ở nhà bạn em dự định lúc nào sẽ quay lại bốn mùa ngôn tuyển vô ý dẫn dắt chủ đề về tới điểm chung của hai người chắc khoảng hai ngày nữa tuy trường học bên đó vẫn đang tạm dừng giờ học mỹ thuật nhưng tôi cũng có chút chuyện cần phải xử lý từ khi xuống núi tuyết đến bây giờ cho dù trường dừng tiết học nhưng theo lý thì cô vẫn nên đến trường điểm danh cũng may cô không có yêu cầu gì quá cao đối với mức lương của công việc đó vậy thì vừa hay ảnh chụp lần trước đi núi tuyết tôi đã xử lý xong rồi lúc nào quay lại bốn mùa sẽ đưa cho em. Mặc dù gần đây luôn phải chạy tới chạy lui khắp nơi nhưng ngôn tuyển vẫn không quên sắp xếp đóng ảnh chụp đợt đi núi tuyết, hơn nữa còn tự mình lựa chọn, chỉnh sửa, lòng chữ rồi rửa ra thành một cuốn album. Vậy thì tốt quá rồi, những bức ảnh giúp tư họa nhớ lại ký ức vui vẻ của chuyến đi núi tuyết lần đó, thế nhưng ngoài những bức ảnh đẹp, cô đặc biệt chú ý một điểm khác, anh sẽ không rửa cả những ảnh chụp xấu của tôi đó chứ, ngôn tuyển hơi ngây ra, lập tức trêu chọc thuận theo lời cô không phải là bị em lén lút xóa hết rồi sao, anh còn nói nữa. Rõ ràng là anh có sao chép thêm bản phụ, Tư Hòa giơ tay vẽ một hình tròn nho nhỏ, nếu như anh dám rửa ảnh chụp xấu của tôi thì tôi sẽ dán ảnh anh và cục đất anh nặng ở cổng vào của bốn mùa, để cho bọn họ xem ông chủ của bốn mùa xấu hổ thế nào, thật sao, ngôn tuyển khẽ thở dài, một tay chống cầm giả vờ suy nghĩ đối sách ứng phó, thế nhưng hiện giờ có ít nhất một người thật sự cho rằng em là bà chủ của bốn mùa em muốn cùng tôi chịu mất mặt hả? Ồ, cảm ơn anh đã nhắc nhở tôi. Trước khi dán ảnh tôi nhất định sẽ tìm cô gái ngực bự trang điểm lộng lẫy đó để thanh minh, sau đó sẽ cổ vũ cô ấy không được bỏ cuộc, giống như là đã nắm được điểm yếu của đối phương, tư họa dương dương tự đắc. Trong lúc hai người chuyện trò vui vẻ, chiếc xe đã chậm chậm dừng lại bên ngoài tiểu khu của Kha Giai Vân. Tư họa mỉm cười, nói lời tạm biệt với ngôn tuyển đúng lúc định xuống xe thì lại phát hiện một bóng hình quen thuộc đang đứng cách đó không xa giây phút đó nụ cười trên gương mặt tư họa bỗng vụt tắt không thấy đâu nữa cánh tay đang vịn ở cửa xe bất động cô nhìn thấy hạ diên tiêu đang đứng dưới đèn đường không lâu sau một cô gái từ cổng lớn bước ra hạ diên tiêu hạ tổng anh rảnh lắm sao đêm hôm tới đứng trước cửa nhà tôi ai không biết còn tưởng là trộm vặt đó kha giai vân chỉ khoác một chiếc áo lông vũ dày rồi cứ thế đi ra ông lấy hai cánh tay bất lực trong lời nói toát lên sự trào phúng tư họa không ở dung thành cũng không đến tân thành cô ấy còn có thể đi đâu hạ diên tiêu dày dạn kinh nghiệm đã sớm miễn dịch với những lời trào phúng của kha giai vân rồi cô ấy đi đâu thì làm sao mà tôi biết được vấn đề này kha giai vân đã trả lời rất nhiều lần sớm đã tôi luyện thành bản lĩnh phản bác tiêu chuẩn chỉ cần cô nhất quyết không thừa nhận thì sẽ không ai có thể làm gì được cô là bạn của cô ấy nếu như cô ấy thật sự một mình bỏ đi làm sao có thể không quan tâm đến an toàn của cô ấy chứ hạ diên tiêu dùng lời nói để khích tướng cô anh cũng biết lo lắng cơ à thế nhưng bây giờ tôi có lo lắng thì có tác dụng gì người đã bỏ đi lâu rồi kha giai vân giữ chặt chiếc áo lông khẽ cười khẩy cô ấy là người có năng lực suy nghĩ và hành động chân trên người cô ấy muốn đi đâu thì đi đó thôi tôi còn có thể treo cô ấy trên người tôi chắc thôi đi hạ diên tiêu anh cũng đừng đứng đây đấu võ miệng với tôi nữa nếu như không phải sợ anh tới phòng làm việc làm phiền tôi thì tôi còn lâu mới thèm xuống, Kha Giai vẫn gõ vài cái trên màn hình điện thoại rồi tắt máy, trực tiếp thả vào trong túi, nếu như anh vẫn còn muốn hỏi về chuyện của Tư Họa thì rất xin lỗi, tôi không biết. Nếu như anh không tin thì vẫn là câu nói đó, không có gì để nói. Kha Giai vẫn quay người muốn bỏ đi, nhưng người đàn ông nhanh hơn một bước đứng chặn ở phía trước, đưa chiếc hộp dài ở trong tay ra, Kha Tiểu Thư, phiền cô chuyển chiếc hộp này lại cho Hòa Họa, Hà Tổng anh nghe không hiểu tiếng người sao căn bản là tôi không biết hòa hòa đang ở đâu kha giai vân đang định vòng qua con người phiền phức này bên tai bỗng truyền tới một câu nói trong này là tranh của su sần hà diên tiêu lại lần nữa di chuyển bước chân đứng trước mặt cô đưa chiếc hộp dài tinh xảo đựng vật phẩm có ý nghĩa đặc biệt ra kha tiểu thư và hòa hòa đã quen biết nhiều năm chắc hẳn cũng biết su sần là họa sĩ mà cô ấy yêu thích nhất trong này là tác phẩm cuối cùng của su sần Kha Tiểu Thư bây giờ có thể suy nghĩ về việc nhận lời, chuyển giúp tôi không? Kha Giai Vân không nhận lấy, nhưng cũng không mặc kệ quay người bỏ đi. Phát hiện đối phương có hơi dao động, Hạ Diên Tiêu càng làm tới, trực tiếp để món đồ trị giá 60 triệu tệ nằm trên đất, đồ tôi để ở đây, có nhận lấy hay không? Tất cả tùy thuộc vào Kha Tiểu Thư đây, anh cầm đồ đi đi. Tôi không có cách nào chuyển giúp anh cả, Kha Giai Vân cất bước, vòng qua anh ta, tiếp tục đi về phía trước. Một lúc sau, điện thoại cô nhận được một tin nhắn mới điện thoại có thể từ chối còn tin nhắn thì chỉ cần liếc mắt một cái là có thể đọc xong muốn trốn cũng kịp nữa rồi kha giai vân đang cực kỳ băn khoăn không tự chủ mà dừng bước chân lại đợi cô quay đầu đã không còn thấy bóng dáng hạ diên tiêu ở chỗ mà hai người vừa tranh luận nữa rồi chỉ có duy nhất bức tranh đang nằm ở trên đất phong cách hành xử của anh ta dũng cảm quyết đoán hoàn toàn không để cho kha giai vân có cơ hội trở tay theo lý mà nói cô không nên mềm lòng, thế nhưng đó là tác phẩm cuối cùng của Susan. Tối nay Tư Họa chính là vì bức tranh đó mà chạy tới buổi đấu giá, mặc dù lúc đó phản ứng của Tư Họa rất kỳ lạ, thế nhưng thứ mà Hạ Chó đem tới tặng quả thực có chút ý nghĩa. Ít ra thì cô cũng không nỡ để một bức tranh quý giá lưu lạc ở ngoài cổng được. Nghĩ tới nghĩ lui, Kha Giai Vân vẫn quay lại nhặt đồ. Cô nghĩ kỹ rồi, nếu như Tư Họa không muốn, tới lúc đó sẽ trực tiếp gửi trả lại về tập đoàn Hạ Thị, để ai xem ai vô lại hơn ai màn kịch quyết liệt tiếp diễn bao lâu thì ngôn tuyển cùng với tư họa ngồi trong xe xem bấy lâu. Từ góc độ và khoảng cách của hai người thì chỉ có thể nhìn thấy một nam một nữ đang tranh luận, không cách nào nghe rõ được nội dung chi tiết. Thế nhưng dường như tư họa có thể đoán được mục đích tới đây của Hạ Diên Tiêu. Cái người này sao lại, đến giờ vẫn bám lấy Kha Giai Vân không buông chứ? Trong phút chốc tư họa không thể nào phân rõ được, lúc trước Kha Giai Vân nói Hạ Diên Tiêu không còn làm phiền cô ấy nữa, những lời đó rốt cuộc là thật hay chỉ là để an ủi cô? Vừa nãy thiếu chút nữa cô đã không nhìn được đẩy cửa xe xông ra, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiến thắng hành động. Nếu bước ra khác gì chứng tỏ cô và Kha Giai Vân vẫn còn giữ liên lạc. Đến lúc đó càng không thể nói rõ ràng, thấy tư họa đã giữ tư thế này rất lâu vẫn không cử động, ánh mắt nhìn chăm chăm bên ngoài cửa xe. Ngôn tuyển bình tĩnh thu lại từng biểu cảm nhỏ nhất của cô vào trong đáy mắt, sắc mặt hơi đông cứng, em quen hai người đó sao, người phụ nữ kia là bạn tôi, tư họa đáp, đầu óc trống rỗng, không còn tâm tư nào mà suy nghĩ quá nhiều thế nhưng ngôn tuyển vẫn luôn quan sát cô cô không nhắc tới tên và thân phận của người đàn ông đó nhưng phản ứng đầu tiên đã chứng minh cô quen người đó một cách trực quan thậm chí còn thân thuộc tới một mức độ nhất định nếu không sẽ không vì một bóng lưng mà sắc mặt thay đổi như vậy có vẻ như giữa hai người họ xảy ra mâu thuẫn có cần tới giúp đỡ không cho dù anh có thể đoán được tâm tư của cô từ trong những biểu cảm nhỏ đó nhưng anh lại không có cách nào hỏi trực tiếp sợ sẽ đụng chạm tới điểm mẫn cảm của tư họa người đã đi rồi tôi cũng nên về thôi tư họa khẽ lắc đầu lúc nói chuyện không mang theo chút biểu cảm nào trong đầu cô hiện giờ rất hỗn loạn chỉ muốn lập tức trốn chạy đẩy cửa xe ra phía sau chợt truyền tới một giọng nói ngày mai gặp lại hả tư họa nhất thời không kịp phản ứng hình như em đã đồng ý với tiểu hy là sẽ dẫn nó đi ăn những món ngon ở dung thành ngôn tuyển cười cười bổ sung thêm gần như không bị chuyện vừa nãy quấy rầy xin lỗi có thể, tóm lại tôi sẽ trả lời anh sau vậy. Tư họa nói liền hai tiếng xin lỗi, chiếc áo đang ôm trong tay đã bị cô cào sắp trách đến nơi, tôi đi lên nhà trước đây, anh đi đường cẩn thận, tạm biệt. Sau khi chào tạm biệt, người đàn ông đứng dựa vào xe, đón lấy khí lạnh của màn đêm, nhìn chăm chú vào tòa nhà cao cao trước mặt hồi lâu. Tư họa đi rất nhanh, thời gian về đến nhà sau Kha Giai Vân chỉ một chuyến thang máy mà thôi. Khi Kha Giai Vân nhìn thấy cô mở cửa, cô ấy đã suýt bị dọa cho sợ chết khiếp cậu vừa mới về kha giai vân vội vàng lôi người vào trong treo áo khoác ở móc treo gần cửa ra vào rồi cẩn thận dò hỏi không gặp phải hạ diên tiêu chứ vừa nãy hai người tranh chấp ở ngoài cổng mình đều nhìn thấy cả rồi tư họa hít sâu một hơi xin lỗi giai vân không ngờ thời gian qua anh ta lại tới làm phiền cậu nhiều lần như vậy rõ ràng là do mình không xử lý tốt nói vớ vẩn cái gì đó tối nay thật sự là vừa mới tới tìm thôi, Kha dai vẫn chợt nhớ đến nguyên nhân sự việc, vội vàng ông chiếc hộp đang để trên bàn trà đưa qua cho cô. Hôm nay anh ta tới tìm mình là muốn nhờ mình đưa thứ này cho cậu, mình vốn dĩ là đã từ chối rồi, nhưng mà anh ta trực tiếp quăng đồ lại rồi đi mất. Anh ta nói, trong này là tác phẩm cuối cùng của Susan, nếu không phải vậy thì còn lâu cô ấy mới quay lại nhặt nó về. Anh ta nói, muốn đưa cho mình, tư họa đã tự mình đến buổi đấu giá nên biết rất rõ trong này chứa thứ gì, đồ vật mà bản thân không muốn để bạn bè mất tiền oan mua về, cuối cùng lại trở về bên cạnh cô qua bàn tay của Hạ Diên Tiêu, ngón tay sờ tới mép của nắp hộp, vào giây phút định mở ra, Tư Họa bỗng thấy hối hận, đóng chặt nắp hộp lại, món đồ trị giá 60 triệu, vẫn là không nên động vào thì tốt hơn, bức tranh ở bên trong đối với cô mà nói không có giá trị quan trọng đến như vậy, 6, 60 triệu, Kha Giai Vân nhất thời chết lặng, trợn tròn mắt nhìn chiếc hộp, không nói nên lời, cô cô cô, cô ấy vừa mới tiện tay nhặt về món đồ có trị giá 60 triệu. Tuy là mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ cô ấy là phú nhị đại, là người có tiền, thế nhưng mức giá này không phải là thứ mà cô có thể tùy tiện vung tay. Người có quyền quả nhiên là khác biệt, hòa hòa, vậy bây giờ phải làm thế nào? Sớm biết thì mình đã không xuống dưới rồi, Kha Giai Vân có hơi ảo não, tư họa gần như không có hứng thú gì với bức tranh này cả, vậy tất cả những gì cô ấy làm chẳng có ý nghĩa gì hết ngược lại còn gây thêm phiền phức. Không phải lỗi của cậu, Tư Họa nắm lấy tay của Kha Giai Vân, nói với cô biện pháp xử lý của mình, ngày mai cậu tìm người gửi món đồ này đến tập đoàn Hà Thị. Anh ta bắt cậu nhận như nào thì giờ cậu bắt anh ta nhận lại như thế, còn việc anh ta có tiếc 60 triệu này hay không thì đó là việc của anh ta. Sau này mình sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ta, bảo anh ta không tới làm phiền cậu nữa, Tư Họa không muốn bạn tốt vì mình mà chịu ức hiếp. Như vậy nghĩa là, Tư Họa sẽ gặp mặt Hạ Diên Tiêu một lần kha giai vân liên tục lắc đầu ngăn cản cậu nhất định đừng để xảy ra hiểu lầm gì với hạ diên tiêu nữa cậu không biết đấy thôi sau khi cậu đi anh ta miệng thì nói muốn đi tìm cậu nhưng kết quả lại để cho quý anh vào hạ thị làm việc tức chết mình luôn thật sự là lúc đó người nhà họ hạ hết lần này đến lần khác tìm đến cô ấy để nghe ngóng tin tức của tư họa cô ấy đã cẩn thận phái người đi điều tra được những tin này những thứ khác thì không vấn đề gì chỉ riêng việc quý anh vào hạ thị làm việc đã khiến cho cô ấy tức giận đầy người cứ cách ngày hạ diên tiêu lại tìm tới cô ấy mang luôn chuyện này ra làm lý do mắng cho anh ta một trận anh ta mới chịu ngừng lại bây giờ nhắc đến kha giai vân lại thấy tức muốn lật bàn có thể thấy việc này đáng ghét đến mức nào giai vân mình hiểu ý của cậu không cần phải lo lắng mình đã nói chia tay thì nhất định sẽ không quay lại tư hòa hiểu rõ nỗi lo lắng của cô bạn thân nếu đã như vậy thì bây giờ cậu càng không thể đi gặp anh ta kha dai vân dùng lý trí để phân tích chỉ cần cậu không xuất hiện anh ta không moi được tin tức gì từ chỗ mình thì sẽ từ bỏ thôi nếu như bây giờ cậu xuất hiện đi nói rõ ràng ngược lại càng khiến anh ta cho rằng cậu và mình không cắt đứt liên lạc nghĩ kỹ thì cũng có lý tư họa cuối cùng đã bị thuyết phục vậy thì để cậu phải chịu uất ức rồi mình thế này có uất ức gì chứ có người chủ động tìm đến cửa diễn kịch cho xem mình vui còn không hết Kha Giai Vân vương tay ông lấy cô, hòa hòa, cậu nên quên chuyện quá khứ đi, nên có một cuộc sống mới, tư, ừ, nhất định rồi, tư hòa đáp lại cái ông của đối phương, giọng nói văn vẳng bên tai rất khẽ, nhưng vô cùng kiên định. Một đoạn tình cảm ngay từ khi bắt đầu đã chỉ toàn là giả dối, không xứng đáng để cô phải nhớ đến, chỉ có điều lúc đầu yêu quá sâu nên bây giờ nhìn thấy Hạ Diên Tiêu thì dễ dàng thất bại mà thôi. Sẽ có một ngày cô quên hết tất cả để đón chào tương lai mới thật tốt đẹp. Ngày hôm sau, ngôn hy nhận được điện thoại xin lỗi của tư họa nói rằng cô ấy rất tiếc vì không thể thực hiện lời hứa đưa cô đi thưởng thức món ngon ở khắp phố lớn ngõ nhỏ không sao đâu chị tư họa lần này không được thì chúng ta hẹn lần sau thời gian còn dài mà lời này của ngôn hy mang theo thâm ý sâu xa không hề để ý đến việc thiếu một cơ hội gặp gỡ lần này dưới sự ám hiệu của người nào đó ngôn hy cố gắng kéo dài thời gian cuộc nói chuyện chị chúng ta kết bạn quy chát đi sau này cũng tiện liên lạc hơn Tư Hòa cảm thấy rất có thiện cảm với cô em gái này nên đã vui vẻ chấp nhận lời mời kết bạn. Ngôn Hi hoàn thành xong nhiệm vụ liền giơ điện thoại đưa cho ông chủ xem. Một áp thanh toán nào đó vang lên, tin một tiếng, nhìn thấy khoản tiền mới được chuyển vào tài khoản, Ngôn Hi vui đến mức muốn bay lên. Thật ra thì chuyện đi ăn cũng không phải là hứa hẹn gì, chỉ là thuận miệng nhắc đến thôi. Ngôn Hi cũng không để trong lòng, tất nhiên cũng không để ý việc đối phương lỡ hẹn, chỉ là sau khi nhắc điện thoại một khoảng thời gian rất dài sau đó ngôn hi liên tục đánh bóng chiếc bình hoa nhỏ của mình ở trong phòng loanh quanh luẩn quẩn còn người đàn ông đang ngồi ở ban công lại chẳng có chút phản ứng nào từ lúc nghe xong điện thoại đến giờ ngôn tuyển vẫn ngồi yên ở đó gió lạnh ngoài ban công thổi thẳng vào mặt ngôn hi thấy vậy cũng cảm thấy lạnh thay anh anh mà cũng gặp phải phiền phức không có cách nào giải quyết à nghĩ đi nghĩ lại ngôn hi vẫn là ông bình hoa nhỏ của mình bước lại gần đến cửa sổ sát đất ở ban công thì dừng lại anh không thể gặp phải điều ấy hả? Ngôn tuyển quay đầu lại nhìn cô nhóc, khóe miệng hơi cong lên, trên mặt thì đang cười nhưng ánh mắt thì lại chẳng có chút độ ấm nào. Em vẫn luôn cho rằng anh không có gì là không thể, bây giờ xem ra ông trời vẫn là rất công bằng. Ông ấy cho anh em một bộ não thông minh và một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, kết quả lại gặp phải trở ngại trong chuyện tình cảm. Ngôn Hy, anh đột nhiên gọi cả tên họ của cô. Dạ, Ngôn Hy thuận miệng trả lời, chờ câu nói tiếp theo chỉ nhìn thấy ngôn tuyển thu lại ánh mắt, giơ tay gõ vài tiếng lên chiếc bàn tròn kiểu u ở ban công, không biết nói chuyện thì đừng có nói, ờ, à, tối qua lúc muốn em diễn cùng thì thái độ của anh đâu có vậy đâu, ngôn hy gõ gõ chiếc bình hoa của mình, bình hoa kêu lên, dong dong, thanh âm trong trẻo, cô đưa tay dán lại gần để nghe, lúc nghiêng đầu thì liếc thấy trên bàn có để sợi dây chuyền phỉ thúy màu đỏ, ngôn hy lập tức quay đầu, anh. Anh làm cái gì mà tối qua không đưa dây chuyền tặng cho chị Tư Họa, cô ấy sẽ không nhận đâu ít nhất thì bây giờ sẽ không nhận ngôn tuyển cực kỳ chắc chắn từ khoảng cách tiếp xúc thể xác cho đến khoảng cách tiếp cận tâm hồn cần có một quá trình anh đã từng bước khiến tư họa quen với sự tồn tại của mình không muốn vội vàng nhất thời tâm tư của tư họa rất nhạy cảm và tinh tế giữ lại một chút khoảng cách mà cô cho là khoảng cách an toàn mới là điều then chốt nếu như lúc này tặng cô sợi dây chuyền đắt tiền như vậy thì sẽ phá vỡ điểm cân bằng giữa hai người kết quả sẽ phản tác dụng anh đã cố gắng hành động chậm hết mức có thể từng bước từng bước lại gần chỉ tiếc là bất cứ khi nào mối quan hệ của hai người từ hành động cho đến tâm hồn đều dần tiến lại gần hơn luôn xuất hiện một lý do nào đó phá hỏng những ấn tượng tốt mà anh cố gắng duy trì anh có thể khiến tư họa nói chuyện thoải mái vui vẻ với mình thế nhưng một khi chạm phải nội tâm yếu ớt của cô người con gái có cảm xúc mẫn cảm sẽ lập tức giơ móng vuốt sắc bén ra thể hiện sự bài xích và kháng cự là anh đã quá kiềm chế hay là thật sự không có cách nào khiến cho tư họa rung động ngôn tuyển người từ bé đến lớn gần như chưa từng gặp qua trở ngại nào lần đầu tiên hoài nghi năng lực của chính mình sự hoàn mỹ của anh từ khi gặp được người nào đó đang bắt đầu từng chút từng chút một bị phá hỏng ngôn tuyển lật xem điện thoại vô số lần lịch sử trò chuyện của hai người dừng lại vào tối hôm qua anh báo bình an sau khi đến khách sạn tôi tới nơi rồi ngủ ngon còn lời đáp của tư họa là anh nghỉ ngơi sớm đi mơ đẹp ở một nơi khác để tránh gặp phải hạ diên tiêu một lần nữa tư họa đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị khởi hành quay về tân thành họa họa cậu định ở bên đó bao lâu hôm nay kha giai vân nghỉ phép vừa hay có thể ở nhà dọn dẹp cùng với cô lúc nào cũng muốn nhét vào trong vali cô ít đồ ăn vặt xem tình hình thế nào đã dù sao thì trường học cũng dựng tiết mỹ thuật lại rồi mình cũng nên chuẩn bị quay về nhà một chuyến tư họa gấp gọn gàng chiếc áo cuối cùng rồi bỏ vào trong vali cũng đúng sắp đến tết rồi kha giai vân gật gật đầu cô ấy biết năm nào tư họa cũng về nhà đón tết cùng bố mặc dù bình thường hai ba con cô ấy gần như chẳng liên lạc gì với nhau nhưng mà ông chủ ngôn mà lần trước cậu nhắc đến kia quan hệ của hai người hiện giờ thế nào hả cũng bình thường anh ấy hiểu biết rất nhiều nói chuyện cũng hợp nói chuyện hợp thì tranh thủ đi gần đây kha giai vân ở phòng làm việc thường xuyên nghe thấy nhân viên ca tháng việc bị người nhà thúc giục kết hôn bất tri bất giác học thuộc lòng được giọng điệu của câu nói đó luôn. Hả, đầu óc tư họa nhất thời không kịp bắt sống. Mình nói là, cách để quên đi người cũ tốt nhất, chính là tìm một người mới mà mọi phương diện có thể đánh bại anh ta. Hai ngày trước, Kha Giai Vân làm nũng đòi tư họa mở album cho xem ảnh ở núi tuyết, trong album nhìn thấy mặt của ngôn tuyển, cô ấy đã bắt đầu âm thầm mừng rỡ rồi. Như vậy không được, Tư Họa ngay lập tức phản đối kiến nghị của Kha Giai Vân, nói ra suy nghĩ trong lòng mình một cách nghiêm túc, lợi dụng tình cảm của người khác để chữa lành vết thương của mình, như vậy không được, việc cô một lòng một dạ với chuyện tình cảm trong mắt người khác có thể có chút cứng nhắc, thậm chí không cách nào lý giải được tại sao lúc đầu cô lại cố gắng kiên trì lâu như vậy, bởi vì khi cô vẫn đang bị che mắt thì tất cả, tài hoa dung mạo, giữ mình trong sạch mà đối phương phơi bày ra đều phù hợp với tiêu chuẩn tình cảm của cô. Vậy nên khi cô phát hiện ra tấm lòng chân thành của mình đã trao đi không đúng chỗ, cô rời đi không chút do dự. Do đó, bản thân cô sẽ không làm ra cái chuyện lừa gạt tình cảm của người khác cô muốn quên đi hạ diên tiêu cũng tuyệt đối sẽ không quay đầu lại thế nhưng cô buộc phải thừa nhận không cách nào vứt bỏ được quá khứ trong thời gian ngắn để tiếp nhận một mối tình mới như vậy đối với người kia mà nói không công bằng kha giai vân từng bước dẫn dắt chuyện tình cảm vốn dĩ đã không có sự công bằng tuyệt đối rồi cậu muốn yêu đương thì nhất định phải tìm một người mà cậu thích để yêu cậu bằng lòng tiếp xúc với đối phương chứng tỏ là có thiện cảm với người đó tình cảm có thể từ từ bồi đắp mà, làm bạn bè cũng tốt mà, tư họa cuối người kéo khóa vali, quay lưng lại với Kha Giai Vân nên không thấy được vẻ mặt của đối phương, là người yêu thì sẽ chia tay, còn làm bạn bè thì không có lựa chọn này, ai nói là bạn bè thì sẽ không chia tay. Trước kia cậu cũng kết không ít người bạn đúng chứ? Bây giờ vẫn còn nhớ được mấy người, bạn bè cũng sẽ có lúc chia xa, chỉ là mức độ sâu đậm của tình cảm giữa hai người không giống nhau thôi. Ồ, Tư Họa khẽ mở miệng, âm phía sau còn kéo rất dài. Cậu đừng chỉ có ồ không như thế, tự mình nghĩ kỹ đi, đừng bởi vì người cũ quá tồi tệ mà từ bỏ cuộc tình mới. Kha Giai Vân ông lấy túi đồ ăn vặt không nhét được vào hết, bóc ra ăn. Mình không nghĩ như vậy, tư họa vẫn quỳ trên đất, ngón tay để trên khóa kéo vali, kéo qua kéo lại, quay lưng lại với cô bạn thân. Dù sao thì, cậu đó, lúc nào cũng quen che giấu mình thật kỹ, thỉnh thoảng cũng phải mở lòng nhìn người xung quanh xem sao, không chừng sẽ phát hiện ra được điều bất ngờ đặc biệt đó. Kha Giai Vân bốc một nắm khoai tây sấy nhét vào miệng, trước mặt bạn thân không cần phải giữ hình tượng, nhai khoai tây giòn tan. Từ tư họa vặn khóa mã số, dựng vali lên, lười biến đáp một tiếng. Kha Giai Vân, miễn cưỡng. Cực kỳ miễn cưỡng, thế nhưng dựa theo phản ứng của tư họa mà cô ấy quan sát được, có lẽ đều đã tiếp thu được những lời đó rồi, chắc là trong lòng cũng đang bắt đầu suy nghĩ. Kha Giai Vân ông gói khoai tây sấy âm thầm vui vẻ. Không có cuộc tình cũ nào là không thể quên, chỉ có niềm vui mới không đủ tốt. Vé máy bay của Tư Hòa đặt vào sáng ngày hôm sau, nghe Ngôn Hi nói trên uy chát là bọn họ cũng dự định quay về cảnh thành, chỉ có điều hai chuyến bay cách nhau khá xa, e là sẽ không gặp được. Sáng sớm ngày Tư Họa đi, Kha Giai Vân đích thân đưa cô đến sân bay, hai người lưu luyến nói lời tạm biệt. Một lần nữa bước lên máy bay đi tới Tân Thành, hiện giờ tâm trạng của Tư Họa đã hoàn toàn khác rõ ràng chỉ mới ở đó có ba tháng thế nhưng lại có một cảm giác đang trở về nhà có lẽ là bởi vì ở trong một căn nhà lớn lại còn tìm được công việc nên mới nảy sinh cảm giác trói buộc mãnh liệt đến như vậy lần trước đến tân thành chỉ vì chạy trốn không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn lại có nhiều thay đổi đến thế nếu như thiết kế mới của cô có thể đột phá một lần nữa thì tốt quá rồi bây giờ bị kẹt ở đây không tốt lên cũng chẳng kém đi trong lòng luôn có cảm giác treo lơ lửng sau khi lên máy bay Tư họa dựa theo chiếc vé trên tay tìm được chỗ ngồi của mình, kéo chiếc bàn nhỏ trước mặt ra, để túi sách lên trên. Vừa định lấy đồ ra thì người ngồi bên cạnh đã tới, tư họa khịt khịt mũi, bỗng dưng cảm thấy một mùi hương thơm mát thoang thoảng rất đổi quen thuộc. Cô quay đầu lại theo phản xạ, đôi mắt to tròn mở lớn, không thể nào tin được. Ngôn tuyển, khi tư họa nhìn rõ người đang ngồi bên cạnh, cô lập tức sững sờ. Trùng hợp thật đấy, lại gặp nhau rồi, ngôn tuyển chậm rãi kéo chiếc bàn nhỏ ra, hành động và lời nói rất tự nhiên, không có chút kinh ngạc nào. Từ lúc Tư Họa đồng ý kết bạn với Ngôn Hy, việc đặt vé máy bay và chỗ ngồi rất thuận lợi, mọi thứ đều nằm trong dự liệu. Hôm nay không phải anh đưa Tiểu Hy về cảnh thành sao, Tư Họa nhớ rõ ràng Ngôn Tuyển nói sẽ đưa Tiểu Hy về cảnh thành, sau đó quay lại bốn mùa. Tiểu Hy đã lên máy bay rồi, sang đến cảnh thành sẽ có người đón nó, Ngôn Tuyển không nhanh không chậm kể lại sự việc, tiễn Ngôn Hy đi trước, sau đó ở đây đợi chuyến bay, thời gian rất dư dả. Tư Hòa gật đầu, cô khoanh hai tay lên chiếc bàn nhỏ, thái độ nghiêm túc giống như học sinh đang nghe giảng bài. Phản ứng của cô khiến cho người bên cạnh buồn cười, ngôn tuyển nhẹ nhàng nói, bây giờ em có thể yên tâm đi ngủ rồi, ớ. Anh phát hiện ra từ lúc nào vậy, đến cả chuyện cô đi ra ngoài một mình sẽ không ngủ được cũng biết, không phải em tự mình nói sao, tôi, Tư Hòa cố gắng nhớ lại, trong đầu không có chút ấn tượng gì. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên đầu, vẻ mặt chán nản phiền muộn, tôi không nhớ được gì cả không sao tôi nhớ là được ngôn tuyển bỗng mỉm cười khi đó cùng nhau đi lên núi tuyết trên đường nói chuyện với nhau rất nhiều đối phương chỉ tùy tiện nhắc tới anh lại nhớ kỹ trong lòng trong tiếng nhắc nhở của máy bay các hành khách lần lượt thắt dây an toàn tư họa yên tâm dựa vào ghế nhắm mắt lại một lúc sau chiếc chăn ấm áp được đắp lên người cô cảm nhận được trọng lượng nhẹ trên người mình tư họa đang quay mặt về phía cửa sổ từ từ mở mắt ra không thể nào không chú ý đến sự hiện diện của người đó rời khỏi bốn mùa chỉ vài ngày tư họa lại lần nữa đứng ở đây có cảm giác như đột ngột bị cách biệt với thế giới không vướng bận chuyện người cũ không có sự hỗn loạn của thành phố phồn hoa có thể trải qua một cuộc sống thư thái chậm rãi sau kỳ nghỉ tết nguyên đáng bốn mùa dần dần hồi phục về dáng vẻ ngày thường hai người một trước một sau cùng bước vào đại sảnh bốn mùa thoạt nhìn không thấy ai ở quầy lễ tân đợi bọn họ đến gần mới biết vấn đề nằm ở đâu. Gần đây Tiểu Na có một sở thích mới, khi không có việc gì bận sẽ chơi game cùng Khương Lộ. Hai người cùng tuổi có đề tài nói chuyện chung, chơi cùng nhau rất vui vẻ. Tư Họa cùng ngôn tuyển đứng ở bên kia không nói tiếng nào, Khương Lộ quét mắt qua, đột nhiên ngẩng đầu lên, theo phản xạ giấu điện thoại đi. Tiểu Na bị hành động của cậu dọa một phen, ngẩng đầu lên nhìn theo. Sau đó cô ấy giấu hai tay ra sau, trên mặt nở một nụ cười công nghiệp tiêu chuẩn, ông chủ chị tư họa buổi trưa tốt lành hi 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 dáng vẻ lúng túng này giống hệt như trước đây lúc đi học bị cô chủ nhiệm đang đứng nhìn trộm ở sau cửa phòng học phát hiện vậy tư họa ngại ngùng giơ tay lên mọi người cứ tiếp tục đi cô chỉ là một vị khách bình thường không muốn làm gì bọn họ chỉ là nhìn ngôn tuyển dừng lại thì không tự chủ được dừng lại với anh mà thôi ông chủ không nói gì hai người bọn họ đứng cũng không được ngồi cũng không xong đành âm thầm quan sát chân mày ngôn tuyển hơi nhếch lên lặp lại câu Mấy đứa tiếp tục đi, hi hi, bị ông chủ bắt gặp đang câu cá khi làm việc, tiểu na có chút ngại ngùng gãi gãi đầu. Ông chủ Ngôn đối xử với nhân viên cực kỳ khoan dung, chỉ cần không trì hoãn công việc thì cũng có thể câu cá một chút. Chỉ lười biếng, không hoàn thành công việc tốt, hai người xách vali tiếp tục đi vào trong, trở lại căn nhà lầu nhỏ sau hồ, mỗi người trở về phòng của mình. Tư Họa bỏ hết đồ đạc ở trong vali ra, muốn xuống quầy lễ tân mượn đồ, lúc đi về lại nghe thấy tiểu na đang nói chuyện riêng với Khương Lộ cậu thấy chưa tôi đã nói rồi mà chị tư họa lại đi chơi với ông chủ rồi tư họa đứng yên ở đó một lúc sau đó quay trở lại chỗ cũ cốc cốc tiếng gõ cửa vang lên mời vào ở đây chỉ có tư họa và ngôn tuyển không cần đoán cũng biết được là ai đến sau khi được chủ nhân cho phép ngôn tuyển đẩy cửa bước vào đưa cuốn album ảnh trên tay cho tư họa đây là ảnh chụp trên núi tuyết oa wow. tôi muốn xem tư họa nhanh nhẹn nhận lấy cuốn album cầm trên tay nóng lòng muốn mở ra khung cảnh rộng lớn bên trong đã thu hút cô người học nghệ thuật rất nhạy cảm với cảnh vật thiên nhiên lúc học vẽ đã từng học cách tả thực sau này ngôn tuyển dạy cô cách để tưởng tượng không hề giống với cách tưởng tượng của giáo viên mấy bức ảnh này đẹp thật đấy tư họa tưởng chừng như không dứt ra được em lật đằng sau ra đi những lời tán thưởng thật tâm của cô làm ngôn tuyển rất vui tư họa lướt nhanh qua các bức ảnh từ phần giữa bắt đầu xuất hiện hình dáng của tư họa biểu cảm trong mỗi bức ảnh đều rất tự nhiên thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu tư họa nhẹ nhàng xoa ngón tay lên cuốn album ảnh trong lòng thầm tự luyến cô chưa bao giờ biết mình có nụ cười đẹp như vậy xem xong mấy bức ảnh chợt tư họa phát hiện ra thiếu cái gì đó đột nhiên nhớ tới không có ảnh của anh sao muốn xem ảnh của tôi ngôn tuyển ngồi bên cạnh ngón tay im lặng gõ lên đầu gối tôi chỉ nghĩ hai chúng ta cùng đi núi tuyết vậy mà chỉ để ý đến tôi bản thân anh lại không lưu lại chút kỷ niệm gì. Ngôn tuyển lựa chọn thật cẩn thận, cuối cùng rửa ra rồi dùng keo dán, dán từng bức ảnh và lời chú thích vào album, hao tổn tâm huyết như vậy, chỉ là không nghĩ tới bản thân mình. Ngôn tuyển giơ ngón tay lên, chỉ vào cuốn album, album ảnh này là kỷ niệm lớn nhất của tôi, anh đưa tư họa một quyển, bản thân giữ một quyển. Đột nhiên có cảm giác được phó thác sự tin tưởng, tư họa trịnh trọng ông quyển album lên, tôi sẽ giữ nó thật tốt khóe môi ngôn tuyển hơi cong lên, tôi cũng thế, tư họa đang nói về phong cảnh, ngôn tuyển lại nói về người. Sau khi ngôn tuyển rời đi, tư họa ngồi bên cạnh cửa sổ cẩn thận xem lại các bức ảnh một lượt từ đầu đến cuối, đột nhiên nhận ra gì đó, biểu cảm càng ngày càng nặng nề. Trước đây không nghĩ đến những chuyện khác, cô chưa từng có khúc mắc gì khi làm bạn tốt với ngôn tuyển, có điều không biết bắt đầu từ lúc nào, bất kỳ ai nhìn thấy cô đi với ngôn tuyển, cũng đều cho rằng hai người đang hẹn hò. Trước đây khi ở bên Hạ Diên Tiêu dưới danh nghĩa người yêu thực sự, mọi người xung quanh hoặc là ngưỡng mộ cô, cho rằng cô trèo lên cành cao, hoặc là dội một gáo nước lạnh nói rằng mộng tưởng hảo huyền của cô sớm muộn gì cũng giết chết bản thân. Mặc dù trong thời đại mới đề cao sự bình đẳng giữa mọi người, nhưng có người luôn cho rằng xuất thân gia đình cô không xứng đáng với Hạ Diên Tiêu. Cô cho rằng những kẻ tự cho là mình có quyền có thể luôn phải môn đăng hộ đối, cho đến khi quen biết ngôn tuyển cô được mở mang kiến thức về một kiểu giới quý tộc khác cho dù là tống tuấn lâm hay là ngôn hi lần đều gặp mặt đã vui đùa với cô không hề để ý đến gia thế của cô có tương xứng hay không hành động của ngôn tuyển thẳng thắn vô tư đến nỗi ngay cả bản thân cô cũng không phân biệt được anh kết bạn một cách ngẫu hứng hay có ý định gì khác nếu như là cái trước đó là sự may mắn khi có được một tri âm tri kỷ nếu là cái sau cô sợ rằng mình sẽ không chịu nổi những lọ thủy tinh buộc bằng dây gai vẫn treo đầy hai bên cửa sổ phòng ngủ, chỉ cần búng nhẹ ngón tay, toàn bộ sợi dây đều lắc lư đung đưa, vòng cung to hay nhỏ hoàn toàn phụ thuộc vào lực đẩy của nó. Giữa tháng 1, học sinh bắt đầu được nghỉ lễ. Đầu tháng 2, tư họa xách vali trở về quê, cãi nhau với bố nhiều năm, bình thường cũng rất ít khi liên lạc, nhưng năm nào tư họa cũng kiên trì về nhà, ít nhất là vào đêm giao thừa cô phải về để xung họp cùng gia đình. Bố tư sống ở nông thôn, nhưng ở đây không tính là nghèo nàn lạc hậu, cách thị trấn nhỏ cũng không xa, đi lại rất thuận tiện. Điều tốt nhất ở đây là môi trường thoải mái dễ chịu, cảm giác rất thanh tịnh, không cần bán mạng với công cuộc kiếm sống. Khi tư họa ngồi xe trở về, xa xa nhìn thấy một người đang ngồi trên bừa đất của đập nước bên hông nhà. Đường bê tông đã sửa xong xuôi, tư họa xuống xe ở chỗ đập nước bên nhà, kéo vali đến trước mặt người đàn ông trung niên, nhẹ nhàng gọi một tiếng, bố, thấy con gái về, Bố tư lặng lẽ quan sát cô, cũng không nói gì, giống như là không nhìn thấy người trước mặt, tiếp tục ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ dùng sợi tre đang giỏ tre. Kể từ khi tư họa kiên quyết nộp đơn nhập học vào một trường đại học ở nơi xa rồi rời khỏi đây, bố tư sống một mình ở đây, càng ngày càng trở nên trầm mặc. Tư họa không còn nhớ được dáng vẻ của người bố từng ông cô, cười với cô khi cô còn nhỏ nữa. Bố tư im lặng không đáp lại, tư họa cũng không cố chấp đứng ở đây nữa, tự mình xách vali trở về phòng căn phòng cô từng ở hầu như không có thay đổi gì lúc rời đi có dáng vẻ gì lúc quay về vẫn là dáng vẻ ấy lần đầu tiên rời đi căn phòng rất sạch sẽ sau này cho dù tư họa có quay lại sau bao lâu căn phòng vẫn sạch sẽ như thế đó cũng là lý do tại sao đêm giao thừa hàng năm nhất định phải quay lại đây đón tết cãi nhau thì cãi nhau ghẻ lạnh thì ghẻ lạnh nhưng mối quan hệ máu mũ ruột trà trước sau gì cũng không thể nào chia lìa sau khi dọn dẹp phòng tư họa mới mở cửa đi ra ngoài bố tư đã không còn ngồi bên ngoài đang giỏ tre nữa đồ làm được một nửa đang đặt cạnh tường trong phòng khách có tiếng động truyền ra từ bếp tư họa đi chậm lại bước vào thì thấy bố tư đang cầm dao thái thịt lượng thịt trên đĩa không ít cô khẽ cắn môi nhất thời không biết mở lời thế nào họ luôn giao tiếp trong im lặng như vậy trong gần năm năm qua nhưng hôm nay khi đi ngang qua bố cô cố ý quay đầu lại nhìn thêm lần nữa mới phát hiện ra mái tóc vốn đen sẫm của bố không biết tóc trắng đã bắt đầu mọc lên từ lúc nào năm tháng thúc giục con người già đi, thời gian không chờ đợi một ai. Những năm qua, cô từng nghĩ đến chuyện làm hòa với bố, nhưng cô không thể phá bỏ được nút thắt trong lòng ông. Dường như từ sau khi mẹ cô qua đời, bố cô đã hoàn toàn khóa chặt trái tim mình, thậm chí đến con gái cũng bị ngăn cách ở ngoài. Thu lại suy nghĩ của mình, Tư Họa bước vào nhà bếp chủ động đề nghị, bố, để con giúp bố, không cần, ông không quay đầu lại. Mặc dù bị từ chối, Tư Họa vẫn nhất quyết muốn để chân tay bận rộn, bố tư cũng không có ý đẩy cô ra. Vào đêm giao thừa, hai bố con ngồi vào bàn ăn, cùng ăn bữa cơm sum họp lạnh lẽo buồn tẻ này. Vào ngày đầu tiên của năm mới, bố tư dậy từ sớm nặng bánh trôi nước. Đợi sau khi tự hòa tỉnh dậy, trên bàn đã có một bát bánh trôi nóng hổi, cô lấy thìa xúc vào miệng, bên trong được trộn với đường, hương vị ngọt thanh không quá ngán, là mức độ ngọt cô có thể chấp nhận được. Chia tay với Hạ Diên Tiêu thực ra cũng có điều tốt, thời gian tự do của cô nhiều hơn, ở quê nhà từ đêm giao thừa cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc, còn hơn 10 ngày nữa mới bắt đầu vào học, Tư Họa định ở đây thêm một tuần nữa rồi đi. Nhưng cô không hề biết rằng, chính quỹ đạo thời gian bất thường khiến bố Tư nghi ngờ về cuộc sống hiện tại của cô. Vài ngày sau, Tư Họa nhận được cuộc điện thoại từ một giáo viên trong trường. Trong cuộc đối thoại có nhắc tới trường học và giáo viên mỹ thuật, vẻ mặt của ba Tư lập tức suy sụp, con đang làm giáo viên mỹ thuật. Trước đây con gặp phải chút chuyện, phải tạm ngừng công việc ở phòng làm việc tư hòa chỉ nói một cách đơn giản không nhắc gì đến chuyện chia tay cô vốn muốn nói chuyện bình tĩnh hòa nhã với bố nhưng không ngờ sau khi bố tư nghe tin cô bỏ công việc thiết kế mặt mày liền xám xịt bố đã nói con sẽ hối hận vậy mà vẫn không nghe bây giờ thì tốt rồi vẽ tranh cũng không được thiết kế càng không xong mỗi người đều sẽ gặp phải quãng thời gian khó khăn cho dù là vẽ tranh hay thiết kế đều như vậy bố nói thế có hơi hà khắc quá rồi Tư họa cau mày tỏ vẻ không hài lòng, bị phủ nhận có lẽ là cảm giác tồi tệ nhất, hư. Ngay từ đầu bố đã vạch đường cho con mà con không đi, giờ lại muốn quay về dựa vào vẽ tranh kiếm sống, lại còn cãi nhau với bố, từ đầu đến cuối con không hề cãi nhau với bố, con lựa chọn nghề thiết kế trang phục mà con thích thì có gì sai. Mấy năm nay con không hề chia tay xin một đồng nào của bố mà, con không xin bố, nhưng tiền học phí không phải là tài sản mà mẹ con để lại hay sao? Lúc đầu là con bất đắc dĩ phải dùng đến số tiền đó, nhưng con đã nhanh chóng bù đắp. Dựa vào sự nỗ lực của mình mà kiếm phí sinh hoạt 4 năm, con không hổ thẹn với lương tâm. Tư Họa giờ bố hỏi con lại lần nữa, rốt cuộc con muốn tiếp tục thiết kế hay vẽ tranh? Bố, lựa chọn của con sẽ không đổi." Tư Họa hít một hơi thật sâu, thở dài rồi nói, "Từ nhỏ mọi người đều nói tính tình con giống bố, con vẫn luôn không hiểu rốt cuộc là giống chỗ nào. Sau này con mới rõ, điểm giống nhất chính là một khi đã quyết cho dù gặp gian nan cũng tiếp tục bước tiếp tư hòa không muốn tiếp tục cãi nhau cô bỏ di động xuống và rời đi cuộc trò chuyện của hai người lại một lần nữa kết thúc trong sự không vui vẻ tư hòa trở về phòng bắt đầu thu dọn đồ đạc mấy bộ đồ mà cô mang về và những món đồ lặt vặt đã làm ra trong mấy ngày nay sau khi thu dọn bàn làm việc cô tiện tay mở hộp đựng bút phát hiện ra bên trong phần lớn đều là bút máy mực đỏ mực đen mực xanh lần lượt đi kèm với chiếc bút máy có vỏ ngoài cùng màu có điều trong số đó có một chiếc bút mực xanh cũ kỹ được đựng trong túi trong suốt, để lẫn ở giữa. Nhìn thấy chiếc bút máy, Tư Họa không kìm được nhớ lại lúc nhỏ. Hồi nhỏ, bố mẹ đưa cô đi du lịch Tân Thành cũng ở Hôm Xây. Trong ấn tượng của cô căn nhà đó rất đẹp, khác hẳn với các khách sạn giản lược nhanh gọn. Ba ngày cả gia đình ba người chơi rất vui vẻ, cho đến nửa đêm hôm nọ tiểu Tư Họa bị đánh thức bởi một cơn giông, lớn tiếng gọi bố mẹ nhưng không thấy ai. Cô mở cửa định chạy ra ngoài mày có chủ nhà tốt bụng giữ cô lại cô không nhớ rõ đối phương nói gì chỉ biết lúc đó gặp một người anh cao hơn cô rất nhiều cùng cô ngồi dưới mái hiên đợi hồi lâu tiểu tư họa không nhìn thấy bố mẹ thì khóc nức nở đối phương lấy ra thứ đồ duy nhất ở trên người dỗ dành cô sau này cô cuối cùng cũng đợi được bố mẹ người anh đó ra về chỉ để lại một chiếc bút máy sự kiện xảy ra đêm đó tư họa nhớ rất sâu đậm thậm chí sau này khi hạ diên tiêu cùng cô đứng dưới mái hiên lắng nghe nỗi khổ tâm của cô, khi ở bệnh viện trông coi cô một đêm, quá khứ và hiện tại chồng chéo lên nhau, cô luôn cho rằng bản thân rất may mắn khi gặp được người cứu mình. Tư Hòa vội bỏ suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cầm bút lên rồi lại đặt xuống. Thôi vậy, thứ đồ quý giá này nên để nó lưu lại trong những ký ức đẹp. Một ngày sau, Tư Hòa quay về Tân Thành, kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, Tiểu Na và Khương Lộ nghỉ lễ vẫn chưa trở lại. Đối diện với những nhân viên và các vị khách mới đến xa lạ, bốn mùa dường như chỉ còn lại một mình cô. Hai ngày sau là Tết Nguyên Tiêu, là ngày lễ vô cùng sôi nổi và náo nhiệt. Trên đảo tuyên truyền sẽ tổ chức một buổi vũ hội Nguyên Tiêu ở quảng trường nào đó, khuyến khích mọi người cùng tham gia cổ vũ. Hai ngày nay cảm xúc tư hòa không ổn định, tâm trạng đã hòa hoãn hơn lúc trước lại đi xuống từng chút một, dường như không có mong đợi với chuyện gì. Cô biết mình không nên như vậy, bố không đồng ý với nghề thiết kế mà cô chọn cô càng phải đạt được nhiều thành tích để chứng tỏ bản thân với bố. Tư họa nghe ngóng về thời gian tổ chức Tết Nguyên Tiêu, sự kiện bắt đầu lúc 7 giờ 30 tối, kết thúc lúc 9 giờ 30. Trước khi ra ngoài một mình, cô cũng lên đồ, tự trang điểm cho bản thân thật đẹp, chọn một chiếc áo len màu cam phù hợp với không khí lễ hội. Mùa đông ở Tân Thành không quá lạnh, áo len và áo khoác đã đủ ấm áp rồi. Đứng trước gương soi đi soi lại toàn thân, tư họa tiện tay lấy chiếc mũ bơ rét hoa mai trên giá xuống đội lên đầu, lúc này mới cầm điện thoại chậm rãi đi xuống lầu. Vừa đến đại sảnh, Tư Họa đã nhìn thấy một người bất ngờ xuất hiện ở cửa. Ngôn tuyển, anh đang cầm một chiếc vali màu đen trong tay, thở hổn hển, hơi thở có chút không ổn định, nhìn dáng vẻ rất vội vàng, kịp rồi. Vào ngày Tư Họa trở về bốn mùa, các nhân viên đã âm thầm gửi tin nhắn cho ngôn tuyển. Vì thế anh đã đẩy nhanh tốc độ xử lý công việc, ngay khi hoàn thành xong là lập tức từ cảnh thành đến đây. May mắn thay Tư Họa vẫn chưa đi, mọi thứ vẫn còn kịp. Tối nay có sự kiện Tết Nguyên Tiêu rất sôi động, tôi định đi xem xem, ngôn tuyển nằm quan sát, thấy hôm nay cô trang điểm, em đang chuẩn bị ra ngoài à? Đúng thế, tôi đang muốn đến góp vui, Tư Hòa gật đầu. Vậy thì tốt, cùng nhau đi đi, không đợi Tư Hòa phản ứng, ngôn tuyển đã đặt vali xuống, định ra ngoài trong bộ dạng này. Tư Hòa khẽ cắn môi, ngập ngừng đề nghị, anh đừng nóng vội, thời gian còn sớm, hay là anh nghỉ ngơi một chút đã, được suy xét lại, ngôn tuyển nhận ra hành động vừa rồi của mình có chút không thỏa đáng chủ ý của anh quá rõ ràng sau khi ngôn tuyển trở về phòng tư họa ngồi trên ghế sofa trong đại sảnh vẫn còn một tiếng nữa là đến tết nguyên tiêu chỉ mất hai mươi phút để đi bộ đến đó thời gian chuẩn bị khá dư dả không lâu sau ngôn tuyển đã thay một bộ quần áo khác rồi đi xuống lầu chiếc áo len màu nâu toát lên phong thái hướng nội của đàn ông không giống vẻ ấm áp mang theo ánh mặt trời thường thấy mà trông chững chạc hơn nhiều có thể đi rồi ừm trên đường hai người sánh bước bên nhau giống như một cặp tình nhân đang hẹn hò lễ hội mùa xuân đã qua nhưng những chiếc đèn lồng trên phố vẫn chưa được dỡ bỏ không khí lễ hội vẫn còn tràn ngập vào ngày trăng rằm trẻ em trên đường vẫy pháo bông những chùm pháo hoa nhỏ được đốt lên tựa như vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm lễ hội tết nguyên tiêu tối nay rất sôi động và hấp dẫn nhưng không hiểu sao có quá nhiều khán giả kéo đến nhiều người đứng đằng sau chỉ nghe thấy được âm thanh hai người họ lướt qua đám đông sơ ý một chút là sẽ bị tách nhau tư họa đang định nói gì đó đột nhiên bị một bàn tay giữ chặt ở đây có quá nhiều người rất dễ bị lạc ngôn tuyển kịp thời giải thích tư họa có hơi không được tự nhiên nhưng cuối cùng vẫn không rút tay ra thế giới bên ngoài ồn ào náo nhiệt bên tai cô vẫn có thể nghe rõ từng nhịp đập của trái tim mình thình thịch thình thịch vào khoảnh khắc ấy thời gian như không còn ý nghĩa gì nữa tư họa có chút bàng hoàng họ vô tình bị cuốn vào đám đông cho đến khi lễ hội kết thúc người dẫn chương trình đang tổng kết các tiết mục tối nay người trong quảng trường lần lượt giải tán tư họa cũng quay đầu lại cũng xem gần hết rồi chúng ta về thôi đợi đến khi xung quanh trống trải bàn tay vốn dĩ nên tách ra vẫn đang bị giữ chặt tư họa liếc nhìn mấy lần chỉ thấy bàn tay được nắm lấy nóng hầm hập rất nhanh đã đổ đầy mồ hôi ngôn tuyển tư họa không thể không nhắc giờ có thể thả tay ra được rồi xin lỗi tôi quên mất lý do sức sẹo như vậy nói ra đến bản thân cũng không dám tin nhưng tư họa lại tin cô chỉ mong có một lý do đơn thuần như vậy để mình không phải đối mặt với những rắc rối khác sau khi rời khỏi quảng trường hai người trở về theo con đường khác phong cảnh bên đường đi rất đẹp chỉ là ở nơi tối tăm, tư họa không thể nhìn rõ tư họa nhìn xung quanh tiền trò vui mới mẻ khi đi qua ngã rẽ đột nhiên phát hiện một thứ bất ngờ ở đây vậy mà còn một phòng đàn chưa đóng cửa Bốn ký tự "Phòng đàn 20" được treo trên tấm bảng ở cửa, nhiều loại nhạc cụ khác nhau được trưng bày trong cửa hàng. Tư Họa bước vào trong. Ông chủ đang ngồi trong quán pha trà, bộ trà hoàn chỉnh được đặt trên bàn, đối diện là một chiếc đàn tranh. "Quý khách cần gì, có thể tự ý xem." Ông chủ vô dục vô cầu vẫn ngồi im không động đậy. Những người đến đây tiêu tiền hoặc là cảm thấy thú vị, nhưng phần lớn họ đều không mua. Hoặc là người trong ngành am hiểu nhạc cụ thì sẽ đưa ra yêu cầu của mình. Tư Họa xem qua một lượt, đột nhiên chỉ vào chiếc đàn tỳ bà. Muốn mua, muốn thử xem, ngôn tuyển nhướng mày với vẻ thích thú. Trước đây hiếm khi thấy Tư Họa nói đến tiết tấu âm nhạc, cũng chưa từng nghe nói rằng cô biết chơi đàn tỳ bà, càng tiếp xúc với cô gái này lại càng phát hiện ra cô chính là một kho báu. Sau khi được ông chủ cho phép, Tư Họa cầm cây đàn tỳ bà lên thử gãy dây đàn. Cô gãy một đoạn rất tự nhiên, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn hai người, dường như có hơi ngượng ngùng ông chủ an tĩnh dùng tay ra hiệu mời cô tiếp tục ngôn tuyển gật đầu và mỉm cười dưới sự động viên của hai vị khán giả tư họa đã mượn khúc phổ của ông chủ thử chơi trọn vẹn ca khúc ngôn tuyển nghe đến mê mẩn anh đã luôn tìm kiếm một tâm hồn ăn ý đồng điệu trong biển người mênh mông thời gian trôi qua quá lâu mãi đến khi anh gần như không còn tin con người ấy có tồn tại nhưng giờ đây cô lại xuất hiện chỉ cần một cái liếc mắt phút chốc đã đắm chìm Cuối cùng Tư Họa trực tiếp mua luôn cây đàn tỳ bà đó, để lại địa chỉ, tính thêm phụ phí để ngày mai ông chủ gửi đến bốn mùa. Tôi không ngờ em còn có tài năng ẩn giấu này đấy, sau khi rời khỏi phòng nhạc, hai người tự nhiên tán gẫu về nhạc cụ. Tối nay ngôn tuyển cực kỳ hưng phấn, Tư Họa khẽ mỉm cười, anh chưa từng hỏi tôi, không chỉ ngôn tuyển mà rất nhiều người không biết, vì bọn họ chưa từng hỏi cô, cô cũng không có mong muốn bày tỏ mãnh liệt. Chỉ là vừa rồi vô tình gặp phải, cô mới muốn thử một chút mà thôi. Cô không hề bị bố bắt ép học vẽ từ khi còn nhỏ, ngoài học ra toàn bộ thời gian còn lại cô đều bồi dưỡng rất nhiều sở thích khác. Trong số các loại nhạc cụ, cô không chỉ chơi được mỗi đàn tỳ bà, chỉ là đặc biệt yêu thích nó. Nếu hỏi em, em sẽ trả lời à, ngôn tuyển bình tĩnh dẫn dắt chủ đề. Tư Hòa gật đầu, thành khẩn nói, nếu có thể trả lời, tôi nhất định sẽ nói, sau lễ hội mùa xuân, tôi sẽ rời khỏi Tân Thành một khoảng thời gian dài, em lời nói đã được chuẩn bị sẵn trong đầu đang dần trở nên trống rỗng ngay cả một ngôn tuyển vốn tự tin thường ngày cũng vô thức nhẹ giọng rất mong muốn có được một đáp án em có muốn đến cảnh thành tham quan không tôi xin lỗi ngôn tuyển tư họa từ trong mơ tỉnh lại giật mình hoàn hồn mới nhớ đến tết nguyên tiêu đã qua được ba ngày rồi đêm hôm đó ngôn tuyển một lần nữa ngỏ lời mời muốn đồng hành với cô cô mơ hồ nhận ra điều đó là ý gì cho nên cô từ chối rồi từ nhỏ đến lớn từ chối qua không ít người, nhưng trước mặt ngôn tuyển nói ra ba từ tôi xin lỗi chẳng nhẹ nhàng chút nào, trên vai gánh vác một trách nhiệm nặng nề, hai đêm liên tiếp đều mơ thấy người đó, rõ ràng không làm sai điều gì, nhưng lại không thể quên được, cái thể chất dễ nằm mơ của cô cũng thật là. Ê, tư họa ngồi bên giường thở dài một hơi, nhìn thấy thời gian vẫn còn sớm, cô nhanh chóng dậy rửa mặt, xỏ dép đi xuống nhà, mở tủ lạnh tiền đồ ăn mới phát hiện nguyên liệu rất ít ỏi quét mắt một cái, lấy ra hai quả trứng gà từ bên cánh cửa tủ, thêm bột mì và sữa bò, khuấy đều, quét dầu quanh chảo, rán bốn chiếc muffin trứng gà. Lúc đầu động tác lưu loát sinh động, kết quả cho vào trong nồi, khét, Ây, lại thở dài lần nữa, cô chỉ có thể đun đóng nồi rồi tắt bếp, chậm chậm làm. Sau Tết Nguyên Tiêu, ngôn tuyển đã rời khỏi Tân Thành. Mỗi khi nhớ đến bữa sáng ngôn tuyển để trên bàn trước khi đi, cô liền vô cùng khinh bỉ tài nghệ nấu nướng dở tệ của bản thân mình chiều hư dạ dày của mình, cuối cùng chịu tội vẫn là bản thân. Lê mê ăn hết bữa sáng, dọn dẹp phòng bếp, lúc tư họa lên phòng thì phát hiện đàn tỳ bà vẫn còn để ở phòng khách. Ông chủ của phòng đàn đã gửi đàn tỳ bà đến từ ngày thứ hai của Tết Nguyên Tiêu, cô không vội và bóc đàn ra để đánh, ngược lại còn cảm thấy không có hứng thú lắm. Cây đàn tỳ bà này mấy nghìn tệ, hôm mua cũng không nghiên cứu kỹ chất lượng âm sắc. Nếu để nói tốt, cây đàn tỳ bà để ở quê đã hơn hẳn những chiếc đàn trên thị trường rồi. Đó là quà sinh nhật khi cô bắt đầu thích đàn tỳ bà, sau khi mẹ mất rất ít khi đụng tới, không đặc biệt nghĩ đến, căn bản cũng chả nhớ nổi. Sau đó, học kỳ mùa xuân bắt đầu, các học sinh lần lượt quay lại trường, giáo viên mỹ thuật tư họa cũng bắt đầu lập ra kế hoạch dạy học. Mỗi ngày sáng lên trường, chiều ra về. Mấy ngày sau, lúc cô đi qua quầy lễ tân luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng, nghĩ tới nghĩ lui mới phát hiện thiếu mất một người. Dạo này sao không thấy Khương Lộ vậy? Khương Lộ, cậu ấy về đi học rồi ạ, à, bởi vì không chăm chỉ học hành, suýt nữa phải từ bỏ việc học. Sau khi bị người nhà đuổi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống xã hội nửa năm, Khương Lộ đã chọn quay lại trường học, tiếp tục lên lớp. Cậu ấy học lại nửa học kỳ lớp 11, năm sau vẫn có thể tiếp tục tham gia thi đại học. Sau khi Khương Lộ rời đi mấy ngày, Tiểu Na cũng không có tinh thần đi làm. Tiểu Na, em không nghĩ đến quay trở lại trường học sao? Em vẫn còn nhỏ mà, Tư Họa nhớ cô bé trước mặt cũng chỉ có 18,19 tuổi, cho dù học lại cũng vẫn còn kịp. Em không thích hợp đi học, tiểu na ngồi trên ghế cúi đầu, ngón tay đặt trên mặt bàn vẽ lung tung. Không có gì là thích hợp hay không, chỉ có bản thân em có muốn hay không mà thôi, tư họa nói với cô ấy như vậy. Tiểu na khẽ lắc đầu, ngập ngừng nói, không được đâu, hai năm nay sức khỏe ông nội em không tốt lắm, em ở bốn mùa còn có thể kiếm tiền giúp gia đình. Bố mẹ tiểu na bất ngờ qua đời, cô ấy vẫn luôn ở cùng với ông nội, ngày đó bỏ học một là vì thành tích kém, hai là cũng muốn sớm kiếm tiền sang sẻ với ông. Nói ra, cô ấy vẫn luôn ở nơi nhỏ bé này, tuy đã tiếp xúc với rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ tự mình ra ngoài nhìn ngắm thế giới. Cô ấy thỏa mãn với cuộc sống thoải mái chậm rãi nơi đây, có một mức lương phù hợp, bằng lòng với hiện tại mà không biết cần phấn đấu vươn lên. Em muốn ở bốn mùa cả đời hay sao? Tư Hoại nhìn cô bé, khẽ thở dài. Em chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Lâu rồi không có người trực tiếp nói với cô ấy về những vấn đề này, tiểu na có hơi lúng cuốn, mím môi cắn răng, thậm chí không dám nhìn thẳng vào tư họa. Em đừng căng thẳng, chúng ta chỉ nói chuyện phím thôi mà, tư họa cố gắng giúp cô ấy thoải mái hơn, cuộc đời của em thì em nên tự mình quyết định. Lựa chọn của em không sai, nhưng em có thể suy nghĩ thêm, phải chăng sẽ có con đường tốt hơn khiến em vui vẻ hơn, cũng khiến cho cuộc sống của ông em ổn định hơn, là người đi trước nhìn thấy cô bé nhỏ hơn mình vài tuổi cũng muốn giúp một chút nhưng cô không thể áp đặt suy nghĩ của mình cho người khác được nói nhiều quá sợ đối phương sẽ phản cảm tạm thời chỉ có thể nhắc nhở đến đây thôi em biết rồi chị tư họa nói chuyện một hồi khiến tiểu na cũng hiểu ra lúc trước cô không nghĩ đến những điều này đám người kia luôn kêu cô phải đi học nhưng cô ghét học nên càng khuyên càng hỏng có điều tư họa nói với cô rằng lựa chọn của cô không sai chỉ là có thể cân nhắc theo đuổi một cuộc sống tốt đẹp hơn một cuộc sống tốt đẹp hơn đây là sự cám dỗ lớn nhất để khuyến khích một người nỗ lực hơn em vẫn còn nhỏ còn nhiều cơ hội để thay đổi cuộc đời cố gắng lên nào cô nở một nụ cười nhàn nhạt con mắt trong veo hiện ra sức mạnh khiến người khác tin tưởng nói đến đây tư họa đứng dậy rời đi suýt thì quên mất nhìn thấy cô muốn đi tiểu na đột nhiên nhớ tới cái gì đó lấy ra túi văn kiện chuyển phát nhanh từ dưới gầm bàn chị tư họa ở đây có đồ của chị của chị á Cô không nhớ gần đây mình có mua đồ trên mạng, nhưng nhìn tên và điện thoại thì là của cô thật, nơi nhận hàng điện là Homestay 4 mua. Tư họa cầm túi văn kiện, trực tiếp dùng tay mở đường niêm phong màu đỏ, phát hiện bên trong kẹp một bức thư nhỏ hơi mỏng. Tư họa càng hiếu kỳ, đến tiểu na cũng mở to mắt chờ kết quả. Cô đứng trước quầy lễ tân, ngón tay luồn vào bên trong bức thư, phát hiện bên trong là một tấm bưu thiếp của địa điểm du lịch, địa điểm là Cảnh Thành. Đáp án hiện ra trong đầu, tư họa mới nhớ ra xem tên người gửi chỉ có đơn giản một chữ di từ đó về sau mỗi tuần tư họa đều sẽ nhận được hai bức thư chuyển phát đến từ di không ngoài dự đoán bên trong là những tấm bưu thiếp của những địa điểm khác nhau bắt đầu từ cảnh thành bưu thiếp của các khu du lịch trong nước lần lượt được gửi đến dần dần các địa điểm ngày càng mở rộng thậm chí có cả nước ngoài tư họa nhớ rõ những tấm bưu thiếp này có liên quan đến những trải nghiệm du lịch mà ngôn tuyển từng kể mỗi khi cô nhận được bưu thiếp, đều sẽ nhớ đến những câu chuyện đặc sắc kia, dần dần, đồ trong túi tài liệu ngày càng nhiều. Có thể là chiếc lá có hình dáng kỳ diệu, có thể là hoa khô được nở đúng mùa, hoặc là món đồ độc đáo của một địa phương nào đó. Đợi đến tháng thứ hai, đồ mà Tư Họa nhận được đã có thể làm thành một tập tranh rồi. Cô bắt đầu trả lời thư, ban đầu không biết nên trả lời kiểu gì, thế là lên mạng tìm những bức tranh tương ứng với hình ảnh trên tấm bưu thiết, lần lượt vẽ chúng ra, giống như người nhận thư cách một khoảng thời gian lại gửi đi trong thư không nhắc đến một từ cảm ơn nào nhưng cô dùng cách mà mình giỏi nhất xem như đáp lễ đối phương có thể cảm nhận được thành ý của cô trong tư duy của người hiện đại việc liên lạc toàn nhờ điện thoại lớn đến như này rồi tư họa lần đầu tiên cùng người khác giao lưu bằng thư dần dần cô có thêm một thói quen cách ba bốn ngày đều sẽ ra lễ tân lấy chuyển phát hôm ấy tư họa vừa dọn giá vẽ xong thì nhận được điện thoại của kha giai vân xua tan hết cảm hứng và suy nghĩ của cô, họa họa, có một tin tốt. Nói ra xem, tư họa chậm chậm đi về phòng. Công ty giải trí nổi tiếng trong nước sắp tổ chức một cuộc thi thiết kế thời trang lớn, chủ đề có thể tự do phát huy. Tác phẩm cuối cùng được giải không chỉ có thể giành được tiền thưởng kết xu, nhà thiết kế cũng có thể vào tập đoàn làm việc, tương đương với việc bước một chân vào giới thời trang. Giọng của Kha Giai Vân có chút kích động. Tư họa dao động, lập tức đi ra. Kha Giai Vân trực tiếp ném cho cô đường linh của cuộc thi, ngón tay ấn vào màn hình, số tiền thưởng sáng mù mắt, đến giải thấp nhất cũng bắt đầu từ 6 con số. Tập đoàn Thiên Ngu, thần thoại của giới giải trí trong nước, minh tinh vừa nâng đã nổi. Nếu như có thể vào vòng chung kết, giành được kết quả tốt, không chỉ có nhiều tiền thưởng, còn được một công việc lương cao. Quan trọng nhất là, lần này tập đoàn Thiên Ngu trắng trận tuyên truyền cuộc thi, nếu bộc lộ hết tài năng sẽ càng nổi tiếng hơn. Cho dù từ góc độ nào, đối với người mới chưa có tên tuổi mà nói thì đây là cơ hội hoàn hảo mình có hơi lo lắng cô lơ đã nghịch lọ thủy tinh bên cạnh cửa sổ vô cùng do dự bản phát thảo cô giao cho phòng làm việc mấy tháng nay trình độ vẫn như trước không lên cũng không xuống không ai bảo sai nhưng cũng không xuất sắc mà cuộc thi này tập đoàn thiên ngu bỏ không ít tiền vốn yêu cầu chắc chắn sẽ rất cao nếu cô không thể đột phá tuyệt đối không có phần thắng nói chung là mình muốn báo danh mặc kệ có thông qua hay không nỗ lực một lần vẫn tốt hơn nhỡ đụng phải vận may thì sao kha giai vân trước nay luôn lạc quan cũng không sợ thua cậu nói đúng tư họa đồng ý với cách nhìn của cô ấy nhưng cô vốn không phải là người bốc đồng mình sẽ cân nhắc tắt máy chưa bao lâu kha giai vân đã gửi ảnh chụp màn hình báo danh thành công cho cô cách thời gian báo danh hết hạn còn hơn một tháng họ chỉ cần báo danh trong khoảng thời gian này là được ba ngày sau thời gian báo danh quy định kết thúc bắt buộc phải đăng tải hình tác phẩm ở vòng loại video quay tác phẩm ở các góc và thuyết minh về tác phẩm, điều đó nghĩa là, nếu cô muốn tham gia thì giữa tháng 6 phải thiết kế ra một tác phẩm cho vòng loại. Mấy ngày này ngoài đi dạy, Tư Hòa chỉ đi dạo loanh quanh gần đó. Ra ngoài thư giãn có thể có thêm linh cảm, nhưng cô đã đi hai ngày rồi mà vẫn không thu hoạch được gì. Cuộc thi không hạn chế về chủ đề, người tham gia vòng loại quá nhiều, phạm vi quá rộng, được đưa lên mạng để sàng lọc, tự do phát huy sáng tạo cá tính riêng đồng thời cũng phải đặc biệt chú ý đến vẻ mỹ quan bên ngoài qua một tuần tư họa cuối cùng cũng vẽ ra một bản thiết kế vừa lòng nói đến cũng thật trùng hợp hôm đó cô đi qua quầy lễ tân nghe nhân viên báo tên phòng với khách bỗng nhiên nghĩ tới việc lấy các loại hoa làm chủ đề thiết kế một kiểu váy tiên khí bay bổng những ngày sau đó cô tự mình đi đến khu thương mại lớn nhất thành phố để chọn màu vải và trang sức tự mình động tay làm ra còn thiếu người mẫu là có thể hoàn thành tác phẩm vòng loại rồi nghĩ đi nghĩ lại tư họa cũng không tìm ra ai phù hợp nếu ở dung thành quen thuộc có khi cô có thể nhờ người ở phòng làm việc giúp nhưng mà ở đây mỗi ngày đều tiếp xúc với một bầy trẻ con muốn tìm một người mẫu vóc dáng đẹp mặt cũng không kém thật đúng là chị tư họa buổi chiều tốt lành chị đứng ở cầu thang làm gì vậy cô đang dựa vào cầu thang ngoài trời suy nghĩ đột nhiên nghe thấy giọng nữ đáng yêu vang lên cô cúi xuống nhìn là tiểu na cười rạng rỡ đang vẫy tay với cô tư họa búng tay đi xuống cầu thang, nghiêm túc nhìn Tiểu Na từ đầu đến chân. Bình thường ấn tượng Tiểu Na để lại cho mọi người là một cô gái hoạt bát đáng yêu, nhưng chiều cao thực của cô ấy là 170, lớp collagen trên mặt của cô gái trẻ là vẻ đẹp tự nhiên mà không thể trang điểm ra được. Hai tay khoác lên vai Tiểu Na, khóe môi tư họa công công thần bí cười nói, Tiểu Na, chị muốn nhờ em giúp một việc, sau khi xong việc còn có thù lao. Tư họa chọn trúng Tiểu Na không có chút kinh nghiệm làm người mẫu nào, giúp cô bé mặc chiếc váy đó lên chiếc váy xinh đẹp trên người tiểu na vừa không hiện vẻ non nớt cũng không quá lòe loẹt chủ yếu là để thể hiện bộ trang phục không cần quay video dựa theo cách các quát máy móc của người mẫu tư họa dạy cho cô ấy một chút ngay tại đó hai người chọn chỗ nắng đẹp ra ngoài quay cô gái trẻ trung mặt lên chiếc váy hoa xinh đẹp sinh động giống như tinh linh của tự nhiên giải quyết xong được một nỗi lo bây giờ đã là tháng thứ ba tư họa nhớ tới thời gian nhận hàng của mình hình như đã quá hạn rồi hai hôm nay không có chuyển phát sao không có ạ à. ồ cảm ơn hôm nay trực ban không phải là tiểu na tư họa cũng không nói nhiều trực tiếp trở về phòng luôn cách lần nhận thư trước đã là năm ngày rồi cô đi hỏi hai lần đều nói không có chuyển phát mới cô tự nghĩ trong lòng phỏng đoán rất nhiều khả năng nhưng không thể tận mắt kiểm chứng tuy đã kết bạn uy chát với ngôn tuyển nhưng vòng bạn bè của ngôn tuyển không có gì cả thật sự không thể biết được động thái của đối phương dạo gần đây ngược lại em gái ngôn hi đó lại rất đáng yêu thỉnh thoảng sẽ gửi cho cô mấy mem thú vị có qua có lại dùng mem còn có thể trò chuyện đến quên trời quên đất ngôn hi không nói chuyện liên quan đến anh trai mình tư họa có bóng gió hỏi qua không biết là do đối phương không hiểu thật hay là cố ý làm như không biết không có một tin tức nào có ích cả tình trường không được như ý công việc thì đắc ý tuy chuyển phát không đến đúng lúc nhưng tác phẩm của tư họa thành công được chọn vào vòng bán kết những tác phẩm vòng loại được chọn đều công bố trên mạng đồng thời cô cũng nhận được tin tốt của Kha Giai Vân, một tháng tiếp theo hai người sẽ phấn đấu vì vòng bán kết. Tư tiểu thư, ở đây có đồ của cô. Muộn năm ngày so với tần suất bình thường, tư họa lại lần nữa nhận được chuyển phát, lúc cầm đồ lên thì phát hiện có một vật nhỏ bên trong phong bì hơi nhô ra, vừa mở ra xem, vật nhỏ suýt thì bị rơi ra ngoài. Cô nhanh chóng bắt lấy, mở lòng bàn tay ra, là một USB màu bạc. Về đến phòng, tư họa đầy sự hiếu kỳ cắm USB vào máy tính, phát hiện bên trong có hai video tiêu đề chỉ có số để phân biệt từ bên ngoài không nhìn ra nội dung cụ thể chụp di đến cột đầu tiên tư họa mím môi nhấn phát theo đó là âm nhạc vui vẻ vang lên đoạn mở đầu dần hiện ra tư họa mắt không chấp nhìn video phát hiện là cảnh quay khi đi du lịch trên núi tuyết nhân vật chính của mỗi cảnh quay đều là cô sau khi biên tập đến cảnh cô bị quả thông đập vào đầu cũng trở nên tự nhiên và đáng yêu trong video này đa phần đều là cảnh cô không biết Ngôn tuyển dùng góc nhìn của người ngoài, khiến cô nhìn thấy một bản thân khác với mọi ngày. Video đầu tiên gợi lại ký ức của tư họa, cô rất kỳ vọng ở video thứ hai, mở ra lại phát hiện cả đoạn chỉ có 25 giây mà thôi. Vừa nãy cô không chú ý đến dung lượng của video, cũng rất nghi hoặc không biết 25 giây này chứa nội dung gì. Tư họa mắt không chấp nhìn chầm chầm vào màn hình, hồi lâu không thấy có gì hiện ra, tai nghe đột nhiên truyền đến một giọng nam trầm ấm, tư tiểu thư, lâu rồi không gặp quà tôi tặng cho em, có thích không? Thư em gửi cho tôi, tôi đều nhận được rồi. Tôi xin lỗi vì để muộn như vậy, hy vọng món quà tiếp theo có thể có được sự tha thứ của em. Video phát đến cuối cùng, cùng với giọng nam trầm ấm, trên màn hình từ từ hiện ra một dòng chữ, mùng ngày 5 tháng 5, Tết đoan ngọ, không gặp không về. Giọng nói từ tính như có sức mạnh xuyên thấu không ngừng gõ vào màn nhĩ truyền đến tim cô. Đây là lần đầu tiên ngôn tuyển không hỏi ý kiến của cô trước khi làm gì đó trực tiếp nói với cô, Tết đoan ngọ, không gặp không về. Đối phương gần như đoán chuẩn thời gian, sau khi cô xem hết hai video kia, nhạc chuông điện thoại đúng giờ kêu lên, tư họa nhấn vào nút nghe, tôi xem video rồi, xem hết rồi à, ừm, lâu rồi không gặp người đó, cô lại vẫn nhớ rõ giọng nói của anh, câu cuối mà anh nói, không nghĩ đến việc tôi không thể đến cuộc hẹn sao. Đối phương trầm mặt một lúc, mới từ từ mở miệng, tôi xin lỗi vì không hỏi trước thời gian của em, tôi chỉ nghĩ nếu như vậy, có phải em sẽ không dễ dàng từ chối không thôi? Thanh âm có chút nhẹ, một nỗi chua xót không nói nên lời lan tràn trong lòng, tư họa cắn nhẹ môi. Không có âm thanh, cách điện thoại cũng cảm nhận được không khí trầm mặc. Qua hồi lâu, ngôn tuyển mới hỏi lại lần nữa, cho nên, mùng ngày 5 tháng 5, em có thời gian không? Ừm, rõ ràng cách một cái điện thoại, lúc trả lời tư họa cũng nặng nề gật đầu một cái. Trong điện thoại lập tức truyền đến một tiếng cười vui vẻ, bay đến bên tai, ngôn tuyển miễn cưỡng kiềm chế cố gắng duy trì giọng điệu bình tĩnh quyết định vậy đi không được đổi ý đâu đấy tôi là người không giữ chữ tín vậy à tư họa trả lời bằng giọng điệu trêu đùa còn về đáp án đã không còn quan trọng rồi dĩ nhiên cô không phải người như thế tư họa để ý chi tiết giữ chữ tín lời đã nói trừ khi gặp phải nhân tố không thể kháng cự thì cô nhất định sẽ thực hiện sau khi chốt hẹn tư họa bỏ điện thoại xuống đeo tai nghe lên phát đi phát lại một video nào đó rất nhiều lần Mùng ngày 5 tháng 5 Tết đoan ngọ, dương lịch đã là cuối tháng 6 rồi. Ngôn tuyển nói không gặp không về, cô cho rằng người đó nói là về bốn mùa, lại không nghĩ rằng trước ngày hôm đó một đêm lại nhận được một địa chỉ, bảo cô ngày mai trực tiếp qua đó. Tư họa tìm kiếm ở trên bản đồ, là một rạp chiếu phim tư nhân. Rạp chiếu phim tư nhân, không khỏi nghĩ tới sinh nhật lần trước, rạp chiếu phim tư nhân để lại cho cô ấn tượng không tốt chút nào. Nhưng suy cho cùng vẫn là chuyện chính miệng cô đồng ý, ngày hôm sau, Tư họa dựa vào địa chỉ của ngôn tuyển gửi, đi đến rạp chiếu phim tư nhân. Cô đến rồi, ngôn tuyển còn chưa xuất hiện, không giống tác phong của anh lắm. Nhưng lần này là cô đến trước giờ, vẫn chưa đến thời gian hẹn, cô cũng không dục. Người đó giống như là biết hành tung của cô, vừa đến trước cửa đứng chưa đến 30 phút thì có điện thoại gọi đến, vào thang máy lên tầng 3, ở quầy lễ tân sẽ có người dẫn em, theo hướng dẫn của ngôn tuyển. Tư họa đi thang máy lên tầng 3, quả nhiên có người chủ động tiến lên hỏi thân phận của cô sau khi đã xác định thì đưa cô vào trong đèn trên đường sáng sủa khi đi vào phòng cảm giác không giống với rạp chiếu phim lần trước cô đi người bên cạnh đưa cho cô một đồ vật tư tiểu thư cô hãy đeo chiếc kính bốn dê này vào sẽ không tắt đèn chứ cô không biết họ lại muốn phát cái gì cho cô xem nếu tắt đèn cô một mình ở đây rất không có cảm giác an toàn tư tiểu thư cô yên tâm ngôn tiên sinh đã dặn dò phải luôn để phòng sáng trong cả quá trình được cảm ơn cô nghe thấy câu này tư hòa thở phào nhẹ nhõm cầm lấy kính đeo vào lúc nhân viên ra ngoài cũng nhẹ nhàng đóng cửa lại tư hòa ngồi trên ghế đeo kính vào trên màn hình từ từ hiện ra cảnh tuyết phủ tiếp theo đó là một rừng cây đóng băng ở trong thế giới băng tuyết xinh đẹp đó cô tận mắt nhìn thấy một con bướm xinh đẹp phá băng chui ra đôi cánh sinh động xuyên qua từng tầng rừng băng vén màn sương mù dưới sự chói rọi của ánh sáng mặt trời rực rỡ bay về phía cô cô bất giác đưa tay ra, chạm vào con bướm đang bay lượn ấy. Con bướm đậu ở trên ngón tay cô, vỗ nhẹ đôi cánh, dần dần phủ lên một lớp ánh sáng vàng thuần túy, đã hứa sẽ đưa em đi xem bướm phá kén băng, tôi đã làm được rồi, giọng nói ấm áp vang lên bên tai, tư họa chợt quay người lại. Người đó không biết từ khi nào đã đứng sau lưng cô, hai ánh mắt chạm nhau giữa không trung, khóe mắt anh mang theo ý cười. Một đôi mắt màu nâu sáng ngời, thấu đáo khiến cô không có chỗ nào để trốn tránh tư hòa bỗng dưng hối hận vì đã để đèn trong phòng bật sáng ngay cả một động tác một biểu cảm nho nhỏ cũng không thoát khỏi đôi mắt của đối phương tôi còn tưởng là thật cơ hóa ra anh nói là cái này à cô cố ý nhấc tay chạm vào kính bốn dê tránh khỏi tầm mắt của anh tự mình tìm chủ đề để nói em cảm thấy thất vọng à ngôn tuyển không né tránh mà dò thăm cảm giác của cô sau khi xem không tư hòa thật lòng khen ngợi vẻ đẹp của nó khiến tôi rất kinh ngạc phim hoạt hình đã kết thúc nhưng lại khiến cô ghi nhớ sâu sắc đây có lẽ là hình ảnh có kỹ xảo đẹp nhất mà cô đã từng xem đó là vinh hạnh của tôi còn đối với ngôn tuyển mà nói công sức mình bỏ ra được đối phương khen ngợi quả đúng là không còn gì tốt hơn hai người ở trong rạp chiếu phim tư nhân khoảng một tiếng đồng hồ rồi đổi sang địa điểm khác ăn bữa trưa ngôn tuyển thuận miệng hỏi dạo này em vẫn ổn chứ phía bên trường học vẫn ổn chỉ là thiết kế khiến tôi đau não đến mức trụng tóc cô vuốt vuốt mái tóc dài của mình thật sự có cảm giác sợ tóc sẽ rụng hết thiết kế cần phải có linh cảm tươi mới mà thứ gọi là linh cảm này thay vì bắt ép mình phải nghĩ ra thì chi bằng làm việc gì khác biết đâu sẽ đột nhiên sáng tỏ ví dụ cô nghiêng đầu nhìn người đàn ông ở bên cạnh chờ đợi một đáp án thú vị ngôn tuyển đã có chuẩn bị từ trước hôm nay là tết đoan ngọ em có muốn thử tự tay mình gói bánh ú không anh có nguyên liệu à tư họa nhớ lại những lần mình gói bánh ú có lẽ đã là việc của mười mấy năm về trước rồi tôi không có ngôn tuyển lắc đầu cười đáp nhưng mà tôi biết một chỗ có thể làm rõ ràng là mấy tháng không gặp thế nhưng khi tiếp xúc với nhau lại không hề có cảm giác lạ lẫm tư họa cảm thấy người đàn ông này hình như có một loại ma lực có thể khiến người khác tiếp nhận sự tồn tại của anh ấy một cách tự nhiên ví dụ như những bức thư ấy cứ âm thầm lặng lẽ mà bước vào cuộc sống của cô tư họa vừa gật đầu là hai người bắt đầu hành động luôn cô cứ tưởng sẽ lại là cửa hàng di giống cửa hàng gốm sứ thủ công lần trước đợi ngôn tuyển dẫn đi rồi cô mới phát hiện thì ra là nhà của tiểu na quen tiểu na lâu như vậy từ trước tới giờ cô vẫn chưa ghé thăm nhà tiểu na chỉ biết là tiểu na ở cùng với ông nội hai người nương tựa vào nhau mà sống cánh cổng lớn ở đầu hẻm đã mở sẵn hôm nay tư hòa đi giày cao gót bước đi trên con đường đầy đá sỏi suýt nửa trèo cả chân may mà ngôn tuyển nhanh tay nhanh mắt đỡ được cô tới trước cửa ngôn tuyển giơ tay gõ cửa vài cái một ông cụ từ trong chậm chạp bước ra ông cụ dụi mắt, nhìn thấy hai vị khách ăn mặc trang phục sặc sỡ, tươi mới, vừa nhìn ông cụ đã nhận ra ngôn tuyển, là ông chủ ngôn đúng không? Mau vào trong đi, anh không nói trước là tới nhà tiểu na, hôm nay là Tết đoan ngọ, nên mang theo chút quà tới mới phải, tư họa vừa đi vừa ghé lại gần ngôn tuyển thì thầm mấy câu, thế nhưng ngôn tuyển lại nói với cô, ông cụ sẽ không nhận đâu, ngược lại sẽ thấy gánh nặng trong lòng, o nói như vậy, tư họa cũng có thể đoán được ông cụ là một người thành thật hai người ngồi đi, ngồi đi, ông cụ lấy một chiếc khăn lau sạch ghế sofa, không ngừng bảo hai người ngồi xuống, còn bản thân lại đi vào một căn phòng khác. Lần đầu tới đây, Tư Họa vẫn còn chưa quen, đang định ngồi xuống thì nghe thấy ngôn tuyển giải thích bên tai, ông cụ họ nguyên, ư ừ, ư, ừ, tôi biết rồi, trước đây cô đã nhìn thấy họ tên của Tiểu Na, Tiểu Na họ nguyên, tên đầy đủ là Nguyên Na, chỉ là hàng ngày cứ gọi Tiểu Na Tiểu Na mãi nên thành quen, rất ít người chú ý đến họ tên đầy đủ của cô ấy hai đứa uống đi, có hơi nóng đấy, ông cụ rất khách khí với họ, bừng hai bát nước đi ra. Cảm ơn ông, tư họa đón lấy cái bát, loáng tháng có thể nhìn thấy một lớp bụi mỏng nổi trên mặt nước, cô nhìn thấy ông cụ dùng ấm để đun nước, không qua bộ lọc. Dưới ánh mắt nhiệt tình của ông cụ, tư họa nhấp một ngụm, ngôn tuyển bên cạnh cũng vậy, ông nhớ, lúc trước Nana na về nhà có cho ông xem mấy bức ảnh. Đẹp lắm đó, những bức hình mà ông cụ Nguyên nói đến là bộ ảnh được chụp khi tham gia vòng loại lần trước, nhắc đến cháu gái, nét mặt ông cụ không giấu được sự tự hào. Tiểu Na vừa trẻ lại xinh đẹp, tính tình cũng rất tốt, chuyên gia cổ vũ tư họa có thể lên sóng bất cứ lúc nào, hơn nữa trước mặt ông cụ, những lời cô nói đều là thật lòng. Con bé vẫn còn nhỏ, nhờ hai cháu giúp đỡ nó, ông thay mặt Tiểu Na cảm ơn hai cháu nhiều lắm, ông cụ chấp tay nói lời cảm ơn, hai người trẻ tuổi vội vàng đứng dậy. Một lát sau, ngôn tuyển với ông cụ nói đến chuyện gói bánh ú, ông cụ nghe xong lập tức gật đầu, được, được chứ, ông cũng đang chuẩn bị bắt đầu gói bánh đây, chân ông cụ đi lại không còn nhanh nhẹn, đôi tay cũng đầy vết chai sần. Ông ngồi trên cái ghế đậu thấp, bên trong chiếc chậu màu xanh ở bên trái chứa đầy thịt đã thái miếng, đậu xanh và gạo đã trộn lẫn, còn bên phải xếp những chiếc lá dông đã được rửa sạch. Làm sao anh biết được chỗ ông Nguyên đang gói bánh ú, tư họa có chút tò mò, bởi vì mỗi khi đến Tết đoan nọ, những người cao tuổi sẽ tự tay gói bánh ú rồi mang ra ngoài bày bán. Mặc dù kiếm không được là bao, nhưng đối với những người già không có nguồn thu nhập nào khác, vậy đã là quý lắm rồi. Vậy à, Tư Họa hiểu rồi. Rất nhiều năm không tự tay gói bánh ú, Tư Họa học theo cách gói của ông cụ, từng bước từng bước một, rất nhanh đã quen tay. Lá dông cuộn thành hình chóp, sau khi cho nguyên liệu vào thì để chiếc lá dài nhất đậy lên, nặng thành hình rồi dùng lá của cây cọ buộc lại, có hơi khác biệt so với những chiếc bánh được bán bên ngoài. Cách gói rất đơn giản, nhưng thỉnh thoảng sẽ phát sinh chuyện ngoài ý muốn ví dụ như ngôn tuyển cầm đũa, chỉ cần không cẩn thận một chút là đã làm cho gạo ở trong lá dong rơi ra ngoài. Ô ô, cô cuối cùng cũng phát hiện được điểm yếu của ngôn tuyển, người đàn ông với kiến thức lý luận uyên thâm không ai sánh được này, năng lực hành động của đôi tay lại kém mất mấy phần. Lúc nhìn thấy thành phẩm của ngôn tuyển, tư họa lập tức thay đổi nhận định một giây trước về anh. Không chỉ là kém mấy phần, rõ ràng trời sinh tay chân vụng về, anh cẩn thận chút được không hả, nhìn xem xung quanh đều rải đầy gạo rồi đây này tư hòa tiện tay gõ mấy cái vào đôi đũa của anh không sao không sao ông nguyên ở bên cạnh đỡ lời cho anh ngôn tuyển đã thành khẩn nhận lỗi tôi sẽ cố gắng dần dần tay nghề gói bánh ú của tư hòa càng lúc càng điêu luyện tốc độ cũng ngày càng nhanh ông cụ bởi vì tuổi cao nên động tác cũng không còn quá nhanh nhẹn còn ngôn tuyển cố gắng nữa thì cũng chỉ tay chân vụng về giữa chừng bị tư hòa cười nhạo mấy lần ngôn tuyển cũng không buồn bực không hề cáu giận vì bản thân mình tụt lại phía sau ngược lại trong lòng anh còn thấy vui vẻ vô cùng cuối cùng nguyên liệu cũng đã dùng hết gói được tất cả ba sâu lớn bánh ú ông cụ không tiếc hề tiếc của mà chia cho bọn họ mỗi người một sâu giữ lại cho mình một sâu hai người không từ chối được lòng nhiệt tình của ông cụ ngôn tuyển đành nói vậy thì thế này đi ạ à. hai đứa bọn cháu đi cùng với nhau lấy một sâu là được rồi ạ à. Dạ đúng rồi ạ à. ông Nguyên bọn cháu ăn cũng chẳng được bao nhiêu chỗ còn lại ông giữ lấy đi ạ à. nghe tiểu na nói cô ấy cũng rất thích ăn bánh ú tư họa lên tiếng phụ họa được 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 ông cụ vui vẻ đưa cho bọn họ một sâu xếp vào nặng trĩu cả túi khi ra cửa ngẩng đầu nhìn sắc trời bất tri bất giác đã qua nửa buổi chiều rồi bánh ú ở trong tay ngôn tuyển tư họa liếc mắt mấy cái hôm nay đã không mang quà gì đến lại còn lấy không bánh ú tôi muốn mua cái gì đó tặng cho ông nguyên anh thấy thế nào không cần lo lắng về chuyện này tăng lương cho tiểu na là được rồi em cầm quà đến ông cụ sẽ không nhận đâu ngôn tuyển mở hôm xây ở đây cũng đã từng tiếp xúc với ông cụ nên hiểu rất rõ tính cách của ông nghe có vẻ anh rất có kinh nghiệm nhỉ tiểu na vào bốn mùa làm việc không được bao lâu thì ông nguyên xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn hôm đó tôi đưa người tới chở ông cụ đi bệnh viện sau đó ông cụ xách theo túi lớn túi nhỏ đến bốn mùa nói là phải tự mình cảm ơn nghĩ tới chuyện cũ ngôn tuyển thở dài một hơi lúc đó không nỡ từ chối tấm lòng của ông cụ nên đã mua một món quà khác mang đến tặng kết quả ông cụ không chịu nhận cứ để quà đấy rồi đi cũng không được không được ông cụ nhất quyết bắt tiểu na mang trả lại bất kể là công việc của tiểu na hay là đã cứu tính mạng ông nguyên phần tình nghĩa này còn quý trọng hơn những món quà ấy sau đó biết được ông cụ nhất định không chịu nhận quà anh đã đổi cách thức khác để hai người nghĩ rằng thứ họ nhận xứng đáng với công sức mình bỏ ra anh đúng là một người tốt lời khen ngợi cứ vậy mà thốt ra khỏi miệng. Ngôn tuyển lại hỏi ngược lại, theo như ngôn ngữ hiện hành bây giờ, cầm tấm thẻ người tốt hình như rất thiệt thòi. Ê, tôi chỉ khen anh là người tốt thôi, không phát thẻ người tốt cho anh. Tư họa chấp hai tay phía sau, bởi vì tâm trạng vui vẻ mà bước chân cũng nhanh hơn vài phần. Ngôn tuyển nhướng mày, sách sâu bánh ú đung đưa trước mặt cô. Nhắc đến mới nhớ, hôm nay quên chụp ảnh rồi, ánh mắt của tư họa quét một vòng trên mặt anh, Đúng ra tôi nên quay lại dáng vẽ anh khi gói bánh ú Sau đó ghép với cái ly rượu nhỏ của anh Rồi copy vào USB tặng anh mới phải Thích xem cảnh tôi xấu mặt đến như vậy Đây gọi là vui một mình chi bằng để tất cả mọi người cùng vui Thật ra lần trước là lừa em đó Ngay từ đầu tôi đã định làm ly uống rượu nhỏ rồi Ngôn tuyển bày ra dáng vẻ vô cùng nghiêm túc Qua anh giỏi quá đi à Chuyên gia nịnh hót tư họa gọi là có mặt Mặc dù năng lực hành động đôi tay của ngôn tuyển có hơi kém nhưng tri thức lý luận lại rất giỏi vẫn còn nhớ lần đó khi đồ gốm được nung xong bình rượu và ly rượu cùng được gửi tới bốn mùa tư họa xem thành phẩm thì phát hiện ra ở dưới đấy có một vết nứt lúc đó ngôn tuyển ở bên tai nhắc đến nguyên lý lò nung cô chỉ có thể gật đầu theo vậy nên nói chuyện cùng với ngôn tuyển chỉ có thể từ phương diện chèn ép được anh mà ra tay thôi hai người xách bánh ú về bốn mùa việc đầu tiên là bỏ bánh ý vào nồi luộc tư họa liền ở lì trong bếp đợi bánh ú ra lò hôm nay chơi có vui không, ngôn tuyển đi qua, đưa cho cô một chai sữa chua uống. Tôi rất là vui luôn, tư họa cầm lấy định cắm ống hút vào thì đã bị ngôn tuyển ngăn lại, bụng đang rỗng đừng uống, vậy anh đưa cho tôi làm gì, tư họa lượm anh một cái, bỏ ống hút xuống. Ờ à thì, ngôn tuyển chỉ cười, không đáp, rõ ràng đó không phải sở trường của anh, nhưng vẫn dẫn cô đi làm thử đủ các món đồ thủ công, sao cô có thể không vui chứ, bánh ú đã chín. Hương thơm sọc vào mũi, Tư họa xoa cái bụng trống rỗng, tôi nghĩ tôi có thể xử lý hết một nửa chỗ này, thử thì biết thôi. Nửa tiếng sau, hu hu hu, tôi chịu thôi, tôi không ăn được nữa rồi. Trong tay tư họa vẫn còn dư lại nửa chiếc bánh ú, miệng đã bị vị ngọt ngấy đến mức quên hết các mùi vị khác rồi, tôi nghĩ một năm tới đây tôi sẽ không ăn bánh ú nữa đâu. Này, ngôn tuyển đưa lại chai sữa chua cho cô, hỗ trợ tiêu hóa, tư họa, hóa ra là dùng như vậy hả? Ăn xong hai người rủ nhau tản bộ cho tiêu bớt, lúc quay về đã gần 8 giờ tối. Sau khi vệ sinh cá nhân, Tư Họa đi đến trước cửa căn phòng cách vách, do dự tới do dự lui, kẹt, cửa phòng mở ra từ bên trong dọa cô giật mình lùi về sau vài bước, dưới ánh mắt nghi ngờ của ngôn tuyển, Tư Họa xoắn suýt mấy đầu ngón tay, thử dò hỏi, video 4 dê bươm bướm phá kén băng hôm nay có thể lưu lại không, em thích nó à, Tư, kỹ xảo hoạt hình làm rất chân thực, thật sự có cảm giác tận mắt nhìn thấy bươm bướm bay lượn giữa các ngón tay, rất đẹp, không chỉ chân thực mà cả quá trình giống như một sự kết hợp giữa hiện thực và truyện cổ tích, một vẻ đẹp chân thực và thoát ly khỏi tự nhiên. Chỉ cần em muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể đến rạp chiếu phim tư nhân đó để xem. Anh hình như đã dự đoán trước được việc này, chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, ngoài ra tôi sẽ gửi cho em một video có thể xem bình thường. Cảm ơn, tư hòa cảm kích vô cùng. Một ngày từ sáng tới tối nghe em nói không biết bao nhiêu câu cảm ơn rồi, ngôn tuyển khẽ lắc đầu, mọi người đều là bạn bè với nhau cả, không cần phải khách khí như thế. Phép tắc mà, tư họa sờ sờ mũi, nở một nụ cười thân thiện. Một lát sau, ngôn tuyển đã gửi video kỹ xảo cho cô. Tư họa mở ra, ngay từ cái nhìn đầu tiên, có cảm giác bơ mờ được chèn vào phù hợp tới mức chạm thẳng tới tâm hồn cô. Ngồi trước máy tính xem đi xem lại không biết bao nhiêu lần, linh cảm tuôn trào trong não bộ, tư họa vội lôi giấy bút ra thiết kế cả đêm. Ngày hôm sau, ngôn tuyển lại rời khỏi tân thành trong khoảng thời gian tiếp đó tư họa không ngừng chạy đôn chạy đáo khắp nơi nhưng vẫn không tìm được tấm vải ưng ý để chế tác thành phẩm nghe kha giai vân nói đã chế tác xong mà cô bên này vẫn chưa tìm được chất liệu vải phù hợp mấy ngày gần đây đã chạy khắp cả tân thành nếu như vẫn không chọn được thì đành phải đi tìm ở nơi khác suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong cô vẫn là quay về dung thành dù sao cũng đã ở dung thành vài năm vẫn quen thuộc hơn với môi trường buôn bán ở đó biết được sự phiền não của cô, trong lúc nói chuyện ngôn tuyển đề nghị hay là tới Cảnh Thành xem thử xem sao. Ở đó có chợ quần áo lớn nhất trong nước, nửa với câu sau đủ khiến người khác trung động, Tư Họa lập tức mua vé máy bay, thu dọn đồ đạc đi Cảnh Thành. Tháng 7 là thời điểm nóng nhất, rời khỏi Tân Thành mới thấy chỗ khác nóng quá mức luôn rồi. Sau khi xuống máy bay, Tư Họa tìm thấy Ngôn Hi tới đón cô, cô nhóc này biết cô sắp tới Cảnh Thành nên chủ động xin phép chạy tới sân bay đón cô bên cạnh còn kèm theo một anh tài xế chuyên nghiệp chị tư họa rõ ràng mới chỉ là lần thứ hai gặp mặt ấy thế mà ngôn hi cứ một tiếng chị hai tiếng chị cứ như là chị ruột vậy trên xe ngôn hi mở miệng ra là nói tốt cho anh trai năm nay trong nhà em xảy ra chút chuyện nên anh em cứ bận suốt hôm nay vẫn còn việc chưa xử lý xong nhưng mà anh đã dặn dò em phải tiếp đón chị chu đáo chị về nhà với em nhé đợi đã tư họa ngơ ra về nhà cô không phải là đến cảnh thành để chọn vải sao Ô hát, ngôn hy không cẩn thận đã thốt ra lời trong lòng, vội vàng đưa tay che miệng, ý của em là, nếu như chị rảnh thì cứ việc tới tìm em chơi cùng, em đang được nghỉ nên ở nhà miết, được chứ, nhưng mà lần này thời gian có hơi gấp gáp, lần sau có cơ hội nhất định sẽ tới tìm em, tư họa cười với cô nhóc, giọng điệu rất chân thành chứ không phải kiểu từ chối khéo, dạ dạ, ngôn hy gật mạnh đầu, len lén để điện thoại đối diện với mình, gõ một dòng chữ rồi gửi đi, đều tại cô ấy không cẩn thận trước mặt người nhà lỡ miệng nói ra nên giờ bị ép trở thành gián điệp. Sau khi xuống máy bay thì trời cũng sắp trưa, Ngôn Hy đưa cô tới một nhà hàng hết sức trang nhã. Hai người ngồi một lúc, Ngôn Hy đứng lên chào tạm biệt, chị Tư Họa, anh em sẽ tới ngay bây giờ, em đi trước đây, ý. Em phải đi sao? Trưa nay em có hẹn với bạn rồi, anh em bảo không thể để chị ở đây một mình nên em mới tới, bây giờ em phải đi tới chỗ hẹn rồi, bye chị. Ngôn Hy dường như rất gấp, cô ấy cầm túi, vừa đứng lên đã nhìn thấy một bóng dáng vô cùng quen thuộc xuất hiện ở cửa, lập tức vẫy tay ra hiệu. Tư họa cũng quay đầu lại nhìn, quả nhiên là ngôn tuyển tới rồi. Hôm nay anh ăn mặc hoàn toàn khác so với trước đây, một thân tây trang màu xám bạc vừa người, kết hợp với ca vạt ca cùng màu, cả người toát lên khí chất lão luyện trưởng thành. Chào buổi trưa, hai người nhìn nhau cười, ngồi xuống hai bên đối diện, tiểu hy nói có hẹn với bạn nên chạy mất rồi, sớm biết con bé có việc bận đã không giữ nó ở lại nói chuyện phím với tôi. Không sao, trẻ con thừa sức sống, chạy rất nhanh, ngôn tuyển hơi nghiêng đầu, ánh mắt liếc theo bóng hình vừa vụt qua. Tư Hòa không thể phủ nhận, quả thật, ngôn hy chạy còn nhanh hơn cả thỏ, chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa rồi. Người đến đủ mới bắt đầu gọi món, trong lúc chờ đợi cũng không rảnh rỗi, ngôn tuyển lấy iPad ra đưa cho cô, dựa theo yêu cầu của em với chất vải, tôi đã chọn lọc ra được một ít những chỗ có đánh dấu chấm đỏ ở trên đều có thể tới xem thử coi sao. Những biểu tượng trên iPad thay đổi dựa theo tình hình thực tế, Tư Họa hỏi ra mới biết, đây là một app nhỏ được viết ra để tiện cho việc cô đi tìm vải lần này. Nghe Tiểu Hy nói gần đây anh rất bận, Tư Họa ôm iPad, đôi mắt dán chặt vào màn hình, lúc nói chuyện cũng không dám ngẩng đầu lên. Công việc dù có bận hơn nữa thì cũng phải xem việc nào gấp việc nào không, ngôn tuyển bình tĩnh đưa ly trà cho cô. Cảm ơn, Tư Họa bỏ iPad xuống, vươn tay đón lấy ly trà, tự động bỏ qua ý nghĩa của câu đằng trước, cách đó không xa, ở một góc khuất có tấm bình phong che chắn. Ngôn Hy vừa biến mất lại lén lút chạy ngược trở lại, ngồi bên cạnh một bà lão có gương mặt hiền từ nhỏ tiếng thì thào, bà nội, chúng ta như này không hay lắm đâu, bà ngồi đây ăn cơm, có gì mà hay với chả không hay, động tác của bà lão nho nhã, khẽ đẩy chiếc kính lão của mình, bình tĩnh dùng bữa như bình thường, không hề có chút chột dạ nào. Nếu như bị anh biết, biểu cảm tiểu hy do dự, cháu sẽ xong đời, ô. Hôm qua nói sẽ cho cháu tiền tiêu vặt, chê ít hả, bà lão đưa mắt nhìn cháu gái, hi hi, không ít, không ít ạ, à, bà nội quá là hào phóng luôn ấy, nhắc tới tiền tiêu vặt, cô nhóc lập tức đến đứng sau lưng bà lão đấm lưng bóp vai, mạnh mẽ tự tin thuyết phục chính mình, anh biết thì có sao đâu chứ, anh ấy có thể tới đây ăn cơm, cháu cũng có thể. Vậy là đúng rồi đó, bà lão thông thả đeo kính lên, hơi nghiêng người sang hướng nào đó chăm chú nhìn một lúc bà nội bà đã nhìn rõ chưa vậy thấy bà nội cứ nhìn mãi về hướng bên đó ngôn hi tò mò tại sao có thể nhìn lâu như thế cô nhóc cũng liếc qua nhìn một cái y -o, hai người kia ngồi sát vào nhau kìa đầu cùng hướng vào giữa xem ra là rất thân mật gương mặt bà lão không giấu nổi nụ cười sau đó nghĩ tới cái gì đó liền quay đầu hỏi cháu gái anh cháu liệu có được hay không vậy hả ngôn hi ngơ người bà lão ghét bỏ bổ sung thêm một câu đã sắp một năm rồi vẫn còn chưa theo đuổi được người ta ngôn hi hít sâu một hơi cấp tốc chuẩn bị một loạt các lý do biện minh bà cũng biết anh cháu thích làm việc một cách từ từ trầm ổn mà mặc dù bây giờ việc vẫn chưa thành nhưng mà chắc là cũng sắp rồi ạ à. lời vừa nói xong thì nhìn thấy hai người kéo giãn khoảng cách với nhau bà lão thu lại ánh mắt soi xét gỡ kính xuống cất vào trong hộp nhìn bộ đồ ăn màu trắng lắc đầu thở dài không dứt khoát buổi chiều hai người dựa theo những địa điểm trên app bắt đầu tìm kiếm, đến xem từng nhà từng nhà một, thấy cô cầm tấm vải đó xem rất lâu, ngôn tuyển bèn thử thăm dò, có tấm nào phù hợp không, tư họa lắc đầu, thế là hai người lại đổi một nhà khác, cứ vậy lặp đi lặp lại, đi hết cả một buổi chiều, tư họa có chút chán nản, có phải là tôi yêu cầu quá cao rồi không, thật ra mấy ngày hôm nay đã xem qua rất nhiều loại vải cao cấp khác nhau. Nhưng đều không mang lại cho cô cảm giác kinh diễm hay nhận định ngay lập tức, chỉ có thể nói là tạm bỡ tư họa thấy rất là mệt não nhưng người bên cạnh lại liên tục xoa dịu cảm xúc của cô không sao đừng vội ngày mai chúng ta lại tiếp tục tìm nghe tiểu hy nói anh rất bận ngày mai tôi tự mình đi tìm là được rồi tư họa dây dây tráng lần đầu em tới cảnh thành tôi cũng phải cố hết sức để hoàn thành nghĩa vụ của chủ nhà chứ đúng không những hành động này của anh không phải là để giữ thể diện cho dù tư họa nói cái gì chỉ cần không phải là thái độ bài xích quyết liệt thì kết quả sẽ đều là thỏa hiệp. Trời cao không phụ người có lòng, sau khi bọn họ lựa chọn từng nhà một dựa theo biểu tượng trên áp, cuối cùng tư họa cũng có thể tìm thấy chất liệu vải vừa ý. Thời gian cho cuộc thi sắp tới còn lại một tuần. Vòng thi bán kết vào giữa tháng 7, tập đoàn Thiên Ngu lần lượt tổ chức thi đấu ở 10 thành phố lớn khác nhau. Sẽ do ban giám khảo ở hiện trường và trên mạng cùng chọn ra 30 nhà thiết kế bước vào vòng thi chung kết mà ở chỗ của Tư Họa, nơi thi đấu tập trung vừa hay là cảnh thành. Vì vòng bán kết mà Tư Họa gấp rút ngày đêm làm việc, ngay cả người mẫu tạm thời Tiểu Na cũng tranh thủ thời gian tập luyện. Khi video vòng loại lần trước được đăng lên, nhan sắc và thân hình của Tiểu Na được rất nhiều khán giả trên mạng tán thưởng. Tư Họa sau khi gặp được ông Nguyên thì có chút tâm tư riêng, cô muốn giúp đỡ Tiểu Na, thế nhưng để cuộc thi tiến hành thuận lợi, cô cũng phải chuẩn bị hai phương án nếu như tiểu na không thể đảm nhiệm được thì cô phải sắp xếp một người mẫu chuyên nghiệp khác lên sân khấu ngôn tuyển đồng ý cho tiểu na tạm dừng công việc còn đặc biệt mời một giáo viên xây dựng kế hoạch giảng dạy dựa theo tiến độ học tập của tiểu na để trong thời gian ngắn cô ấy có thể phát huy khả năng của mình ở mức tốt nhất một tuần cuối cùng tư họa và tiểu na đều ở cảnh thành tác phẩm đã chế tác xong mấy ngày hôm nay tư họa liên tục hoàn chỉnh thêm ở những chi tiết nhỏ cô yêu cầu với bản thân mình rất nghiêm khắc luôn cảm thấy rằng có thể đẹp hơn một chút mấy ngày liên tục tư họa đều ở trong khách sạn lúc ngôn tuyển mang bữa tối đến cho cô cô vẫn còn đang ngồi khoanh chân trên đất lưng dựa vào ghế suy nghĩ đã rất hoàn hảo rồi tôi vẫn luôn có cảm giác còn thiếu một chút gì đó nữa bởi vì muốn nghĩ thông suốt xem vẫn còn thiếu thứ gì nên ngay cả bữa tối đến tay rồi cô cũng động đến ăn tối trước đi đã ăn no rồi mới có sức lực làm việc ngôn tuyển cố hết sức khuyên bảo ê tư họa lấy lại tinh thần nghe thấy bụng mình đang sôi sùng sục đành phải đi đến cạnh bàn ngồi xuống vừa mới cầm đũa lên trong đầu liền lóe lên một tia sáng cô vội bỏ đũa xuống rồi chạy tới phòng đang để trang phục cầm kim và nguyên liệu lên bắt đầu khâu ngôn tuyển khoanh tay đứng giữa ở cửa lặng lẽ quan sát cho đến khi khâu xong mũi kim cuối cùng tư họa mới đứng lên gương mặt tươi cười rạng rỡ màu chủ đạo của chiếc váy dài là màu trắng thế nhưng khi nhìn kỹ giữa những lớp lưới trắng sẽ thấy được màu xanh trong suốt như băng viền váy được thêu thành hoa, vải ren được cắt thành hình bươm bướm, dùng ngọc trai điểm xuyết. Tất nhiên, thiết kế như này không được coi là nổi bật, điểm then chốt nhất là lớp vải bên ngoài mỏng nhẹ như cánh ve, đường chỉ tỉ mỉ tinh xảo, lớp bên trong mềm mại, dịu dàng, bên ngoài bóng bẩy tinh tế, khi đứng ở những nơi có ánh sáng có thể phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ. Hoàn thành rồi, ngôn tuyển chậm rãi bước qua, tôi bị kẹt ở chỗ này năm ngày liền, cuối cùng cũng nghĩ ra rồi, sau bao ngày vất vả cuối cùng cũng thấy được thành công, không có từ ngữ nào đủ để diễn tả tâm trạng của cô lúc này. Cô vui mãi không thôi, vương tay ông chậm lấy người trước mặt, tuyệt quá rồi, ngôn tuyển, cái ông bất ngờ khiến cho ngôn tuyển cứng cả người, chút sức lực mềm mại chạm lên ngực, hương thơm ngào ngạt lan tỏa trong lòng ngực, ít ai có thể khống chế được. Ít hầu lăn từ trên xuống dưới, người đàn ông chần chừ đưa cánh tay lên, nhẹ nhàng ông lấy, khó khăn cất lên giọng nói rất nhỏ và khàn từ trong cổ họng rất tuyệt âm thanh thoang thoảng đến sát bên tai như cơn gió nhẹ thoảng qua lại giống như một chiếc lông vũ mỏng manh làm lòng người ngứa ngáy đợi tới khi tư họa định thần lại và phát hiện bản thân đang làm gì trong đầu cô ông lên một tiếng không biết sợi dây đàn nào đã đứt khiến cho cô giật mình vội vàng buông tay và lùi về phía sau xin xin lỗi nhé từ cổ đến tai đều đỏ ửng lên tư họa ngại ngùng đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt người đó lúc trước khi ở trường học hay chia sẻ thành công với kha giai vân ở văn phòng làm việc lúc quá kích động không nhịn được sẽ ôm nhau vừa rồi đã mạo phạm rồi tôi hiểu được ngôn tuyển hơi nghiêng đầu né tránh ánh mắt mà không để lại chút vết tích giữa bạn bè với nhau chia sẻ thành quả cũng là chuyện hết sức bình thường ư ư ư bất kể là đối phương đang nói gì cô cũng chỉ biết gật đầu phối hợp tiếp sau đó chính là sự trầm mặc đến lạ thường cuối cùng vẫn là ngôn tuyển nhượng bộ bận lâu như vậy rồi hay ra ngoài ăn tối trước đi được lần này đổi lại thành cô chạy còn nhanh hơn cả thỏ bữa tối mà ngôn tuyển mang đến rất hợp khẩu vị mặc dù cô không kén ăn nhưng cũng có một vài món ăn yêu thích mà gần đây ngôn tuyển đều mang đến những món đó đối mặt với những món ngon như vậy cộng thêm vấn đề khó khăn và khúc mắt đã được giải quyết tư họa ăn rất ngon miệng mấy ngày nữa là tới cuộc thi rồi đã chuẩn bị ổn cả chưa nói đến chính sự tư họa một lòng chuyên tâm phía bên tôi đã ok rồi chỉ xem kết quả cuối cùng bên Tiểu Na thôi Giáo viên dạy cô bé nói Tiểu Na có thiên phú không tồi về mặt này Tiến bộ rất nhanh Ngôn tuyển cũng luôn quan tâm đến tiến triển của cuộc thi này Ồ đúng rồi Hai ngày trước cô bé đến thử váy Ở trong phòng đi một vòng Xem ra cũng rất có cá tính Dù sao đây cũng là cuộc thi thiết kế thời trang Không giống với sàn diễn các hoác chuyên nghiệp của người mẫu Bọn họ tin rằng Tiểu Na có thể đảm nhận được Cũng hy vọng Tiểu Na có thể mượn cơ hội lần này chọn lựa lại cuộc đời của bản thân mình hai ngày sau trận bán kết của cuộc thi thiết kế thời trang do tập đoàn thiên ngu đứng ra tổ chức đang được phát trực tiếp từ hiện trường cuộc thi những người quan tâm đến cuộc thi lần này bất kể là trên mạng hay ở hiện trường đều bắt đầu ồn ào bàn tán hiện trường cuộc thi tiểu na vừa đi vào phòng thay đồ đã ngồi ngay xuống ghế ép chặt đôi chân đang run rẩy của mình chị tư họa em hồi hộp quá không sao đâu đã luyện tập nhiều ngày như vậy rồi mà em chỉ cần thể hiện ra trạng thái bình thường là được rồi, tư họa cố gắng dùng giọng điệu bình thường để an ủi cô bé. Không phải là em đang lo lắng cho bản thân mình, em chỉ sợ, cô ấy chỉ là một nhân viên bình thường của Homestay, cho dù có thất bại cũng không có gì to tác cả, nhưng cuộc thi này đối với tư họa rất quan trọng. Gặp người có lòng tốt cho mình cơ hội, cô ấy muốn cố gắng đi lên, đồng thời cũng sẽ lo lắng bản thân liệu sẽ liên lụy đến người khác hay không. Nếu em không có chút tự tin nào với bản thân như thế, vậy thì luyện tập nhiều ngày như vậy là vì cái gì chứ? Tư họa đặt tay mình lên mu bàn tay cô ấy, động viên, nghĩ lại bản thân sau bao nhiêu ngày, bỏ ra bao nhiêu thời gian và mồ hôi công sức, rất nhanh là có thể thu về thành quả rồi, em nên mong đợi mới phải, em rất muốn làm tốt chuyện này, nhưng chỉ sợ bản thân sẽ mắc lỗi, tiểu nạ cúi đầu xuống, bẻ bẻ mấy ngón tay, trong lòng không thể nào bình tĩnh được, phàm là việc gì cũng đều sẽ có lần đầu tiên, nhưng rất nhiều cơ hội đều chỉ đến một lần em suy nghĩ cẩn thận lại một chút, vẫn còn nửa giờ nữa cho em đưa ra lựa chọn. Nếu như trong nửa giờ này Tiểu Na trùng bước, thì cô ấy sẽ mất đi cơ hội hiếm có lần này. Chị Tư Họa, Tiểu Na ngước lên nhìn cô. Tư Họa cười một cái, Tiểu Na, bọn chị tin tưởng em, mong em cũng phải tin tưởng vào bản thân mình. Trong khoảng thời gian này, những gì có thể giúp đỡ được bọn họ đều đã giúp cả rồi. Có thể đi đến bước cuối cùng, đứng trên sân khấu tỏa sáng rực rỡ được hay không, tất cả chỉ dựa vào bản thân cô ấy. Vâng, sau khi suy nghĩ kỹ càng, tiểu na gật đầu ly lịa, chị Tư Họa, em hiểu rồi à, em sẽ cố gắng hết sức, làm tốt nhất có thể. Tư Họa mỉm cười hài lòng, cô gái tự tin là xinh đẹp nhất. Bởi vì người tham gia cuộc thi khá nhiều, người mẫu sẽ đi các quát theo thứ tự, liên tục vòng quanh sân khấu một vòng để trình diễn bộ trang phục. Sau đó lại chọn ra các tác phẩm thiết kế xuất sắc nhất để người mẫu một mình các quát lại lần nữa đồng thời mời các nhà thiết kế trình bày ý tưởng thiết kế và nguyên do hình thành nên chủ đề của bộ trang phục. Các nhà thiết kế tham gia cuộc thi lần lượt đi vào phòng chờ. Để đảm bảo công bằng công chính, nhân viên làm việc tại hiện trường yêu cầu họ rút thứ tự để lên sân khấu. Điều khiến cho Tư Họa cảm thấy hết sức ngạc nhiên chính là không ngờ lại gặp lại quý anh ở chỗ này, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lúc vừa rời khỏi dung thành, tình cờ nghe Kha Giai Vân chăm chọc, nhắc đến quý anh cũng là nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp, có điều nghe nói cô ta vì hạ diên tiêu mà tình nguyện ở lại hà thị nửa năm gần đây kha giai vân thấy cô rời đi xa như vậy cũng không còn nhắc đến hạ diên tiêu và những chuyện xung quanh anh ta nữa nghĩ lại thì lần duy nhất cô và nhà họ hạ liên lạc có lẽ là khoảng mấy tháng trước sau khi cô bình tĩnh thì lần lượt liên lạc với hạ vân tịch và bà nội hạ vốn dĩ muốn nói rõ với họ về quyết định của bản thân mình nhưng lại không ngờ rằng người nhà họ hạ vẫn một lòng muốn khuyên cô trở về thế là dứt khoát không liên lạc nữa hoặc là đợi đến ngày nào đó họ đứng ở trên góc độ của cô để suy ngẫm sau khi thực sự đã buông bỏ mới có thể trò chuyện lại bình thường lúc nhận thẻ số thứ tự quý anh cũng đã nhìn thấy cô lâu rồi không gặp tư tiểu thư hình như chúng ta không thân thiết đến mức có thể nói câu này quý tiểu thư lúc đi ngang sạc qua vai tư họa mặt không đổi sắc mà trả lời một câu như vậy tục ngữ nói chỉ đánh kẻ chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại nhưng cô và quý anh từ lúc bắt đầu đã định trước rằng sẽ không thể nào chung sống hòa bình Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của Quý anh, cô đều cảm thấy trong lòng rất tức giận. Nếu như phải cùng Quý anh diễn vở kịch bạn cũ từng quen, cô sợ rằng bản thân sẽ không chịu nổi. Ông trời cứ thích trêu ngươi, nhất định cứ phải sắp xếp số thứ tự của hai người dính liền với nhau. Thứ tự biểu diễn trang phục của Tư Họa và Quý anh liền kề, người trước người sau, chỉ cần một ánh mắt chạm nhau cũng có thể tóe ra tia lửa. Tiếp sau đây, đến lượt tác phẩm thiết kế của Tư Họa, phá băng chiếc váy dài màu trắng tỏa sáng rực rỡ dưới sự khúc xạ của ánh đèn, cùng với bước chân của người mẫu, chiếc váy dài đông đưa để lộ ra cách sắp xếp những khoảng cách màu xanh băng, những con bướm trên chiếc váy giống như đang sống vậy. Người mẫu cũng được lựa chọn rất kỹ càng, phong cách kết hợp giữa sự trưởng thành và trẻ trung, làm nền cho bộ váy tuyệt đẹp này. Cùng với sự giảng giải của tư họa, các vị giám khảo ở dưới khán đài thỉnh thoảng lại nghiêng đầu thảo luận đôi câu, cho đến khi thời gian biểu diễn quy định của mỗi người kết thúc, bắt đầu nhận xét và cho điểm. Cái tên Phá Băng này nằm trong số những tác phẩm sang trọng và tao nhã nhất, cũng được coi là nổi bật. Khả năng lớn sẽ khiến cho người khác liên tưởng đến phong cách thiết kế đầy khí khái anh hùng, cho đến khi được tận mắt nhìn thấy hiện vật, bọn họ mới thật sự hiểu được rằng, chữ băng đó được lót bằng màu sắc, phá, chính là nhãn quan. Kết thúc một vòng các quát, tư họa cuối chào khán giả và ban giám khảo, giữ nguyên dáng điệu tao nhã và khéo léo đi xuống nhảy múa sau khi tiểu na trở lại phía sau cánh gà chân bắt đầu mềm nhũng chị tư họa em không nhìn nổi nữa rồi tư họa vội đỡ lấy cô bé khen ngợi vừa rồi em đã làm rất tốt hai người cùng nhìn nhau cười mặc dù trước đó có thể sẽ hồi hộp và sợ hãi nhưng sự phối hợp của bọn họ trên sân khấu đã phát huy tới trạng thái tốt nhất của bản thân đó mới là điều tuyệt vời nhất sau tư họa đến lượt của quý anh lên sân khấu tư họa đang ở cùng với tiểu na chân mềm nhũng không rảnh để quan tâm đến những chuyện khác càng không biết được quý anh sẽ mang ra tác phẩm như thế nào chị tư họa chị cảm thấy lúc nãy chúng ta có thể nắm được bao nhiêu điểm tiểu na ngồi trên ghế hồi hộp đến mức tự rót cho mình nửa bình nước khoáng lớn để lấy lại bình tĩnh không biết nữa á tư họa cầm lấy một chai đồ uống chưa mở nắp ngón tay giữ lấy nắp chai xoay một vòng không vặn ra em giúp chị nhé bây giờ tiểu na đang hành sự mà không suy nghĩ nhìn thấy cô không vặn ra thì muốn giúp đỡ kết quả bản thân ra tay lại cảm thấy thiếu lực, có lẽ là vẫn chưa thể trở lại bình thường, không dùng sức được, chỉ tự làm được mà, tư hòa cười lấy lại chai nước, dùng lực cầm chắc thân chai, vặn một cái là có thể mở cái nắp chai ra, tiểu na, xin lỗi, bản thân em lại làm trò hề rồi, việc nhỏ nhặt này đã xoa dịu đi tâm trạng của hai người rất nhiều. Vậy dựa theo sự quan sát những người khác trong cuộc thi thì sao, tiểu na thở dài, tâm tâm niệm niệm vẫn chỉ có cuộc thi, lúc trước em quá hồi hộp, em chẳng còn tâm tư đâu mà quan tâm người khác, nhưng cảm thấy mọi người đều rất lợi hại, chúng ta đã biểu diễn xong rồi, em không cần phải hồi hộp nữa. Còn về kết quả, đợi đến khi cuộc thi kết thúc tự nhiên sẽ biết thôi, Tư Họa nhấp một ngụm nước nhỏ, làm mát cổ họng. Chị Tư Họa, chị là người an tĩnh không màng như vậy sao, biểu cảm của Tiểu Na rất bối rối, cũng không phải như vậy, chị chỉ cảm thấy bây giờ có sốt ruột thì cũng không có tác dụng gì chỉ bằng kỳ vọng rằng chúng ta có thể đạt được kết quả tốt nhất thì hơn. Thời gian biểu diễn của bọn họ đã kết thúc rồi, bây giờ sốt ruột cũng không có tác dụng gì. Mặc dù cô cũng sẽ mong đợi sẽ hồi hộp, nhưng đều âm thầm cất giấu ở trong tim, rất ít khi để lộ ra ngoài. Từ lâu cô đã biết được, muốn thành công nhất định phải dựa vào sự nỗ lực không ngừng của mình, chứ không phải thầm mong đợi đối phương sẽ mắc sai lầm. Cần phải noi theo tấm gương ưu tú, chứ không phải so sánh bản thân mình với những người kém hơn dành lấy cảm giác tồn tại. Ban giám khảo cho điểm ngay tại chỗ. Tất cả chỉ có ba suất có thể lọt vào trận chung kết. Nói không hồi hộp chính là nói dối. Nhưng hiện tại có một cô gái non nớt mới ra đời ngồi bên cạnh cô, cô vẫn nên cố gắng truyền cho Tiểu Na một chút quan niệm tích cực và lạc quan. Mỗi tác phẩm dự thi có thời gian ba phút để trình diễn, lần lượt nối tiếp nhau, thậm chí còn có nhà thiết kế tự mình mặc trang phục thiết kế lên sân khấu. Mỗi phần thi đều vô cùng xuất sắc. Trong bầu không khí căng thẳng cuộc thi dần dần đi đến hồi kết cùng với lời phát biểu bế mạc của mc mọi người đều bắt đầu mong đợi kết quả thống kê cuối cùng của ban giám khảo khoảnh khắc danh sách xếp hạng không ngừng nhảy trên màn hình led tư họa nhắm chặt mắt nghe thấy tiếng tim đập thình thịch thình thịch đập nhanh kinh khủng cho đến khi xin chúc mừng trên màn hình led là tên của ba nhà nhà thiết kế thành công lọt vào vòng trong mc cố ý không đọc tên thu hút sự chú ý mọi người sôi nổi nhìn lên màn hình led để tìm xếp hạng tư họa mở mắt ra ánh mắt nhìn từ dưới lên trên nhìn thấy tác phẩm phá băng của mình ở vị trí thứ hai quá tốt rồi chị tư họa tiểu na không kiềm chế được sự kích động bật khóc lập tức cùng lúc đó trong phòng làm việc nghiêm ngặt và yên tĩnh thư ký mặc đồ công sở màu đen không ngừng nhìn đồng hồ chăm chăm thời gian trôi đi từng giây từng phút vô cùng buồn phiền tiểu ngôn tổng mọi người đã ở trong phòng họp cả rồi tuân thủ thời gian là quy định làm một nhà lãnh đạo cũng cần phải tuân theo Ngôn tuyển tiếp nhận công ty trong nửa năm qua chưa bao giờ phạm sai lầm về thời gian, nhưng hôm nay lại liên tục trì hoãn. Hành vi bất thường như vậy ở tập đoàn ngôn thị trước nay chưa từng phát sinh, trong lòng thư ký sốt ruột đến mức đi đi lại lại, trên mặt vẫn giả vờ điềm tĩnh. Ngôn tổng, hội nghị buổi trưa đã trì hoãn 20 phút rồi, ông chủ đang nghĩ gì, anh ta không biết cũng không dám hỏi, chỉ thấy ông chủ của mình nhìn chầm chầm vào màn hình laptop cá nhân rất lâu rồi. Cách, ngôn tuyển đóng laptop lại, âm thanh rất nhỏ nhưng ở trong môi trường đặc biệt yên tĩnh lại rất rõ ràng sau đó anh mới cầm tài liệu đã chuẩn bị từ lâu đứng dậy rời đi học thôi thành công lọc vào trận chung kết tiếp sau đó sẽ có thời gian gần hai tháng để bọn họ chuẩn bị trước mắt cho đến lúc đó phía nhà sản xuất vẫn chưa đưa ra những quy định cụ thể về trận chung kết trong mấy ngày tiếp theo tư họa dự định đưa tiểu na đi ăn chơi vui vẻ ở cảnh thành còn có ngôn hi tinh quái làm bạn đồng hành vốn dĩ hy vọng ngôn hi sẽ đưa bọn họ đi thưởng ngoạn phong cảnh kết quả ra ngoài mới phát hiện ra ngôn hi là một kẻ mù đường khó trách lần trước ngôn tuyển nói con nhóc này không thể rời khỏi tầm mắt của mọi người là một người trưởng thành đã có kinh nghiệm đi du lịch tư hòa cảm thấy bản thân tự đưa hai đứa nhóc này ra ngoài chơi có lẽ không có vấn đề gì nhưng rất nhanh cô đã nhận ra có chỗ nào đó không thích hợp lắm chị tư hòa cuộc thi chị tham gia lại thắng rồi thật lợi hại nha ngôn hi mặt đầy ngưỡng mộ nhìn cô những lời tán thưởng nịnh bợ như thế thật giống với phong cách thổi rắm thành cầu vọng năm đó cô dành cho bạn bè bên phải vừa mới nghe xong lời tán thưởng bên trái tiểu na đã khoác tay cô tìm kiếm sự dỗ dành chị tư họa cuộc thi lần trước thật sự vô cùng giật gân vẫn may là không có sai sót gì tư họa vừa định nói gì đó đột nhiên tay phải bị ngôn hi ôm lấy chị tư họa anh của em nói đợi sau khi tan làm sẽ mời chị ăn cơm để chúc mừng cho chị đấy vừa dứt lời Tiểu Na ở bên trái đã tiếp lời ngay, "Chị Tư Họa, lần này ông chủ ngôn cũng đã giúp đỡ rất nhiều, em cũng nên cảm ơn anh ấy." "Chị Tư Họa, chị Tư Họa." Hai người bên trái một tiếng chị giỏi, bên phải một tiếng chị tuyệt, hoàn toàn không cho Tư Họa thời gian để mở miệng. Vốn dĩ bộ ba người rất hòa hợp, không biết bắt đầu từ lúc nào đã lằn nhà lằng nhằng. Hai người tranh giành nhau nắm lấy cánh tay của Tư Họa kéo cô về phía mình, hình như chỉ có như vậy mới có thể so sánh được ai mới là người thân thiết hơn. Theo động tác của hai người, tư họa ngã về đông, lại nghiêng về tây, hai bên tai đồng thời truyền đến hai loại âm thanh khác nhau và nội dung cũng không giống nhau, giống như những tiếng vù vù của mấy con ong vậy. Dừng, tư họa nhìn chầm chầm phía trước, đột ngột dừng bước chân lại, cô cố định động tác, từ từ rút tay ra, đặc biệt bước về phía trước một bước, đứng ở vị trí chính giữa, hít không khí trong lành một hơi thật sâu. Chị, chị, hai giọng nữ khác nhau từ sau lưng truyền tới, tư họa xoa xoa tay xoay người nhìn hai cô nhóc lần lượt nắm lấy tay của họ buộc họ phải nắm tay nhau trên mặt nở nụ cười mãn nguyện hay là hai đứa nói chuyện đi hứ hai người vung tay ra đồng thanh nói rồi quay lưng lại với nhau thật ra cũng không có thâm thù đại hận gì chỉ là muốn đấu xem ai mới là người thân thiết với người chị này hơn thôi trong cuộc chiến không khoan nhượng của hai cô nhóc tư họa đã trải qua một buổi chiều kinh hoàng bạc vía trong lòng âm thầm thề rằng sẽ không bao giờ một mình đưa hai đứa nhóc này ra ngoài cùng lúc nữa quá đau khổ rồi quả thật là mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần hai người đó bên nào nói chuyện cũng đều không thể nhỏ tiếng được nói chuyện liên tục với ai nhiều quá cũng không thể uống nước ngọt cũng sẽ tranh nhau ra vẻ nịnh bợ tư hòa thuận theo sở thích của hai người bị ép ăn hết hai cây kem nhận được quá nhiều sự hoan nghênh cũng thật bất lực cuối cùng của cuối cùng vẫn là ngôn tuyển gọi cuộc điện thoại cứu nguy cho cô bữa tối là nhóm bốn người có mặt ông chủ ngôn ở đó bất luận là tiểu na với thân phận nhân viên hay là ngôn hy với thân phận em gái đều hết sức tem tém lại không dám lỗ mãn trong lúc bí mật tư họa lén lút đưa ngón tay cái lên cho anh một like. ngôn tuyển không rõ nguyên do chị tư họa vô cùng cảm ơn chị đã tín nhiệm em cho em cơ hội tham gia cuộc thi lần này và thể hiện bản thân mình trên sân khấu tiểu na hăng hái giơ cốc nước lên lấy trà thay rượu kính ân nhân và cả ông chủ cảm ơn anh cho em nghỉ phép còn tiền giáo viên giúp em luyện tập đợi em có tiền rồi, nhất định sẽ tặng quà đàng hoàng cho anh. Hai người nhận lời cảm ơn của cô ấy, Tư Họa cũng rót một ly như vậy, kính ngược lại, chị cũng rất biết ơn em, thể hiện được tác phẩm của chị một cách hoàn mỹ. Hai người này cảm ơn qua lại, Tiểu Ngôn Hy cảm thấy mình không thể chen vào chủ đề này được, lập tức không bằng lòng. Cô ấy nghiêm túc nhìn chằm chằm vào mắt của Tư Họa, chị, lần sau em sẽ đi làm người mẫu cho chị, vừa dứt lời, lại quay đầu hướng về phía người đàn ông ở bên cạnh, bắt đầu từ ngày mai anh cũng tìm thầy giáo cho em không phải đã dạy em rồi sao bất cứ chuyện gì cũng phải suy nghĩ kỹ càng tường tận mới đưa ra quyết định anh cả nghiêm khắc truyền dạy kinh nghiệm cuộc đời mọi lúc mọi nơi em suy nghĩ rồi mà ngôn hy đứng lên tại chỗ quay một vòng trước mặt ba người mọi người nhìn dáng vẻ này của em đi có phải là rất phù hợp không khụ tư hoại nhịn không cười vóc người của tiểu hy rất đẹp tỷ lệ chiều cao của cô ấy thì rất tốt nhưng muốn trở thành người mẫu chuyên nghiệp về mặt thẩm mỹ của giới thời trang hiện tại mà nói, có hơi khó khăn, ăn cơm nhiều một chút, nói không chừng còn có thể cao thêm chút nữa, tiểu na cao một m 7 ở đối diện thiện ý nhắc nhở, tiểu ngôn hy thân cao 160, chính là rất tức giận, em không làm người mẫu cũng được, thế nào thì sau này chị tư họa cũng phải trở thành chị dâu của em, nói về thân mật, vẫn là cô bé thắng rồi, ngôn hy nhỏ tiếng thì thầm, tư họa ngồi ở phía đối diện hầu như không nghe rõ, cho rằng cô bé đã bị tiểu na đã kích. Bạn lo lắng gặng hỏi tiểu hi vừa rồi em nói gì thế em hi ngôn hi liếc nhìn người anh trai hiền lành vô hại bên cạnh mình nghiến răng nghiến lợi nói em nói cần phải ăn nhiều để cơ thể cao hơn ngôn tuyển cầm đôi đủ dùng chung lên thân thiết gấp cho em gái một miếng thịt cảm ơn anh hai cô ấy bị đá rồi cô ấy thế mà lại bị anh ruột đá rồi nếu không phải vì tiền tiêu vặt của mình cô ấy tuyệt đối sẽ không khuất phục dung thành tin tức quý anh có được vị trí trong vòng chung kết rất nhanh đã lan truyền rộng rãi trong tập đoàn hà thị hà thị không hề có liên quan gì đến ngành thiết kế thời trang nhưng không biết từ bao giờ rất nhiều người đều âm thầm đồn thổi về mối quan hệ của quý anh với người đứng đầu tập đoàn hà thị mặc dù chưa được chứng thực nhưng theo bọn họ thấy quý anh chính là người có sự tồn tại đặc biệt hơn nửa năm nay quý anh luôn lấy thân phận bạn bè để ở bên hạ diên tiêu những người ban đầu chế nhạo cô ta dần dần cũng đã thay đổi thái độ, trái lại cũng không phải là hài lòng gì với quý anh hiện tại, chỉ có điều so với năm đó, bây giờ bọn họ càng biết che giấu hơn, huống hồ, không thể tránh khỏi tâm tư muốn xem kịch vui, từ lúc bức tranh cuối cùng của Su Sơn trị giá 60 triệu bị gửi trả lại, Hạ Diên Tiêu không còn nghe ngóng tin tức của Tư Họa nữa, nhưng lại không giống như đã buông bỏ được quá khứ, có lần được hỏi trong buổi tiệc, anh ta không chịu thừa nhận bản thân đang độc thân mọi người đều âm thầm thừa nhận anh ta và Quý Anh đã quay lại, bởi vì nửa năm gần đây, chưa từng nhìn thấy bên cạnh Hạ Diên Tiêu có người phụ nữ nào khác. Quý Anh xin nghỉ tham gia cuộc thi, hôm nay trở về công ty trả phép, vừa hay gặp được trợ lý của Hạ Diên Tiêu vội vội vàng vàng đi về phía này, trợ lý Hà, Quý Tiểu Thư, cô đến thật đúng lúc, trợ lý bước đi vội vã, dáng vẻ nôn nóng, Quý Anh hỏi thuận theo anh ta, làm sao vậy? Chỗ tôi có một bản văn kiện cần phải lập tức mang đến chỗ hạ tổng sau khi nói ngắn gọn về chuyện chính trợ lý đã chuyển đề tài trò chuyện nhưng vừa rồi nhận được cuộc gọi ở nhà nói con bị bệnh rồi tôi đây công việc là chén cơm con cái là cốt nhục trợ lý thật sự rất khó xử nếu đã là trong nhà có chuyện cậu nhanh chóng đi đi còn về văn kiện quý anh đưa tay về phía anh ta tôi giúp cậu mang tới được 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 cảm ơn anh ta cũng do nhìn thấy quý anh nên mới cố ý tìm tới nếu là một người tùy tiện khác anh ta cũng không dám nhờ đưa văn kiện, sau khi cầm lấy văn kiện, quý anh dựa vào địa chỉ mà trợ lý đưa để tìm tới đó, không may thay, lại là một bữa rượu, có thể ngồi uống rượu đàm phán hợp tác với Hạ Diên Tiêu, thân phận của đối phương cũng không đơn giản, kế bên còn có thư ký nữ đi theo. "Thật xin lỗi, Hạ tổng, tôi đến trễ rồi, hôm nay quý anh mặc tây phục, chiếc váy ông." Đối phương thấy cô ta đi bên cạnh Hạ Diên Tiêu, đương nhiên cho rằng cô ta là thư ký của Hạ Diên Tiêu. Cứ như vậy, quý anh đương nhiên phải ở lại đây thay cho người vốn dĩ nên đến bữa rượu không tránh khỏi mời rượu người đàn ông bụng bự ngồi đối diện luôn cố ý hoặc vô ý nhắc tới quý anh thư ký của hạ tổng thật tài giỏi lời khen thẳng thắn ánh mắt giấu dến khiến cho quý anh cảm thấy khó chịu cô ta ở nước ngoài chịu khổ mấy năm nhưng hai năm nay có được thành tựu nhỏ trong ngành thiết kế cuộc sống dần được cải thiện rất lâu rồi không gặp người đàn ông nào buồn nôn như vậy quý anh nghiêng người nhìn hạ diên tiêu thấy anh ta bình tĩnh ngồi đó bàn chuyện công việc với đối phương giống như không nghe thấy những lời nói đó quý anh không thể hiện ra mặt nhưng trong lòng thật ra lại không thoải mái lắm nhớ khi còn đang hẹn hò với nhau người đàn ông khác nói với cô ta những lời thô tục hạ diên tiêu cũng có thể lòng đầy căm phẫn xông lên đánh người ta một trận bây giờ vật còn người khác cái gì cũng đang thay đổi chuyện cũ lại hiện lên không nguôi trong tâm trí cô ta ngày càng rõ ràng nửa phần sau của bữa rượu quý anh uống rất nhiều có một số là đối phương cố tình mời, cũng có một số là cô ta chủ động lôi kéo với vị trí thư ký, dốc hết sức muốn giao kết thành công hợp đồng lần này. Đủ rồi, lúc cô ta muốn đi mời rượu tiếp, lại bị Hạ Diên Tiêu nắm chặt cổ tay, âm thanh ngăn cản không nặng, nhưng cô ta lại nghe rất rõ. Hợp tác là hai bên cùng thắng, Hạ Diên Tiêu nể mặt đủ rồi, đối phương thấy đủ cũng ngừng, sẵn khoái ký hợp đồng. Bữa tiệc kết thúc, tài xế đã đợi sẵn ở ngoài. Quý anh mượn ý say rượu lộ liễu nhìn người đàn ông bên cạnh. Thân thể lão đảo, cô ta có hơi đứng không vững, Hạ Diêu Tiêu đỡ cô ta, quý anh tự nhiên dựa vào cánh tay của anh ta. Sau khi lên xe, Hạ Diên Tiêu trực tiếp kêu tài xế đưa cô ta về địa chỉ, quý anh nhắm mắt lại, dựa vào anh ta rồi thiếp đi như đang say. Hạ Diên Tiêu định kéo cánh tay cô ta ra, nhưng rất nhanh quý anh đã dính lại lên người anh. Quý anh địa chỉ giọng nói lạnh lùng của người đàn ông ít nhiều cũng có chút vô tình đừng làm ồn người phụ nữ bên cạnh mắt cũng không mở miệng thì lẩm bẩm dường như thật sự không tỉnh táo hai người đều uống rượu xung quanh ít nhiều cũng dính hơi rượu hạ diên tiêu cúi đầu nhìn cô ta chỉ thấy được nửa khuôn mặt nhưng ánh mắt lại dán chặt vào đó ngay trước thông qua một người khác hoài niệm lại mối tình đầu trong ký ức bây giờ thì ngược lại anh ta lại dựa vào góc nghiêng giống na ná mà tìm kiếm bóng dáng của một người khác Tư họa là người không uống rượu, dù uống thì cũng chỉ một hai ly. Thứ duy nhất anh ta nhớ được có lẽ là lần đầu tiên dẫn tư họa đi gặp đám tần tục, vào dịp ấy, tư họa dơ cao ly rượu. Một hơi uống hết trước mặt bạn anh ta, nhưng sau khi uống xong thì cô bắt đầu ho khan, cổ họng rất khó chịu. Hạ Diên Tiêu chỉ nhớ cô không thể uống rượu, sau này cũng không thấy cô uống lần nào, hoặc có thể nói ngày trước bỏ lỡ quá nhiều, bây giờ nghĩ lại chỉ có sự hối hận không thôi kha giai vân gửi bức tranh của su sần đến tập đoàn hạ thị là anh ta đã hiểu được tư họa vẫn không chịu gặp anh ta kha giai vân không thừa nhận có liên lạc với tư họa nhưng không có nghĩa là anh ta thật sự tin người phụ nữ ấy khi biết anh ta đi tân thành thì cố tình trốn tránh ngay cả bức tranh của su sần cũng cự tuyệt dứt khoát muốn tránh đi có lẽ đều cần một thời gian để bình tĩnh bạn của tư họa ở đây công việc ở đây cuối cùng cô cũng sẽ quay lại anh ta có thể đợi a à diên một tiếng nỉ non kéo anh ta về hiện thực hạ diên tiêu hoàng hồn mới phát hiện ra khoảng cách giữa ngón tay và khuôn mặt ấy chỉ vỏn vẹn trong gang tấc động tác quả thật có chút mờ ám anh ta lại đẩy quý anh ra để cô ta tự dựa vào ghế chiếc xe chạy về một phía khác tư họa viên làm xong hết việc nhà cuối cùng vũ tưởng cũng có thể ngồi nghỉ một lát hơn nửa năm nay hạ diên tiêu lại hay về tư họa viên bà phải chuẩn bị tốt để chào đón chủ nhân về nhà nghe thấy tiếng động truyền từ phía cửa vũ tưởng tận tâm tận lực lập tức chạy đến, tiên sinh, vị này là, tư tiểu thư về rồi sao, vũ tưởng thấy hạ diên tiêu diều một người phụ nữ, tóc che đi góc nghiêng, nhìn không rõ dung mạo, nhưng cách ăn mặc này rất phù hợp với ấn tượng mà tư họa để lại cho bà, người phụ nữ có thể xuất hiện ở tư họa viên, người đầu tiên vũ tưởng nghĩ đến chính là tư họa, bà liền vui vẻ lên trước diều đỡ, nhưng lại thấy một gương mặt xa lạ, a à, nhận nhầm người rồi, vũ tưởng hết cả hồn, hỏi một cách thăm dò vị này là, đưa cô ấy đến phòng cho khách, Hạ Diên tiêu dứt khoát giao thứ phiền toái trong tay cho vú tưởng. Vâng, tiên sinh, vú tưởng nhanh chóng trả lời, nhưng trong lòng lại nghĩ, chẳng lẽ tư họa viên này sắp đổi nữ chủ nhân sao? Vậy tên của khuôn viên này có phải có chút? Hai, vũ tưởng than thầm, chịu khó dìu quý anh đến phòng cho khách, đứng gần chút, vẫn có thể ngửi thấy hơi rượu, bất tri bất giác. Vũ tưởng so sánh hai người với nhau, trong lòng nghĩ rằng tư tiểu thư sẽ không bao giờ say bí tỉ để đàn ông dắt về nhà. Sau khi dìu người vào phòng cho khách, vũ tưởng cũng không biết tiếp theo nên dùng thái độ gì để phục vụ vị tiểu thư không rõ thân phận này. Dứt khoát đi vào phòng bếp nấu hai chén canh giải rượu và cả sữa tươi nữa. Lúc tư hòa ở đây, Hạ Diên Tiêu từ từ có thói quen uống sữa vào buổi tối. Sau khi tư hòa rời khỏi, thói quen này vẫn được giữ lại. Tiên sinh, có cần đem canh giải rượu cho vị tiểu thư trong kia không? Đi đi. Chỉ hai câu nói, Hạ Diên Tiêu đã quay người bước vào phòng sách, những việc tiếp theo dường như anh ta không định quan tâm nữa. Vũ Tưởng đại khái đoán được ông chủ không có ý đó với người phụ nữ kia, vì thế bà bưng một chén canh giải rượu khác vào phòng cho khách, nhưng lại thấy quý anh đã ngồi ở đầu giường, mở to mắt nhìn về phía cửa. "Ơ, ờ, tiểu thư, uống chút canh giải rượu không?" Vũ Tưởng không biết tên của quý anh, Hạ Diên Tiêu cũng không có nói, bà cũng không tiện hỏi. "Cảm ơn, quý anh nói lời cảm ơn." nhận lấy chén canh nhưng không uống bà là quản gia ở đây sao cô ta quan sát vú tưởng đúng rồi nghe a diên nói bà đã làm việc ở anh viên rất nhiều năm rồi anh bà chần chừ một hồi uyển chuyển sửa lại tôi đến tư họa viên cũng được bốn năm rồi tư họa viên giọng nói dịu dàng của người con gái bỗng chốc trở nên sắc bén đến khi chú ý thấy ánh mặt khác lạ của vú tưởng quý anh buộc bản thân phải giữ vững lễ nghi cô ta lần lượt dò hỏi nhiều chuyện hơn Vũ tưởng tưởng những điều mình nói đều rất bình thường, nhưng lại không biết trong lòng quý anh sớm đã tràn đầy sự đố kỵ. Đợi sau khi vũ tưởng rời đi, quý anh trực tiếp đổ sạch canh giải rượu. Căn bản không cần canh giải rượu gì cả, cô ta chỉ muốn thăm dò hạ viên tiêu mà thôi, không ngờ lại biết được anh viên đã đổi thành tư hòa viên. Chuyện này cô ta chưa từng biết, vậy tất cả những điều mà cô ta làm mấy tháng nay rốt cuộc là vì cái gì? Không, cô ta sẽ không từ bỏ đâu tư họa có thể dùng ba năm để cướp đi sự chú ý của hạ diên tiêu cô ta cũng có thể lấy lại ít nhất hạ diên tiêu đối xử với cô ta khác với mọi người chỉ cần tư họa không xuất hiện nữa họ có thể quay về như trước đây mấy năm nay không phải không có người đàn ông khác tỏ tình với cô ta thân phận bình thường thì cô ta xem thường thân phận cao quý thì rốt cuộc vẫn có chút khoảng cách thậm chí có người đề xuất muốn cô ta làm người tình lúc đó quý anh đã biết được bước ra xã hội sẽ gặp những người đàn ông giàu sang mang theo tâm tư thâm sâu, càng vậy cô ta càng nhớ đến những điểm tốt của Hạ Diên Tiêu, những ngày được Hạ Diên Tiêu dung túng cưng chiều, đến bây giờ cô ta vẫn không thể nào quên. Quý anh chìm vào suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại kéo cô ta về thực tại. Quý anh do dự một hồi mới nghe máy, "Không phải đã nói đừng có gọi điện cho tôi rồi sao? Con bé kia." "Mày quên gửi tiền về rồi đúng không?" Bên kia truyền đến một giọng nam thô lỗ. Quý anh mở điện thoại nhìn lịch, lông mày nhíu lại, ngày mai gửi cho ông cúp đây ai da đừng vội bố có chuyện muốn bàn với con người đàn ông cười nịnh nọt có chuyện thì nói mau quý anh liên tục nhìn về phía cửa rất không kiên nhẫn đối phương cũng không khách sáo mà đưa ra yêu cầu đang hết tiền gửi cho bố thêm hai nghìn tệ không thể nào quý anh mở miệng liền từ chối đối phương lập tức thay đổi sắc mặt mày mà không cho ông đây ngày mai tao sẽ đến công ty của mày ngồi kể về con gái ngoan của tao cho người ta nghe những chữ cuối cùng Quý anh nghe ra sự uy hiếp nồng đậm, cô ta tức tới mức mặt tối sầm lại, nhưng chỉ có thể nhẫn nhịn. Năm đó chính là do bị ông ta liên lụy, mối tình duyên đẹp để mới bị hủy hoại. Nay cô ta trở về với thân phận cao quý, tuyệt đối không được để ông ta đi làm ầm ở công ty, làm tổn hại danh tiếng và tương lai của cô ta. Vì thế, cô ta chỉ có thể cắn rằng đồng ý. Buổi tối hôm nay, cô ta lấy lý do say rượu nghỉ lại ở phòng cho khách của tư họa viên sáng hôm sau tỉnh dậy nhìn thấy vú tưởng, quý anh lại bày ra bộ mặt mềm mại hiền lành, xin lỗi, tối hôm qua tôi tiếp rượu cùng A Diên, uống hơi nhiều, không được tỉnh táo lắm, thật cảm ơn bà, đừng tưởng vú tưởng chỉ là một quản gia nhỏ, bà làm ở đây mấy năm rồi, là người gần nhất với cuộc sống đời tư của Hạ Diên Tiêu, quý anh muốn xây dựng mối quan hệ tốt với bà, vú tưởng là một người thật thà, thấy quý anh có thái độ như vậy, bà cũng bỏ sự cảnh giác xuống nói chuyện với cô ta. Vũ tưởng bận biểu trong nhà bếp, Quý Anh lấy cớ rời khỏi, lén đi lên lầu 2. Theo như lời của Vũ Tưởng, cô ta tìm thấy phòng ngủ mà Tư Họa từng ở, phát hiện người đã rời khỏi gần một năm, vậy mà căn phòng vẫn y hệt như cũ, gọn gàng sạch sẽ, có thể thấy được người dọn dẹp dụng tâm thế nào. Nhưng mà, thế thì có sao, anh viên có thể đổi thành Tư Họa viên, cũng có thể đổi lại thành anh viên. Quý Anh thầm nắm chặt tay lại. Một tuần sau, Quy tắc của trận chung kết cuộc thi thiết kế thời trang mà tập đoàn Thiên Ngu tổ chức cuối cùng cũng được tuyên bố. Trận chung kết diễn ra vào ngày 10 tháng 9, những nhà thiết kế tham gia chung kết sẽ nhận được thư mời tham gia chuyến du lịch bằng du thuyền xa hoa, theo như thời gian trên thiệp mời, đưa theo một người mẫu cùng lên thuyền. Mà chủ đề lần này vẫn là tự do phát huy, nhưng không chỉ làm một bộ, mà là cả một series trang phục. Lúc bấy giờ cách chung kết chỉ còn hơn một tháng rưỡi ba mươi mấy nhà thiết kế tham gia chung kết ai ai cũng bắt đầu hành động thời khắc khiến cho tư họa đau đầu lại đến bởi vì đề tài tự do để thắng trận đấu càng khó hơn cần ra sức hơn ở phương diện sáng tạo của thiết kế bàn về cuộc thi với kha giai vân đối phương mang dáng vẻ hài lòng với mọi chuyện mình vô được bán kết đã rất mãn nguyện rồi cậu phải cố lên tranh thủ lấy giải thưởng lớn về lấy về nghe có vẻ dễ dàng nhỉ tư họa đùa với cô ấy nhưng cũng biết trận chung kết trên du thuyền vào tháng 9 rất quan trọng. Hai trận trước lọc ra rất nhiều người, những người còn lại thực lực đều không thể xem thường. Lúc này tư họa đã về đến bốn mùa, ngôn tuyển vẫn gửi thư và quà như lúc trước. Gần đây tư họa coi việc vẽ tranh tặng quà như một cách giảm thiểu áp lực, có lúc một lần gửi tận hai ba bức cho anh. Nhận được tranh của em rồi, gần đây năng suất cao thế, giọng nói đầy sự đùa giỡn. Học sinh nghĩ tôi cũng nghĩ, không có chuyện gì làm thì vẽ thôi không biết từ lúc nào, cô và Ngôn Tuyển lại duy trì những cuộc điện thoại từ khoảng cách xa. Hai người không có liên hệ với nhau về công việc, toàn nói chuyện phím, cũng như bây giờ, cô đeo tai nghe Bluetooth, trong tay vẫn còn cầm cọ vẽ tranh. Chỉ vỏn vẹn ba ngày, tôi đã nhận được sáu bức tranh sơn dầu, có phải có chút qua loa không? Ờm, Tư Họa quay đầu nhìn xung quanh, không nói không phát hiện, dạo này cô có chút chìm đắm vào bút sáp dầu thật, đúng là giảm áp lực. Lần sau lần sau, lần sau nhất định sẽ vẽ một bức rất rất đẹp cho anh, cứ hứa hẹn trước đã, về phần lần sau là khi nào, cô không có nói. Tôi nhớ kỹ rồi đấy, trong tai nghe truyền đến một tiếng cười nhẹ, nói là phải làm nha, cô giáo hòa hòa, a à, có cần phải nghiêm túc như vậy không? Còn gọi bằng cô giáo nữa, xem ra lần này không vẽ thì không được rồi, cô khẽ thở dài, tiếng lẩm bẩm được thu vào, truyền đến tai của ngôn tuyển, hửng. Thật sự muốn dùng một câu nói để xua đuổi tôi sao? Cứu mạng! Đừng đổ oan cho tôi, tôi đâu dám lừa dối ông chủ ngôn, cô đùa dẫn đẩy bản vẽ ra trước người, còn định bây giờ vẽ luôn một bức rồi gửi cho anh. Nhưng khi cô xem việc vẽ tranh như nhiệm vụ, lại không biết vẽ gì tặng cho ngôn tuyển mới là thích hợp với tâm ý của đối phương, vậy nên chỉ có thể tạm thời gác lại. Chớp mắt đã đến tháng 8, tư họa liên tục vẽ ra những tổ hợp thiết kế, Kha Giai Vân xem qua một lần lập tức khen ngợi không ngớt, nhưng thẩm mỹ cá nhân của tư họa rất kén chọn, luôn cảm thấy vẫn có thể tốt hơn một chút, đẹp hơn chút nữa. Đột nhiên nghe thấy tiếng sấm sét, tư họa kéo rèm cửa ra, ở ngoài còn đang mưa lâm râm. Cô không thích trời mưa, tân thành dạo này âm u suốt, tâm trạng cũng theo đó mà u sầu thêm vài phần. Buổi tối không muốn nấu ăn lắm, tư họa dứt khoát đi đến nhà ăn nhỏ của bốn mùa, sau khi dùng bữa tối thì đi dạo một vòng, vừa đúng lúc gặp được Khương Lộ. Chị tư họa, dạo này tiểu na không ở bốn mùa sao, tuần này tiểu na đi cảnh thành rồi. Sau khi tỏa sáng trên sân khấu trận bán kết, có nhà đầu tư liên hệ đặt lịch hẹn làm người mẫu với cô ấy, giá cả cũng không tệ. Tiếp xúc với thế giới hoàn toàn mới, Tiểu Na rất vui vẻ, trong một thời gian ngắn đã đi qua hai thành phố. Ồ, vậy chị đưa cái này cho cô ấy giúp em với, cảm ơn chị Tư Họa, Khương Lộc đưa cho cô cái hộp, chỉ để trong túi ni lông, không có niêm phong. Tư Họa nhìn qua, đây là cái gì? Máy chơi game mà hồi trước hứa sẽ tặng cô ấy, Khương Lộc nhìn chầm chầm vào món đồ trong đó. Trông có vẻ không vui lắm, vốn dĩ hứa rồi, kết quả là đến mấy lần cũng không thấy người đâu. Cậu cũng có coi qua video mà Tiểu Na tham gia cuộc thi, khác hoàn toàn với nhân viên Tiểu Na đứng ở hôm xây tiếp khách, cô gái trên sân khấu sáng lấp lánh, giống như đột nhiên xuất hiện một khoảng cách lớn giữa cô và đám bạn bọn họ. Tư hòa sách cái túi, hứa sẽ chuyển giúp cậu. Khương lộ đứng nguyên tại chỗ, chần chừ một hồi mới hỏi, Tiểu Na sau này cũng không trở về bốn mùa nữa đâu chị nhỉ? tại sao lại hỏi như vậy, nhìn cậu con trai nhỏ hơn mình 6-7 tuổi, Tư Họa đã có cảm giác làm trưởng bối. Cô ấy bây giờ là người nổi tiếng trên mạng rồi, cái gì mà chụp hình người mẫu, sau này e rằng sẽ đi làm đại minh tinh nhỉ. Giọng điệu của Khương Lộ có chút nóng nảy, không phải đố kỵ, ngược lại giống giận dỗi hơn. Tâm tư của thiếu niên rất dễ đoán, cô liếc mắt là biết ngay, Khương Lộ, bây giờ tiểu na có việc làm và cuộc sống tốt hơn trước, em không thấy vui sao? Đương nhiên không phải khương lộ phủ định một cách dứt khoát vậy là em cảm thấy rằng một người bạn giống với mình đột nhiên trở nên khác thường à vâng âm thanh trả lời rất nhỏ vậy em muốn trở lại như trước hả đoạn đối thoại này có hơi khó hiểu khương lộ nhất thời không rõ như trước là sao ý chỉ là để tiểu na trở lại bốn mùa không tư họa lắc đầu con người đều nên hướng về phía trước bây giờ tiểu na đã tìm được cuộc sống thích hợp với riêng mình em cũng có thể nỗ lực để tiến gần cô ấy hơn khương lộ ngơ ngác nhìn cô Tư họa mỉm cười, chỉ nói đến đây, chị nhớ em sắp lên lớp 12 rồi nhỉ, cuộc thi đại học năm sau nhớ cố lên nhé, bất kể giai đoạn tuổi tác nào, chỉ cần cố gắng, mọi thứ đều kịp. Sau khi tạm biệt Khương Lộ, Tư họa từ từ bước đi, về nhà cần phải đi qua hành lang dài, cô nghe thấy tiếng mưa rơi xuống mặt hồ, nhìn thấy những giọt nước tí ta tí tách tạo ra từng vòng gần sóng, tốc độ dưới chân ngày càng nhanh, quả nhiên, vẫn là không thích trời mưa, ngay cả tâm trạng thưởng thức cảnh quan tự nhiên cũng không có. Giữa lúc xét nổ sấm chớp, tư họa dứt khoát kéo rèm cửa sổ xuống, đeo tai nghe vào ngăn chặn những tiếng ồn bên ngoài. Lúc 9 giờ tối cô nhận được cuộc điện thoại từ ngôn tuyển, người bên đó có lẽ mới tan làm không lâu, lờ mờ nghe thấy tạp âm khác bên cạnh, có thể chưa về đến nhà. Anh lại tăng ca rồi, đây không phải là lần đầu tiên tư họa nhận cuộc gọi sau khi tan làm từ anh. Khoảng thời gian này hơi bận, vất vả rồi, làm ông chủ cũng không dễ dàng từ cuộc đối thoại ngẫu nhiên của ngôn tuyển và ngôn hy có thể thấy được hình như người đứng đầu nhà họ ngôn đời trước xảy ra chuyện gì đó ngôn tuyển mới phải lên làm thay liên quan đến những chuyện cơ mật cô cũng không tiện hỏi chỉ biết cả năm nay ngôn tuyển đều rất bận cũng ổn chơi mấy năm nay rồi cũng đến lúc phải làm chút chuyện gì đó lúc trò chuyện anh luôn tươi cười giấu đi sự mệt mỏi một ngày sau điện thoại có người nói chuyện cùng tốt hơn nhiều khi chỉ có một mình ở trong nhà tư họa dở chăng ra gần đây trời cứ mưa mãi làm gì cũng không tiện không thích trời mưa sao không thích lắm cứ cảm thấy tiếng mưa rất ồn ào tôi biết rồi ngôn tuyển chỉ để lại một câu ngắn ngủi tư họa không hiểu hỏi nữa thì anh lại không chịu nói nhưng ngày hôm sau tư họa đã biết ý nghĩa của câu nói đó cô lại nhận được một phần quà nữa lần này không có bao thư dùng một cái hộp vuông để đựng bên này cô vừa mới ký nhận đối phương sẽ nhận được thông báo cho nên ngôn tuyển có thể gọi đến đúng giờ nhận được đồ chưa? Nhận được rồi, ở trong là gì thế? Mở ra xem là biết ngay, giả vờ thần bí. Tư họa mang về nhà, lấy con dao gọt trái cây rạch trách băng keo trong, mở hộp các tông ra. Ở trong có một túi vải nhỏ, lấy đồ ra mới biết đó là một quyển sách, bìa sách ghi là âm thanh vạn vật. Âm thanh vạn vật, cuốn sách thu thập hơn trăm loại âm thanh, quét mã quy rờ ở góc sách là có thể nghe được những âm thanh khác nhau, đây là tiếng ngân ca của vạn vật. Tư họa lật qua mấy trang, Mã QR ở phía trước đều có miêu tả âm thanh, cô có thể tùy chọn âm thanh mà mình thích nghe để quét mã. Những trang cuối chỉ có mã QR, không có miêu tả, chẳng lẽ không có âm thanh. Tư Hòa chọn một mục ngẫu nhiên để quét mã, là tiếng khóc đầu tiên của đứa trẻ sơ sinh khi vừa mới đến với thế gian này. Cô lại lật tiếp một trang nữa, là tiếng bút chì khi viết chữ. Trong cuộc sống ngày thường, mọi người vốn sẽ chẳng để ý đến những âm thanh như thế này. Một đoạn ghi âm riêng biệt được phát ra. Cô chăm chú lắng nghe, cảm giác vô cùng mới mẻ. Tiếng sóng biển vỗ cùng cũng truyền ra từ trong điện thoại, tư họa nhắm mắt ngồi thiền, dường như nhìn thấy được khung cảnh bọt sóng biển trào dân đập vào bãi cát trên bờ, dâng lên rồi lại hạ xuống. Âm thanh của cá voi, như một làn điệu thê lương, vô cùng bi thương. Bất giác tư họa đã lật được một phần ba quyển sách này, mà người thì đã từ phòng khách chuyển đến phòng ngủ, ngồi trên bệ cửa sổ nghe đi nghe lại nhiều lần, rất lâu không động đậy. Cô nửa tỉnh nửa mê, Phản phất như nghe thấy vạn vật đang cùng nhau hát ca, âm thanh của vạn vật, Tư Hòa đột ngột mở to đôi mắt, kích động đến nỗi suýt nữa đã lăn từ bệ cửa sổ xuống đất, cảm hứng tuôn ra, cô vội vàng cầm sổ và bút lên, ngồi trước bàn học nốt lại linh cảm. Cả một ngày nay Tư Hòa đóng cửa bế quan, hai tay và não cùng lúc xoay chuyển, thậm chí quên cả chiếc bụng đói. Chờ đến khi mưa ngừng rơi, đến khi màn đêm buông xuống, đến khi mọi âm thanh đều trở nên tĩnh lặng, mà nhà thiết kế đang chìm đắm trong thế giới của bản thân vẫn chưa hề nhận ra. Sử từng trang thiết kế đến mức độ hoàn hảo nhất, tư hòa kích động giơ tay lên tự khích lệ mình cố lên, tiện tay cầm lấy chiếc điện thoại đang nằm bên trái, chọn người đã liên hệ gần đây rồi ấn gọi. Điện thoại được kết nối, tốc độ hơi chậm một chút, "Ngôn Tuyển, bản thiết kế của tôi hoàn thành rồi. Lần này thật vô cùng cảm ơn anh, đều nhờ anh tặng tôi quyển sách âm thanh vạn vật, đó mà cảm hứng tuôn ra như thác chảy." một hơi đã vẽ xong hết một tổ hợp bản thiết kế, cô nóng lòng chia sẻ với đối phương tiến triển nho nhỏ của mình. Ừm, đối phương chậm chạp vài giây mới phản ứng lại, vậy là, hôm nay sau khi em nhận được quà xong thì ngồi vẽ bản thiết kế suốt, đến tận giờ vẫn chưa nghĩ đúng chứ, đúng thế, hôm nay tôi, đã ăn cơm chưa, ngôn tuyển, người trước giờ luôn biết chú trọng lịch sự tỉ mỉ lần đầu tiên nhắc lời cô, hình như vẫn chưa, tư họa đưa tay ấn lên bụng, hình như không hề thấy đói nhanh chóng liếc nhìn thời gian trên góc trái điện thoại, dụi dụi mắt kề sát vào nhìn, vậy mà đã tràn sáng 3 giờ, đã muộn thế này rồi, trước đó lại hoàn toàn không chú ý đến, thật ngại quá, tôi không chú ý thời gian, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi, xin lỗi nhé, tư hòa vỗ nhẹ lên trán, hối hận không thôi, cũng không biết lúc đấy sợi gân nào bị lệch, mở điện thoại lên cũng không chú ý đến thời gian. Mới sáng sớm 3 giờ đã gọi điện thoại cho người ta không phải là rất đáng ghét hay sao? Thảo nào vừa nảy giọng của ngôn tuyển nghe không giống lúc bình thường lắm, chắc chắn là bị cô đánh thức rồi, còn chưa đợi cô nói tiếng tạm biệt, một giọng nam rõ ràng lại lần nữa truyền đến từ trong điện thoại, trong nhà có thức ăn sẵn không, hoặc xem trong tủ lạnh có nguyên liệu nào tiện để nấu nhanh không, làm chút gì đó để lấp đầy bụng đi, tôi biết rồi cô đã mắc lỗi rồi, nên lúc trả lời lại rất ngoan ngoãn, vì cách nhau xa nên ngôn tuyển có muốn giúp cô cũng không được, chỉ có thể dục cô, đi nhanh đi, đừng cúp máy vội không nói còn không nhớ vừa nói đã thấy bụng rỗng rỗng trong nhà cũng không có đồ ăn vặt tư hòa chỉ có thể tìm thử trong tủ lạnh hôm qua không nấu cơm sáng hôm nay sau khi ăn xong bữa sáng nhận được sách là không đi sắm thêm nguyên liệu đồ ăn gì cả trong tủ lạnh trống rỗng qua điện thoại ngôn tuyển nghe được hai tiếng đóng mở cửa tủ lạnh cách nhau rất gần đại khái cũng đoán được bên trong chẳng có gì cả mì thì sao trong bếp còn mì sợi không hình như còn đấy tư hòa cầm điện thoại chạy vào bếp mở tủ ra thì thấy mì được đặt trong góc vừa vặn còn lại một nắm nhỏ. Wow, số tôi đỏ thật đấy, số mì sợi còn dư lại vừa đủ để tôi ăn một bữa này. Vậy thì được, người đàn ông cách xa ngàn dặm thở vào nhẹ nhõm, thật lòng lo lắng cô sẽ bỏ đói bản thân mất. Cô đun nước nấu mì, đợi đến khi nước sôi, cuối cùng ngôn tuyển mới nhắc đến thiết kế của cô, vẫn chưa chúc mừng em đã hoàn thành bản thiết kế, cảm ơn, cảm ơn. Nhưng bây giờ mà nói chúc mừng thì vẫn còn sớm quá bắt đầu từ ngày mai tôi lại phải đi tìm vải và phụ kiện nữa vẽ ra được một bản thiết kế đã là cả một quá trình mà làm ra được vật thật lại là một quá trình khác bắt buộc phải từng bước một đi đến cuối mới có thể hoàn thành trọn vẹn trong khoảng thời gian nấu mì này cả hai vẫn luôn thảo luận chuyện thiết kế và cuộc thi thấm thoát mì đã chín sau khi thêm gia vị vào tư họa đã ngửi thấy mùi thơm nước mũi bụng cô cũng đúng lúc theo đó mà kêu lên cô nghĩ là bây giờ cũng nên cúp điện thoại rồi nhỉ hôm nay rất xin lỗi anh nhé đã đánh thức anh mất rồi, giờ anh ngủ tiếp đi. Không sao, tôi rất vui khi em có thể chia sẻ với tôi đầu tiên, nếu như anh muốn nói lại thôi, mà tư họa cũng không nghe rõ. Dừng vài giây, cô mới nghe anh nói, không có gì, em ăn mì đi đã, đừng để bị đói nữa. Anh muốn nói, nếu như khi ấy có anh ở đó, nói không chừng cô sẽ vui đến nỗi giống như lần trước mà ông lấy anh. Vậy thì cuộc gọi, cô thật lòng hối hận khi quấy rầy đến ngôn tuyển, nhưng đối phương đã rề rà không chịu cút, cô cũng không dám đơn phương cưỡng ép mà gác máy. Đừng cúp, tôi nói cùng em đến khi ăn xong, bên kia ngôn tuyển loáng thoáng vang lên tiếng sột soạt. Được thôi, tư họa cúi đầu, chuyên tâm tăng mì, khóe miệng không tự chủ được mà nhếch lên. Trời hừng đông yên tĩnh, giọng nói dịu dàng của người đàn ông khiến cô an tâm hơn rất nhiều. Cả một ngày bận biệu, khi tư họa ăn mì xong rồi thu dọn đi ngủ thì đã sắp 5 giờ sáng, sắc trời dần sáng rỡ tư họa mới nằm lên giường. Buổi chiều cùng ngày, nhân viên của bốn mùa lục tục chuyển đến vài cái hộp cát tông, đây là thức ăn mà ông chủ bảo chúng tôi chuẩn bị cho tư tiểu thư, ba hộp bên này là đồ ăn liền, hộp ngoài cùng bên phải là rau tươi vừa mua trưa nay, và cả thịt nữa, tư họa mở hộp ra, quả nhiên là một ít đồ ăn vặt, nhưng không phải là loại không lành mạnh kia, vào giờ này, có lẽ là ngôn tuyển đang làm việc, lần này tư họa không bốc đồng mà gọi sang nữa, cô chỉ chụp hình gửi cho anh, ông chủ ngôn. Như này hơi khoa trương rồi đấy không bao lâu sau đã nhận được hồi âm, ủng hộ sương sương tác phẩm vĩ đại của nhà thiết kế họa họa chúng ta, bây giờ đang là thời kỳ quan trọng, đợi khi cuộc thi kết thúc thì hẳn cảm ơn tôi, này là. Cưỡng chế tặng quà rồi ngồi đợi lời cảm ơn của cô. Tư họa nhìn đống đồ ăn này, thở dài một hơi thật sâu, hôm qua vì vẽ bản thiết kế mà bỏ đói bản thân cả một ngày, hôm nay thì ngủ đến chiều mới tỉnh, không ngờ được đối phương chu đáo, canh chuẩn thời gian gửi đến nhiều thức ăn đến vậy mua cũng mua rồi còn thế nào được nữa? Cô lại mắc nợ thêm một ân tình nữa rồi, phải nghĩ cách khác trả lại cho ngôn tuyển mới được. Trước mắt mà nói, quả thực cuộc thi là quan trọng nhất. Khoảng thời gian còn lại này, tư họa bắt đầu vào may vá, thức ăn tươi trong nhà liên tục không hết, sau này trực tiếp biến thành gửi đồ ăn chính đến cửa luôn. Thời gian trôi qua, rất nhanh đã đến tháng 9, trận chung kết trên du thuyền cũng đúng hạn mà đến. Chiếc du thuyền xa hoa khổng lồ này có thể chứa đến hàng nghìn người, mỗi một nhà thiết kế có thể mang theo bốn người mẫu lên thuyền cả những khán giả và ban giám khảo trận chung kết lần này nghe nói quản lý cấp cao của tập đoàn thiên ngu và ông chủ ở sau hậu trường cũng đến thậm chí còn mời cả những vị khách có thân phận không nhỏ lần dự thi này tư hòa dẫn theo tiểu na kha giai vân và hai người mẫu khác lại nói từ nhỏ gia đình kha giai vân đã mời giáo viên về bồi dưỡng hình tượng khí chất cho cô ấy các khoác một vòng hoàn toàn dễ như trở bàn tay từ nhỏ mình đã thích xem phim cổ trang luôn tưởng rằng ba mình là tỷ phú thế giới kha giai vân nhắc về chuyện xưa cũ cũng không sợ bản thân mình làm ra chuyện đáng xấu hổ chọc cho các bạn bên cạnh cười hết cả lên nói chung là đến hôm nay mình mới biết được hóa ra những con tàu trước đây tôi từng đi đều chỉ là phương tiện giao thông đơn giản mộc mạc con tàu này mới thật là hàng xa hoa chính hãng trong một nhóm người thì người hướng ngoại giỏi giao tiếp luôn có thể làm sôi nổi bầu không khí tư họa dắt theo vài người mẫu đi vào phòng nghỉ do ban tổ chức sắp xếp Cuộc thi khi nào thì bắt đầu? Tự nhiên mình quên mất tiêu rồi, Kha dai Vân vò vò tóc. Tối ngày mai, 8 giờ, ngày đầu tiên khi lên thuyền, ban tổ chức cho mọi người thời gian điều chỉnh trạng thái, vì bảo vệ tác phẩm và sự riêng tư của mọi người nên 30 nhà thiết kế sẽ được ở từng phòng nghỉ riêng biệt. Khi lên thuyền, Tư Họa cũng từng nghĩ đến sẽ gặp quý anh trên sàn đấu chung kết, không ngờ tới sẽ được gặp sớm đến vậy, ra ngoài hít thở không khí thôi mà cũng đụng mặt. Hai bên đều có người đi cùng, có một số lời không tiện nói. Quý anh ba lần bốn lượt gặp tư họa đều không nói được lời gì tốt đẹp, đương nhiên sẽ không đi chào hỏi cô. Ba người biết chuyện mỗi người một suy nghĩ, có gặp nhau cũng làm như không thấy. Đợi sau khi quý anh đi mất, Kha Giai Vân liền trào phúng, đúng là oan gia ngõ hẹp, suyệt tư họa giơ ngón trỏ lên, cứ coi như người lạ là được. Nói thật, nỗi oán giận của cô với quý anh cũng không lớn đến thế, bởi vì đoạn nghiệt duyên đó lỗi ban đầu không phải do quý anh chẳng qua là vừa khéo quý anh cũng không phải loại người tốt gì cả, tầm tư khó lường thật khiến người ta ghét bỏ. Tự nhiên cảm thấy cảnh đêm trên biển cũng không còn đẹp như thế nữa rồi, gặp phải người đáng ghét, tâm trạng tốt đều bị càng quét sạch sẽ hết, kha dai vân thẳng tính có gì nói đó, khiến cho tư họa vì buổi thi đấu ngày mai mà cũng không có hứng thú ngắm cảnh đêm nữa. Vậy mình về phòng thôi, dù sao sau khi thi đấu kết thúc mình vẫn có thể từ từ thưởng thức phong cảnh trên thuyền mà ban tổ chức đã chi một số tiền lớn để tổ chức thi đấu trên du thuyền đương nhiên sẽ không để bọn cô thi đấu xong là rời đi luôn lần thi đấu này là cơ hội giành lấy một tương lai tươi sáng cho mình dù cho không giành được thì cô cũng vẫn có thể hưởng thụ một phen đối với một số người mà nói có lẽ cả một đời cũng không có cơ hội được đặt chân đến đây hai người khoác tay nhau trở về dựa theo tuyến đường trong trí nhớ đi đến ngã rẽ thiết kế trên bức tường giống hệt nhau trong một chốc đã không phân biệt được phòng nghỉ của mình ở bên nào mình nhớ hình như là bên phải. Mình không phân biệt được. Một người mơ hồ nhớ được phương hướng, một người không phân biệt được, chỉ có thể theo trực giác mà đi về phía trước. Dạo hết một vòng rồi mà vẫn chưa đúng chỗ, bọn cô đành phải quyết định đi liên hệ với nhân viên trên thuyền. Tư họa cầm điện thoại, Kha Giai Vân cũng chụm đầu lại, đang chuẩn bị nhập số, đằng trước bỗng dưng truyền đến một giọng nói, lạc rồi à, hai tay Tư họa động một cái, sao cứ cảm giác giọng quen quen vậy nhỉ? Tư họa quay đầu nhìn, vừa mừng vừa ngạc nhiên ngôn tuyển thấy anh tư họa không hiểu sao mà thở ra một hơi sao anh lại biết chúng tôi bị lạc đường bởi vì bên này anh dừng một chút rồi nói là khu nghỉ ngơi của nam ngại quá nơi này không hợp để tán dốc ngôn tuyển dắt bọn họ đi tìm được khu vực nghỉ ngơi công cộng mà không hề gặp trở ngại gì trên đường đi kha giai vân đã quan sát ngôn tuyển rất nhiều lần khe khẽ đụng đụng tư họa đây là người mà cậu nói ông chủ ngôn à tư họa gật đầu giới thiệu hai người với nhau, giới thiệu một chút, vị này là bạn của tôi Kha Giai Vân, còn vị này cũng là bạn kim chủ nhà của mình ngôn tuyển. Xin chào hai người lần đầu gặp, lịch sự bắt tay nhau, sau đó buông ra. Ngôn tuyển luôn xử sự, sự ôn hòa ga lăng, khi biết được Kha Giai Vân là bạn của Tư Họa, thái độ cũng rất khách khí. Người thật còn đẹp hơn trong ảnh nữa, Kha Giai Vân ghé vào tai Tư Họa nói nhỏ, biểu cảm trên mặt có hơi mất kiểm soát nổi, ánh mắt hóng hớt xém tí nữa đã viết luôn lên mặt. Hơ hơ, có thể tắt đoạn video nhỏ trong đầu cậu đi không tư họa nghiến răng giữ nụ cười cứng đờ lén lúc véo cánh tay kha dai vân có một số câu chuyện cười không thể đùa được mắt liếc thấy một bóng người mặc đồng phục ngôn tuyển lặng lẽ nghiêng người lúc nãy các em muốn về phòng nghỉ dành cho các nhà thiết kế à đúng vậy nhưng kết quả thì anh thấy rồi đấy bọn tôi bị lạc luôn còn lao tới khu của nam may mà gặp được ngôn tuyển không sao chút nữa nhờ nhân viên đưa các em về phòng thân phận của anh hiển nhiên không tiện tự mình đưa hai cô về phòng được vừa dứt lời phía trước liền xuất hiện một nhân viên mặc đồng phục đến đưa đồ uống cho bọn họ kha giai vân đứng dậy theo khụ tôi đột nhiên nhớ ra tôi có việc phải đi rồi về trước nhé cô ấy đã muốn đi hai người cũng chẳng giữ cô ấy lại làm gì kha giai vân đang đi cạnh nhân viên lặng lẽ quay đầu lại nhìn một cái đột nhiên cảm thấy con tim đau quá chuyện gì thế này không phải họa họa nhà cô khi ở cùng người khác giới sẽ rất ngại sao? Bây giờ thì tiến bộ rồi, không cần đến cái bệ như cô nưa luôn. Trên thực tế, không có người khác ở đấy thì hai người mới thật sự có thể trò chuyện. Bọn họ đều không phải kiểu tính cách cởi mở bất kham gì, nếu có mặt người thứ ba, bất kể quan hệ có thân đến mấy thì đều sẽ theo thói quen mà nói một nửa lại giữ lại một nửa, lời nói dùng từ đều sẽ cân nhắc trước. Một mình, lại chính là bầu không khí thích hợp nhất, ông chủ ngôn anh làm tôi bất ngờ thật đấy tư họa bưng một ly đồ uống lên cầm cốc bằng cả lòng bàn tay ngón tay thì lướt trên thành cốc tôi chưa từng nghĩ đến việc giấu em vốn dĩ đã định sau cuộc thi đấu sáng mai sẽ liên hệ với em bây giờ chuyện đã dự tính lại xảy ra trước mất rồi ngôn tuyển cười giải thích vẻ mặt rất thản nhiên vậy bây giờ anh dùng thân phận gì để đến xem trận đấu xác suất có thể đụng trúng ngôn tuyển trên du thuyền chung kết này trước đây cô chưa từng nghe qua bao giờ chắc hẳn ngôn tuyển đã được mời từ sớm thế mà cũng không tiết lộ chút tin tức gì. Cho tôi mượn tay một tí nhé, ngôn tuyển nở nụ cười thần bí. Hả, tư họa nghi hoặc chìa tay ra, một tay ngôn tuyển cầm lấy mu bàn tay cô, một tay khác thì viết xuống lòng bàn tay cô ba chữ cái. Động tác của ngôn tuyển rất nhẹ nhàng, đầu ngón tay quẹt lên lòng bàn tay cô, cảm giác ngứa ngứa. Rõ ràng lúc nãy khi chìa tay ra thì rất thản nhiên, có lẽ do động tác viết chữ của anh quá dịu dàng, cảm giác xa lạ khiến cô có hơi không thích ứng được, thân thể cứng đờ khoảnh khắc ấy ngay cả thở thôi cũng thấy khó khăn. đã hiểu chưa? viết chữ xong, ngôn tuyển ngước mắt lên nhìn cô, trong mắt ánh lên ý cười nhẹ. hiểu rồi. ba chữ cái mà cô cảm nhận được là yes, yes, sir. mỗi ngành mỗi nghề tuy không giống nhau nhưng lại có sự tương quan mật thiết. tổng bộ của công ty thiên ngu ở cảnh thành có thương nghiệp đến đây cũng là điều bình thường. nơi này không phải là nơi thích hợp để trò chuyện, cũng không thích hợp để ngồi lâu. hai người ngồi thêm một lúc ngôn tuyển liền gọi nhân viên đến đưa tư họa về phòng nghỉ đi được một lúc mới phát hiện hóa ra đường về là ở phía bên trái đường đã đi sai trước đó tư họa về đến phòng nghỉ ngơi kha giai vân là người đầu tiên chạy đến hai tay khoác trên vai cô nghe ngóng sự tiến triển của mối quan hệ tư họa trốn tránh vấn đề mà suy nghĩ của kha giai vân thì đã đi rất xa rồi bỗng dưng nhớ ra gia cảnh của ngôn tuyển hẳn là không tệ giả như hai người thật sự phát triển đến bước đó chắc sẽ không gặp phải loại người như nhà họ hạ mắt cao hơn đầu chứ. Cậu nghĩ đi đâu vậy, vốn chẳng hề có chuyện đó. Mình chỉ giả dụ thôi mà. Nếu như gặp phải tình huống đó, cậu tuyệt đối đừng như trước kia một mình chịu đựng nổi tuổi thân, dù sao con người cũng không thể chỉ nhìn qua bề ngoài được. Cô ấy vì người chị em này mà hao tổn hết tâm sức. Ban đầu trong cảm nhận của bọn cô thì Hạ Diên Tiêu là một người bạn trai vừa trẻ tuổi ưu tú lại vừa chung tình. Ngoài trừ chuyện công việc quá bận không có thời gian ở bên bạn gái ra thì dường như chẳng hề phạm lỗi nào. Dắt bạn gái đi gặp gia đình gặp bạn bè, những người bị che giấu sự thật đều tưởng rằng anh ta nghiêm túc với cô, ai biết được cuối cùng lại phát hiện ra anh ta là cái đồ cặn bã. Rút được kinh nghiệm, dù cho bề ngoài ngôn tuyển rất perfect đi chăng nữa thì cũng phải cân nhắc cẩn thận. Mình biết cậu lo lắng cho mình, nhưng mà cậu cứ yên tâm, không hề có chuyện này đâu. Nếu mà có thật đi nữa, mình cũng sẽ không phạm cùng một lỗi hai lần đâu. Có một số chuyện té một lần là đã đủ đau rồi. Thật ra là có một chuyện mình vẫn luôn tò mò, đề tài trong miệng Kha Giai Vân cứ năm lần bảy lượt nhảy ra, cậu là thiên kim nhà giàu che giấu thân phận để thể nghiệm cuộc sống thường dân đúng không? Hoặc là gia đình từng rất giàu, sau đó dần sa sút cậu đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy, nghe những phỏng đoán phi thực tế này của cô, tư họa lắc đầu bất lực, dạo gần đây đúng là mình xem không ít chuyện, xả stress ấy mà làm gì mà khoa trương như cậu nghĩ, nhưng cũng không nghèo như trong tưởng tượng của bọn họ. Bạn bè quen biết nhiều năm cũng nghiêm túc hỏi về vấn đề này, tư họa không định bị chuyện để che giấu, mình không phải thiên kim tiểu thư gì cả, chẳng qua là từ nhỏ đến lớn về phương diện vật chất đều khá là no đủ. Chỉ là lúc lên đại học, mình và bố vì chuyện ngành học mà xảy ra bất đồng, giận dỗi bảo không cần đến tiền của gia đình, chuyện sau đó cũng như các cậu thấy đó. Nói ra những lời này một cách xúc tích, Tư Hòa chẳng phóng đại bao giờ, phương diện vật chất no đủ chắc ít nhất cũng trình độ trung lưu trở lên. Theo lý mà nói, loại người giống như Hạ phu nhân chắc đã đi điều tra về cậu rồi, nhưng sao lại chẳng tra được gì? Kha Giai Vân lớn lên trong gia đình giàu có, cũng đã từng thấy từng nghe không ít chuyện môn đăng hộ đối. Tư Hòa bất lực nhún vai, trước đây mình chưa nghĩ tới những thứ thế này, nếu như bà ấy thật sự đã từng đi điều tra, có lẽ cũng chỉ tra được bố mình đang sống ở nông thôn là kiểu du dân thất nghiệp chỉ biết cày ruộng mà thôi. Thế này thì khớp luôn rồi còn gì, thảo nào mấy năm nay chẳng ai nghi ngờ gia thế của cô. Sau khi Kha Giai Vân biết được sự thật thì vui rồi, có lẽ trong mắt của hạ phu nhân đó, cậu là một nữ sinh đại học nghèo khó muốn dựa vào con trai nhà họ để đi lên, đúng là thiển cận. Hỏa họa của chúng ta vừa thông minh vừa có chủ kiến, từ lúc học đại học đã có thể tự kiếm sống nuôi bản thân, ưu tú nhiều hơn đại đa số người rồi năm đó khi tư họa vừa vào đại học đã bắt đầu tìm việc làm thêm kiếm phí sinh hoạt bình thường ăn mặc cũng khá là túng quẫn mọi người đều nghĩ nhà cô nghèo khó khi ở trường hầu như không ai truy hỏi về gia thế của cô ấn tượng này dần dà được định hình trong suy nghĩ của những người xung quanh tiếp xúc lâu dần rồi mới phát hiện bản thân tư họa cũng rất có học thức từ cách ăn uống từ tầm nhìn hiểu biết và cả khí chất trời sinh trên người cô đều chứng tỏ cô không phải là một người bình thường nhưng thời đại học cô lúc nào cũng thiếu tiền, mãi cho đến sau này bản thiết kế của cô được một thương gia mua lại, và cứ thế tích lũy được không ít tiền, cuộc sống mới không đến nỗi quá khó khăn nữa. Nói tóm lại, những người đó chỉ tin vào bề nổi mà họ nhìn thấy bằng mắt thường, rồi dựa trên đó mà phán xét một người, là sai lầm rồi. Câu chuyện phím tiếu lâm bát quái đã phần nào giảm bớt cảm giác căng thẳng do thi đấu mang lại, đền này đã định sẽ có người trằn trọc khó ngủ. Ngày hôm sau, Mới sáng sớm mà tất cả mọi người ai cũng đã dậy để chuẩn bị cho trận thi đấu tối nay, kiểm tra tác phẩm của chúng ta nào, có để sót phụ kiện đi cùng nào không? Đều đã kiểm tra hết rồi, không có vấn đề gì, bất kể là nhà thiết kế hay người mẫu lên sân khấu, cho dù là trang điểm hay kiểu tóc đều không thể quá qua loa, kể cả thời gian ra ngoài dùng bữa, tất cả những thứ bọn cô làm đều là vì cuộc thi tối nay. Đúng 7 giờ tối, các nhà thiết kế lục tục tiến vào hậu trường chờ đợi, khán phòng trước mặt dần dần được lấp kín. Trước khi thi đấu, ngoài các nhà thiết kế và người mẫu ra thì không ai khác được xem tác phẩm thiết kế của các nhóm. Bây giờ khi họ đã thấy được vật thiết kế mẫu, có người thấy ngạc nhiên, có người xem thường và có cả sửng sốt. Tác phẩm của nhà thiết kế số 16 sao có hơi giống với của số 12 nha. Phát huy tự do thì quả thực có thể bị trùng chủ đề, nhưng qua muôn trùng sàng lọc để đến được đây mà vẫn còn trùng được thì xác suất là rất nhỏ. Mấu chốt là phong cách thiết kế của số 16 và số 12 nhìn thoáng qua khá giống nhau chuyện này chẳng phải tốt lành gì đối với ngành thiết kế, không chừng sẽ bị hiểu nhầm thành sao chép. Lúc này tại đây, mọi người cũng không dễ mà đưa ra kết luận. Nghe thấy tiếng bàn tán, tư họa, người đeo biển số 16 cũng chú ý đến tác phẩm của số 12, thật không may, chủ nhân của tác phẩm này lại là quý anh. Tư họa nhìn kỹ bộ trang phục ấy, đột nhiên nhớ đến gì đó, không thể tin được mà nhìn sang quý anh. Tuy cảm hứng lần này của cô đến từ âm thanh vạn vật, nhưng lúc thiết kế cũng không thể tránh khỏi hồi tưởng lại bản thảo đã vẽ nhưng chưa thành thực thể đồ đạc trước đây đa số đều để lại anh viên lúc cô rời đi có mang theo tập phát thảo có để sót hay không cũng không chắc nữa cô có thể bảo đảm tác phẩm lần này là do bản thân tự tay hoàn thành mà bản thiết kế cũng không bị rò rỉ ra ngoài vậy quý anh là sao đây quý anh là tự dựa vào bản lĩnh hay do quan hệ với hạ diên tiêu kia mà nhìn thấy bản thiết kế trước kia của cô cô cũng không muốn suy đoán ác ý về người ta nhưng tác phẩm của quý anh đó cô càng nhìn càng thấy ẩn hiện bóng dáng của bản thân sao lại thế này kha giai vân người hiểu giá cả thị trường đã đứng bên cạnh cô tư họa ghé vào tai cô nói vài câu kha giai vân nhíu mày nói trước đây mình có xem qua thiết kế của cô ta phong cách so với lần này có sự tương phản rất lớn nhưng chỉ nhiêu đây thì không thể xem như bằng chứng trực tiếp được trừ phi lấy bản gốc của cô ta và của cậu ra so sánh bây giờ cậu có giữ bản gốc không nếu cô ta thật sự từng thấy bản gốc của mình đồ đang ở trong tay cô ta thì chắc chắn đã bị hủy đi từ lâu rồi trạng thái của cô vào ngày chia tay rất kém lúc thu dọn đồ luôn sẽ để sót lại chưa gặp chuyện đặc biệt thì thật là không nhớ ra ví dụ như bản thiết kế chỉ mất một hai trang thì nào có dễ phát hiện cô ta nghĩ cái quỷ gì vậy đã biết rõ cậu cũng tham gia vào cuộc thi này mà vẫn dám mô phỏng lại thiết kế của cậu nếu như mình nhớ không lầm những bản thảo đấy đều là của hai ba năm trước rồi sợ là quý anh từ đấy mà có được cảm hứng rồi không nghĩ ra được cái tốt hơn nên cố ý gian lận chỉ tiếc là không lường được lần này cô lại trùng hợp dùng trúng một trong số đó vậy làm thế nào bây giờ mọi người đều thấy nó tương tự nhau đến lúc đó chấm điểm cho cậu chắc chắn sẽ có ảnh hưởng đấy quý anh lên sân khấu trước cô lỡ như mà để lại ấn tượng trong mắt giám khảo vậy thì sau đó đến lượt cô sẽ biến thành tác phẩm tương tự mức độ kỳ vọng bị giảm đáng kể điểm số sợ rằng cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng mình vẫn còn một bằng chứng nhưng nó đang ở anh viên không biết có còn được giữ nguyên hay không ý của cậu là phải tìm đến hạ diên tiêu tìm hạ diên tiêu kha giai vân đưa ra nghi vấn tư họa lập tức lắc đầu cậu cảm thấy nếu như quý anh có thể lấy được bản thảo thiết kế bị sót lại ở nơi mình từng ở điều đó chứng tỏ điều gì nói lên mẹ nó hai người liếc mắt nhìn nhau kha giai vân hiểu ra nếu như quý anh thực sự từng nhìn thấy bản thiết kế tư họa vô ý để lại vậy chứng minh hạ diên tiêu từng đưa cô ta đến anh viên thậm chí nơi đó có khả năng đã trở thành địa bàn của quý anh cho nên cho dù có liên lạc được với hạ diên tiêu thì cũng chưa chắc anh ta sẽ giúp tư họa khẽ lắc đầu thở dài hạ diên tiêu thích mối tình đầu của mình như vậy nói không chừng còn giúp người ta hủy chứng cứ ấy chứ nói thế thì càng không thể tìm hạ diên tiêu giúp đỡ độ nguy hiểm quá cao lần này làm khó Kha Giai Vân rồi, vậy biện pháp mà cậu nói là gì? Anh Viên còn một người nữa, ánh mắt chợt lóe lên, Tư Họa chậm rãi mở miệng hỏi mượn điện thoại Kha Giai Vân. Bảy giờ rưỡi tối, Vũ Tưởng đang thu dọn chén để bỗng nhận được điện thoại, nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia truyền tới, bà vừa mừng vừa kinh ngạc, Tư Tiểu Thư. Sau mấy câu trò chuyện đơn giản, Vũ Tưởng bước nhanh lên lầu đi tới trước cửa phòng ngủ Tư Họa đã từng ở, đè tay nắm cửa xuống, trực tiếp đẩy cửa vào, ngăn tủ bàn học Vú Tưởng lẩm bẩm, nhớ lại việc tư họa giao phó, chăm chú lục lọi mà không hề phát hiện một cái bóng xuất hiện phía cửa. Bà đang làm gì thế? Thanh âm chất vấn đột nhiên truyền từ cửa tới, Vú Tưởng sợ đến toàn thân run lên. Bà cứng ngắc xoay người, nhìn thấy gương mặt lạnh lẽo nghiêm túc của Hạ Diên Tiêu. Tiên, tiên sinh, Vú Tưởng nhất thời hoảng loạn đến lúng cuống, bị chuyện nói, tôi dọn dẹp phòng cho tư tiểu thư, dọn dẹp. 7 giờ rưỡi tối. Sao bà lại lên đây quét dọn vào giờ này, Hạ Diên Tiêu từng bước ép sát, vú tưởng, bà làm việc ở đây nhiều năm, hẳn là hiểu tính tình của tôi nhỉ? Vâng, vâng, vú tưởng khẩn trương nắm chặt ngón tay, răng môi bắt đầu run run, không muốn nói lại không dám không nói. Vú tưởng, giọng nói của người đàn ông như muốn nghiền ép mọi thứ thành mảnh vụn. Dưới sự áp bức nặng nề, vú tưởng chỉ có thể nói hết những gì mình biết ra, là, là tư tiểu thư. Mấy phút trước bà nhận được một cuộc gọi là từ dung thành gọi đến đối phương vừa mở miệng bà đã nghe ra là giọng của tư họa nhất thời bà vừa mừng vừa kinh ngạc tư tiểu thư thật sự là cô sao cô biến mất cả năm trời cuối cùng cũng có liên lạc rồi bà vội vàng hỏi tư họa tư tiểu thư cô còn trở lại không không về nữa giọng đối phương nhẹ tên không có nửa điểm quyến luyến bà cố gắng nói cho tư họa biết một năm này hạ diên tiêu nhớ cô đến mức nào tư họa lại trực tiếp lướt qua những chuyện có liên quan đến người nọ trịnh trọng thỉnh cầu vú tưởng tôi muốn nhờ bà một việc. Tư Hoại nhờ bà đến phòng ngủ cô, tìm một cái USB trong ngăn kéo giá sách, hơn nữa cô còn căn dặn bà không được nói chuyện này cho Hạ Diên Tiêu biết. Vốn tưởng rằng chỉ cần cầm được đồ đi là được rồi, kết quả lúc vào lại quên đóng cửa, bị Hạ Diên Tiêu bắt gặp. Lúc này vũ tưởng nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Hạ Diên Tiêu, cúi thấp đầu, không biết ông chủ có vì việc này mà trừ tiền lương của bà không. Số điện thoại gọi đến là bao nhiêu, ở đây vũ tưởng nhanh chóng đưa điện thoại của mình ra trong khoảnh khắc nhận được điện thoại, đầu ngón tay run run đã làm lộ nội tâm kích động lại mong đợi của Hạ Diên Tiêu. Nhìn thấy chuỗi số xa lạ ấy, anh ta không đợi được mà nhập nó vào điện thoại của mình, vừa nhập vào ba số đầu tiên. Trong danh bạ đã hiện lên cái tên Kha Giai Vân, so sánh cẩn thận thì chuỗi số này chính là số điện thoại của Kha Giai Vân. Tư Hòa quyết tâm muốn cắt đứt tất cả liên hệ với bọn họ, ngay cả số điện thoại cũng muốn giấu đến cùng. Vũ tưởng yên lặng quan sát biểu cảm thay đổi thất thường trên mặt Hạ Diên Tiêu, cuối cùng nhận được mệnh lệnh, bà tìm đồ đi rồi làm theo lời cô ấy nói, vân vân vân, nhận được sự cho phép của ông chủ, vũ tưởng càng thêm an tâm. Dùng máy tính mở USB ra, dưới cái nhìn chăm chú của người nào đó, bà gửi thứ tư họa cần vào hòm thư. Tuy là tuổi tác vũ tưởng hơi lớn, nhưng có thể được Hạ Diên Tiêu chọn làm quản gia cho tư họa viên thì không thể cái gì cũng không biết bà vẫn luôn cố gắng học tập các phương thức liên lạc cơ bản việc không cần quá nhiều hàm lượng kỹ thuật như mở usb và gửi email thì cũng chẳng phải là gì quá khó du thuyền tới rồi sau khi nhận được tài liệu được gửi qua email tư họa nhanh chóng mở nó ra dựa vào thời gian đại khái trong trí nhớ để tìm video cuộc thi sắp bắt đầu rồi kha dai vân vội và thúc giục sợ rằng tìm không thấy chứng cứ người mc đã lên sân khấu bầu không khí trên sân khấu bỗng trở nên khẩn trương hẳn lên Cùng lúc đó Quý Anh ở sau khán đài, từ khi bắt đầu tiến vào sàn đấu, mặt mày cô ta đã cau có không thôi, nếu không nhờ lớp trang điểm trên mặt thì sợ là sắc mặt cô ta đã trắng bệch đến khó coi. Cô ta nghe mấy người họ thảo luận không ngừng, bàn tay nắm chặt đến mức khiến bộ lễ phục nhăn nhúng. Thậm chí cô ta còn không dám nhìn thẳng vào mắt đồng nghiệp mình, cô ta sợ bọn họ sẽ lên tiếng chất vấn. Hôm đó khi cô ta bước vào phòng tư họa, quan sát những dấu vết tư họa lưu lại trong anh viên, lại không tự chủ được mà liên tưởng đến việc tư họa và hạ diên tiêu từng sống rất vui vẻ ở anh viên này suýt chút nữa cô ta đã mất khống chế mà hủy hết tất cả mọi thứ trong phòng nhưng cuối cùng cô ta cũng nhìn được lúc đó cô ta còn phát hiện bản thảo thiết kế tư họa để lại dưới gốc phải bản thảo còn ghi chú thời gian không biết trời xuôi đất khiến thế nào mà cô gấp bản thảo bỏ vào túi rồi đem nó về nhà lúc đó không ai phát hiện ra hành động của cô để chuẩn bị cho trận chung kết sắp tới cô ta đã vẽ rất nhiều bản thảo trong đầu mơ hồ hiện lên bản thảo đã từng nhìn thấy dựa theo nó mà vẽ ra lại cảm thấy tốt hơn những bản cô ta vẽ trước đó nhiều trong lúc nhất thời một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu cô ta cô ta biết sao chép không tốt cũng rất nguy hiểm nhưng nếu có thể dùng nó dự thi thì tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn đến lúc đó cuộc đời của cô ta sẽ có một phen chuyển biến lông trời lở đất cô ta cố ý sửa lại bản vẽ cũng không phải hoàn toàn rập khuôn chủ đề lần này là tự do tư họa nhất định không để ý đến một tác phẩm từ hai năm trước ai ngờ chuyện lại trùng hợp như vậy thiết kế lần này của tư họa cũng sử dụng yếu tố chủ đề nếu như nếu như thật sự có chứng cứ tiền đồ của cô ta sẽ bị hủy hoại trong nháy mắt nhưng cô ta lại thầm an ủi bản thân đừng sợ bản vẽ gốc đã bị hủy rồi cho dù tất cả mọi người hoài nghi chỉ cần mình thề thốt phủ nhận thì vĩnh viễn không ai có thể chứng thực được nó cô ta biết mình bí quá hóa liều nhưng cô thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội này hơn nữa cô ta còn lên sân khấu trước tư họa đến lúc đó ai thua ai thắng còn chưa biết được quý anh tự lừa gạt thuyết phục bản thân mình như vậy thở sâu ưỡn ngực ngẩng đầu đi đến bên cạnh người mẫu giúp họ kiểm tra quần áo và phối đồ làm ra vẻ mắt điếc tai ngơ với những lời bàn tán xung quanh sau đó không lâu một vị nhân viên công tác tiến vào chỉ định đến tìm quý anh quý anh tiểu thư làm phiền cô đi cùng với chúng tôi một chuyến dưới ánh mắt của mọi người quý anh bị nhân viên công tác mời đi để lại tất cả mọi người hai mắt nhìn nhau tự mình suy đoán không biết đến cùng đã xảy ra chuyện gì lúc đi theo nhân viên công tác quý anh cố gắng tìm hiểu nguyên nhân họ gọi mình ra nhưng cô ta chỉ nghe được là ông chủ tập đoàn thiên ngu của chúng tôi muốn bàn với cô một chuyện cụ thể tôi cũng không rõ ràng lắm người nhân viên vô cùng tận tâm với chức trách dẫn đường của mình quý anh cố ý đi rất chậm thậm chí hai chân bắt đầu run không lẽ nào không không thể nào chứng cứ đã bị cô ta tiêu hủy từ lâu rồi cho dù mọi người cảm thấy hai bộ tác phẩm này có yếu tố thiết kế giống nhau thì có thể chứng minh được điều gì quý anh nhắc nhở chính mình phải bình tĩnh nhất định không được tự làm mình rối loạn trước nhưng khi cô ta đứng trước cửa thấy tư họa với vẻ mặt ung dung ngồi ở bên trong thì nhất thời tim đập như sắm quý tiểu thư về việc bản vẽ của cô giống với bản vẽ hai năm trước tôi thiết kế tôi muốn đưa ra chứng cứ khi Tư Họa có dự tính phát đoạn video quay quá trình vẽ bản thảo ra thì phòng tuyến cuối cùng trong lòng Quý Anh cũng đổ sụp. Không lâu sau, sau khi tuyển thủ số 11 trời sân khấu, số 12 trực tiếp bị lướt qua, nhảy thẳng đến nhà thiết kế số 13. Khán giả dưới khán đài nhao nhao tò mò không biết vì sao lại thiếu mất vị trí số 12. Khi Tư Họa trở lại hậu trường một lần nữa, tất cả những người ở trong phòng lớn đều đang quan sát cô, mãi đến khi nhà thiết kế số 16 Tư Họa và nhóm người mẫu lên sân khấu. Chủ đề thiết kế của tôi là, vạn vật có linh hồn, thông thường mà nói, các tác phẩm của một nhà thiết kế làm ra có kiểu dáng không giống nhưng phong cách, màu sắc thì lại thống nhất với nhau, nhưng tư họa lại có cách dùng màu rất độc đáo, đen trắng đối lập rõ ràng, sắc lam thuần khiết lãng mạn phối với màu cam nhiệt tình rực rỡ lại tạo nên vẻ đối lập nhưng cũng rất hòa hợp. Hơn nữa trên mỗi bộ đồ thiết kế của cô đều được theo những động vật khác nhau, có chim bay trên trời, có cá kình dưới biển, quả thực vô cùng sống động dùng màu bạo dạng, kết cấu tinh xảo, thiết kế độc đáo như này thường đem lại cảm giác mới lạ cho ban giám khảo và người xem. Trong cuộc thi đấu như này cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý, nhận được rất nhiều lời khen. Những thí sinh còn lại cũng lần lượt lên sân khấu, tất cả mọi người tập trung tinh thần đợi kết quả cuối cùng. Cuộc thi thiết kế lần này, tác phẩm nhận được giải quán quân là, ngón tay quấn chặt lại với nhau, tư hòa khẩn trương đến mức ngừng thở. Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người, MC cầm microphone cao giọng đọc tên tác phẩm đoạt giải quán quân. Tác phẩm được giải quán quân lần này là Vạn vật có linh hồn. Chúc mừng nhà thiết kế số 16 của chúng ta, Tư Họa. Trong tiếng vỗ tay không ngớt và ánh mắt chúc mừng của mọi người, Tư Họa đi lên sân khấu nhận chiếc cúp thuộc về mình. Vào khoảnh khắc cô cầm cúp trên tay, bản thân cô còn có hơi ngơ ngẩn. Ánh đèn sáng chói trên đỉnh đầu, cô ôm cúp, ánh mắt đảo khắp khu khán giả. Trong nhóm người ngồi dưới, trong nháy mắt cô đã trông thấy sự tồn tại không thể coi nhẹ đó dù cách rất xa căn bản không thể thấy rõ mặt đối phương nhưng cô có thể cảm giác được đối phương nhất định đang mang vẻ mặt chúc phúc mỉm cười với cô tư họa đạt giải thì bốn người mẫu đi cùng cô cũng được lợi năm người vui vẻ ôm chầm lấy nhau cuộc tranh tài này phần thắng không thuộc về một mình người thiết kế mà là thắng lợi của tất cả mọi người sau khi nhận được cúp hết ký giả này đến ký giả khác đến phỏng vấn cô cũng may là những người có thể lên thuyền đều thuộc dạng người có đạo đức nghề nghiệp không đến mức ăn tươi nuốt sống quán quân tất cả câu hỏi phỏng vấn đều nằm trong phạm vi hợp lý tư hòa trả lời từng câu hỏi một sau khi kết thúc trận chiến không có mùi thuốc súng này cô nhanh chóng thoát khỏi đám đông và trở về phòng nghỉ năm người tận hưởng niềm vui sướng xong thì mới nhớ tới quý anh bị ép rút lui giữa đường kha giai vân còn có hơi không cam lòng sao không để cô ta đưa tác phẩm ra trước mặt mọi người rồi chịu mất mặt luôn khi chưa đứng vững được trong một lĩnh vực nào đó, bị chú ý quá mức cũng chưa chắc đã là điều gì tốt lành, cây to đón gió, cây non rễ chưa cắm sâu thì dễ dàng bị tàn phá, cứ như vậy mà bỏ qua cho cô ta sao? Thế thì lợi cho cô ta quá, Kha Giai Vân vẫn cảm thấy không thoải mái, bình tĩnh chớ nóng, tư hòa chậm rãi ung dung giải thích, trấn an cô ấy, cuộc thi lần này có biết bao nhiêu người chú ý tới, trong 30 tuyển thủ dự thi bỗng dưng có một người rút lui khỏi danh sách, cậu cảm thấy phóng viên giải trí thích chọc ngoáy sẽ bỏ qua tin tức này sao trận chung kết trên du thuyền được phát sóng trực tiếp trên toàn cầu một tin tức nhỏ lọt ra ngoài cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm huống chi tác phẩm của quý anh đã có nhiều người nhìn thấy như vậy sự thật thế nào cũng sẽ không cẩn thận bị rò rỉ ra ngoài đến lúc đó tự nhiên sẽ có người lên tiếng cho cô cho nên cho dù là cô tuyên bố trước mặt mọi người hay là âm thầm tố giác hành vi sao chép của quý anh với ban tổ chức thì đều có thể lấy lại công đạo cho mình. Cách sau được nhiều lợi ích hơn thì hà cớ gì không chọn. Hay lắm họa họa, cậu đỉnh quá, không chỉ thắng trong khoản thiết kế, mà ngay cả lòng người cũng đoán được. Nói chuyện chưa được mấy câu thì cửa phòng đã liên tục bị người ta gõ. Cô vốn muốn quay về phòng nghỉ của nhà thiết kế tranh thủ nghỉ ngơi một chút, Kết quả là các nhà thiết kế ở phòng kế bên nhận được tin thì nhau nhau chạy đến gõ cửa chúc mừng, muốn cùng trò chuyện với cô. Tư họa vốn chỉ muốn ứng phó đại khái cho qua thôi, nhưng không ngờ mấy người đó nói mãi mà không hết chuyện, ở lì không đi. Còn có người ngoài mặt thì muốn kết bạn với cô nhưng lại đang nằm ám chỉ, bảo cô nói mấy lời nâng đỡ cho cô ta trước mặt ban tổ chức. Bằng không sao lại nói lần thi đấu này có ý nghĩa không giống bình thường chứ, đúng là đắt đỏ mà. Những người đó luôn phiên ra trận, Tư họa mệt mỏi đến mức miệng đắng lưỡi khô, mãi đến khi nhận được một tin nhắn. Mấy phút sau, tư họa lấy cớ đi vệ sinh để chuồn khỏi hiện trường. Dựa theo thông tin nhận được, cô tìm thấy một cánh cửa có mật mã, bước vào một con đường nhỏ mà người khác không thể vào được để xuống lầu. Xung quanh yên ắng, tâm trạng từ từ bình tĩnh lại, cô không khỏi thở vào nhẹ nhõm, ôi, cuối cùng cũng được an tĩnh rồi. Nơi đây đã là cabin của tàu, tư họa bước từ hành lang xuống dưới đẩy cánh cửa nhỏ không đóng ra thì thấy một bóng dáng quen thuộc. Ngôn tuyển, cô chậm rãi đi tới, người nọ quay đầu, khuôn mặt quen thuộc phản chiếu vào mắt. Chúc mừng em, nhà thiết kế tư, người đàn ông xoay người lại, đợi cô chủ động đến gần rồi đưa ly nước ấm trong tay lên, uống nước không? Quầy, bốc thuốc đúng bệnh, bây giờ tôi đang khát muốn chết đây, cảm giác như sắp tắt tiến tới nơi rồi. Ban nãy khi đào tẩu, ngay cả một ngụm nước cô cũng không có tâm trạng để uống, bây giờ cổ họng có chút khó chịu, tự như hạn hán lâu gặp được cơn mưa rào. Thấy cô cầm ly nước uống không ngừng, khác hoàn toàn với vẻ ưu nhã bình thường là anh đã biết bây giờ cô vô cùng khác. Ngôn tuyển có chút hối hận, biết vậy tôi nên sớm nhắn tin cho em, vốn còn tưởng em bận chia sẻ niềm vui với đồng đội của mình chứ, anh không biết đấy thôi, mấy người đó, tư họa nói qua một lần thảm cảnh mấy người đó tra tấn lỗ tai cô như thế nào, ngoại trừ muốn kéo gần quan hệ với cô, còn có mấy người không thưởng thức được tác phẩm thiết kế của cô, cảm thấy cô không xứng với ngôi vị quán quân, âm thầm ghen tức, cô cũng biết, thực ra thì quy tắc của lần thi đấu này rất không rõ ràng, mỗi một nhà thiết kế đều có phong cách của riêng mình, cho dù ban giám khảo có công bằng thì chưa chắc gu thẩm mỹ đã giống nhau, chủ đề của mọi người cũng không đồng nhất, sẽ khó để bình chọn ra bộ nào có phong cách tốt nhất, thiết kế đẹp nhất, em nên nói với họ là, vì sao trong vô số phong cách khác nhau đó, mọi người lại nhất quyết chọn trúng cái của em chứ. Ngôn tuyển nhìn chầm chầm vào mắt cô, hơi nghiêng người về phía trước có thể đứng đầu đương nhiên là có điểm đặc biệt hơn người tư họa cầm ly nước trong tay nụ cười trên môi không hề giảm nói chuyện với anh tôi thấy thật vui vẻ so với đám người giả tạo lũ lượt ùa đến kia thì thoải mái hơn nhiều nói đến đây tư họa mới nghĩ ra người đứng trước mặt cô đây mới là người có công lớn nhất trong chiến thắng lần này người mà tôi nên cảm ơn nhất là anh lúc trước tôi có nói nếu thắng cuộc thi thì sẽ mời anh ăn cơm thời gian địa điểm tùy anh chọn lựa còn có yêu cầu gì khác thì cứ tự nhiên đề xuất chỉ cần không vượt quá nguyên tắc của tôi chỉ cần là những điều tôi có thể làm được thật chứ chân mày ngôn tuyển nhếch lên thật một trăm phần trăm sau khi thắng cuộc thi này trong lòng cô vô cùng vui vẻ hơn nữa ngôn tuyển chưa bao giờ gây khó dễ cho người khác cô sợ cái gì chứ được hai người đều là những người trọng chữ tín ngôn tuyển trực tiếp nói ra lời hẹn với cô địa điểm tạm thời chưa quyết định được yêu cầu cũng cần phải suy nghĩ thêm nhưng thời gian tôi chọn, ngày 15 tháng 9, ngày 15 tháng 9, Tư Họa trợn tròn hai mắt, ngày 15 tháng 9 là sinh nhật của cô, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Bà nội, con tìm được họa họa rồi, Hạ Vân Tịch lướt tới hốt sớt của vòng chung kết trên du thuyền, vừa vui mừng lại kích động, bà nội Hạ đến nay vẫn đang tỉnh dưỡng ở nhà, ngắm hoa, nuôi cá, lúc nghe được cái tên đó thì không khỏi thở dài. Cô bé ấy quả quyết chơi trò mất tích cả năm trời chắc là chẳng còn duyên phận gì với anh con đâu, con cảm thấy ban đầu, không phải do họa hòa sai, Hạ Vân Tịch uyển chuyển giải thích, thiếu chút nói thẳng là do anh cô Hạ Diên Tiêu sai mà thôi. Nói không chừng một năm này Hòa hòa ở đâu đó học tập, bà xem lần này cậu ấy đoạt giải nhất rồi này. Cuộc thi thiết kế lần này có nhiều minh tinh nổi tiếng trong giới giải trí đều đến, chỉ dựa vào nguồn lưu lượng của minh tinh đang nổi thôi cũng tạo được sự quan tâm lớn, hơn nữa bên phía nhà đầu tư còn tạo thêm nhiệt độ, người dự thi được bộc lộ dưới tầm mắt của công chúng hạ vân tịch vội vàng đưa bài văn đoạt giải và hình của tư họa đưa cho bà xem bà nội hạ tỉ Mỹ quan sát một hồi quả là một đứa trẻ ưu tú quý anh chia tay với anh con 5 năm rồi mà còn mặt mũi trở về hòa họa chẳng qua là dùng thời gian một năm đi theo đuổi một cuộc sống tốt hơn nếu như có thể về lại bên anh hai nói không chừng mẹ sẽ không phản đối hai người nữa ý nghĩ của hạ vân tịch rất tốt đẹp bây giờ tư họa đoạt giải quán quân tiền đồ trong giới thiết kế thời trang mở rộng vô hạn giá trị con người cũng vì thế mà tăng theo đến lúc đó hạ phu nhân cũng không chê gia thế của cô nữa lời con nói không phải là không có lý nhưng lần trước họa họa chủ động liên hệ với chúng ta bà nhớ là thái độ của cô bé trong điện thoại vô cùng kiên quyết chỉ sợ là không muốn trở về nữa bà nội hạ cân nhắc một hồi bỏ chỗ mồi câu cá còn lại xuống bà nội người này chưa gặp mặt thì còn có thể nhẫn tâm nhưng gặp người mà mình thật lòng thích nhất định sẽ không nhìn được. Hạ Vân Tịch gấp gáp muốn giúp họ nối lại duyên cũ, sắp tới ngày 15 tháng 9 rồi, hôm đó là sinh nhật hòa hòa, nếu như anh hai tiền cậu ấy biểu lộ tâm ý, trả lại cho cậu ấy một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ. Nói không chừng hai người họ có thể làm lành đó, bà nội hạ nặng nề thở dài một hơi, cũng được, nhắn thử cho anh con đi, xem làm thế nào mới có thể như ý nó, sớm quyết định đi, hết năm này tới năm khác qua đi, cháu trai nhiều lần thất bại về mặt tình cảm, sau khi chia tay rồi vẫn nhớ nhung không chịu tìm người khác một năm này tư họa biến mất không chút dấu vết bọn họ cũng không phải không nghĩ đến việc để hạ diên tiêu tiến tới một đoạn tình cảm mới nhưng cho dù giới thiệu đối tượng có diện mạo tính cách thế nào thì đều bị hạ diên tiêu làm lơ hết bà già rồi không quản nổi đứa cháu trai này nữa chỉ hy vọng có thể thấy cháu trai thành gia lập thất khi mình còn sống mà thôi nếu nó không buông bỏ được tư họa thì cứ làm theo lời hạ vân tịch nói có lẽ sẽ có chuyển biến trong quán bar chàng công tử tần tục mỗi ngày rảnh rỗi không có việc gì để làm lại bị người bạn thân hạ diên tiêu giữ lại phòng uống hơn nửa thùng bia cậu nói xem một người phụ nữ quăng lại một câu chia tay rồi chạy mất tâm mất tích có phải căn bản là do chưa từng thật lòng yêu hạ diên tiêu đặt chai bia lên bàn một cách nặng nề một tiếng bịch vang lên những lời này của cậu là nói đến ai dừng lại vài giây trong đầu tần tục đã hiện lên đáp án việc này chẳng phải đã qua một năm rồi sao a à, một năm rồi một năm. Nếu như thời gian một năm có thể xóa đi tình cảm và ký ức của anh ta, thì anh ta cũng không cần ngồi đây cùng tần tục uống rượu giải sầu. Ngày đó bắt gặp vũ tưởng ở trong phòng tìm USB, dù cho cô cố ý dùng điện thoại của Kha Giai Vân thì vẫn có thể tìm được hành tung của cô, nhưng tìm được rồi thì sao nữa? Đến bây giờ Tư Họa cũng không muốn chủ động liên hệ với anh ta, còn cố ý căng dặn vũ tưởng giấu giếm việc này, cho dù anh ta có tìm tới cô thì sợ rằng người ta còn quay mặt rời đi một người suốt ngày có gái xinh bên người như tần tục thực sự không có cách nào đồng cảm với cậu bạn của mình được anh ta nghĩ nếu người phụ nữ đó nguyện ý mắc câu thì anh ta sẽ phối hợp cùng nếu đối phương không nguyện ý thì anh sẽ sản khoái thoát thân đổi mục tiêu kế tiếp cần gì phải vương vấn với một người phụ nữ lâu như vậy không biết nên nói từ đâu tần tục hít một hơi thuận miệng nói cậu có từng nghĩ tới thực ra thì từ khi bắt đầu cậu đã thực sự thích chính tư họa nếu như muốn tìm thế thân căn bản không cần phải tiếp xúc với cô ấy tận hai năm mới ở bên nhau, tôi xem cô ấy là thế thân bao giờ, Hạ Diên Tiêu nhìn anh ta. Ớ, ờ, không phải hả, không phải, có đôi khi anh ta thực sự có thể nhìn thấy hình bóng quý anh trên người tư họa, nhưng hai người có tính cách khác nhau, thậm chí là sở thích cũng khác nhau hoàn toàn. Nếu nói là thế thân thì cũng thực là gượng ép quá, nhưng ban đầu tất cả mọi người đều cho là như vậy, tần tục chật một tiếng, gần đây hình như quý anh gặp phải chút phiền toái, cậu biết không? Cô ấy thì có liên quan gì đến tôi? Sau khi chia tay thì biến thành mối quan hệ người yêu cũ, bây giờ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, cũng không thể nào gắn toàn bộ mọi chuyện của quý anh lên người anh ta được. Thật không muốn biết. Một ánh mắt lạnh lẽo lướt qua, tần tục nhất tay đầu hàng, được, không nói về cổ nữa. Tôi hỏi cái khác vậy, nếu lúc này không cần cậu tốn công đi tiền mà cô ấy vẫn xuất hiện trước mặt cậu, cậu tính làm thế nào? Dù sao chuyện quý anh sao chết cũng không giấu được bao lâu. Còn chuyện tư họa giành được giải quán quân trong trận chung kết trên du thuyền thì thực sự khiến người ta cảm thấy vui mừng. Tôi có thể làm sao, Hạ Diên Tiêu nhìn chai bia trong tay, trong đầu là một mảnh hỗn loạn. Chà, những lời như này thực sự không giống điều mà Hạ Diên Tiêu sẽ nói, tần tục lắc lắc ly rượu trong tay, nên làm gì thì bây giờ phải hỏi chính cậu đấy. Hơn nửa năm nay cậu không đi tìm cô ấy, cũng không chấp nhận người phụ nữ khác, cậu tính cô độc hết cuộc đời còn lại à. Nói thật, nếu như cậu còn thích người ta thì nhanh chóng chủ động bày tỏ theo đuổi lại đi, nếu không sau này cô ấy nổi tiếng hơn, tiếp xúc nhiều người hơn, muốn tìm được về cũng khó. Tần tục bưng ly rượu của mình đứng lên, chuyện này cậu cũng dây dưa cả năm rồi, tôi không nói với cậu nữa. Tối nay tôi còn có hẹn, không thể để tiểu mỹ nhân nhà người ta chờ được, hạ diên tiêu nhắm hai mắt, tự người lên nệm sau lưng, người anh ta vẫn luôn tâm tâm niệm niệm hiện đang ở cảnh thành. Sau khi cuộc thi trên du thuyền kết thúc, công ty thiên ngu trực tiếp gửi lời mời nhận chức cho tư họa hơn nữa còn cho cô thời gian một tuần để trả lời hai ngày trước sinh nhật tư họa kha giai vân đã nhớ kỹ thời gian cô ấy định ở lại thêm hai ngày nữa đợi qua sinh nhật cô rồi mới đi bây giờ ở cả ba thành phố đều có bạn bè muốn tổ chức sinh nhật cũng không tiện đi qua đi lại đều cần thời gian có người đề nghị hay là chúng ta tổ chức sinh nhật trước một ngày đi tổ chức sinh nhật chỉ là để có cảm giác nghi thức tổ chức trước một ngày cũng chẳng sao cả như vậy cho dù có thuộc nhóm đi làm hay đi học cũng không bị trễ nải. Nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật gật đầu, thời gian địa điểm cũng được quyết định rất nhanh, bây giờ chỉ cần xác định số lượng người đại khái. Người dự tiệc lần này có tổng cộng bốn người mẫu, anh em nhà họ Ngôn và cả người nhận được lời mời, Khương Lộ. Vốn cô không muốn quấy rầy việc học của Khương Lộ, thế nhưng không biết cậu ấy với Tiểu Na trò chuyện gì với nhau, Tiểu Na mới phất gần đây đã ra tay hào phóng gửi vé máy bay khứ hồi cho cậu, Khương Lộ cậu nhất định phải tới, cảnh thành là nơi rất vui đó, trước đây không ra khỏi Tân Thành, cảm thấy Tân Thành đã đủ đẹp rồi. Bây giờ đến thành phố mới, nhìn thấy cảnh vật mới lạ, Tiểu Na ước gì nhóm đồng bọn tốt của cô đều có thể đến trải nghiệm một phen. Trước mắt xem ra là có khoảng 8 người, vừa hay góp đủ một bàn, dưới sự đề cử của Ngôn Hy, Tư Họa đặt bàn trong một khách sạn có danh tiếng cực tốt, thời gian là vào buổi trưa. Mấy bạn trẻ rất hứng thú với việc ăn chơi này, sau khi địa điểm ăn cơm trưa được xác định Hành trình buổi chiều cũng xuất hiện Chị Tư Họa Em có thương lượng qua với Tiểu Na và Khương Lộ rồi Chúng ta nhiều người như vậy Đi quán karaoke chơi thế nào à Ba người bạn nhỏ rục trịch Đều được Hỏi bọn họ xem có muốn đi không Nếu như tất cả mọi người đều đồng ý Thì các em chọn địa điểm và thời gian đi Yes sir Kết quả đương nhiên là không có gì ngoài dữ liệu Mấy người nhiều tuổi như bọn họ Chẳng có tâm tình vui đùa như đám thanh niên nếu đám nhóc chủ động đề nghị thì mọi người đều sẽ đồng ý trong phòng bao tám người chỗ ngồi chính là một mê trận ở đây có hai người đàn ông ngôn tuyển chỉ có liên quan đến tư họa và ngôn hi thế nên những cô gái khác sẽ ăn ý mà tránh chỗ ngồi hai bên trái phải của ngôn tuyển ra cơ hồ là ngầm thừa nhận chỗ ngồi một bên của tư họa là cho ngôn tuyển vậy bên còn lại thì sao tiểu na và ngôn hi suýt chút nữa đã đánh nhau vì việc này cậu qua ngồi bên cạnh anh cậu đi tiểu na muốn sắp cho ngôn hi ngồi bên cạnh ngôn tuyển ngôn hi đứng chắn trước ghế bên cạnh tư họa không chịu nhường phản bác tiểu na tôi muốn ngồi ở đây cậu qua bên kia ngồi với bạn trai mình đi lời này vừa nói ra tất cả mọi người đều nhìn qua ánh mắt đảo quanh người mấy bạn trẻ ngôn hi cậu nói bậy tôi với khương lộ chỉ là bạn bè tốt thôi tiểu na quay đầu nhìn thoáng qua khương lộ sốt ruột giải thích ngôn hi vội vàng che miệng nói quá rồi cô bé vốn muốn nói khương lộ là bạn giới tính nam của tiểu na lanh mồm lanh miệng nói tắt hai chữ thế nên ý nghĩa cả câu mới trở nên khác hoàn toàn hai cô gái đang tranh sủng này không ai chịu nhường ai tư họa vỗ nhẹ tráng không dám nói lung tung câu nào sợ mình gọi tên ai trước thì sẽ bị cho là thiên vị được rồi hai bạn trẻ không cần cãi qua cãi lại làm gì vị trí này để chị ngồi đi kha dai vân nắm lấy cánh tay hai người kéo họ ra khỏi cái ghế cứ như vậy không ai ngồi là công bằng nhất cuối cùng ngôn hi cũng trở lại bên cạnh ngôn tuyển Tiểu Na cũng đi chăm sóc người bạn mình mời từ Tân Thành đến, cục diện hài hòa. Bữa cơm này vô cùng náo nhiệt, không biết là ai bắt đầu trước, dùng trà thay rượu, cả bàn người đều ngầm hiểu không ai gọi rượu. Sau khi ăn xong, bọn họ không chờ kịp mà nhanh chóng chạy đến quán karaoke. Lúc này chỉ có ngôn tuyển là khác biệt, anh có việc gấp không từ chối được nên chắc sẽ đến trễ tầm 2 tiếng. Anh có việc bận thì cứ giải quyết việc của anh trước đi, càng lớn, càng hiểu chuyện thì nói càng nhiều. Không sao cả, đã nói sẽ đón sinh nhật với em, nhưng nửa đường lại có việc khác phải xử lý, tôi đã thấy rất ấy nấy rồi. Ngôn tuyển vô cùng hổ thẹn với việc lần này, kiên trì đưa mọi người đến quán karaoke trước rồi mới rời đi, tôi đưa các em đến đó trước, xong việc lại đến tìm em. Tám người, hôm nay ngôn tuyển lái xe qua đây, Khương Lộ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Tiểu Na và Ngôn Hy cuối cùng cũng được ngồi cạnh tư họa như ước nguyện. Kha Giai Vân và hai vị khách nữa ngồi trên một chiếc xe khác, tiểu na và khương lộ từng tới quán karaoke rồi trong ấn tượng của hai người họ đó là một căn phòng nhỏ mà bọn họ chia đều tiền với bạn học hồi còn đi học chỉ đơn thuần là hát chứ không dám gọi rượu bia gì cảm thấy lãng phí tiền cho tới hôm nay đi đến nơi ngôn hi giới thiệu họ mới được mở rộng tầm mắt tiểu na không khỏi quào wow, một tiếng nơi này lớn quá so với gian phòng nhỏ nơi họ từng đến ở đây rộng hơn gấp mấy lần bốn phía trên tường đều là màn hình rượu nước không thiếu mâm đựng trái cây tinh xảo đồ ăn vặt bày đầy bàn bọn họ không đợi kịp mà nhanh chóng cầm điện thoại lên quét mã chọn bài những người bị lãng quên phía sau tự mình tìm chỗ thoải mái ngồi xuống đúng là tuổi trẻ mà kha giai vân nhìn tiểu na và ngôn hi nhảy nhóc nhốn nháo đột nhiên nhớ tới bản thân mình trước kia hòa hòa này cậu nhớ không trước đây khi tự trường chúng mình hết lần này đến lần khác mời cậu đi chơi nhưng cậu lại nhất quyết cự tuyệt nói muốn đi làm kiếm tiền hả đương nhiên là còn nhớ chứ lúc đấy vừa mới khai giảng kha giai vân nói muốn tổ chức một buổi tụ họp bình thường với mọi người dễ dàng gia tăng tình cảm nhưng hết lần này đến lần khác tư họa nói muốn đi làm thêm kiếm tiền không có thời gian đi lúc đó mấy người chúng mình còn lén lút thảo luận có phải cậu sợ phải xài tiền nên mới không đồng ý hay không mình nói mình muốn mời khách mà cậu cũng không đồng ý khi đó mình bề bộn công việc là thật cô giận dỗi với bố không dùng một đồng tiền nào của gia đình khoảng thời gian mới bắt đầu đương nhiên phải gấp gáp kiếm tiền cản bản không có thời gian tận hưởng phải khi đó cậu bộn bề công việc nhưng chúng mình còn đang suy nghĩ có phải lòng tự trọng của cậu quá lớn hay gì gì đó còn tính sẽ lặng lẽ giúp cậu kết quả cậu lại bỗng nhiên đồng ý cùng chúng mình ra ngoài mình cứ luôn từ chối các cậu nên cũng thấy có hơi ngại cộng thêm lần đó là sinh nhật của tiểu vân vậy nên mình mới xin ông chủ cho ra ngoài tụ tập lần đầu tiên tư họa tham dự buổi ăn uống với các bạn ký túc xá cũng là đến quán karaoke thế nên có ấn tượng rất sâu sắc nói tóm lại đó là một chuyện cũ tương đối thú vị âm nhạc vang lên thì khó mà nói chuyện được nữa ngôn hi cầm microphone làm bá chủ tiểu na bưng hai chén rượu qua đưa một ly cho tư họa chị tư họa kính chị một ly lần này là rượu thật được tư họa thản nhiên tiếp nhận rất nể tình uống cạn một ly ngôn hi đang cầm microphone hát nghiêng đầu qua nhìn thấy một màn này lúc hát xong một bài cũng bưng một ly qua chị tư họa em cũng mời chị cảm ơn, cô biết hai cô nhóc này đang tìm kiếm sự công bằng, thế nên ly thứ hai này cũng phải uống cạn. Nhìn hành động của hai cô gái, hai cô người mẫu kia cũng không thể ngồi yên, hẹn nhau cùng qua kính rượu. Có chén đầu mở màn thì đương nhiên mấy chén sau cũng phải được đối đãi ngang nhau. Hòa hòa, Kha Giai Vân đụng đụng tay cô, không phải cậu không uống được rượu sao? Cô chậm rãi lắc đầu, thực ra thì cũng được. Kha Giai Vân nhíu mày, mình nhớ hạ, người đó nói cậu không thể. Tư họa dơ ly rượu lên, mình uống được, cô biết nguyên nhân nhóm Kha Giai Vân cho rằng cô không thể uống rượu. Trước đây khi còn đi học, cô rất ít khi tụ hội với bạn bè, gần như không uống rượu. Sau đó lại bị Hạ Diên Tiêu mang đi gặp bạn bè, nhóm người đó cố ý dùng phép kích tướng, vì không muốn Hạ Diên Tiêu mất mặt, cô bưng rượu lên uống, nhưng uống xong lại mà bắt đầu ho khan, cổ họng rất khó chịu, nên Hạ Diên Tiêu mới cho là cô không thể uống rượu. Thực ra không phải như vậy, ly rượu kia là do Trương Tịnh đưa cho cô, còn cố ý rót loại rượu mạnh cô uống không quen nên đương nhiên sẽ khó chịu sau đó tất cả mọi người đều cho rằng cô không uống được rượu đúng lúc mượn điều này thoát cảnh uống rượu thế là cô âm thầm thừa nhận chẳng qua bây giờ tâm trạng không giống phương thức đối xử với mọi người cũng không giống khoảng chừng hơn một tiếng rưỡi đồng hồ sau ngôn tuyển đến nơi trước giờ hẹn tình trạng hiện trường có hơi thảm thiết người con trai duy nhất ở lại đây khương lộ lại là người không biết uống rượu nhất bây giờ đã nằm trên ghế salon ngủ khi khi. Tiểu Na là một người đến cả uống rượu cũng ngàn chén không say. Ngôn Hy không bị nổi, đầu óc quay cuồng, nhưng vẫn cùng Tiểu Na kề vai sát cánh giơ microphone gân giọng gào thét. Hai vị người mẫu kia đã rời đi trước, còn lại Kha Giai Vân và Tư Họa đang tiếc nhau, nhưng xem tình huống này thì hình như cũng không đúng lắm. Uống rượu, ánh mắt anh quét qua vỏ chai rượu bên cạnh, ngôn tuyển đi tới trước mặt Tư Họa, thấy hai gò má cô phím hồng uống mấy ly cô giơ ngón tay thế nhưng lại phát hiện dù mình có tính thế nào cũng không đúng thế là dứt khoát buông tay giọng nói còn hơi hờn dỗi tôi quên rồi không phải em uống say rồi chứ ngôn tuyển chợt cười khẽ một tiếng lấy microphone bên cạnh cô đặt lên bàn dọn ra một chỗ ngồi tôi không say tư họa rất nghiêm túc phản bác nghiêm trang nhìn về phía anh tôi không nói dối đâu bây giờ đầu óc tôi vẫn rất minh mẫn công việc của anh đã xử lý xong hết rồi chưa đã xong rồi sau khi trả lời anh chỉ vào đám người đang ngã trái ngã phải trong phòng, chỉ có điều mọi người đều uống say rồi, làm sao bây giờ? Hay là đưa các em ấy trở về trước? Tư Họa hỏi ý kiến hai cô nhóc bên cạnh, ai ngờ hai người lại trăm miệng một lời phản bác, "Không, tụi em còn chưa chơi chán." Sau đó liếc mắt nhìn nhau, người chị em tiếp tục hát, "Tư Họa, xem dáng vẻ này thì chắc là không được rồi, các em ấy không đi, chúng ta cứ ở lại đây thêm một lúc." Tư Họa bất đắc dĩ khoác tay cũng được ngôn tuyển cũng ngồi xuống bên cạnh cô kha giai vân cũng uống đến nghiện cầm bình rượu bước qua muốn uống với tư họa ngôn tuyển nỗ lực ngăn cản đừng uống nhiều quá yên tâm đi tôi uống rất ít cô vẫn cảm thấy bản thân vô cùng tỉnh táo đồ ăn đồ uống trong phòng được chuẩn bị rất đầy đủ chơi một mạch đến tối không những không đói mà còn ăn đến no căng bụng ngôn tuyển sắp xếp người đưa từng người bọn họ về nơi ở tư họa có lẽ là người duy nhất được xem là tỉnh táo ở đây nhìn bạn bè từng người từng người rời đi, cô nghiêng đầu nhìn chầm chầm ngôn tuyển, sao anh còn chưa về? Ngôn tuyển bỗng nhiên cúi đầu rút ngắn khoảng cách, gần như kề sát vào trán tư họa, giọng nói đè thấp như thể có chút tuổi thân, em chơi cùng bọn họ cả ngày trời rồi, khoảng thời gian tiếp theo, có thể thuộc về tôi không? Lúc ra khỏi quán karaoke mới có hơn 6 giờ chiều, thời gian còn khá sớm, trời vẫn chưa tối. Liên quan đến vấn đề về thời gian, Lúc này Tư Họa bắt đầu hỏi vào đúng trọng tâm vấn đề, lần trước không phải anh nói là chọn ngày 15 tháng 9 sao? Ngày mai mới là ngày 15, nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc mà rối rắm của Tư Họa, ngôn tuyển không nhìn được mà trêu cô, vậy tôi đổi ý, có được không? Đổi thành hôm nay, Tư Họa dựa theo lời nói của anh, lý giải ra ý như vậy, thế nhưng đối phương lại đánh úp bất ngờ, không, là cộng thêm ngày hôm nay, như vậy cũng được hả? Cô bất chợt mở to mắt, giống như biết được quy tắc mới nào lợi hại lắm được chứ ngôn tuyển gật đầu lời nói tha thiết ánh mắt chân thành sáng rực khiến người khác vô cùng tin tưởng từ bị động biến thành chủ động vì uống say mà hỏng việc người nào đó đã hoàn toàn bị làm cho mơ hồ rồi ngoan ngoãn gật đầu đáp ồ vậy được rồi nụ cười trên gương mặt đối phương càng thêm chói mắt tranh thủ lúc này thương lượng với tư họa thật sự là quá dễ dàng mà vào ngày sinh nhật em có chuyện gì muốn làm không ngôn tuyển mặc dù cố ý gài bẫy cô nhưng lại không để cho cô thiệt thòi, nhưng nhìn cô hết mực, việc muốn làm, tôi sao, phản ứng của cô chậm mất nửa nhịp, ngôn tuyển gật đầu, sinh nhật của em, tất nhiên là phải hỏi ý kiến của em rồi, việc tôi muốn làm, sau nửa phút suy nghĩ nghiêm túc, cô chợt nghĩ đến cái gì đó, gương mặt nhỏ nhắn không che giấu được sự mong chờ, ngẩng đầu lên hỏi, tôi muốn đi xem phim, được không, xem phim. Bây giờ, ngôn tuyển không chắc là cô thật sự muốn xem hay là chỉ là suy nghĩ bất chợt nảy ra ừ tôi muốn xem phim không chỉ như vậy cô còn giơ hai tay vẽ thành một vòng tròn lớn ý nói không đi rạp chiếu phim tư nhân tôi muốn đi rạp chiếu phim có nhiều người em chắc chắn tình trạng của mình bây giờ có thể đi xem phim sao bên trong đó tối đen mắt sẽ thấy khó chịu đó hầu hết thị lực của mọi người đều bình thường mặc dù anh đã đi tìm rất nhiều tư liệu liên quan đến bệnh quán gà nhưng lại không có cách nào thực sự đồng cảm được vẫn rất lo lắng cho tư họa tất nhiên bây giờ tôi có thể đi xem phim rồi tôi có thể nhìn thấy được chỉ cần chọn phim nào có màu phim sáng sủa chút là được tư họa chỉ vào mắt cố hết sức chứng minh được em chọn xem có phim nào muốn xem không ngôn tuyển chiều theo cô đưa điện thoại qua cho cô chọn đầu hai người gần như là chụm sát vào nhau bộ thứ hai với thứ ba có lẽ sẽ tiện cho em xem hơn có thích hai bộ này không tôi muốn xem phim này con gái sau khi uống rượu thẳng thắn hơn lúc bình thường rất nhiều hoặc là do khi ở bên một người đặc biệt nào đó cô dần dần trở nên không còn quá chú ý đến phép tắt xả dao nữa tư hòa chọn bộ phim thứ ba ngôn tuyển đáp lại bằng một nụ cười hôm nay ra ngoài anh không đem theo tài xế cả hành trình đều là tự mình lái xe vậy nên tất nhiên là tư hòa sẽ ngồi ở vị trí phó lái chỉ có điều đợi đến khi ngôn tuyển vòng sang ngồi vào vị trí ghế lái thì phát hiện ra tư họa đã nhắm mắt ngồi dựa vào ghế mất rồi, ngay cả dây an toàn cũng quên không thắt. Nếu như em buồn ngủ thì chúng ta có thể nghỉ ngơi một lát, anh thử đưa ra đề nghị thăm dò. Tư họa mạnh mẽ mở to hai mắt, không cần, tôi muốn đi xem phim. Con người cô thật là kiên trì, ngay cả say rượu rồi mà vẫn không quên được xem phim. Đương nhiên là ngôn tuyển sẽ không làm trái ý cô, lập tức lái xe hướng về rạp chiếu phim gần đó. Sau khi khóa xe, ngôn tuyển nhìn cô gái đứng trước mặt chỉ mặc mỗi một chiếc váy liền thân mỏng manh, anh lại lần nữa mở cửa xe, lấy một chiếc áo khoác ở ghế sau ra. Tư họa nghi hoặc hỏi, anh đem theo áo khoác làm gì? Lạnh sao? Trong rạp chiếu có thể sẽ lạnh, anh cũng không nói ai sẽ là người mặc. Chỗ ngồi ở rạp chiếu phim này cũng không coi là kín, xuất chiếu vào lúc 6 giờ 40 phút vừa hay thích hợp, lấy vé ở trên máy tự động xong, thời gian vẫn còn lại khoảng 10 phút liếc mắt xung quanh thấy đa phần các nam nữ thanh niên đều ông bỗng ngô và nước uống trong tay, ngôn tuyển liền nói với người bên cạnh, đi thôi, chúng ta qua bên kia mua ít đồ, đáng tiếc, tư hòa hiện giờ không thể lĩnh hội được ý của anh, vậy nên cứ ngửa mặt lên nhìn, ánh mắt tràn ngập nghi ngờ, cũng không biết là anh đang nói cái gì. Hóa ra sau khi em uống rượu xong là như này hả, ngôn tuyển cuối người, ghé sát lại gần cô, dưới ánh nhìn chăm chú của cô, cười một tiếng rồi nắm lấy tay cô, chúng ta đi mua cái gì đó ăn bỗng ngô là món ăn vặt quen thuộc trong lúc xem phim chỗ bán vẫn đang có người xếp hàng mặc dù hàng người không dài cũng kịp thời gian chiếu phim em muốn uống cái gì câu nói này cô nghe hiểu được đôi mắt lanh lợi quét một vòng nhìn thấy cô gái đứng phía trước đang cầm một chai nước màu trắng cô cũng muốn tôi muốn cái kia được ngôn tuyển gần như đáp ứng mọi yêu cầu của cô bỗng ngô chỉ mua một bịch còn nước uống thì lấy hai chai ngôn tuyển cũng theo lựa chọn của cô Mua một chai có vị y hệt, lúc mua đồ đương nhiên là phải dùng đến hai tay, trong lòng một bịch bổng ngô to, hai chai nước, Tư Họa cầm lấy một chai rồi mới phát hiện ra, bốn cái tay, ba món đồ hình như vẫn không đủ xài. Cô nhìn chầm chầm hai bàn tay trống không của mình, lật qua lật lại xem, cảm giác có chỗ nào đó sai sai. Xin chào, làm phiền mua giúp tôi hai cái túi, cảm ơn, ngôn tuyển hỏi người phục vụ mua hai cái túi, lần lượt để bổng ngô và nước uống vào trong túi ni lon chỉ cần một tay là có thể xách đi rồi. Bỗng dưng nhớ ra cái gì đó, anh lấy hai tấm vé xem phim ra đưa cho Tư Họa, vé xem phim của chúng ta, cầm cho chắc, lát nữa sẽ có người kiểm tra. Nhận lấy vé xem phim, Tư Họa khẽ hừ một tiếng, anh tưởng rằng tôi chưa từng tới rạp chiếu phim bao giờ sao? Tôi nắm rất rõ quy trình đó, được không hả? Đối diện với ánh mắt lên án của cô gái, ngôn tuyển vội cười xin lỗi, là tôi sai rồi anh hoàn toàn không cách nào dự đoán được hiện giờ tư họa lúc tỉnh lúc mơ sẽ làm ra những hành động gì. Cách giờ chiếu phim chỉ còn lại 3 phút, bây giờ vào trong rạp, thời gian vừa đẹp. Đoạn đường đi vào rạp chiếu phim ánh sáng tối hơn, nắm lấy tay ngôn tuyển là có thể đi theo bước chân của anh. Đến chỗ mấy bậc thang thấp, tư họa cúi đầu muốn xác nhận chắc chắn đường dưới chân, ngôn tuyển liền nhiên người ghé vào tai cô nói, tổng cộng có 5 bậc thang, trực tiếp bước lên trên là được rồi, tôi dẫn em đi, đừng sợ từng bước từng bước đi lên rồi rẽ một cái là vào đến dãy ghế ngồi bọn họ chọn vị trí ở giữa ngồi xuống không bị vấp ngã cũng không có trắc trở gì bỗng ngô đặt ở giữa anh lấy một chai nước ra đưa cho tư họa cảnh báo an toàn trên màn hình lớn trước mặt đã sắp phát xong tất cả đèn trong rạp chiếu đều tắt hết bộ phim bắt đầu chọn bộ phim này không có ý gì đặc biệt cả hoàn toàn là do lúc đó tư họa tiện tay chọn bừa bộ phim cũng dần dần đi vào phần gây cấn bỗng ngô trong hộp cũng đã vơi đi hơn nữa ngôn tuyển quay đầu liếc một cái cảm giác cô không phải là tới để xem phim mà là tới để ăn bỗng ngô sớm biết trước thì đã mua nhiều hơn chút chỉ một lát sau tư họa đã bắt đầu che miệng ngáp dài bàn tay bóc bỗng ngô không ngừng không biết từ lúc nào đã đặt trên đầu gối người đã dựa vào ghế ngủ thiếp đi ngôn tuyển thở nhẹ một tiếng lôi chiếc áo khoác đã chuẩn bị sẵn đắp lên cho cô bộ phim dài một tiếng ba mươi phút tư họa ngủ tới cuối phim Lúc nhân viên mở lại đèn trong rạp chiếu, ngôn tuyên vương tay trắng cho cô. Lúc này tư họa đã bừng tỉnh, ánh mắt mơ màng nhìn vào màn hình tối đen, cô hoàn toàn không nhìn rõ những dòng chữ nhỏ màu trắng chạy bên trên, phim, kết thúc rồi. Đúng vậy, kết thúc rồi, ngôn tuyển bỏ tay xuống, tỉnh ngủ chưa? Tư tiểu thư nhất quyết đòi tới xem phim, bị trêu chọc, tư họa thấy rất xấu hổ, thật ngại quá, tôi cũng không biết tại sao lại ngủ thiếp đi mất, ngủ cả tiếng đồng hồ, bây giờ ý thức của cô đã thanh tĩnh hơn rất nhiều. Vừa nhấc cánh tay lên liền phát hiện trên người đang đắp một chiếc áo khoác của Nam, hóa ra ngôn tuyển nói lạnh là ý chỉ trong rạp chiếu sẽ bật điều hòa trong thời gian dài. Suốt chiếu kết thúc, mọi người lục tục đứng dậy rời đi, hai người mới bắt đầu đứng lên khỏi chỗ ngồi, theo thứ tự đi ra bên ngoài. Chắc là do buổi chiều uống nhiều rượu nên đầu óc có hơi choáng, cô đi bên cạnh ngôn tuyển, cứ luôn muốn giải thích cái gì đó, kết quả thành ra nói thế nào thì nghe cũng giống như đang cố ý biện minh cho mình hoặc là càng giải thích càng thấy ra lỗi, rõ ràng là một hành động rất bình thường, thế nhưng sau khi cô giải thích một câu xong lại biến thành thiếu tự nhiên. Ngôn Tuyển lập tức bỏ qua chủ đề này, nếu như thích đến rạp chiếu phim, sau này chúng ta sẽ tới thường xuyên hơn. Tư Hòa gật đầu, cũng không quá để ý đến chi tiết dùng từ, tôi cũng không biết tại sao, chỉ là thấy khá thích không khí ở rạp chiếu phim, có đôi lúc muốn xem nhưng lại không dám đi một mình, vẫn là cảm thấy có bạn đồng hành đi cùng mới được. Lúc trước thấy em cố chấp như vậy, còn tưởng rằng em thích xem phim lắm cơ, ai biết được là chỉ thích không khí ở rạp chiếu phim thôi chứ, thảo nào vừa nãy gần như là ngủ suốt cả buổi chiếu. Tôi nhớ, trước khi mẹ tôi đi, lần sinh nhật cuối cùng mà bà còn ở bên tôi, lúc đó bà đưa tôi đến rạp chiếu phim xem phim, vì vậy có thể mới có chấp niệm này. Nếu như trong trạng thái hoàn toàn tỉnh táo, cô sẽ không đưa ra yêu cầu này. Câu trên là do cảm xúc mà Trót nói ra, chuyện quá khứ đau buồn cô không muốn nhắc đến nữa, Tư Họa liền đổi sang chủ đề khác, đã gần 8 rưỡi rồi, cũng đến giờ ăn rồi, anh muốn ăn gì? Hôm nay là chúc mừng sinh nhật tôi, để tôi mời, rạp chiếu phim nằm trong trung tâm thương mại, sau khi bước ra cửa thì đâu đâu cũng là nhà hàng quán ăn với nhiều kiểu loại, khẩu vị khác nhau, khiến người ta chọn đến hoa cả mắt. Tư Họa, tôi chọn bừa một quán nhé, hai người nhìn nhau, đi thôi. Khách sạn Vân Đảo, sau khi từ quán karaoke trở về, Kha Giai Vân nằm trên giường ngủ một mạch từ khi trời còn sáng đến lúc trời tối mịt. Nếu như không có điện thoại không ngừng làm ồn ở bên tai thì chắc là cô có thể ngủ thẳng tới sáng ngày hôm sau. Alo? Ai vậy? Người đang ngủ say mà bị đánh thức thì kiểu gì cũng có vài phần gắt ngủ, không biết là ai đã chăm ngòi hộp thuốc súng này. Cho đến khi đối phương mở miệng nói rõ danh tính, Kha Giai Vân mới bừng tỉnh. Kha Tiểu Thư, tôi là Hạ Diên Tiêu. Một chuỗi số lạ nhưng nghe giọng nói và ngữ điệu đích thực là hạ diên tiêu không sai vốn định dập máy nhưng đối phương lại vội vàng bổ sung thêm một câu nghe rõ xong kha giai vân nghiến răng từ kẻ răng rít lên một tiếng mẹ nó cô sửa sang lại trang phục chải lại đầu tóc đi đôi giày cao gót 9 cm của mình vào ra cửa ứng chiến cô chưa từng gặp qua người cũ nào chó má như hạ diên tiêu đã một năm rồi mà vẫn tóm chặt không buông nếu như cách cả mười vạn tám nghìn dặm thì cũng thôi trực tiếp tắt điện thoại là xong chuyện, thế nhưng ai ngờ được, tên khốn đó lại tìm tới khách sạn Vân Đảo ở cảnh thành này chứ. Lần trước là dùng số này gọi cho vũ tưởng, mặc dù số cá nhân của Hạ Diên Tiêu đã bị cho vào danh sách đen, nhưng anh ta tùy tiện mượn một số máy lạ là có thể gọi được. Nguyên nhân tìm Kha Giai Vân là vì khách sạn này quản lý cực kỳ chặt chẽ, nếu không có số điện thoại liên lạc của tư họa hay thông tin gì khác thì không cách nào tra được số phòng của cô. Anh ta chỉ còn cách đi đường vòng, tìm Kha Giai Vân trước vừa nghe thấy hạ diên tiêu tiền đến tận cửa kha giai vân không kịp nghĩ gì đã xông ra ngoài chuẩn bị chửi cho một trận rồi đuổi đi cô ra đến cửa rồi mới nhớ tư họa đi đâu rồi sau khi từ quán karaoke về là cô ngủ luôn vậy tư họa hiện giờ đang ở phòng bên cạnh nghỉ ngơi sao kha giai vân tiện tay gõ cửa bên trong không có tiếng đáp lại trước kia chưa từng thấy tư họa uống rượu chắc cũng giống như cô đang ngủ mê mệt rồi tên khốn nạn kia tìm cô trước chứng tỏ là anh ta vẫn chưa nghe ngóng được tin tức gì của tư họa giờ cô chỉ việc đi ra đuổi người đi là được tránh để cho tên hạ diên tiêu kia lại đến làm phiền tư họa quyết định kế sách xong kha giai vân đi xuống dưới gặp người ở tầng một khách sạn có phòng chờ vào giờ này thì cũng chẳng có ai kha giai vân đi vào liếc mắt một cái đã nhìn thấy người đàn ông mặc vét màu đen bề ngoài thì trông cũng giống con người lịch sự thế mà lại làm ra hành động khiến người ta chán ghét cô ấy đâu ánh mắt hạ diên tiêu lướt qua kha giai vân nhìn thấy phía sau cô không có ai trong mắt liền toát lên vẻ mất mát không biết là hạ tiên sinh đang nói đến ai kha giai vân cười mà như không cười biết mà còn hỏi anh ta không nhanh không chậm phun ra bốn từ kha giai vân hừ một tiếng tôi đây thật không hiểu nổi kha giai vân tôi quen biết bao nhiêu chị em chưa từng thấy người cũ của ai cứ bám riết lấy bạn bè của đối phương không buông thế này kha tiểu thư ăn nói cẩn thận tôi không hề bám riết lấy cô, gọi là bám riết thì không đúng, cùng lắm chỉ là thỉnh thoảng gọi một cuộc điện thoại, nhưng cũng chẳng quá nửa phút. Tôi hoàn toàn có thể kiện anh tội quấy rối, Kha Giai Vân suýt chút nữa là trận mắt. Đối với thái độ của Kha Giai Vân, Hạ Diên Tiêu cũng chẳng buồn quan tâm, cũng không muốn dùng dặn với cô về những vấn đề đã cũ rích ấy, vậy nên anh ta đi thẳng vào chuyện chính, vẫn là mong Kha Tiểu Thư đừng thay đổi chủ đề câu chuyện. Tôi biết cô ấy đang ở trong khách sạn này, tôi muốn gặp cô ấy. Ior, Hà Tổng đây là nhìn thấy hòa hòa nhà chúng tôi có sự nghiệp thành công nên lại bắt đầu thương nhớ không quên rồi sao? Cả nửa năm nay chẳng thấy ho he một tiếng, giờ cuộc thi thiết kế vừa lên hốt sớt đã lại vội vàng chạy tới. Kha Tiểu Thư, tôi rất xin lỗi cô về chuyện gọi điện thoại. Có điều, sở dĩ phải gọi cho Kha Tiểu Thư cô trước là vì không muốn làm to chuyện, ảnh hưởng đến hòa hòa. Tôi đã tới đây thì rất chắc chắn là cô ấy ở đây, có thể làm phiền Kha Tiểu Thư gọi giúp Tư Họa ra gặp mặt chút được không? dựa theo tính cách của anh ta hôm nay có thể nhẫn nại nói với kha giai vân nhiều như vậy là vì nể mặt cô là bạn của tư họa nhìn dáng vẻ tự tin của anh ta là lại thấy bực mình kha giai vân liền nhanh trí phẩy tay cười nói thật ngại quá tư họa không ở đây kha tiểu thư nói giỡn rồi hạ diên tiêu lại chẳng thèm để câu nói đó vào trong lòng ai nói giỡn với anh hả hòa hòa thật sự không ở đây lần này kha giai vân không vội vàng bỏ đi nữa dứt khoát ngồi xuống đối diện hạ diên tiêu điều bộ lười nhác cô ấy đi hẹn hò với bạn trai rồi ánh mắt hạ diên tiêu toát lên vẻ lạnh lẽo trong nháy mắt dường như đông cứng lại cô nói cái gì ngày mai là sinh nhật của hòa hòa chắc là anh vẫn chưa quên chứ hòa hòa đi hẹn hò với bạn trai rồi tối nay cũng chưa chắc là sẽ quay về đâu kha giai vân cười cười chém thêm một nhát vào trái tim hạ diên tiêu một nhát ứa máu thời khắc này hai nhân vật chính trong chủ đề câu chuyện ấy vừa mới đến địa điểm hẹn hò mới ăn tối xong Ngôn tuyển lái xe khoảng nửa tiếng đồng hồ đưa tư họa đến một nơi khác. Trước khi đến nơi, anh còn cố ý ra vẻ thần bí. Ngôn tiên sinh, anh thật sự dám khẳng định là tôi sẽ thích sao? Tư họa ngồi ở ghế phó lái, ngón tay nhàn rỗi vẽ thành vòng tròn, ánh mắt chăm chú nhìn vào con đường lạ hoắc phía trước. Nếu như không xảy chuyện ngoài ý muốn gì, em chắc chắn sẽ thấy thích. Ha, lời là anh nói cả đấy, nếu không xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì cô sẽ thích, vậy nếu cô không thích thì có nghĩa là chuyện ngoài ý muốn rồi. Bất kể nói thế nào thì lòng tín nhiệm của cô với ngôn tuyển vẫn rất cao, ít nhất là cho đến thời điểm hiện tại, những lời ngôn tuyển nói với cô, tất cả đều trở thành hiện thực, không có ngoại lệ. Xe dừng lại trước một tòa kiến trúc mang phong cách châu U, bên cạnh có rất nhiều chỗ trống tiện cho việc đổ xe. Ánh đèn chiếu trên con đường nhỏ bé yếu ớt như những ánh sao, chỉ có duy nhất khu vực ở trước cổng lớn là sáng rực, trên đường không ít người đi bộ, nhưng mà chỗ này đóng cửa rồi. Cô rất tò mò, không biết bên trong là gì cô nhìn thấy ngôn tuyển gọi một cuộc điện thoại, chưa đầy hai phút sau cánh cửa lớn đã từ từ mở ra, một người trung niên chạy ra dẫn đường cho bọn họ. Sau khi chỉ dẫn cho hai người vào đại sảnh xong, người đàn ông trung niên tự giác biến mất, để lại tư họa với vẻ mặt đầy kinh ngạc và ngôn tuyển ngập tràn sự tự tin, đã nói là em sẽ thích mà. Đây, tư họa đứng tại chỗ, chậm chậm xoay một vòng, nhìn thấy khắp nơi bày rất nhiều nhạc cụ quý giá và nổi tiếng, được phân riêng thành từng loại để bảo quản có một vài nhạc cụ quý giá cô chưa từng nhìn thấy nên không hiểu rõ lắm về lịch sử của chúng nhưng cũng có những nhạc cụ nổi tiếng cô có thể kể tên được nói tóm lại là điểm chung của chúng chính là đắt đây là nơi sưu tầm nhạc cụ do một người bạn của tôi mở ra ngôn tuyển giải thích với cô tư họa hít sâu một hơi thầm nghĩ người bạn này thật là nhiều tiền quá đi đi theo tôi trong khi cô vẫn kịp hoàn hồn thì ngôn tuyển đã rất tự nhiên mà nắm lấy tay cô kéo cô đi lên lầu Khắp nơi trên tầng 2 cũng trưng bày các loại nhạc cụ khác nhau, chỉ có khu vực trống ở trung tâm là có bày thêm một cái hộp, dưới ánh mắt tràn đầy sự tò mò của Tư Họa, ngôn tuyển bước lên mở hộp, để lộ ra sản phẩm được giấu bên trong, đây mới là quà sinh nhật đã chuẩn bị cho em, xuất hiện trước mắt cô là một cây đàn tỳ bà tinh xảo, người am hiểu chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đây là một vật phi phạm, là quà sinh nhật tặng cho cô, âm thanh vừa truyền tới trong tai, Tư Họa vội vàng xua tay, nó rất quý giá tôi không thể nhận được. Món đồ dù có tốt hơn nữa thì cũng nên được trao vào tay người hiểu nó, dù tôi có tự mình giữ lại thì có thể làm được gì với nó chứ? Nếu như chỉ để trưng bày, thì chẳng phải là đã làm xấu mặt cây tỳ bà quý hiếm này sao? Nghe thì thấy cũng đúng, nhưng tư họa vẫn giữ vững lý trí của mình, liên tục lùi về phía sau, anh giỏi nhất là nói đạo lý, tôi sẽ không nghe anh lừa tôi đâu. Cái này thật sự là oan uổng cho tôi mà, đã lúc nào tôi lừa em chưa, ngôn tuyển ông lấy cây đàn tỳ bà tận tay giao nó vào trong tay cô, nếu như em cảm thấy món quà này quá đắt, hay là tôi với em trao đổi hai yêu cầu nho nhỏ đi, khi đã thích thứ gì đó thì sẽ vô thức bị nó mê hoặc, tư họa nhìn cây đàn tỳ bà, nếu nói không động lòng thì là nói dối. Cây đàn tỳ bà này với cây đàn mà cô cất giữ ở quê nhà đều có giá trị giống như nhau, quan trọng nhất là, nó rất quý hiếm. Ca khúc mà dùng nó để đàn lên âm thanh nhất định sẽ rất tuyệt, cô không nhìn được mà lại gần, nghe thấy ngôn tuyển nhắc đến hai yêu cầu nhỏ, do dự không được nửa phút đã gật đầu đồng ý, ở đây sao, theo tôi lên tầng trên, khóe mắt anh công lên, có thể nhìn thấy rõ biểu cảm vui vẻ trên mặt. Tư họa ngẩng đầu nhìn trần nhà cao mấy mét, vẫn còn lên tầng trên, lần này không phải là chỉ lên một tầng, mà là lên tầng cao nhất. Lên rồi mới phát hiện ra, đây là một khu vườn trên sân thượng, khắp nơi đều bậy rất nhiều hoa tươi xinh đẹp, ánh đèn chiếu rọi dưới chân. Cho dù là trong đêm thì đôi mắt cô cũng có thể nhìn thấy thế giới sáng rực này. Một chiếc ghế được đặt ở nơi có ánh sáng tốt nhất, ngôn tuyển lôi máy ảnh đã được chuẩn bị từ trước ra. Tư họa nghe theo sắp xếp, ngồi lên trên ghế, tôi ngồi ở đây, ok, ok, ngôn tuyển gật đầu, cô thử gãy đàn, ánh mắt quét qua ống kính phía trước, bỗng nhiên có chút căng thẳng. Vừa nãy ngôn tuyển nói, hy vọng cô có thể dùng cây đàn tỳ bà này đàn một ca khúc tặng cho anh, và anh sẽ giúp cô chụp một bộ ảnh tư họa cố hết sức để bản thân chuyên tâm gãy đàn thế nhưng chốc chốc lại mắc lỗi không được tôi có hơi không thả lỏng được không sao hay là để lần sau đi trước mặt cô ngôn tuyển đã quen nói những lời tốt đẹp đối phương lại một lần nữa nhượng bộ lần nào cũng đều để cho cô chiếm ưu thế làm cô cũng thấy ngại luôn rồi tư họa để đàn xuống hỏi này có rượu không cái gì ngôn tuyển nghi ngờ mình nghe nhầm nửa giờ đồng hồ sau đó tư họa cầm ly rượu nhỏ uống từng ngụm từng ngụm một. Ngôn tuyển cũng rất nhẫn nại, không giục câu nào hết. Cô cảm thấy mình không uống say, đầu óc vẫn tỉnh táo như cũ, chỉ là có chút không biết nên hình dung bầu không khí tối nay như thế nào. Tính cách của cô là như vậy, chậm chạp từ từ. Bất tri bất giác đã 11 giờ 40 phút rồi, tư họa hít sâu một hơi, để ly rượu xuống, được rồi, tôi có thể rồi. Không đợi ngôn tuyển mở lời, cô đã quay về chỗ ngồi của mình, ông đàn tỳ bà lên, lại còn vẫy tay với ngôn tuyển. Ý bảo anh nhiếp ảnh mau chóng vào vị trí, nhanh lên, tôi chuẩn bị xong rồi, vặn trục gãy dây hai ba tiếng, chưa có khúc điệu mà nghe đã hữu tình, hai câu thơ trong bài tỳ bà hành của Bạch Cư Dị, sau khi uống rượu quả nhiên là khác hẳn, cô đàn hết ca khúc một cách trôi chảy, không giống như trước, cứ dừng lại liên tục, thanh âm phát ra từ cây đàn trong trẻo, tên tai giống như tiếng ngọc rơi trên đĩa, vô cùng lôi cuốn, dáng vẻ cô khi ông đàn tỳ bà không giống với ngày thường, vạt váy rộng được trải trên đất xếp thành hình vòng cung mái tóc dài được tung ra để xõa trên vai cơn gió đêm thổi qua làm mái tóc khẽ bay lên lướt qua gương mặt rồi rơi trên người cô cô đêm nay xinh đẹp lại đa tình người yêu thích chụp ảnh vốn dĩ muốn nắm bắt và chụp thật nhiều góc độ đẹp trong máy ảnh thế nhưng ca khúc vừa kết thúc tư họa đã đặt đạn xuống lao qua đòi xem ảnh chụp mới phát hiện ra ngoài hai tấm chụp lúc mới bắt đầu ra thì không có thêm bất kỳ tấm nào khác không phải là anh muốn chụp ảnh cho tôi sao lật tới lật lui cũng chỉ có mỗi hai tấm chụp lúc đầu tư họa hoài nghi mình bị lừa mất rồi ngôn tuyển chột dạ liếc mắt nhìn qua xin lỗi lúc nãy nghe nhập tâm quá tầm mắt hoàn toàn bị cô thu hút căn bản là không để ý đến việc chụp ảnh đúng ra anh nên nhấn quay video mới phải sao anh lại như thế hả tôi đã đàn xong rồi biểu cảm của cô hình như là có chút tức giận uống rượu không những can đảm hơn mà còn có thể khiến cô để lộ ra một khía cạnh khác với lúc bình thường vẫn luôn giữ phép tắc lễ nghi lần sau giúp em chụp lại được không, anh dùng giọng điệu dỗ dành để xin lỗi, thanh âm dịu dàng đến mức có thể chảy nước luôn rồi. Không được, bây giờ anh phải chụp luôn cho tôi, rõ ràng là chuyện đã hứa rồi, sao có thể nuốt lời được chứ? dáng vẻ cô nhíu mày, túng lấy anh đòi chụp ảnh vừa chân thực lại đáng yêu, khiến cho trái tim người đối diện muốn nhũng luôn rồi, không ai có thể từ chối được yêu cầu lúc này của cô. Ngôn tuyển nhìn thời gian, còn 15 phút nữa là không giờ trong mười mấy phút ngắn ngủi sắp tới đây ngôn tuyển vẫn chiều theo yêu cầu của cô giúp cô chụp ảnh một khi đã bước vào trạng thái thì phối hợp ăn ý với nhau vô cùng tư thế này của tôi thế nào hả tư họa càng đạn càng thả lỏng mình hơn cố hết sức thể hiện bản thân muốn chụp ra những bức ảnh thật đẹp tư thế ok nhưng ánh đèn có chút không đúng em lùi lại phía sau một chút dịch sang trái một chút ngôn tuyển giơ máy ảnh lên không ngừng chỉ đạo động tác theo sự chỉ dẫn của anh tư họa di chuyển bước chân và tư thế không chú ý đá phải chậu hoa ở phía sau cẩn thận hành động còn nhanh hơn lời nói ngôn tuyển vương tay kéo tư họa lại lúc sắp đứng vững lại chân sau của tư họa không giữ được làm cho hai người ngã nhào trên đất a à, a à, tư họa ôm lấy cánh tay đau nhói gương mặt nhỏ nhăn lại sơ 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 tôi xem nào ngôn tuyển giữ cánh tay cô kiểm tra một lượt không bị xước cũng không bị chảy máu nhưng mà cô lại hét lên vì đau theo như tình trạng khi uống rượu lúc trước ngôn tuyển cảm giác lời nói đó có chút không chân thực đau thật ừ đau cô gật đầu cực kỳ chắc chắn quan sát nét mặt của cô ngôn tuyển phối hợp với cô bé thích giả vờ sau khi say rượu thuận theo lời cô mà hỏi vậy bây giờ phải làm sao anh thổi giúp tôi đi lúc nhỏ khi bị ngã bố mẹ đều làm như vậy để dỗ dành cô hết cách ngôn tuyển chỉ có thể làm theo thổi nhẹ cánh tay hoàn toàn không tìm thấy miệng vết thương của cô giống như dỗ trẻ con thế này đã được chưa ừ cô gật mạnh đầu hiển nhiên thấy được cô rất thích động tác này khóe miệng cũng cong lên rồi cô vừa mới cười xong lại đột nhiên thay đổi sắc mặt bàn tay ông lấy cổ ngứa thời tiết tháng mấy rồi mà vẫn còn mũi mặc dù đã thực hiện trước các biện pháp phòng tránh nhưng có thể vẫn còn thiếu sót vén mái tóc dài ra trên cổ quả nhiên có một nốt đỏ thổi thổi cô đã không phân biệt được sự khác nhau giữa đau và ngứa nữa rồi khăng khăng đòi hỏi vỗ về vẻ mặt tươi cười của ngôn tuyển hơi đông cứng lại biểu cảm rất không tự nhiên. Người đối diện lại không ngừng thúc giục, anh đành hít sâu một hơi rồi chậm chậm tiến lại gần. Một làn gió nhẹ thổi đến phần cổ, tư họa ngược lại càng cảm thấy ngứa hơn. Cái ngứa không giống với khi bị mũi cắn, cô bật cười thành tiếng hi hi, động tác thân mật nhanh chóng làm cho nhiệt độ bầu không khí tăng lên, tư họa lại một lần nữa ngửi thấy mùi hương đặc biệt trên người anh từ khoảng cách gần, thơm quá, ngôn tuyển khẽ ngẩng đầu, từ cổ của cô di chuyển lên thành mặt đối mặt, ánh mắt dừng lại trên đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Cổ họng khô nóng, anh thăm dò dụ dỗ, có muốn thử không? Cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu đầy dịu dàng, tự như bị mê hoặc, gật đầu với anh. Tôi đã hỏi qua ý kiến của em, là em tự mình đồng ý đó, ngôn tuyển mỉm cười, nhìn vào đôi mắt long lanh của cô. Giây tiếp theo, bên tai truyền đến một tiếng diên, lời nhắc không giờ vang lên, anh nâng cầm cô lên, một giọng nói từ tính mang theo chút khàn khàn, sinh nhật vui vẻ, cảm lời cảm ơn trong vô thức còn chưa nói xong, âm thanh còn lại đã hoàn toàn bị anh nuốt lấy. Đồng hồ vừa điểm 12 giờ, liên tục có người gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật tới. Màn hình điện thoại để trên bàn đá không ngừng phát sáng, thế nhưng thật lâu sau đó vẫn không có người trả lời. Tư, ừ, trời đã sáng, tư họa mơ mơ màng màng tỉnh lại mấy lần, cô luôn cảm thấy mệt rã rời thế nên ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Phần cổ có chút ngứa, cô đưa tay gãi gãi thì dễ chịu hơn nhiều. Điện thoại đặt ở mép giường vang lên vài tiếng, tư họa đưa tay sờ qua, một mảnh giấy mỏng rơi xuống đất. Cô vừa sờ tay tới điện thoại, nhìn thấy người gọi tới là Kha Giai Vân thì cuộc gọi cũng đúng lúc kết thúc, cô nhanh chóng gọi lại cho cô ấy, alo. Giai Vân, cậu dậy rồi à, bên cạnh Kha Giai Vân còn có Tiểu Na và Khương Lộ đang đứng thảo luận xem trưa nay ăn gì. Từ, mới đáp được một tiếng, tư họa lại ngáp một cái, cũng không có gì, giờ cũng 12 giờ rồi nên chúng mình bàn nhau xem trưa nay ăn gì, muốn hỏi cậu một chút, lại cảm thấy sẽ làm phiền đến giấc ngủ của cô nên mới dứt khoát cúp máy luôn. Bữa trưa à, hình như cũng hơi đói rồi, bây giờ mình dậy liền, miệng lại ngáp một cái, ngay cả người ở đầu dây bên kia cũng nghe thấy. Xem ra là chưa ngủ đủ giấc, Kha Giai Vân tha thứ cho việc cô về muộn, nói, nếu còn buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi, bọn mình mua đồ về cho cậu, cũng được, bây giờ cô vẫn chưa tỉnh táo, cũng không cố chấp với việc ăn trưa. Cúp điện thoại, ánh mắt tư họa mông lung, ngồi ở đầu giường ký ức về những chuyện tối qua từng chút từng chút hiện lên trong đầu cô hôm qua cô tổ chức sinh nhật sau khi liên hoan xong mọi người cùng nhau đi karaoke điên cuồng uống rượu bởi vì say rượu nên những người khác được đưa về phòng của mình còn cô đưa ra yêu cầu đến rạp chiếu phim với ngôn tuyển sau khi bộ phim kết thúc cô và ngôn tuyển lại cùng nhau đi ăn lúc đó cơn say đã tản đi ăn cơm xong ngôn tuyển còn làm ra vẻ thần bí đưa cô đến một nơi sưu tầm nhạc cụ tặng cô một cây đàn tỳ bà có giá trị không nhỏ làm quà sinh nhật. Cũng vì như vậy, cô bằng lòng gãy một khúc tỳ bà cho ngôn tuyển nghe. Nhưng vì căng thẳng nên khi gãy đàn cô liên tiếp phạm phải sai sót, cô nghĩ uống rượu sẽ tăng thêm dũng khí, lại không hào sản như vậy, thế nên cô bưng rượu trong khách sạn uống từng ngụm từng ngụm, uống gần nửa tiếng đồng hồ mới có cảm giác. Và cũng chính từ khoảnh khắc đó, mọi chuyện đằng sau lộn xộn hết cả lên. À, hai tay ông tráng, tư họa nhắm mắt lại, ngửa người ra sau nằm lên gối cô vùi mặt vào sâu trong chăn quả thực chẳng còn mặt mũi nào gặp người ta nữa mà chai rượu tối qua hại chết cô rồi làm sao bây giờ làm sao bây giờ trong lòng cô bây giờ đang vô cùng hoảng sợ không dám nói cũng không dám hỏi gì cũng không biết sau này nên làm thế nào để đối mặt với người đàn ông đó nữa sao việc này lại có thể xảy ra được rõ ràng trước tối hôm qua bọn họ đều vô cùng ăn ý muốn làm bạn bè tốt cơ mà nhưng hôm qua ở trước mặt ngôn tuyển cô lại có chút càng rỡ quá mức, quy củ lễ tiết gì đều bị ném ra sau đầu hết, cô không tự chủ được mà đưa tay khẽ vuốt môi, tư họa nghĩ thầm, xong rồi xong rồi, lần này xong đời rồi, đã hôn môi với ngôn tuyển rồi thì sau này sao còn làm bạn bè được nữa đây, cô cũng không uống bao nhiêu, sao có thể hồ đồ đến mức làm loại chuyện đó chứ. Tư hòa đập đập phần óc lên cái gối đầu mềm mại, hoàn toàn không muốn đứng dậy đối mặt với tất cả sự ngượng ngùng đó mãi đến khi Kha Giai Vân ăn trưa xong, mang theo cơm hộp tới gõ cửa, ban nãy bọn mình cũng chỉ ăn ở gần đây thôi, cậu ăn tạm đi. Sau đó Kha Giai Vân nhớ tới điều gì mới nói, hôm nay mới là sinh nhật cậu, có muốn mua cái bánh kem chúc mừng không? Không cần, mình cũng chẳng bận tâm mấy nghi thức đó, hôm qua chơi thế đủ rồi, tư họa lắc đầu từ chối. Cô vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt, tay sờ sờ lên cổ, chỗ bị cắn tối qua vẫn còn ngứa, cô thuận tay cào cào khiến chỗ đó ửng hồng lên tóc của chúng cũng khó chịu nên cô dứt khoát cột tóc thành kiểu đuôi ngựa luôn. Mình giúp cậu bày ra rồi, mau tới ăn đi, Kha Giai Vân bày toàn bộ đồ ăn lên bàn. Cảm ơn nhé, Tư Họa vừa lau nước dính trên tay vừa thông thả bước tới, thấy bàn thức ăn phong phú trước mắt, cô đang tính mở miệng khen mọi người chọn đồ ăn ngon quá. Qua, wow. Kha Giai Vân đột nhiên kêu lên khiến cô giật nảy mình. Tư Họa nghi ngờ nhìn chầm chầm cô ấy. Cậu cậu cậu, Kha Giai Vân run run chỉ tay về phía cô, tốc độ này cũng nhanh quá đi mất gì tư họa cúi đầu kéo kéo quần áo sau đó lại sờ sờ mặt mình theo hướng ngón tay cô ấy chỉ chẳng có gì bất thường cả cậu đừng có mà giả vờ mình nói cậu nghe này mình ấy à có đôi mắt rất tin tưởng đấy kha dai vân khoanh tay ung dung trung đùi đợi cô thành thật khai báo đương sự còn chưa hiểu sao bạn mình lại bày ra vẻ mặt khiếp sợ như vậy trên người cô có chỗ nào bất thường sao giả vờ còn giả vờ với mình đấy à quả dâu lớn như vậy trên cổ mà tớ không nhìn thấy à Kha Giai Vân chỉ thẳng vào cổ cô, vệt đỏ đó nhìn sơ qua chẳng khác gì dấu hôn cả. Tư Hòa cột tóc đuôi ngựa cao, tóc dài buông sau lưng, có thể nhìn rõ cổ cô từ bốn phía, một dấu hồng hồng trên sườn cổ thiên nga trắng nõn, quả thực trông rất bắt mắt. Nghe cô ấy nói thế, Tư Hòa bất giác lấy tay che cổ. Động tác này rơi vào mắt quần chúng hóng chuyện thì chỉ như dấu đầu hở đuôi mà thôi, máu buôn chuyện trong người Kha Giai Vân cháy hừng hực, nói mau, hai người phát triển đến mức độ nào rồi, không có, cậu nghĩ đi đâu vậy, mình bị mũi chích thôi mà, tư họa bỏ tay để lộ vết hồng trên cổ, cô đưa tay kéo ghế, tự nhiên tránh đi ánh mắt tiền tòi nghiên cứu của Kha Giai Vân. Không phải à, Kha Giai Vân không tin, cô ấy cố ý sáp lại gần nhìn. Tư họa để mặc cho cô ấy kiểm tra, dáng vẻ không giống như đang nói dối, hôm qua mới bị chích, sáng nay mình còn gãi thêm nên nó mới đỏ như vậy đó, tư họa giải thích thêm, hay thì ra chỉ là hiểu lầm. Kha Giai Vân kéo một cái ghế khác ngồi đối diện Tư Họa, sự hưng phấn vơi đi hơn nữa vậy tối qua hai người đi làm gì thế tối hôm qua à thì đi xem phim rồi đi dạo loanh quanh khắp nơi mới nói được nửa câu cô đã múc một muỗng cơm đầy bỏ vào miệng bởi vì vừa ăn cơm vừa nói nên câu chuyện cứ bị gián đoạn liên tục coi một bộ phim mà đến tận một giờ sáng mới về sau kha giai vân không nghi ngờ những điều cô nói nhưng vẫn cảm thấy mọi chuyện không thể chỉ có như vậy tư hòa cắn cắn đầu đũa chậm chạp trả lời sau đó chúng mình còn dạo quanh một viện nhạc cụ chơi một lúc à à cô ấy cũng không muốn truy hỏi cặn kẻ hành tung của bạn mình tư họa nói thế nào thì cô ấy tin thế đấy thấy tư họa sắp ăn xong kha giai vân mới chậm rãi nói chút nữa mình phải đi rồi công việc bên phòng làm việc chất thành đống đang chờ mình về giải quyết hôm nay không thể đón sinh nhật cùng cậu rồi tư họa đã biết chuyện này từ hồi đặt vé máy bay cô cũng không bất ngờ gì cười cười với bạn mình hôm qua có thể cùng đón sinh nhật với mọi người là mình đã thấy vui lắm rồi chuyến bay của kha giai vân sẽ cất cánh vào 2 giờ rưỡi chiều tư hòa tự mình tiễn cô ra sân bay. Trước khi đi, đôi bạn thân thiết hơn cả chị em ông chầm lấy nhau, Kha Giai Vân do dự hồi, lâu cuối cùng vẫn nói sự thật cho cô biết, họa họa, thực ra thì tối qua mình có gặp Hạ Diên Tiêu, bất chợt nghe thấy cái tên này, nhất thời cô không biết phản ứng thế nào. Không biết anh ta nghe ngóng được tin tức của cậu ở đâu mà tự mình tìm đến khách sạn Vân Đảo, chỉ có điều anh ta không biết chính xác cậu ở phòng nào nên mượn điện thoại người khác gọi cho mình. Sao anh ta lại làm phiền cậu, ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tư họa là tức giận trước đây kha giai vân ngăn cô đến tiền hạ diên tiêu sau khi trả lại bức tranh kia thì thật sự yên tĩnh hơn nửa năm hạ diên tiêu không đến tìm cô cũng không quấy rầy kha giai vân nữa cô vốn cho rằng người nọ sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời mình bây giờ lại xuất hiện làm phiền bạn bè cô mình biết rồi lần này cô nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện với hạ diên tiêu sao cậu lại phản ứng như vậy định thay mình đi mắng anh ta một trận à kha giai vân nhìn chằm chằm cô mình sẽ không mắng người khác trong những kiến thức được học từ tiểu học đến bây giờ không có hạng mục nào gọi là mắng chửi người cả cô thực sự không mắng được cậu đừng đến tìm anh ta cậu mà đến tìm anh ta anh ta nhất định sẽ cảm thấy cách này của mình có hiệu quả kha giai vân vẫn dùng cách như lần trước để thuyết phục cô nhưng cũng không thể cứ để anh ta đến làm phiền cậu hết lần này đến lần khác được tư họa nhíu mày trên mặt hiện rõ vẻ không vui cũng không coi là phiền phức cậu không biết tối qua mình vui thế nào đâu, cô ấy chỉ thuận miệng nói dối mấy câu đã khiến Hạ Diên tiêu tức sôi gan, cảm giác đó mới sảng khoái làm sao. Cậu đã làm gì rồi, cô rất tò mò, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mới khiến Kha Giai Vân cười vô cùng vui vẻ khi nhắc đến người đàn ông kia. Kha Giai Vân ngoắt ngoắt tay với cô, tư họa ghé tai lại gần, nghe cô ấy nói xong thì mí mắt giật giật liên hồi. Nhớ lại chuyện tối qua, Kha Giai Vân càng thêm hăng hái, cậu khoan hãy nói, bây giờ mình lại hy vọng anh ta mau chóng gọi điện cho mình để mình vui vẻ chút, khó lắm mới khám phá ra bí quyết đồ cực hại diên tiêu, mới đã kích được một lần thì sao mà đã nghiêng. Người đàn ông chó chết kia suốt ngày để bạn gái cũ kè kè bên người, cô ấy cùng lắm chỉ nói hòa hòa hẹn hò với bạn trai mà thôi. Trước khi đi, Kha Giai Vân dặn đi dặn lại Tư Họa đừng liên hệ với Hạ Diên Tiêu vì mình. Tư Họa thấy vẻ mặt phấn khởi của cô ấy, cảm thấy lần này Hạ Diên Tiêu mà gọi điện tới lần nữa thì xui xẻo rồi chỉ có điều bây giờ người xui nhất chắc hẳn là chính cô cuộc trò chuyện gần nhất của cô với ngôn tuyển đã dừng lại từ ngày hôm trước đến bây giờ cô vẫn chưa nhận được bất kỳ tin nhắn mới hay cuộc gọi nào có lẽ không chỉ cô cảm thấy xấu hổ ngay cả một người bình thường xử lý mọi chuyện thành thạo như ngôn tuyển cũng cảm thấy khó xử trái tim trong ngực đập dồn dập nhất thời cô không biết nên làm thế nào cho phải tư hòa đón xe trở lại khách sạn vân đảo lúc đến nơi thì vừa hay gặp khương lộ kéo hành lý ra ngoài Tiểu Na cũng đi bên cạnh cậu, "Ấy, chị Tư Họa, chị về rồi à? Em còn đang định gọi điện cho chị đấy, suýt chút nữa cô quên mất. Khương Lộ đang học lớp 12, hôm nay cậu phải về Tân Thành học lớp tự học buổi tối." Tiểu Na đang tính tiễn Khương Lộ ra sân bay, Tư Họa liếc nhìn vali hành lý của cậu vài lần, đột nhiên hỏi, "Mấy giờ bay?" Một tiếng rưỡi sau, Tư Họa và Khương Lộ cùng bước lên một chiếc máy bay. Lúc cô mua vé đã quá muộn thế nên không ngồi cùng hàng với Khương Lộ hai người ngồi khá xa nhau. Một người xa lạ ngồi bên cạnh, tư họa không hề chập mắt trong suốt hành trình kéo dài nửa tiếng, cô cứ ngồi đờ người tại chỗ cho đến khi máy bay hạ cánh. Chị tư họa, em về nhà cất hành lý trước đây, còn phải đến buổi tự học nữa, Khương Lộ nói lời tạm biệt với cô ở sân bay. Tư họa gật đầu với cậu, khen ngợi, trạng thái gần đây của cậu rất tốt, đương nhiên. Nhờ chuyến đi đến cảnh thành này mà em được biết thêm nhiều thứ, đặc biệt là gặp được tiểu na em cảm thấy mình không thể tiếp tục sa đọa thêm nữa. Cậu thề trong thời gian không tới một năm còn lại này, cậu nhất định phải cố gắng hết mình. Cố lên, chúng tôi đều tin cậu, tin tưởng chính là sự động viên tốt nhất. Hương lộ về nhà, tư họa một mình trở về bốn mùa, lúc đứng trước cửa cô vẫn còn cảm thấy bàng hoàng. Rõ ràng cô đã đào tẩu rồi, thế nhưng cuối cùng vẫn đứng trong địa bàn của ngôn tuyển. Chỉ có điều, không bao lâu nữa cô sẽ chuyển khỏi đây. Cảnh thành, tối hôm qua, Ngôn Hi uống rượu đến say mềm trong quán karaoke, hôm sau tỉnh lại cô bé chỉ la hét kêu đau đầu, có uống canh giải rượu thuốc giải rượu gì cũng vô ích, còn bị người gì chăm sóc cô từ bé đến lớn dạy dỗ một trận, tiểu Hi, sau này con không được phép uống say ở bên ngoài nữa. Con gái con đứa đi đâu một mình cũng nguy hiểm, con biết rồi, con biết rồi mà, vì càng nói đầu con càng đau hơn, cô bé ôm đầu, nhanh chóng chuyển chủ đề, hôm qua con về nhà bằng cách nào vậy? là nhị thiếu gia sắp xếp người đưa con về, nhị thiếu gia trong lời gì nói chính là ngôn tuyển. Anh con đâu? Ngôn Hy thuận miệng hỏi. Dì trả lời, nhị thiếu gia không về nhà, dì cũng không biết cậu ấy đi đâu rồi. Vì vậy Ngôn Hy nằm gường ở nhà cả nửa ngày trời, mãi đến xế chiều cô nhìn không nổi nữa mới gọi cho ngôn tuyển. Anh, anh nói muốn mua bánh sinh nhật cho chị Tư Hòa, bao giờ mình đi? Không biết đầu dây bên kia nói gì mà Ngôn Hy trợn tròn mắt, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Cái gì? không cho em đi, anh trai thối, qua cầu rút ván, à, thế giới hai người à, anh phải nói sớm chứ, hiểu hiểu hiểu, em hiểu mà, vậy được rồi. Hôm nay em không quấy rầy hai người đâu, cả phòng khách rộng rãi chỉ nghe thấy tiếng nói oan oan của ngôn hy, bà ngôn chống gậy đi từ phía sau tới, không nhẹ không nặng ho khan một tiếng, ngôn hy nghiêng đầu nhìn, suýt chút nữa là lăn từ ghế sofa xuống đất, bà nội, bà nghe trộm con nói chuyện điện thoại. Giọng con lớn như thế, bà đứng cách 10 mét vẫn nghe rõ ràng bà chống gậy nhưng sống lưng lại thẳng tắp, bị sự uy nghiêm của trưởng bối áp bức. Ngôn Hy lặng lẽ tiết lộ chuyện anh trai nhà mình đặt riêng một cái bánh kem để mừng sinh nhật cô gái mà anh thích. Trời cao chứng giám, tuyệt đối không phải vì bị sức hấp dẫn của tiền tiêu vặt mê hoặc mà cô làm vậy đâu. 4 giờ chiều, còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ tan ca chính thức nhưng ngôn tuyển đã bắt đầu để ý đến thời gian rồi. 5 giờ chiều, anh rời công ty sớm nửa tiếng, người thư ký phải ở lại tăng ca ngậm ngùi nước mắt không biết mấy hôm nay sếp nhà anh ta bị làm sao có tiền không kiếm không những tự cho bản thân nghỉ phép mà còn tự mình tan ca sớm nữa hoạt động tâm lý của vị thư ký nào đó không nằm trong phạm vi để ý của ngôn tuyển đầu tiên anh lái xe đến lấy bánh kem sau đó mới đến khách sạn vân đảo lần này không cần gọi điện báo trước tối qua khi đưa tư họa về khách sạn cũng đã tầm một giờ sáng tư họa uống say lầm bầm bảo buồn ngủ nhưng sẽ không mượn rượu giả điên Vậy nên anh không ở đó quá lâu, không biết hôm sau mấy giờ cô mới tỉnh, gọi điện thoại lại sợ dọa cô sợ, thế nên anh để lại một mẩu giấy dưới điện thoại của cô, sau khi dậy thì có thể nhìn thấy. Nội dung đại khái anh nhắn lại cho cô là, khoảng 6 giờ chiều tôi đến tìm em, nếu như không tiện thì gửi tin nhắn báo tôi biết, còn không thì coi như em ngầm đồng ý rồi nhé, không để tư hòa chủ động liên hệ với anh, như vậy mới có thể khiến cô bớt xấu hổ. Khoảng chừng 5 giờ 40 phút xe đã đến nhà để xe của khách sạn vân đảo ngôn tuyển cầm bánh kem lên lầu trên mặt treo một nụ cười mỉm khi anh đứng gõ cửa trước phòng cô mãi không có người đáp lại anh cầm điện thoại lên gọi tư họa nhưng điện thoại của cô lại tắt máy ngôn tuyển chỉ đành xuống dưới quầy lễ tân hỏi thăm không ngờ lại nhận được câu trả lời như sau thật ngại quá ngôn tiên sinh chiều hôm nay bạn của anh đã trả phòng rồi chỉ có điều dựa theo căn dặn của anh chúng tôi vẫn để trống căn phòng đó khách sạn Vân Đảo là sản nghiệp dưới quyền nhà họ ngôn, Tư Họa ở đây nhưng anh vẫn tôn trọng quyền tự do của cô, sau khi Tư Họa rời đi, anh mới hỏi Lễ Tân lấy thẻ phòng, từ 6 giờ đến 7 giờ, cuối cùng ngôn tuyển cũng gọi được cho cô, thật ngại quá, lúc nãy đang trên máy bay nên không nghe điện thoại được giọng nữ ở đầu dây bên kia nghe như được truyền từ một khoảng cách khá xa, đi đâu vậy, anh rất muốn hỏi, vì sao không nói trước với anh một tiếng. Lý trí nói với anh rằng, Tư Hòa không cần phải báo hành tung của cô cho anh biết Vậy nên anh cố kìm nén Không dám hỏi một cách rõ ràng như vậy Tôi trở về Tân Thành Vừa mới tới bốn mùa Bên kia có việc gấp gì à Cũng không phải Cô ấp úng dùng khương lộ làm lý do Bảo là cô tiện đường tiễn khương lộ về Cái cớ nghe vô cùng lũng củng Tôi còn có chuyện muốn nói với anh Chuyện gì thế Đối phương lưỡng lự trong chốc lát mới nói Sau này đừng gửi thư đến bốn mùa nữa Qua mấy ngày nữa tôi sẽ rời khỏi đây rời khỏi bốn mùa, còn bên trường học thì sao? Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, anh cố kiềm chế để giọng mình nghe bình thường nhất có thể. Bên phía trường học đã tìm được giáo viên dạy vẽ mới, học kỳ này khai giảng vào tháng 9, cô đã từ chức từ trước đó rồi, cho dù cô có giành giải trong cuộc thi hay không, cô cũng không tiếp tục chờ ở Tân Thành nữa. Thật không, một tay giữ điện thoại bên tai, tay còn lại đặt trên đầu gối, đầu ngón tay siết chặt thành hình nắm đấm, cô không trả lời lại không phải ngầm đồng ý mà là vội và muốn bỏ trốn. Ngôn tuyển, hôm nay là sinh nhật em, đừng quên ăn bánh kem, nói đến cuối câu, ngôn tuyển gần như không thể nghe thấy giọng nói của chính mình, cũng không nghe thấy giọng nói của cô nữa. Anh rất thấy có lỗi khi lại làm ra một chuyện bất lịch sự, bất đắc dĩ nhắc lời tư hòa, anh sợ cô sẽ nói ra một câu cắt đứt quan hệ. Vào khoảnh khắc đó, ngôn tuyển thừa nhận sự sợ hãi của mình. Sau khi cúp máy, ánh mắt anh nhìn về phía cái bánh kem. Trong túi có hai loại nến khác nhau, một loại làm thành hình số, vừa tiện lợi vừa tiết kiệm thời gian, loại còn lại là mấy cây nến nhỏ dài, đủ để cắm một vòng quanh bánh. Cởi sợi dây cột, ngôn tuyển cẩn thận nhất cái hộp trong suốt bảo vệ cái bánh ra bên cạnh, ngồi trong căn phòng trống vắng, anh tự mình thắp hết 24 cây nến mừng sinh nhật. Còn chưa kịp nói với em câu chúc mừng sinh nhật đâu, hòa hòa, ánh nến ấm áp chiếu rọi khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông, anh cố gắng nở một nụ cười vui vẻ nhưng dù có làm thế nào anh cũng không thể bày ra nụ cười sở trường của mình như trước. Sau khi rời khỏi Tân Thành một thời gian, Tư Hòa trở về bốn mùa để thu dọn phòng lại một lần nữa, lúc dọn vệ sinh cho dù mở điều hòa cũng cảm thấy cơ thể đổ mồ hôi. Hôm nay dọn dẹp lại mới phát hiện, đồ đạc trong phòng thực sự không ít, đều là do tích lũy được trong một năm nay. Ngoài trừ đồ trang sức, quần áo và dụng cụ thiết kế hội họa của cô ra, những món quà mà ngôn tuyển thỉnh thoảng tặng cũng chiếm không ít diện tích nếu như muốn chuyển tới thành phố khác, có hơi khó khăn, ở đây thường không có người ở, có lẽ cô nên thử bàn bạc với ngôn tuyển giữ lại những thứ này trước, chờ cô cố định được nơi ở rồi thì dọn đi sau. Nhưng phải nói như thế nào đây? Cuộc điện thoại lúc 7 giờ kỳ kỳ quái quái, có có thể cảm giác được ngôn tuyển cũng không được tự nhiên, có lẽ là cũng bị ảnh hưởng bởi việc tối hôm qua giống như cô, cho nên không thể tự nhiên nói chuyện phím như trước được nữa. Hay, nhìn chồng quà đã được thu dọn bày ra ở trước mắt, Tư Hòa thở dài một hơi, lẩm bẩm, quên đi, chờ hai ngày nữa vậy, coi như làm rùa đen rụt đầu một lần, chờ sau khi rời khỏi bốn mùa rồi lại thương lượng với ngôn tuyển vậy, đến ngày đó có lẽ bọn họ đã tiêu hóa hết di chứng của sự kiện xấu hổ kia. Thời gian không còn sớm, cô chuẩn bị tắm rửa, đang xoay người cầm quần áo, điện thoại di động bên cạnh rung lên, cô thuận tay cầm lên nhìn một cái, là đường gọi tới. Hello, đối phương chào hỏi trước. Tư họa ngoan ngoãn gọi một tiếng, đường sư huynh người đàn ông chỉ ghi họ ở trong danh sách liên lạc của cô là đường dự văn vì sao lại không lưu đầy đủ tên họ ư bởi vì người đàn ông này hết sức tự luyến cho rằng người khác thấy tên đầy đủ thì sẽ biết là anh đương nhiên ở một khía cạnh nào đó trong một giới đặc biệt nào đó anh đúng là người như vậy ở bên em chắc đang là buổi tối buổi tối tốt lành với cả giọng nói của người đàn ông bỗng nhiên dừng lại nửa giây chúc mừng sinh nhật cảm ơn bình thường bọn họ cũng rất ít gọi điện liên lạc ngoài trường ngày lễ gửi tin nhắn chúc mừng, chỉ khi gặp chuyện quan trọng mới nói chuyện điện thoại. Ví dụ như buổi đấu giá từ thiện mấy tháng trước, chính đường dự văn đã gửi thư mời cho cô. Không biết tặng em quà sinh nhật gì mới tốt, đồ trang sức ngọc ngà em cũng không thiếu, hay là cho em một cái lì xì lớn nhé, dường như tâm trạng của đường dự văn rất tốt. Giọng nói vô cùng nhẹ nhàng, qua Tết âm lịch mới nhận tiền lì xì, ngược lại, tư họa tỏ ra không đang tập trung. Hiểu rồi, bây giờ tiểu sư muội tiền đồ vô lượng, không cần lì xì của anh nữa. Nào sánh bằng đường sư huynh tuổi trẻ thành danh, nổi tiếng trong giới được cô cùng đường dự văn cũng không tính là quan hệ sư huynh mùi thật sự. Chỉ là năm đó đường dự văn đi theo mẹ của cô học tập, lại lớn hơn cô, cho nên hai người mới gọi nhau là sư huynh mùi. Sau khi vui đùa, đường dự văn có hơi thu liễm lại, nhắc tới chuyện chính, cuộc thi của em anh đã xem qua rồi, anh có một người bạn là nhà thiết kế thời trang hàng đầu ở nước ngoài, cô ấy rất hứng thú với bản thiết kế của em, em suy nghĩ một chút có muốn sang bên này phát triển không không cần đâu ạ à. cảm ơn ý tốt của sư huynh em đã có dự định khác tư họa không bị lay chuyển kiên quyết từ chối ok anh biết tư họa là một người có tư tưởng độc lập rất khó thuyết phục đừng nhìn tính cách cô ôn hòa nhu thuận trong xương cốt lại ẩn giấu sự quyết đoán kinh người có thể thỉnh thoảng sẽ mờ mịt nhưng cô có định hướng rất rõ ràng cho tương lai của mình cũng sẽ kiên trì trên con đường đã chọn mấy ngày tiếp theo Tư họa vẫn sống ở bốn mùa. Kha Giai Vân trở lại Tân Thành đang phàn nàn về công việc bận rộn ở phòng làm việc với cô, từ sáng sớm đến tối muộn, lúc ăn cơm mới có thể tâm sự cùng bạn bè, thoáng một cái nói hết phiền não buồn khổ ở trong lòng. Kha Giai Vân gửi tới một ít tư liệu, tư họa hỗ trợ sang sẽ giúp cô ấy, sáng ngày thứ hai mới làm xong gửi đi. Sau khi Kha Giai Vân nhận được thì nói cảm ơn liên tục, hận không thể cách màn hình hôn một cái để bày tỏ lòng biết ơn, đồng thời cũng nghĩ đến chuyện của cô bạn, còn cậu gần đây cậu đang làm gì? Gần đây đang thu dọn đồ đạc, có rất nhiều đồ thủ công và tranh, lần này cần phải tỉ mỉ một chút, lần trước nhận được bài học kinh nghiệm, tuy rằng ở bốn mùa sẽ không xảy ra loại chuyện kiểu quý anh sao chết, nhưng bởi vậy mà trong lòng cô có khúc mắt, đếm kỹ từng bản vẽ gốc một, đã là ngày thứ năm rồi, cậu đã quyết định muốn làm việc ở đâu chưa, Kha Giai Vân hỏi, công việc của Tư Họa tương đối tự do, cô không cần thiết ngày nào cũng phải đi làm từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều, Cô nhận việc ở Thiên Ngu, công ty đưa ra hai địa điểm làm việc tùy cô lựa chọn. Một là bắt đầu lại ở trụ sở chính, hai là phát triển ở các công ty con, cả hai đều có không gian để thăng tiến, nhưng tính chất lại khác nhau. Mình, Tư Họa muốn nói lại thôi. Mình biết, cậu nhất định phải đi cảnh thành, ngôn tuyển, ha ha, Kha Giai Vân nhắc tới tên, câu nói kế tiếp không cần nhiều lời cũng có thể hiểu. Kha Giai Vân cho rằng người đối diện nghe điện thoại sẽ xấu hổ, mà không biết lúc Tư Họa nghe cái tên này, trong nháy mắt ánh mắt lại rủ xuống sau ngày hôm đó cô đã cắt đứt liên lạc với ngôn tuyển bọn họ vẫn ăn ý như vậy ăn ý đến mức không liên lạc lại với nhau có đôi khi cầm điện thoại lên lật xem tin nhắn cũ mới kiệt phản ứng không biết mình muốn xem cái gì đang đợi cái gì cô nghĩ lầm rồi thời gian dần trôi qua những lời ngày đó say rượu nói với ngôn tuyển cũng dần dần mờ đi nhìn khung cảnh vượt qua giới hạn bạn bè cô lại nhớ rõ ràng động lại ở trong tâm trí hòa hòa Kha Giai Vân liên tục gọi vài tiếng cũng không thấy ai đáp lại, hòa hòa cậu còn nghe không? Rút ra khỏi suy nghĩ của mình, tư hòa bỗng nhiên có chút buồn bực, mình làm việc ở đâu thì có liên quan gì tới anh ấy? Cậu làm sao vậy, dù Kha Giai Vân biết rõ tính khí của cô, vẫn mẫn cảm nhận ra tâm trạng của cô đã thay đổi. Bị chất vấn như vậy càng khiến cho tư hòa cảm thấy xấu hổ, không, không có gì, không phải là gần đây công việc của cậu rất bận rộn sao? Nhanh đi làm việc đi, mình cúp máy trước đây bản thân cố ý muốn trốn tránh lại làm lộ ra cả trăm chỗ sơ hở, tâm lý hoảng loạn, đến mức ngay cả bản thân cô cũng chưa ý thức được, tại sao lại xuất hiện tâm trạng như vậy. Tư Hòa rất muốn dứt bỏ chuyện phiền lòng đang vướng bận, chỉ có thể không ngừng dời sự chú ý đi nơi khác. Bột, trong lúc xoay người, có một vật nhỏ gì đó rơi trên mặt đất, Tư Hòa nhặt lên, là ổ USB mới mua sau trận đấu, bên trong chứa đoạn video được gửi qua email. Tư Hòa mở ngăn kéo ra, đặt nó vào trong hộp, bây giờ tổng cộng cô có ba cái USB, một cái trong đó là ngôn tuyển gửi tới. Cô theo bản năng cầm lấy chiếc USB màu bạc, nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt nhẵn bóng lạnh lẽo. Tư Hòa quay đầu nhìn máy tính đang mở, từ từ cắm USB vào, cô chậm rãi đeo tai nghe lên. Âm thanh quen thuộc khắc vào trong tâm trí từ từ vang lên bên tai, tư tiểu thư, đã lâu không gặp, quà tôi tặng cho em, em có thích không, thư em gửi cho tôi, tôi đều nhận được rồi xin lỗi vì đã đến muộn như vậy hy vọng phần quà tiếp theo có thể nhận được sự tha thứ của em tư họa liên tục mở đi mở lại giọng nam từ tính không ngừng quẩn quanh trong tâm trí cô tâm trạng của cô hoàn toàn khác so với lúc đó trên màn hình xuất hiện dòng chữ màu trắng bên tai tư họa dường như đã mất đi âm thanh cánh môi khẽ hé mở cô theo bản năng nhắc lại không gặp không về thư từ quà tặng hình như cô còn thiếu người nọ một phần quà trước khi đi hai ngày tư họa lại tự giam mình ở trong phòng tập trung tinh thần vẽ ra một bức tranh, mãi đến khi màn đêm buông xuống cô mới cảm thấy vừa ý, đứng lên duỗi người một cái, ngồi cả một người, cả người dường như đều trở nên cứng ngắc. Tư Hòa tùy tiện ăn một bữa lấp đầy bụng rồi đi ra bên ngoài hoạt động gân cốt, đêm nay không gió không trăng, Tư Hòa mở cửa, còn chưa bước ra thì ngọn đèn sáng nhất trong hành lang lập tức phát sáng, cô bước từng bước về phía trước, đèn đường thuận theo âm thanh mà vụt sáng, đèn mở cho cô một lối đi không hề có gì trở ngại ở trong đêm khuya tối đứng ở cuối hành lang, tư hòa chậm rãi xoay người, ló đầu ra nhìn tòa nhà cách cô thật xa. Bỗng nhiên cô chạy đi, vội vã đẩy cửa phòng ra nhìn cuốn album trong ngăn kéo. Ở trong cuốn album thật dày, cuối cùng cô cũng tìm ra được một bức ảnh hiếm có khó tìm thuộc về ngôn tuyển. Dưới ánh đèn sáng rực, cô xem đi xem lại tấm hình đó. Đó là lúc khi cô và ngôn tuyển đến núi tuyết, cô cầm máy ảnh, chụp cho anh một tấm. Người đàn ông đứng giữa khung cảnh tuyết rơi, như thể hòa làm một cùng trời đất. Tư họa ngồi trước giá vẽ, lại một lần nữa cầm giấy bút lên, mãi cho đến khi màn đêm trở nên tĩnh lặng. Sáng sớm, tư họa nghe được tiếng mưa rơi tí tách truyền tới từ ngoài cửa, cô tắt điều hòa, mở cửa sổ ra, âm thanh của tiếng mưa bỗng nhiên phóng đại bên tai. Một cơn gió thổi qua cửa sổ, cuốn lên một cốc giấy vẽ ở trên bàn. Đó là cả thế giới được bao phủ bởi màu bạc. Người họa sĩ am hiểu vẽ tranh phong cảnh đã phát họa ra hình dáng hai người trong khung cảnh tuyết rơi lộng lẫy, ở nơi gốc tranh bị thổi lên cô dùng bút máy viết xuống một hàng chữ nhỏ tư hòa tặng ngôn tuyển cảnh thành chương trình học ở đại học của ngôn hi rất ít có nhiều thời gian rảnh rỗi không thích ngày nào cũng phải ở trong ký túc xá chật hẹp thường xuyên trốn ra ngoài bởi vì bản tính mù đường cộng thêm người nhà lo lắng cô không thể ra bên ngoài chơi một mình lúc không tụ tập với bạn bè cũng chỉ có thể về nhà muốn về nhà họ ngôn phải mất một giờ đi đường cách trường học gần nhất chính là ngôi nhà mà ngôn tuyển đang ở lúc rảnh rỗi ngôn hy thích nhất là chạy tới đây tiểu ngôn hy không buồn không lo vui vẻ tự tại những lúc không có ai tìm cô chơi đùa cô sẽ nằm trên ghế salon ông đồ ăn vặt xem phim thế nhưng bỗng nhiên phát hiện anh trai nhà mình hai ngày gần đây rất không bình thường nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ngôn hy thông minh cũng nắm được trọng điểm anh gần đây sao không nghe thấy anh nhắc tới chị tư họa nữa ngôn tuyển rũ mắt hàng lông mi dày phủ bóng lên mí mắt anh không chớp mắt thấp giọng nói bởi vì anh đã làm sai, làm sai, ngôn hy trợn tròn hai mắt, khó có thể tưởng tượng được ngôn tuyển lại nói ra câu này. Ở trong nhận thức của cô, ngôn tuyển có khả năng giải quyết tất cả mọi chuyện, anh cãi nhau với chị Tư Hòa à, cô chỉ có thể nghĩ đến, khi chiến tranh lạnh mới có thể ngậm miệng không nhắc tới, sao anh có thể cãi nhau với cô ấy, khóe môi của ngôn tuyển nhếch lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhưng trong lòng lại vô cùng khổ sở. Vậy anh chọc vào chị ấy à, ngôn hy bỏ bịch khoai tây đã xé xuống, dịch bước thay đổi vị trí cẩn thận quan sát ngôn tuyển vẫn không nhìn thấu nổi tâm tư của anh ngôn tuyển nói cho cô biết bởi vì quá tham lam bởi vì quá tham lam quá tự tin cứ cho rằng tất cả những việc mình làm đã nước chảy thành sông nhưng thật ra là anh đã đánh giá cao bản thân mình anh cũng đừng đánh đố em hoàn toàn không nghe hiểu nếu như anh làm sai chọc chị tư họa tức giận thì mau nghĩ cách dỗ dành chị ấy đi con gái ai cũng muốn được dỗ dành hết á ngôn hy khoa tay múa chân sinh động như thật thoạt nhìn còn sốt ruột hơn so với đương sự ngôn tuyển bất lực lắc đầu không thể nào thẳng thắn đáp lời anh không cố ý chiến tranh lạnh cùng tư họa cũng không phải là không muốn dỗ chỉ là không biết nên mở lời thế nào vì khiến cô vui vẻ mà nói cho cô biết đấy chỉ là ngoài ý muốn chúng ta chỉ là bạn bè thôi sao những lời trái với lương tâm như vậy sao anh có thể nói ra được sống hai mươi bảy năm trời lần đầu tiên anh cảm thấy có một số việc không phải cứ cố gắng là có thể làm được. Trong vòng nửa giờ sau, Ngôn Hy len lén nhìn thấy anh trai của mình ngồi ở đó mở ra mở vào xem điện thoại di động, ra ra vào vào ở giao diện cuộc trò chuyện, không biết đang làm cái gì. Lần đầu tiên anh trai nhà mình thích một người, thiếu thốn kinh nghiệm yêu đương cũng có thể hiểu được, cô là em gái ruột cũng không thể lạnh lùng thờ ơ nha. Cô định bí mật nhắn tin cho tư họa mong được tha thứ, lời xin lỗi của hai người có phải sẽ có tác dụng hơn so với một người không? để cho lời xin lỗi đạt hiệu quả tốt hơn ngôn hi ngồi ở trên thảm trải sàn hình tròn biên soạn ra một đoạn văn nhỏ thể hiện đại khái thái độ hối hận của ngôn tuyển cùng với tâm lý tuyệt vọng chị dâu tương lai là em tự bịa ra hay là sự thật tiểu ngôn hi là thật đó thật trăm phần trăm luôn nếu như gửi voi sờ chát, cô ấy nhất định có thể diễn càng giống hơn nữa nhìn thấy tư họa bên kia đang nhập tin nhắn ngôn hi xoa xoa tay chờ đối phương trả lời kết quả chờ được một câu sau này đừng liên lạc nữa nhìn chằm chằm vào màn hình nửa phút nhưng không thấy tin nhắn nào được gửi tới cô ấy bắt đầu hoang mang lo sợ cuối cùng khóc qua một tiếng chạy đến trước mặt ngôn tuyển thiếu chút nữa là quỳ xuống xuống anh em có lỗi với anh em đã làm sai rồi ngôn tuyển chậm chạp quay đầu ánh mắt nghi hoặc hai tay ngôn hy nâng điện thoại lên trên đầu nhưng đầu lại cố gắng hạ thấp xuống thậm chí còn muốn chui xuống hố anh em xin lỗi em không cố ý đâu em thật sự muốn giúp anh cô đã cân nhắc dùng từ vì sao lại thành ra như vậy chắc chắn là do cô nói sai chỗ nào rồi ngôn tuyển nhìn lướt qua màn hình cuộc trò chuyện anh cau mày cánh tay buông thõng hai bên người yên lặng nắm chặt lại nhưng một lúc sau anh giống như nhận ra điều gì đó chân mày giãn ra quay sang nhìn về phía cô em gái ở bên cạnh em đừng lo lắng sao em có thể không lo lắng được em phải làm sao bây giờ anh mau đi gặp mặt chị tư hòa giải thích đi nhất định là do em nói sai có lòng tốt lại làm hỏng chuyện lúc này cô gái nhỏ thật sự đã lo lắng đến phát khóc ngôn tuyển cố gắng trấn an em gái mình điện thoại di động đã im lặng nhiều ngày rốt cuộc cũng được dãy số quen thuộc kia gọi tới ngôn tuyển cuộc gọi được kết nối cuối cùng anh cũng nghe thấy giọng nói của cô trong lòng hoảng sợ anh cũng học được cách kiếm cớ vừa rồi ngôn hy gửi tin nhắn cho em hai người ở cùng nhau sao đúng lúc giúp tôi chuyển lời một tiếng vừa rồi điện thoại của tôi bị sập nguồn không thể trả lời được cũng chính là một giây trước cuộc gọi này, cô mới mượn một chiếc sạc điện thoại của bà chủ tiệm hoa để sạc điện thoại cho mình. Quay đầu liếc một cái, người đàn ông luôn nói những điều hay ý đẹp lần đầu tiên phải mượn đề tài để nói chuyện của mình, không nhận được tin nhắn của em, vừa rồi con bé bị dọa sợ đến phát khóc, dọa khóc. Tư Họa không nghĩ tới đột nhiên nhắc liên hệ mấy phút lại gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy. Anh chuyển máy cho em ấy trước đi, tôi nói chuyện với em ấy. Không cần, bây giờ em ấy đã biết là bởi vì điện thoại của em sập nguồn, anh không một chút do dự chặt đứt ý muốn chuyển người nghe điện thoại. Em gái ngôn ngồi ở bên cạnh lau nước mắt đột nhiên ngừng khóc, em không biết mà. Vậy vừa rồi em muốn nói với em ấy cái gì? À, tôi muốn nói sau này không liên lạc bằng số này nữa, tôi sẽ gửi một số mới cho em ấy. Năm ngoái đi Tân Thành cô đã đăng ký một số mới, cố ý lãng tránh một số tin nhắn, thỉnh thoảng có mở ra. Nhưng hôm nay cô đã nghĩ thông suốt, có thể đối mặt với quá khứ, cô dự định thêm một vài người liên hệ vào số mới để tiện liên lạc cũng không biết nó có được gửi đi trước khi máy bị sập nguồn hay không biết được sự thật ngôn tuyển bỗng trở nên thoải mái hơn đang định nói gì đó bỗng nhiên nghe thấy âm thanh xa lạ đang hỏi đường từ bên phía tư họa xin chào xin hỏi tòa nhà nam tinh đi như thế nào lại nghe thấy tiếng tư họa trả lời thật sự xin lỗi tôi cũng không biết rõ đường đi ở đây tòa nhà nam tinh tên gọi của tòa nhà quen thuộc truyền vào tai ngôn tuyển trong đầu chợt nảy ra một suy đoán to gan, em đang ở đâu? Giờ phút này, Tư Họa đang ở cửa tiệm hoa gần tòa nhà Nam Tinh. Buổi sáng máy bay vừa đáp xuống cảnh thành, ngày mốt phải đến công ty báo cáo, cô muốn đi mua một bộ quần áo phù hợp, sau khi ra khỏi cửa mới phát hiện điện thoại di động sắp hết pin. Lúc Ngôn hi gửi tin nhắn, Tư Họa đang tìm nơi cho sạc điện thoại công cộng, kết quả vẫn muộn. Cuối cùng nhìn thấy cửa hàng bán hoa ở phía trước, cô giải thích lý do với bà chủ, bà chủ rộng rãi, trực tiếp đưa sạc dự phòng cho cô mượn một câu hỏi của người đi đường đã khiến cho ngôn tuyển phát hiện ra địa điểm của cô vì vậy cô nói ra tên của tiệm hoa sau khi cúp điện thoại tư họa trở lại tiệm hoa trả lại sạc điện thoại cho bà chủ bà chủ người đẹp thiện tâm vì vậy cô định mua một bó hoa ở trong tiệm cô tự mình chọn hay để tôi chọn bà chủ xua tay mời cô lựa chọn tôi tự chọn cảm ơn ngắm nhìn xung quanh hoa tươi trong phòng rực rỡ muôn màu tư họa nghĩ thời gian cũng không gấp có thể từ từ lựa chọn. Lúc này trong tiệm hoa chẳng có vị khách nào, khí chất của Tư Họa ôn hòa không có tính công kích, bà chủ thấy nét mặt cô hòa nhã, cũng rất vui lòng chủ động nói chuyện, "Cô biết những loại hoa này sao?" "Biết một ít, cô đã từng đọc một quyển sách về các loại hoa, có chút ấn tượng nhưng không thể nhớ kỹ." Tư Họa chọn một ít hoa màu xanh cùng màu trắng, xếp thành một bó không lớn không nhỏ, cô mới nhờ bà chủ gói lại, "Hoa này có thích hợp để tặng bạn bè không ạ?" À? tặng người yêu sẽ thích hợp hơn, bà chủ mỉm cười, uyển chuyển nói cho cô biết, giấy gói màu bạc bắt sáng, bên trong bọc một lớp trang trí bằng vải voan, trong lịch sự tao nhã rất có phong cách, hoa rất tươi, sau khi tỉa qua được cột thành một bó cầm trên tay vừa đẹp mắt mà không bị vướng, một tay là có thể cầm được. Cảm ơn bà chủ, tư họa nâng hoa tươi đến gần chắp mũi, còn có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt. Cô không vội rời đi, ngồi ở bên cạnh bàn tròn màu trắng mang phong cách châu Âu trong tiệm hoa. Từ tủ kính trong suốt có thể thấy được rõ ràng sườn mặt của cô gái, cô một mình lặng lặng ngồi ở đó, một tay chống cầm, tao nhã thanh lịch, chỉ là hình bóng cũng khiến người khác động lòng. Xin chào, tôi ngồi ở đây có tiện không? Một người đàn ông xa lạ đi đến mua hoa, bà chủ tiệm đang ở bên ngoài gói hoa dựa theo yêu cầu của anh, người đàn ông càng có đầy đủ thời gian và lý do để đến khu nghỉ ngơi tạm thời. Tiệm hoa không lớn, một bàn tròn ba cái ghế, ngoài ra còn có một hàng ghế dài cho khách ngồi đợi. Đương nhiên tư họa không có lý do gì chiếm lấy một chiếc bàn tròn. Cứ tự nhiên, cô gật đầu nói. Võng vẹn hai chữ, thốt ra từ trong miệng một cô gái xinh đẹp, giống như hiệu ứng lọc âm thanh, chỉ cảm thấy vừa dễ nghe lại êm tai. Thường nghe từ bóng lưng sát, lúc người đàn ông đi vào tiệm hoa vẫn còn mang theo tâm lý đánh cược, muốn nhìn chính diện đối phương một cái, kết quả lại khiến người ta hết sức kinh ngạc. Bóng lưng sát, kiểu nhìn bóng lưng là có thể đắm đuối trước vẻ đẹp ấy đó là một cô gái vô cùng nổi bật kể cả từ gương mặt đến dáng người thoạt nhìn còn rất trẻ nếu như có thể lưu lại phương thức liên lạc để giao lưu sâu hơn nghĩ thôi cũng rung động người đàn ông nhanh chóng sắp xếp một loạt lý do định bắt chuyện với cô gái trước mặt ánh mắt cực kỳ thâm sâu di chuyển quanh căn phòng cuối cùng dừng lại ở giữa bó hoa kia vì tiểu thư này tôi thấy bó hoa bên cạnh cô rất đẹp đây là hoa gì vậy tư họa liếc nhìn những bông hoa màu xanh trắng đang sen được vẫy nước để giữ tươi những hạt nước nhỏ đọng lại trên cành hoa giống như những giọt sương pha lê xin lỗi tôi cũng không biết cô chọn hoa dựa vào màu sắc và hình dáng bên ngoài nếu muốn hỏi tên cô cũng không biết trả lời thế nào đối phương bằng lòng trả lời xem ra cô cũng không phải là kiểu người lạnh lùng người đàn ông thừa dịp nói chuyện cùng cô hoa này không phải của cô sao là của tôi tư họa thừa nhận cô mua nhưng lại không biết tên của loài hoa này à người đàn ông cũng không nghĩ nhiều ngược lại chỉ cho cô nếu cô đã mua hoa thì có thể hỏi bà chủ tư họa nhẹ nhàng lắc đầu tôi biết rồi cảm ơn lúc cô chọn hoa bà chủ đang đứng ở ngay bên cạnh cô không hỏi tên hoa chỉ muốn biết có thích hợp dùng để tặng cho bạn bè hay không người đàn ông còn muốn nói gì đó tư họa đã rời tầm mắt cầm lấy bó hoa chuyển đến chiếc ghế dài độc lập bên cạnh ánh mắt của người đàn ông quá tha thiết tính chủ động quá mạnh mẽ làm cô cảm thấy không thoải mái dựa theo lễ phép cô đã trả lời vấn đề của anh cũng không cần phải nhẫn nại ngồi ở chỗ đó nữa tiên sinh hoa ngài muốn đã gói xong rồi bà chủ tiệm hoa xuất hiện phá tan bầu không khí trầm mặc bó hoa người đàn ông kia mua rất lớn phải dùng hai tay mới ôm hết được làm phiền cô tặng bó hoa này cho ánh mắt của người đàn ông không chút che giấu rơi vào người tư họa anh ta muốn mượn tay của bà chủ tặng bó hoa này cho cô gái xinh đẹp kia chuông điện thoại của tư họa vang lên ngăn cản người đàn ông đang ân cần niềm nở kia, tiếng chuông vừa mới ngân lên hai tiếng, Tư Họa đã nhấc điện thoại di động lên. Hai ngày gần đây thường xuyên nhận được điện thoại công việc, sợ bỏ lỡ, cho nên vẫn để nhạc chuông. Cô đứng lên đi đến góc tường, nghe thấy giọng nói truyền ra từ trong điện thoại di động. Khi cô nói chuyện cùng người khác thì giọng nói không nặng không nhẹ, cách xa một chút sẽ không nghe được. Người đàn ông nhìn thấy rõ ràng, một giây sau khi điện thoại được kết nối, khóe miệng của cô gái khẽ nhếch lên trên mặt nở nụ cười rạng rỡ nụ cười của cô không khoa trương mang theo sự dịu dàng và tinh tế vô cùng xinh đẹp ừ tôi chờ anh ngôn tuyển nói muốn tới tìm cô lúc này lại bị chặn ở trên đường bởi vì giao thông ách tắc kéo dài thời gian còn đang nói xin lỗi cô trong điện thoại không hiểu sao cô chỉ muốn cười rõ ràng trước khi nhận cuộc gọi này bọn họ còn đang lo lắng suy đoán thái độ của đối phương thấy vậy người đàn ông muốn tạo ra một cuộc gặp gỡ tuyệt vời không muốn tự làm xấu mặt mình nữa dưới sự truy hỏi của bà chủ anh ta điền một địa điểm để gửi đi sau khi người đàn ông kia đi tư họa mới trở lại vị trí bàn tròn vẫn ngồi ở tiệm hoa kiên nhẫn đợi người không buồn chán không cáu kỉnh ngay cả bà chủ mới quen không lâu cũng cảm thấy tính nhẫn nại của cô gái này vô cùng tốt bà chủ bưng một ly nước chanh tự pha ra đặt ở trước mặt tư họa trò chuyện hỏi cô đang đợi ai vậy một người bạn, Tư Họa trả lời, là nam hay nữ, bà chủ quan ra một ánh nhìn đầy ẩn ý. Tư Họa rủ mắt xuống, thản nhiên nói, là một vị tiên sinh, vừa dứt lời, cửa tiệm hoa đinh một tiếng, một người đàn ông có ngoại hình và khí chất xuất chúng bước vào, liếc mắt một cái liền có thể nhận ra anh không giống người thường. Cuối cùng anh cũng tới rồi, Tư Họa cầm lấy bó hoa đi đến bên anh. Xin lỗi, đã để em đợi lâu như vậy thậm chí lúc ở trên đường anh còn nghĩ sau khi đến tiệm hoa sẽ mua bó hoa để nhận lỗi với cô nhưng thấy cô đang cầm một bó rồi cũng không cần phải tặng trong ngày hôm nay không sao đâu hôm nay tôi cũng rảnh mà tư họa vừa cười vừa gỡ dây sạc điện thoại xuống trả lại cục sạc đã mượn lại vẫy tay chào tạm biệt với bà chủ tạm biệt bà chủ ôn hòa nở nụ cười lúc nhìn thấy tư họa cùng vị tiên sinh kia sống vai đi cùng nhau cuối cùng bà cũng nói ra một câu cô gái nhỏ tôi thấy bó hoa của cô, rất hợp, tư họa dừng bước, ngón tay cầm bó hoa hơi siết chặt, những lời này nghe có vẻ không có ý gì, ngôn tuyển không có mặt trong quá trình mua hoa, hiển nhiên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, vừa mua hoa ở đây à, ừ, có đẹp không, cô nghiêng đầu hỏi ngôn tuyển, rất đẹp, lời nói dễ nghe khiến cho người ta vui vẻ, ngôn tuyển cũng không bao giờ dội gáo nước lạnh vào người khác, những gì nói ra từ trong miệng anh đều rất tự nhiên. Tôi tự chọn đấy, lúc được khen, mơ hồ có chút kiêu ngạo đôi mắt của cô rất sáng thần thái linh động đặc biệt ngoan ngoãn ngôn tuyển bỗng nhiên giơ tay lên muốn sờ vào mái tóc đen mềm mại của cô có thể là em có thiên phú cắm hoa hả tư họa quay đầu lại nói ra sự thật tôi chỉ chọn hoa là bà chủ gói lại gần như trong nháy mắt lúc cô quay đầu ngôn tuyển hạ tay xuống giả vờ làm như không có việc gì xảy ra trên môi hiện lên ý cười vậy sao sau này tôi dạy em nhé được nha cô không chút do dự nhận lời tâm trạng vui vẻ. Lúc chưa gặp mặt luôn nghĩ đến chuyện xấu hổ, trong lòng cảm xúc ngổn ngang, nhưng đợi đến khi thật sự gặp nhau, nghe được giọng nói của đối phương, dường như tất cả trở ngại đều bị chôn vùi trong nháy mắt, không còn tồn tại nữa. Tư họa không quên việc chính ngày hôm nay ra khỏi cửa, trước tiên đi đến cửa hàng quần áo để mua trang phục phù hợp, áo sơ mi trắng và quần tây sẽ làm dáng người trong thon thả hơn, bình thường tư họa cũng không mặc loại trang phục này, thay quần áo xong cả người thoạt nhìn thành thục hẳn ra, đặc biệt có khí chất trước đây chưa từng thấy em mặc phong cách này bao giờ trong gương xuất hiện bóng hình của ngôn tuyển ngày đầu tiên phải ăn mặc chỉnh tề một chút chí ít như vậy sẽ không xuất hiện sai sót để nhìn thấy hiệu quả tư họa cài cúc áo cao nhất của chiếc áo sơ mi trắng lại khẽ nâng cầm lên cánh môi nhếch lên vẽ ra một đường cong nhẹ đôi môi đỏ ẩm ướt tràn ngập dụ hoặc chính cô còn đang hồn nhiên chưa phát hiện ra người đàn ông đi theo bên cạnh đã thu hết từng hành động thậm chí là từng biến đổi trên nét mặt của cô vào trong mắt, ánh mắt càng trở nên dịu dàng hơn nữa. Cửa hàng này có diện tích rất rộng với nhiều khu, quả thực là thiên đường của những người yêu thích quần áo. Đa số các cô gái đều thích ăn diện, tư hòa càng nhạy cảm hơn đối với quần áo, cô không nhìn được ngắm nhìn xung quanh, đứng tại chỗ không muốn đi. Nhưng lại nghĩ đến hình như đàn ông đều cảm thấy đi dạo phố là chuyện dày vò, hôm nay lại có ngôn tuyển ở đây dù sao cô cũng phải suy nghĩ một chút cho bạn bè đang muốn mở lời đột nhiên lại nghe thấy người đàn ông bên cạnh nói quần áo trong cửa hàng có vẻ rất tốt hay là cứ đi xem thêm mấy cái khác nữa đi tư họa rất hợp ý cô từ quần áo cho đến áo khoác tư họa đều chọn từng cái như vậy phối thành bộ sau khi thay quần áo cô đứng trước gương nhìn trái nhìn phải nhón chân lên áo len mỏng màu cam và quần bút chì màu trắng đôi chân thon dài thẳng tắp để lộ ra vòng eo thon nhỏ dáng người tư họa xuất sắc mặc cái gì cũng đẹp là móc treo quần áo điển hình một người đàn ông khác cùng bạn gái đi dạo phố liên tục quay đầu lại ngôn tuyển khẽ mím môi cầm lấy chiếc áo khoác vừa chọn được thay cô khoác lên lưng che đi phần eo trắng nõn lộ ra ngoài hiện tại hơi nóng tôi không muốn mặc tư họa kéo kéo ống tay áo khoác ừ cứ thử phối màu một chút đi ngôn tuyển không chút giấu vết ngăn trở tầm nhìn tư họa vẫn chưa phát giác ra điều gì bất thường cười khanh khách nâng cánh tay lên vậy anh thấy bộ này được không rất hợp với em kiểu dáng đơn giản thích hợp mặt hàng ngày nhưng màu sắc tươi sáng không đến nỗi đơn điệu về dáng người càng không phải chê bộ quần áo này đã chọn xong tư họa cực kỳ mong chờ chạy đến khu vực tiếp theo sau đó nghiêm túc đánh giá lấy ra một chiếc váy dài màu lam đưa tới trước mặt anh đẹp không màu sắc thiết kế không tệ cô có thể tự mình lấy ra thì có nghĩa là rất vừa ý bất luận thế nào anh cũng không thể trả lời cho có lệ chỉ là anh ở cảnh thành đã lâu suy xét tình hình một cách toàn diện hơn, thời tiết của cảnh thành không thể so với tân thành, gần đây nhiệt độ xuống thấp, cái váy này có hơi mỏng đấy. Tư Hòa cúi đầu cố chấp nhìn cái váy trên tay, ngón tay cầm lấy đai eo, hàng mi màu đen rõ ràng cong lên, trầm mặt trong phút chốc mới nói, tôi thích chiếc váy này, vậy chúng ta cứ mua. Cô rất ít khi bộc lộ sở thích của mình ở trước mặt người khác, hôm nay mở miệng đã là khó có được, ngôn tuyển chỉ muốn chịu theo ý cô tất cả. Có một đôi tình nhân đi qua nghe thấy thái độ này, cô gái cực kỳ bất mãn ném quần áo trên tay cho bạn trai anh xem bạn trai của người ta một bước cũng không rời đi theo sau bạn gái kêu anh giúp tôi chọn một màu anh cũng chọn cho có lệ tư họa đang chuẩn bị đi vào phòng thay đồ để thay quần áo vô tội rất vô tội dựa theo tính cách của ngôn tuyển sợ rằng cho dù là đi cùng ai anh cũng sẽ tuân theo phép lịch sự chứ không chiếu lệ nhưng cô không suy nghĩ tới không phải là ai cũng có thể khiến ngôn tuyển chủ động ở lại cửa hàng phục vụ rất tốt vì tổng giá tiền quần áo và đồ dùng cá nhân mà tư họa mua quá cao cô trực tiếp điền địa chỉ gửi tới nơi ở hiện tại hai tay mới rảnh ngôn tuyển giơ tay lên nhìn thời gian đã sáu rưỡi rồi chúng ta đi ăn nhé ừ lúc đầu tư họa không có ý kiến đến khi tới nhà hàng mới nói đừng gọi nhiều gần đây khẩu vị của tôi không tốt lắm ăn một chút là được rồi tuy rằng không thiếu tiền nhưng cũng không cần phải lãng phí khẩu vị không tốt thân thể không thoải mái sao chân mày của ngôn tuyển cau lại, bỏ thực đơn xuống. Tư hỏa lắc đầu, có thể là do thời tiết thay đổi, không có việc gì đâu, ăn ít, nhưng sẽ không để mình đói bụng. Cô cũng không phải là người tùy hứng không quan tâm đến cơ thể của mình, ngôn tuyển gật đầu, tỏ ý đã biết. Không gian của nhà hàng lịch sự tao nhã, bao quanh bởi tiếng nhạc lãng mạn, mỗi một khắc đều sẽ có người chơi đàn dương cầm ở trên sân khấu. Hai người ngồi ở đây trò chuyện, cả hai đều ăn ý tránh né chuyện ngày sinh nhật hôm đó. Sau khi rời khỏi nhà hàng đã sắp 8 giờ, ngôn tuyển lái xe đưa tư họa về khách sạn, địa chỉ đã được nhắc tới ở trên đường, tới cảnh thành làm việc hẳn là ở lại lâu dài, có cần tôi tìm giúp một chỗ ở thích hợp không? Không phải anh muốn cho tôi thuê nhà đấy chứ, ông chủ ngôn, tư họa miếm môi cười. Rất rõ ràng sao, anh dừng lại nửa giây, lại bổ sung, ở gần trụ sở công ty Thiên Ngu, tôi biết một vài căn nhà có giao thông thuận tiện. Mặc dù anh dùng từ rất uyển chuyển nói, biết, một vài căn phòng, nhưng Tư Họa thấy nó chẳng khác gì lời ẩn ý tôi có một người bạn cả. Ông chủ đúng là ông chủ, chỗ nào cũng có nhà, nhưng cô chỉ đành từ chối ý tốt của ngôn tuyển. Tôi đã tìm được chỗ thích hợp rồi, qua hai ngày nữa sẽ đi xác nhận lại. Ừ, đã biết, đừng nhìn cô vẻ ngoài dịu dàng như vậy, thật ra cô rất độc lập. Trên đường trở về có hơi kẹt xe, lộ trình 20 phút phải mất 40 phút mới đến. Lúc đi qua một siêu thị sáng đèn gần khách sạn, Tư Họa vội vàng vẫy tay, Dừng lại ở đây là được rồi, tôi đi siêu thị mua một ít đồ, gần đây cô không thích ăn cơm, sợ lúc muộn sẽ đói, cho nên cứ mua ít đồ để ăn. Ở gần đây không có bãi đổ xe, trên bản đồ có lời nhắc nhở, bên cạnh siêu thị có hầm đổ xe, sau khi đổ xe đi thẳng vào thang máy là có thể lên được tầng 1 của siêu thị, vô cùng tiện lợi. Tư Họa muốn mua chút gì đó tương tự như bánh quy, có thể mở túi ra bất cứ khi nào, lại có thể ăn lót dạ, chẳng biết tại sao lại chuyển tới khu đồ ăn vặt người đàn ông vốn dĩ là một người biết nấu nướng và đề cao những món ăn tốt cho sức khỏe đột nhiên lấy ra một túi khoai tây chiên hỏi cô cô thấy mấy món ăn vặt này thế nào rất tốt nha tư họa chớp chớp mắt sau đó cô lập tức thấy túi khoai tây chiên được bỏ vào xe đẩy không những vậy ngôn tuyển còn lần lượt cầm những loại đồ ăn vặt khác bỏ vào tư họa ngẩn người anh đang làm gì vậy mua đồ ăn vặt cho em mặc dù anh cho rằng không tốt cho sức khỏe nhưng ngôn Hi nói con gái đều thích ăn những thứ này, thỉnh thoảng chiều cô cũng không sao. Tư Hòa biết được chân tướng thì dở khóc dở cười, có thể là hai ngày nữa tôi sẽ không ở khách sạn nữa, mua nhiều như vậy ăn không hết, đến lúc đó lại phiền phức, được ngôn tuyển lần lượt đặt đồ ăn về chỗ cũ, chờ sau khi em dọn tới nhà mới sẽ mua. Nói đến dọn nhà, cô lại nhớ tới đóng đồ ở bốn mùa, tôi có rất nhiều đồ đạc không mang theo, vẫn còn ở bốn mùa, không sao đâu, bên kia hầu như không ai ở, để ở đấy bao lâu cũng được, ngôn tuyển nói thẳng sẽ giữ lại căn phòng đó. Sau khi đặt lại hết đồ ăn vặt về giá, vừa vặn đứng ngay sau lưng tư họa, anh khẽ liếc nhìn, thấp giọng nói, vậy quà sinh nhật tôi tặng em đâu. Ngày đó đưa tư họa về khách sạn, anh cố ý để lại cây đàn tỳ bà, thứ này là sợi dây gắn kết không thể tách rời giữa hai người. Ồ, để lấy sau đi, mái tóc đen mềm mại xõa trên vai, tư họa vén vài lọn tóc ra sau tai, mất tự nhiên rời tầm mắt thứ nhất là bây giờ ở khách sạn bất tiện, thứ hai là thứ để lại rất đặc biệt, cả hai người đều biết nó có ý nghĩa gì. Suy xét đến tình huống trước mắt, tư hòa tính tiền, cộng lại chỉ mất một cái túi nhỏ. Lúc quay về trong xe lấy hoa, ngôn tuyển mở cửa xe lấy bó hoa kia ra, đưa cho cô đồng thời nói, ngày mai nhận chức thuận lợi, cảm ơn, quả nhiên, một khi đoạn ký ức đó được khơi lại, giữa bọn họ sẽ trở nên xấu hổ. Thang máy của bãi đổ xe cũng thông đến khách sạn, Tư họa một tay cầm hoa một tay cầm túi sách đi về phía trước, thi thoảng ngẩng đầu nhìn bản hướng dẫn. Tư họa ấn thang máy, số đi xuống hai tầng bỗng nhiên đứng im, không biết người ở tầng kia đang làm gì, kéo dài đến một hai phút. Cuối cùng, chữ số không ngừng thay đổi, lúc này phía sau truyền đến một giọng nói. Chờ một chút, ngôn tuyển đuổi theo, nhét vào tay cô một hộp ô mai, ô mai khai vị, em có thể ăn thử, nhưng đừng ăn quá nhiều, đinh, vừa nói xong, cửa thang máy mở ra. Mau vào đi, anh mỉm cười với tư họa, sự dịu dàng ở trong đáy mắt tan ra khiến cho người ta không thể kháng cự được, rất có cảm giác an toàn. Nghe lời của anh, tư họa nhìn chầm chầm hộp ô mai, ngờ ngác bước vào thang máy, cửa thang máy chậm rãi khép lại, ở nơi tư họa không nhìn thấy, nụ cười trên mặt người đàn ông biến mất, trong nháy mắt mất đi sức lực chống đỡ lớp ngụy trang. Đó là sự thật, cảm giác vô lực từ tận đáy lòng truyền đến khắp cơ thể, giọng nói đó không ngừng kêu gào trong cơ thể anh vượt qua những giới hạn để thể hiện để theo đuổi vì vậy anh không ngừng thử nghiệm tiến thêm một bước nữa nhưng mỗi khi anh cho rằng có tiến triển thì quan hệ của hai người lại trở nên không được tự nhiên anh đã từng đi qua rất nhiều nơi từng gặp hàng nghìn hàng vạn người xa lạ có thể nhìn thấu bản chất phức tạp của người khác nhưng không có cách nào lý trí hiểu được tâm tư của người mình thích anh luôn thành thạo việc xử lý mọi mối quan hệ với người khác nhưng lại không đoán trước được sẽ có một ngày anh chìm sâu vào nó nảy sinh dục vọng có thể ở trong mắt tư họa bọn họ là bạn bè rất ăn ý nhưng không thể trở thành người yêu thân thiết một khi anh muốn vượt qua ranh giới hiện thực sẽ vạch rõ một cách trần trụi rằng cô chưa bao giờ rung động với anh cho dù là một chút anh đang sợ sao có lẽ là như vậy đứng ở trước cửa thang máy dưới chân giống như cắm rễ khó có thể rút ra người đàn ông mệt mỏi nhắm hai mắt lại yên lặng cúi đầu bóng dáng cô đơn đinh thang máy còn chưa khởi động lại lần nữa mở ra ngay sau đó anh nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên mình ngôn tuyển âm thanh mềm mại vô cùng êm tai đôi lông mày rũ xuống của người đàn ông từ từ nâng lên một dáng người mảnh mai đứng trong ánh đèn rực rỡ từ lúc hộp ô mai bị nhét vào trong tay ý thức của tư họa bắt đầu rời rạc cho nên khi nghe thấy anh nói mau vào đi cô vô thức bước vào thang máy không gian khép kín trong nháy mắt sắp ấn vào nút tầng trệt đang sáng não bộ bắt đầu hoạt động nhanh chóng mấy giây này cô đã suy nghĩ rất nhiều Vừa rồi đi siêu thị cô chỉ muốn mua đồ ăn để phòng khi nào cần đến, ngôn tuyển lại nghĩ đến chuyện giúp cô giải quyết căn bản của vấn đề. Lúc chọn món ăn chỉ thuận miệng nói một câu, vậy mà anh lại nhớ rõ ràng, thậm chí còn lặng lẽ mua cái hộp này, đến cô cũng không biết. Cô tận mắt nhìn thấy khi cửa thang máy khép lại, dường như người đàn ông trước mắt lập tức xóa sạch vẻ mặt tươi cười, vì vậy một giây trước khi thang máy khởi động, giơ tay ấn nút mở cửa. Sau đó, cô nhìn thấy ngôn tuyển hơi cúi đầu, nụ cười trên mặt không thấy đâu nữa. Trái tim đột nhiên đập nhanh hơn, giống như bị cái gì đó hung hăng tấn công. Tranh thủ thời gian ngắn ngủi lúc thang máy đóng mở, cô chạy ra khỏi thang máy. Nhân lúc lòng mình trùng xuống, chưa kịp khôi phục lại lý trí, cô đã nhét bó hoa màu xanh nhạt kia vào ngực anh, tặng cho anh. Sáng sớm hôm sau, tư họa đúng giờ đi đến phòng nhân sự trình diện, sau đó cô được dẫn đến phòng thiết kế. Người sẽ trực tiếp chỉ dạy, hướng dẫn cho cô tên là Annie, là một trong những nhà thiết kế có kinh nghiệm phong phú dưới trướng của thiên ngu trên thực tế có thể gia nhập vào thiên ngu đều là những người có thực lực không tồi những người mới đến vốn dĩ không cần an ni tự mình dẫn dắt nhưng tư họa thì khác cô là quán quân của cuộc thiết kế do thiên ngu đứng ra tổ chức xuất phát điểm so với những thực tập sinh khác cao hơn rất nhiều nghe nói lần thi được tổ chức trên du thuyền ấy giữa chừng có một thí sinh bị buộc phải rút lui vì đã sao chép tác phẩm của cô sự thật về việc quý anh rút lui khỏi cuộc thi là do sau này một vài phóng viên giải trí đào ra được ban tổ chức cũng không có bất cứ thông báo riêng nào về vấn đề này người biết rõ được sự việc thật sự rất ít trên mạng lan truyền rất nhiều phiên bản khác nhau thậm chí còn xào nấu mối quan hệ của cô và quý anh thành một mạng yêu hận tình thù nguyên nhân có hơi hơi phức tạp tôi không thân quen gì với thí sinh bị yêu cầu rút lui đó cho lắm vừa mới vào công ty tư họa vẫn còn chưa rõ tính cách của những người mà cô tiếp xúc nên cho dù nói gì thì cũng cần phải thận trọng vài phần với sự thể hiện khéo léo chuyện này tôi không rõ của cô người thông minh tự nhiên sẽ hiểu được cô đang cố tránh chủ đề này cả buổi sáng annie đưa cô đi làm quen với môi trường làm việc rồi lại đưa cho cô một đống tài liệu đây là những tài liệu về nội bộ công ty mà nhân viên cần phải nắm được còn cả một số tài liệu liên quan đến công việc của cô vậy nên là dành chút thời gian để đọc nhé dạ vâng chị annie ông một đống tài liệu dày cọc trong lòng đều là những thứ cần cô phải tiêu tốn thời gian để ghi nhớ. Cô vừa mới tới, có thể sẽ còn nhiều chỗ chưa rõ, nếu như gặp phải vấn đề gì chưa hiểu thì có thể tìm tôi hoặc là các đồng nghiệp khác, người của bộ phận chúng ta đều rất tốt, tôi tin là mọi người sẽ vui vẻ giúp đỡ. Cảm ơn chị Annie, em nhất định sẽ nỗ lực làm việc, khiêm tốn học hỏi, trong môi trường công sở sẽ gặp phải đủ các loại tình huống khác nhau, tư họa từ khi học đại học đã bắt đầu ra xã hội kiếm tiền, đã từng gặp quý nhân hết lòng giúp đỡ nhưng cũng gặp phải những người chu ngoa đánh đá cố tình gây khó dễ hôm nay đã có thể vươn tới một nơi làm việc cao cấp thế này cô thật lòng mong muốn có thể học hỏi nhiều hơn cô dựa vào tư cách là thí sinh đạt giải nhất trong cuộc thi để bước vào công ty có rất nhiều nhân viên khác quan tâm đến việc này đã âm thầm thảo luận riêng với nhau cô nghe được rất rõ chỉ là coi như không biết mà thôi ngày đầu tiên bước vào môi trường mới thật ra cũng chưa phải bắt đầu làm việc ngay vậy nên một ngày của cô đã trôi qua trong vô thức và mơ hồ quan sát thời gian đồng nghiệp tan ca đợi hầu hết mọi người về rồi cô mới về lúc bước ra từ công ty tư họa cảm thấy rất mệt trước mắt công việc không nhiều chỉ là muốn tiếp xúc hết những kiến thức mới thì cần có thời gian để tìm hiểu và thích ứng nhớ tới hôm nay còn phải đi xem nhà nữa tư họa liền giơ tay ra phía sau ấn ấn cổ một chút rồi thở dài hiện giờ mạng internet rất phát triển video căn phòng mà chủ nhà gửi tới trước đó rất hợp ý cô cô cũng đã tìm hiểu trước môi trường ở khu đó rồi nếu như hôm nay đến khảo sát trực tiếp mà không có vấn đề gì thì sẽ ký hợp đồng luôn, cô cũng muốn sớm ổn định cuộc sống. Nhìn thời gian hiển thị trên màn hình điện thoại, bây giờ là 5 giờ 40 phút chiều, cô phải ở đây chờ một người. Nghĩ tới người đó, trong đầu lập tức tái hiện lại khung cảnh tối qua ở trước cửa thang máy. Ngôn Tuyển vẫn luôn ở bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho cô tận tình, cho dù nhiều nhất chỉ là với danh nghĩa bạn bè, cô nghĩ rằng cô đã nhận được quá nhiều ưu ái rồi lúc đó bên cạnh không có thứ gì khác, vậy nên cô đã đưa tặng anh bó hoa duy nhất trong tay. Bó hoa này, ngôn tuyển dán chặt mắt vào bó hoa tươi trong tay, cảm thấy có chút bất ngờ ngoài sự tưởng tượng. Lần đầu tiên tư họa ông hoa đi, trong cô có vẻ như không định tặng cho người khác, thế nhưng bây giờ, lại tặng cho anh. Không, không có ý gì cả, chỉ là muốn nói, cảm ơn anh, giọng điệu gấp gáp của cô là đang muốn phủ nhận cái gì. Nắm bắt được những động tác nho nhỏ cho thấy cô đang căng thẳng, Người đàn ông đang thấy hụt hẫng trong lòng bỗng chốc tâm trạng vui vẻ trở lại, nụ cười trên mặt cũng dần xuất hiện, em cho rằng tôi muốn nói cái gì, tóm lại là, là như vậy đó, anh cầm đi đi, tôi về trước đây, bye bye, cửa thang máy chuẩn bị đóng, cô vội vàng nhấn nút mở ra rồi đi vào, cũng không thèm để ý xem người còn đang đứng bên ngoài nên làm thế nào, bình tĩnh lại cô mới nhớ ra, hôm xây bốn mùa của ngôn tuyển ở Tân Thành là dùng tên của hoa để đặt, anh am hiểu nghệ thuật cắm hoa làm sao có thể không biết mấy loại hoa này chứ bà chủ nói hoa này thích hợp tặng cho người yêu trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng tư họa quyết định giả ngốc dù sao thì cô cũng không biết mấy loại hoa đó khoảng nửa tiếng sau cô ngồi trong nhà nhận được ảnh chụp mà ngôn tuyển gửi tới góc chụp chính diện là bó hoa tươi đó nhưng nhìn khung cảnh phía sau thì có lẽ anh đã về đến nhà rồi cô lười gõ chữ nên trực tiếp gửi tin nhắn thoại càng muốn che lại càng để lộ cũng không biết đó là hoa gì trông cũng đẹp phết ha ngay sau đó đối phương liền trực tiếp gọi điện tới không biết là hoa gì mà tùy tiện mang đi tặng người khác vậy sao anh cũng đâu phải là người khác đâu cô nhỏ giọng thì thầm điện thoại kề sát bên tai nghe thấy âm thanh truyền tới khiến cho anh thấp giọng bật cười đúng rồi có thể tặng cho tôi tôi sẽ chăm sóc nó thật cả cẩn thận hoa chuông và hoa thanh tú đây có lẽ là bó hoa đẹp nhất mà anh nhận được từ trước đến giờ món quà tặng đi được người nhận quà trân trọng giữ gìn sẽ khiến cho hai bên đều cảm thấy được coi trọng. Cách một lớp màn hình điện thoại, khóe miệng tư hòa khẽ cong lên, ngay cả sự ngượng ngùng khó xử lúc trước cũng bị quẳng ra phía sau. Cuộc điện thoại kéo dài khoảng 10 phút nhưng người trong cuộc lại không hề nhận ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy, chỉ nhớ một điểm quan trọng cuối cùng, ngôn tuyển muốn cùng cô đi xem nhà, và cô thì đã đồng ý rồi. Vậy nên bây giờ, cô đang đợi ngôn tuyển tới đón cô tan làm. Hai nữ đồng nghiệp vừa mới làm quen được đang tay nắm tay đi lướt qua bên cạnh cô, thuận miệng hỏi, tư họa, cô vẫn chưa về sao, tôi, đợi xe, bởi vì mới quen nên trả lời càng đơn giản càng tốt. Nữ đồng nghiệp đã hiểu, ba người đứng cùng nhau, chưa kịp nói câu nào thì một người đã vẫy tay chào tạm biệt bọn họ, tôi đi trước đây, chồng tôi tới đón rồi, đưa mắt nhìn theo người đồng nghiệp vừa đi đó, cô gái bên cạnh bắt đầu cảm thán, ê, thật là ngưỡng mộ quá đi mà, chồng cô ấy thường xuyên tới đón cô ấy tan làm, không giống như chúng ta phải đứng đợi xe, tôi đúng lúc định tiếp lời câu chuyện của đồng nghiệp thì điện thoại bỗng dưng đổ chuông cô nhấn nút nghe rồi đưa điện thoại lên tai tư họa không rõ cụ thể vị trí của nơi này lắm sau khi quay đầu hỏi đồng nghiệp xong mới trả lời ngôn tuyển tôi đang ở cửa ngách bên trái công ty có diện tích rất rộng vì thế thiết kế vài cửa ngách để thuận tiện cho việc ra vào từ vị trí làm của phòng ban bọn họ đi xuống thì cách cửa ngách bên trái là gần nhất cô cũng đang đợi người tới đón à ừ không phải là đang đợi chồng chứ không phải đâu là đợi bạn bạn trai à chỉ là bạn thôi vừa nãy lúc nói địa điểm cho tư họa nghe thấy đầu bên kia điện thoại là giọng nói của đàn ông nên vị đồng nghiệp mới đoán là hai loại thân phận đó nụ cười của nữ đồng nghiệp mang theo ý vị sâu xa rõ ràng là không quá tin tưởng thật là ngưỡng mộ mấy người quá đi tan làm có người tới đón tư họa rất muốn nói với cô ấy thật ra đây là lần đầu tiên cuộc tình lần trước kéo dài ba năm nhưng thật sự chưa được một lần thử qua cảm giác được bạn trai tới đón tan làm lúc mới yêu hạ diên tiêu bận đến mức thời gian gặp mặt còn không có sau này cô cố ý nhắc tới chuyện đồng nghiệp được bạn trai tới đón tang làm trước mặt hạ diên tiêu cũng không biết là người đó có nghe hiểu ám hiệu của cô không chỉ thấy anh nói nếu như em muốn thì anh có thể sắp xếp cho em một chiếc xe và tài xế tư họa cô chưa từng yêu đương nên chỉ có thể quan sát cách thức chung sống của các đôi tình nhân khác thế nhưng tất cả những hành động mà cô nghĩ rằng sẽ khiến người khác thấy ấm áp thì đối với hạ diên tiêu mà nói đó chỉ là lãng phí thời gian sau đó cô không nhắc lại việc này một lần nào nữa ngoài những người vì có tâm tư khác nên mới đối tốt với cô ra thì không có ai đặc biệt tới đón cô tan làm cả cô cũng không quá quan tâm đến chuyện này chủ đề mà hai người đồng nghiệp không quá thân quen nói với nhau rất nhạt nhìn thấy xe của ngôn tuyển ở phía xa xa tư họa liền vẫy tay chào tạm biệt với đồng nghiệp thể hiện sự thân thiện ngày mai gặp lại bên đường không tiện đổ xe tư họa trực tiếp mở cửa xe ngồi vào ghế phó lái đây là thói quen hình thành từ lúc ra ngoài với ngôn tuyển trước đây. Sau khi ngồi vững, cô tạm thời để đóng tài liệu dày cọc trên đùi, thành thục thắt đai an toàn, bỗng bên tai truyền tới lời quan tâm quen thuộc, hôm nay ngày đầu tiên đi làm, cảm thấy thế nào, cũng ổn, em nói thật. Hử, ngôn tuyển nghiêng đầu, khóe mắt liếc qua đóng tài liệu trong tay cô, được rồi, thật ra thì cảm thấy hơi mệt, ngón tay cào nhẹ tờ giấy, tư họa cúi đầu, thành thật nói ra cảm nhận trong lòng mỗi người khi bước vào một môi trường mới đều cần có một quá trình để thích ứng đợi qua khoảng thời gian này em sẽ cảm thấy đỡ hơn cứ từ từ không cần tự tạo cho mình áp lực quá lớn ngôn tuyển nhẫn nại nghe hết những lời tâm sự của cô rồi cho cô những lời an ủi dỗ dành đạo lý tôi cũng biết nói mà những lời này nghe thì rất chân thực đạo lý ai mà chẳng biết nói nhưng mệt mỏi thì vẫn là mệt mỏi thôi không phải là muốn dùng những lời này để giả vờ an ủi em từ trong lời cô nói có thể nghe ra được một chút tuổi thân ngôn tuyển xoay vô lăng cu một vòng nhỏ sau khi chạy tới con đường bằng phẳng phía trước mới tiếp tục vỗ về cô đợi lúc nào nào em được nghĩ sẽ đưa em đi chơi thư giãn một chút đi đâu làm gì cô lập tức quay người qua để lộ ra vẻ cực kỳ hứng thú em muốn làm gì thì có thể nói với tôi tôi sẽ sắp xếp ngôn tuyển bình tĩnh đáp cô nhíu mày suy nghĩ rồi lại lắc lắc đầu chẳng biết muốn làm gì cả không có mục tiêu gì đặc biệt chỉ nghe thấy có thể đi chơi thư giãn nên rất mong chờ mà thôi vậy thì tôi sẽ sắp xếp một số chương trình giải trí rồi gửi cho em em tự mình lựa chọn những thứ khác giao cho tôi xử lý là được rồi một tiếng cười nhẹ truyền tới bên tai trong giọng nói của anh chứa đựng sự cưng chiều vô hạn điều này có nghĩa là đang nói với cô cô chỉ cần lựa chọn thôi những thứ còn lại không cần phải bận tâm không còn lời nào khác có thể khiến cho người ta cảm thấy vui vẻ hơn nữa cả tư hòa lập tức ngồi thẳng người cố ý hắn giọng vài tiếng đột nhiên cảm thấy không mệt nữa rồi ở cạnh ngôn tuyển có một loại cảm giác không cần làm gì cũng chiếm được ưu thế đôi lúc cũng rất muốn được làm người vô dụng như vậy nghe theo sự sắp xếp cũng được dù sao thì sự sắp xếp của ngôn tuyển sẽ không làm cô thất vọng tôi ghi chú lại rồi anh không được nuốt lời đâu đó sau đó tư họa chăm chú nhìn anh không rời muốn đảm bảo chắc chắn thêm lần nữa xoay vô lăng rẽ chuyển hướng ngôn tuyển cam đoan chắc như đinh đóng cột sẽ không nuốt lời dựa theo định vị mà chủ nhà gửi tới hai người đã tìm tới được tiểu khu nhìn vào khoảng cách trước khi xuống xe tư họa đã liên hệ trước nên khi bọn họ đến nơi thì chủ nhà cũng vừa hay xuống tới nơi để dẫn đường cô chính là người đã liên hệ với tôi tư họa đúng vậy sau khi xác nhận thân phận của đối phương chủ nhà đưa bọn họ vào thang máy đi lên tầng dọc đường đi ra sức giới thiệu những điểm tốt của căn phòng căn phòng của tôi quay về hướng nam bốn phía đều đón được ánh nắng mặt trời đây là một căn phòng nhỏ gồm hai phòng ngủ một phòng khách căn phòng không được tính là quá rộng nhưng sống một mình thì rộng rãi thoải mái cho dù chủ nhà có khen ngợi đến tận mây xanh thì bọn họ cũng có năng lực phán đoán của riêng mình anh cảm thấy thế nào ngôn tuyển đi xem nhà cùng với cô nên tư họa cũng muốn hỏi ý kiến của anh cũng khá được lúc đi lên có xem qua môi trường xung quanh khu này các khu công cộng về cơ bản là thực hiện rất tốt gần tòa nhà này còn có một cửa nữa thuận tiện cho việc ra vào ánh sáng của căn phòng này cũng rất ok sắp xếp lại bên trong một chút là thích hợp để vào ở rồi ngôn tuyển rất nhanh đã đưa ra phân tích toàn diện anh quan sát cũng khá tỉ mỉ đấy nhỉ tư họa liếc anh vài cái liên tục khen ngợi vừa nãy cô không hề chú ý đến khu vực công cộng của tiểu khu chỉ để tâm đến việc xem phòng hai bên đều là những người thẳng thắn làm việc nhanh gọn ngay hôm đó đã bàn và ký xong hợp đồng thuê nhà chủ nhà đưa chìa khóa cho tư họa rồi lại đưa một chìa khác cho ngôn tuyển chủ nhà cho chỉ rằng quan hệ của hai người rất thân thiết không có ý gì khác tư họa và ngôn tuyển đều cảm thấy bất ngờ thế nhưng cô không thể làm ngôn tuyển mất mặt trước mặt người khác được nên cũng không lấy lại chìa khóa ngay đợi lúc chủ nhà không chú ý ngôn tuyển chủ động đưa chìa khóa trả lại cho cô tất chìa khóa cho kỹ ờm ừ, vừa nãy cô còn đang nghĩ nếu như ngôn tuyển nhận lấy thì cô sẽ không biết xấu hổ mà bảo anh trả lại sao chắc là có đấy đưa chìa khóa nhà mình cho một người khác giới không phải là chuyện có thể tùy tiện làm được tư họa nhận lấy chìa khóa để chồng hai chiếc lên nhau ngón tay để lên phần răng cưa chà sát nhẹ rồi bỗng dưng hỏi anh có cảm thấy sống ở một nơi như này là quá chật chội rồi không tại sao lại hỏi như vậy ngôn tuyển nghi ngờ liếc nhìn cô hai phòng ngủ một phòng khách em sống một mình rất thích hợp nếu như em tự mình làm việc nhà cũng đơn giản gọn nhẹ hơn rất nhiều anh nhớ tư họa không thích để người khác đi vào khu vực cá nhân của mình ở bốn mùa có thuê nhân viên dọn dẹp dài hạn thế nhưng tư họa lại khéo léo từ chối phần phục vụ miễn phí này thà rằng tự mình quét dọn không cần đắn đo suy nghĩ ngôn tuyển dựa theo cách nghĩ của mình để trả lời và thứ anh nhận được là một nụ cười của tư họa ánh mắt ngôn tuyển vội vàng tránh né lặng lẽ ôm lấy lòng ngực mình giây phút vừa nãy có cảm giác trái tim bị đánh mạnh một cái đồ gia dụng được trang bị rất đầy đủ chỉ cần xách túi vào ở là được rồi tư họa cũng không gấp dự định ngày mai thuê một người dọn dẹp theo giờ đến dọn dẹp sạch sẽ lại một lượt rồi mới chuyển vào hôm nay chạy đi chạy lại giữa hai nơi quả thực có chút mệt về đến khách sạn còn phải ông một đống tư liệu dày cộp cô ngồi trên giường dở ra xem cảm thấy mệt mỏi mê man buồn ngủ cô xuống giường rót cốc nước để kỷ niệm ngày đầu tiên mình đi làm Tư Hòa liền cầm tập tài liệu dày bự lên chỉnh góc nghiêng rồi chụp một tấm đăng trên vòng bạn bè cáp sừng ngày đầu tiên thỉnh thoảng Tư Hòa sẽ đăng bài trong vòng bạn bè thế nhưng cáp sần của cô đều rất ngắn gọn đa phần chỉ có cô mới hiểu hàm ý trong đó vốn tưởng rằng đã giờ này rồi thì chẳng còn mấy ai thế nhưng khi quay lại một tin nhắn lại nhận được tin nhắn ngôn tuyển gửi tới hỏi cô có phải là vẫn đang đọc tài liệu không tư họa tài liệu chẳng xem được là bao chỉ thấy ngủ gà ngủ gật ngôn tuyển có tiện gọi điền không tư họa được tin nhắn vừa mới gửi đi đã thấy điện thoại của ngôn tuyển gọi tới không hiểu tại sao cô có cảm giác hình như ngôn tuyển rất thích gọi điện thoại để trao đổi như vậy thuận tiện hơn sao cô không hỏi chỉ nghe thấy bên kia thúc giục buồn ngủ rồi thì mau đi ngủ đi nhưng mà tôi đọc còn chưa được một nửa vẫn còn nhiều lắm cô cúi đầu nhìn trang giấy mới đọc được khoảng một phần ba trước mắt cảm thấy đau đầu cứ bình tĩnh mới đi làm ngày đầu tiên không cần phải tự ép mình đến như vậy lời đạo lý tiêu chuẩn chỉ cần mở miệng là có thể nói ra ngôn tuyển lại lập tức thay đổi dẫn dắt cho cô thay đổi cách suy nghĩ em nghĩ mà xem. Nếu như ngày mai đến công ty mà trạng thái không tốt thì có phải là công việc sẽ càng không thuận lợi không? Rất, có, Lý, Tư Hòa gật đầu, hai mắt cô bắt đầu díp vào với nhau rồi. Cô nói ngắt từng từ từng từ một, nghe không còn chút sức lực nào hết, giọng điệu của ngôn tuyển lại càng gấp hơn, vậy thì mau nghỉ ngơi sớm đi. Được rồi, nhìn chăm chăm vào màn hình đang phát sáng, cô chớp chớp mắt, giọng điệu nhẹ nhẹ, bất tri bất giác trở nên ngoan ngoãn, vậy tôi đi ngủ đây, ừ, ngủ ngon. Ngủ, anh cũng ngủ sớm đi, mơ đẹp, cô thật sự bị mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế ở một vài tiểu tiết nhỏ, người khác có thể thuận miệng mà nói ra lời chúc ngủ ngon, nhưng cô lại không muốn tùy tiện nói với người khác, khóe mắt khô rác mệt mỏi, tư họa thật sự buồn ngủ. Cô bỏ đống tài liệu xuống, nằm lăn lên giường, chẳng mấy chốc đã tiến vào giấc mộng. Mà lúc này, Hà Vân Tịch ở Dung Thành xa xôi đang lướt vòng bạn bè, kinh ngạc mãi không thôi, lập tức rời khỏi bữa tiệc đêm khẩn cấp nói với Hạ Diên Tiêu, anh. Họa hòa về rồi, về rồi, Hạ Diên Tiêu hỏi, cô ấy đang ở Dung Thành, không phải, ý em là tài khoản lúc trước không thể nào liên hệ được của Hòa hòa đã đăng trạng thái mới rồi, đây há không phải ý nói tư họa quay về sao? Hạ Diên Tiêu mở một tài khoản mà anh đã từng không thèm quan tâm đến, nhưng giờ lại luôn được ghim ở trên đầu. Đối phương vẫn giữ hình đại diện đã sử dụng từ một năm trước, là hình một bé gái được vẽ bằng bút chì anh chợt nhớ đến một chuyện rất lâu về trước sau khi ở bên nhau không lâu mấy ngày liền tư họa liên tục gửi cho anh hình đại diện cúp Bồ, hỏi anh xem đôi nào đẹp lúc đó anh đã nghĩ gì trẻ con anh thân là chủ nhân của nhà họ hạ nhất cử nhất động đều có ảnh hưởng lớn ở dung thành thường hay xem thường tâm tư của mấy cô gái sau này tư họa không còn làm ra những hành động trẻ con như vậy nữa thì anh lại nhớ đến quá khứ đầy tiếc nuối ấy do dự rất lâu anh mới nhấn vào hình đại điện đó nhưng lại phát hiện ra không có quyền truy cập xem dòng trạng thái của tư họa trong phút chốc hạ diên tiêu tối sầm mặt lại lần trước tới cảnh thành từ trong miệng kha giai vân có được điều bất ngờ sau khi anh quay về thì không nhắc tới nửa chữ em gái có hỏi cũng chỉ nói công việc rất bận không có thời gian vậy nên lúc này hạ vân tịch mới không chờ đợi được mà vội vàng chia sẻ với anh tin tức về tư họa tất nhiên anh sẽ không nói với hạ vân tịch người con gái tên tư họa đó chỉ trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một năm đã thay lòng đổi dạ rồi trái ngược với sự nhớ nhung mãi không quên của anh thật là nực cười mà hạ vân tịch cũng là vì vội vàng thay cho anh trai nhà mình hôm sinh nhật tư họa lần trước cơ hội tốt như vậy mà lại bị công việc làm lỡ mất bây giờ tư họa quay về rồi cô cũng rất muốn thử liên hệ xem sao tối nay đến tham dự party của một người bạn khắp nơi đều ồn ào hạ vân tịch cố tìm một góc nhỏ yên tĩnh chợt nghe thấy tiếng cãi nhau quý anh bây giờ danh tiếng của cô đã bốc mùi lắm rồi cô có biết không hả quý anh cái tên quen thuộc đã khơi dậy trí tò mò của hạ vân tịch cô từng bước tiến lại gần nghe thấy một giọng nói đang lên tiếng bốc mẻ cô lấy cái gì để so sánh với tôi là cô chỉ biết ăn chơi cờ bạc bằng sức lao động của bố cô hay là dựa vào thành tích do sao chép mà có được hạ vân tịch trợn tròn hai mắt cô nghe được ra giọng nói này là trương tịnh lúc còn đi học trương tịnh đã cầm đầu việc cô lập quý anh không biết tại sao một năm trước quý anh về nước lại dính với trương tịnh là một đôi chị em có phúc cùng hưởng có họa tự chịu bây giờ quý anh bởi vì sao chép mà danh tiếng lụi bại tất cả cả mọi người đều hận không thể xóa sạch quan hệ với cô quý anh không còn nơi nào để cầu cứu đành lôi một số chuyện không quan minh chính đại mà mình với trương tịnh cùng làm ra để uy hiếp hy vọng trương tịnh có thể làm cầu nối giúp cô ta đứng lên gây dựng lại từ đầu con người trương tịnh quả thật đầu óc không được nhanh nhạy, nhưng chiêu này dùng một lần hai lần còn được, chứ nhiều hơn thì cô ta không chịu nổi, thà rằng trở mặt luôn với nhau. Giọng nói của quý anh vẫn nhỏ nhẹ yếu ớt như vậy, gần như là không nghe rõ. Ngôn từ của trương tịnh lại có tính công kích mạnh, từng từ từng chữ chói bên tai, về sau cô đừng tới tìm tôi nữa. Cẩn thận chọc cho tôi điên tôi sẽ trực tiếp nói cho Hạ Diên Tiêu biết sinh nhật năm ngoái của Tư Họa chính là cô và bố cô thông đồng với nhau để lừa anh ta đi làm cho tư họa hiểu nhầm ép tư họa phải bỏ đi vốn muốn giấu kín chuyện này là do bản thân cô ta cũng nhúng tay vào nhưng nếu như quý anh thật sự không biết điều giữ lấy mặt mũi của mình thì cô ta cũng chẳng ngại làm to chuyện dù sao thì người bị khinh bỉ cũng là quý anh cho dù cô ta có bị hạ diên tiêu ghét đi chăng nữa thì cũng vẫn là đại tiểu thương nhà họ trương không cô không được nói cho a diên biết đây là bộ mặt thật xấu xí của cô nếu như bị lật tẩy thì ngay cả lá bài cuối cùng cũng sẽ bị xé nát vụn quý anh chật vật trở lại nhà trọ cô đã uống rượu cả người nồng nặc mùi rượu bị rút khỏi cuộc thi bị đưa ra ngoài ánh sáng trong vòng nửa tháng ngắn ngủi cuộc sống của cô đã thay đổi nghiêng trời lệch đất hiện tại vô cùng hối hận nếu không phải vì cái lợi trước mắt muốn thắng trong cuộc thi trên chiếc du thuyền cô cũng không đến nước ép mình bắt chước thiết kế của người khác mạo hiểm dự thi từ ngày bị trục xuất khỏi du thuyền tiền đồ của cô trở nên mờ mịt mà người đánh bại cô lại là tình địch lớn nhất của cô tập đoàn hạ thị sa thải cô với lý do danh dự cá nhân của cô làm ảnh hưởng tới công ty còn bắt cô bồi thường tiền vi phạm hợp đồng hạ phu nhân muốn mượn chuyện này ép cô đến đường cùng cô không thể không tìm đến hạ diên tiêu xin anh ra mặt giúp mình một tay ngày đó ở nơi này cô vứt bỏ cả lòng tự trọng cởi hết quần áo đứng trước mặt hạ diên tiêu muốn nhận được sự thương hại của anh nhưng người đàn ông đó lại không động đậy ánh mắt né tránh không cần từ khi cô trở lại dung thành tuy rằng hạ diên tiêu không tiếp nhận nhưng vẫn dung túng cho những việc làm của cô nhưng lần này liên quan đến tư họa cho nên giận cá chém thớt với cô quý anh biết từ khi còn là một thiếu niên hạ diên tiêu đã hoàn toàn khác với đám tần tục bọn họ so với dục vọng của cơ thể anh nghiêng về tình cảm cá nhân hơn vì vậy cô đã thử đủ mọi cách giả vờ tỏ ra yếu đuối khóc lóc thảm thiết cuối cùng mới được hạ diên tiêu mở miệng đồng ý sẽ giúp cô giải quyết khoản tiền vi phạm khổng lồ sau đó cô lợi dụng những việc đã làm trước đây để ép trương tịnh giúp mình làm cầu nối nhưng cô đã quên mối quan hệ trong vòng tròn này đang xen chằng chịt lẫn nhau một khi bị người có tâm phát tán muốn giấu cũng không được tối hôm nay trương tịnh đưa cho cô địa chỉ để cô đi tới buổi tiệc rượu đó còn kết quả thì tùy vào khả năng của mình tuy rằng trương tịnh ngu xuẩn nhưng những người cô ta tiếp xúc đều là con nhà gia thế giàu có cho nên cô tỉ mỉ trang điểm muốn mượn cơ hội này trở lại cái vòng sung sướng đó một lần nữa. Nhưng những người đàn ông kia căn bản, căn bản là bọn cặn bã bị sắc đẹp làm mờ mắt, từ lúc vào cửa đã liếc mắt nhìn cô chầm chầm, sau đó lại động tay động chân, cô thực sự muốn kiếm cớ rời đi, lại bị họ cưỡng ép giữ lại, thật sự không nhìn được mà lật mặt. Cho nên trong lúc cô đang tranh cãi cùng Trương Tịnh ở hành lang, lần này thật sự không nhìn được nữa, suýt chút nữa khiến cho Trương Tịnh cá chết lưới rách, rầm 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 đột nhiên có tiếng động từ ngoài cửa truyền đến quý anh nhìn qua mắt mèo thấy rõ người đó vờ như không có ở trong người ở bên ngoài liền chửi ầm lên bố mày biết mày ở đây mau mở cửa cho bố mày quý anh tựa lưng vào cửa cả người dần dần co lại bên tai không ngừng truyền đến tiếng đập cửa lộn xộn cô thống khổ túng tóc những tiếng mắng chửi bên ngoài không ngừng truyền vào còn không mở cửa ông đây trực tiếp đập đập đi ông đập đi xem thử ông đập nhanh hơn hay cảnh sát đến nhanh hơn quý anh đột nhiên đứng lên hét ra ngoài bên ngoài chợt yên tĩnh lại chẳng biết bao lâu trôi qua quý anh lén nhìn từ mắt mèo ra ngoài không thấy một ai cô mới mở cửa muốn tự kiểm tra khóa cửa của mình một chút nhưng trong nháy mắt khi cánh cửa được mở ra có một lực lượng từ bên ngoài xông vào đẩy cô đập vào bên cạnh cánh cửa con nhãi chết tiệt đã trễ bảy tám ngày rồi rốt cuộc thì bao giờ mày mới đưa tiền cho tao bố của cô quý kiến hào căn bản không rời đi mà đang chờ cô xuất hiện tôi không có tiền vẻ mặt quý anh lạnh lùng mày đi ra nước ngoài tự do tự tại nhiều năm như vậy ông đây phải ngồi xổm ở cục cảnh sát ăn cơm tù chỉ tiền mày đòi một chút tiền thôi cũng lề mề quý kiến hào xoa xoa tay còn không giao tiền coi chừng tao phát tán chuyện của mày ra ngoài cô ngắt lời ông đi đi dù sao bây giờ danh tiếng của tôi cũng mất hết rồi tình yêu không có sự nghiệp càng không còn cái gì mà tôi phải gìn giữ quý trọng nữa chứ quý kiến hào là kẻ vô lại không có học thức ngoại trừ lúc cầm tiền đi uống rượu đánh bạc hoàn toàn không nói đạo lý dù cho quý anh nói không có tiền ông cũng sẽ không tin quý anh không cho ông tự lục lọi trong nhà quý anh tiến lên ngăn cản quý kiến hào tung ra một nắm đấm đẩy cô ngã sổng xoài mày không cho ông đây tự mình tìm trên bàn có một quả táo quý kiến hào thuận tay cầm lên cắn một miếng âm thanh nhai nuốt thô lỗ khuếch đại bên tài quý anh ngón tay của cô cào lên mặt đất không biết đâu, à ha ha đi tới bước này đã không còn lối để quay về hạ diên tiêu vì tư họa mà trong lòng nảy sinh khúc mắt với cô trương tịnh cũng không còn kiên nhẫn hiện tại cô ở đấy rốt cuộc là còn lại những gì kết cục cũng chỉ là không ngừng bị chà đạp tôn nghiêm và nhục mạ danh dự bị người đàn ông vô trách nhiệm kia hút máu vắt kiệt toàn bộ mọi giá trị có thể lợi dụng trên người cô vì sao vì sao cô lại sinh ra trong một gia đình như vậy, vì sao lại bắt cô chịu đựng một người bố lưu manh như vậy. Quý anh hung hăng đấm lên một chiếc gối trên ghế salon, cô tự như phát điên, quăng chiếc gối đến bàn trà, một con dao gọt hoa quả rơi trên mặt đất, cô cúi người, ngón tay run rẩy nhặt con dao kia lên. Sau khi tư họa dọn vào tiểu khu, công việc cũng dần dần đi vào quỹ đạo. Cuối tuần nghỉ phép, ngôn tuyển thật sự nói được làm được, đưa cô ra ngoài thả lỏng. Nơi hôm nay muốn đến là... Mật thất. Đây là hạng mục cô tự chọn, những trò trước đây chơi đều tương đối yên tĩnh, ngày đó lướt vòng bạn bè thấy lúc ngôn hy chơi mật thất kích thích thú vị đến thế nào, gợi lên cho cô hồi ức tiếc núi. Đại học vốn là giai đoạn học tập có nhiều thời gian rảnh rỗi nhất, khi đó cô vội vàng kiếm tiền, rất ít tham gia các hoạt động tập thể. Nhưng có một khoảng thời gian bọn Kha Giai Vân rất thích đi chơi mật thất, cô lại không thể đi cùng vì thời gian và thị lực. Trong mật thất tối tăm mờ mịt, rất bất lợi đối với người mắc bệnh quán gà như cô nhưng con người luôn tò mò về những điều chưa tiếp xúc thử, cô muốn chơi, nhưng lại không thể chơi, sợ sau khi đi vào trong hai mắt cô sẽ tối đen. Tư họa yên lặng bấm like dưới bài đăng đó, kết quả không lâu sau đã bị anh bạn thân ngôn tuyển phát hiện, hỏi cô có muốn đi hay không. Bọn họ nói ở trong mật thất đều khá tối, em đi vào chỉ sợ cũng không thể nào giải mật mã, như vậy sẽ kéo dài thời gian bình thường của trò chơi này, cô chỉ có thể bày tỏ sự tiếc nuối sâu sắc. Anh sẽ cố gắng hết sức tìm, nói xong câu này, ngôn tuyển đưa cho cô một vài chủ đề chủ đề này thế nào năm cảnh nghe nói ánh sáng chỉ hơi tối lúc đầu thôi về sau rất sáng trải nghiệm sẽ tốt hơn một chủ đề có bốn năm cảnh ánh sáng sáng một chút sẽ giảm bớt cảm giác sợ hãi nghiêng về giải mã nhiều hơn tóm lại tư họa đã bị thuyết phục sáu người bắt đầu trừ cô ra ngôn tuyển còn rủ thêm một người bạn ngôn hi cũng mời một cặp tình nhân tới đây bọn họ lần lượt xuất phát từ chỗ ở của mình tới đây thời gian đến cũng không giống nhau. Ngôn tuyển lái xe chở Ngôn Hy tới đón cô, ba người họ tới nơi trước. Ngôn Hy cúi đầu gửi tin nhắn cho đôi tình nhân mà mình mời, Ngôn tuyển đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. Chị Tư Họa, em nghe anh trai nói rồi, chị bị chứng quán gà nên có thể sẽ hơi bất tiện. Lát nữa chị cứ đi theo anh trai em đi, anh ấy dũng cảm, sẽ bảo vệ chị. Ừm, biết rồi, đột nhiên có cảm giác được em gái nhỏ quan tâm chiếu cố, khá là lạ đấy. Hai người mới nói được vài câu, một người đàn ông trẻ tuổi nhuộm tóc vàng đi tới ngôn hi ngay lập tức vẫy tay anh bùi vực thì ra người đàn ông tóc vàng này chính là bạn của ngôn tuyển tên bùi vực ngôn hi chủ động nhận lấy nhiệm vụ của anh trai giới thiệu hai người với nhau trước anh bùi vực em giới thiệu cho anh một chút đây là chị tư họa mà em vẫn kể cho anh bùi vực chăm chú nhìn tư họa tư họa không thích ánh mắt như vậy có chút không được tự nhiên xin chào trên mặt mang theo nụ cười tươi sau khi chào hỏi thì cô né tránh tầm nhìn sang chỗ khác, tư họa cầm cốc nước ấm khẽ nhấp một ngùm. Bùi vực đứng thẳng lưng, nụ cười để lộ ra tám chiếc răng trắng tinh chỉnh tề, giọng nói mạnh mẽ vang lên, chào chị dâu. Phục khụ, tư họa chưa kịp chuẩn bị đã bị sặc nước ở cổ họng, liên tục ho khan. Đây không phải lần đầu tiên, lần nào lần nấy cũng bị gọi đến mức vô cùng thẳng thừng, mà bản thân cô cũng phản ứng kịch liệt hơn. Trên người cô có cái gì? mà cứ gặp bạn thân của ngôn tuyển là trở thành chị dâu theo định luật bất quy tắc vậy đúng lúc nhân viên trong cửa hàng đưa tới một cốc nước vốn là định đưa cho bùi vực mới đến thấy tư họa ho quá kịch liệt bùi vực tiện tay nhận lấy đưa tới chị dâu uống nước đi khụ 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 cơn tức vừa mới trở lại bình thường lại một lần nữa bốc lên cuối cùng ngôn tuyển quay về kịp lúc giúp cô vỗ lưng tư họa sờ cổ họng nói không nên lời xảy ra chuyện gì vậy ngôn tuyển lần lượt nhìn ba người Ngôn Hy lặng lẽ quay đầu ngồi ở một bên, hơi hé mắt, trốn tránh hiện thực. Đúng là cô thường nhắc tới tư họa, chỉ là cô ấy thường nói với người ngoài, đó là chị dâu tương lai. Rõ ràng cô ấy đã nói còn đang theo đuổi, ai biết được bùi vực vừa đến liền trực tiếp gọi như vậy chứ. Không, không có việc gì, vừa uống nước không cẩn thận bị sặc lên cổ họng, bùi vực đang muốn mở miệng, tư họa nhanh chóng giơ tay lên ngăn cản, mặc kệ đôi tai đang nóng lên của mình. Cô thật sự rất sợ giọng điệu kinh người của bùi vực, đến lúc đó nhất định là xấu hổ gấp đôi năm phút trước khi mật thất bắt đầu đôi tình nhân kia rốt cuộc cũng tới sáu người theo nhân viên công tác đi đến cửa mật thất bùi vực đi đầu ngôn hi đi thứ hai đôi tình nhân ở giữa tư họa cùng ngôn tuyển đứng ở phía sau nhân viên công tác giải thích các vấn đề an toàn sau đó cho bọn họ ký tên cuối cùng đưa cho người dẫn đầu một bộ đàm bây giờ xin mời sáu người chơi đeo bịt mắt tiến vào mật thất tư họa chưa từng chơi mật thất vốn đã không nhìn thấy gì lần này thật sự là tối đen, những lời này cũng chỉ giấu ở trong lòng không nói ra miệng. Trước khi đeo bịt mắt, cô quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở phía sau, tầm mắt từ trên khuôn mặt dời xuống đôi bàn tay rộng lớn, bây giờ có muốn nắm tay không, anh cố ý hạ thấp giọng, chỉ hai người mới có thể nghe thấy, tư họa trực tiếp đeo bịt mắt lên, dựa theo ký ức nắm lấy tay anh, trái tim rung lên một nhịp, bàn tay này, nắm nhiều lần đã trở thành thói quen. Đi theo đội trưởng tiến về phía trước, Bước vào mật thất nghe được tiếng đóng cửa, bọn họ lập tức gỡ bịt mắt xuống. Căn phòng mờ mịt, cũng không phải là tối đen, mắt thường cũng có thể thấy, chỉ có tư họa tương đối khó khăn. Nhưng cũng may, cô còn có ngôn tuyển. Quả nhiên tôi không nhìn thấy, tư họa không khỏi cảm thán. Tôi ở đây, ngôn tuyển cố ý một tay nắm một tay buông, bàn tay ấm áp bao bọc một bàn tay mềm mại mịn màng khác, nhấn mạnh cảm giác tồn tại của mình. Anh dùng một tay thì giải mật mã kiểu gì, manh mối trong mật thất cần phải quan sát tìm kiếm một tay sợ là không tiện tư họa đề nghị tôi đứng tại chỗ chờ mọi người anh đi tìm manh mối trước đi ngôn tuyển không chịu buông tay lôi kéo cô đi quanh căn phòng đồng thời cũng quan sát tìm kiếm manh mối vốn dĩ là tôi dẫn em đi chơi nếu như có thêm một tay tìm đồ vật mới có thể giải mã có lẽ tôi cũng không cần tham gia nữa bởi vì hai người ngôn hi và bùi vực hứng thú bừng bừng lật tung tất cả những thứ có thể lật được trong phòng ra một lần manh mối được hai người bọn họ tìm thấy, phối hợp với tư duy linh hoạt của ngôn tuyển, cửa thứ nhất vượt qua rất nhanh, cuối cùng cũng tiến vào căn phòng sáng sủa, tư hòa thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu tìm kiếm chìa khóa cho cánh cửa mật thất thứ hai, có thể phát huy bình thường, tư Họa trầm mê giải mật mã, còn không đợi hai cao thủ phá hủy lục lọi xong, cạch một tiếng. Tư họa đã mở được cánh cửa mật mã, chị Tư họa thật thông minh, ngôn hy lập tức phục sát đất, căn phòng thứ ba và thứ tư có thể thấy rõ ràng, Năng lực hành động và năng lực trí tuệ đồng thời online, giải mật mã vô cùng thuận lợi, cho đến khi tiến vào căn phòng cuối cùng, tư họa bất lực, bởi vì xung quanh lại trở lên tối tăm. Có mấy vị cao thủ ở đây, cô gái nhỏ trong đôi tình nhân nhỏ kia dường như đã buông bỏ, nhàn nhã đứng ở một bên đợi thắng lợi. Bỗng nhiên, cửa sổ sau lưng cô bị mở ra từ bên ngoài, cô gái vô thức quay đầu lại, một cái mặt quỷ hiện lên trước cửa sổ. Cô gái bị dọa sợ đột nhiên lùi về sau không kịp đề phòng đụng ngã tư họa. Mặc dù nắm tay ngôn tuyển, nhưng trọng tâm không ổn định, cả người tư họa ngã về phía trước, trán đập vào cạnh bàn cứng chắc. Hòa hòa, dưới tình huống cấp bách, ngôn tuyển ông lấy cô, bùi vực, mở bộ đàm bảo bọn họ bật đèn, ngôn tuyển trước giờ luôn bình tĩnh hiếm khi lại để lộ tâm tình ra ngoài, đột nhiên nâng cao giọng mang theo vẻ nghiêm nghị. Nhân viên giám sát mở đèn trong phòng lên, những người khác đều vây lại. Ngôn tuyển gỡ bàn tay đang che trên trán của cô ra, xung quanh không có miệng vết thương, thoáng thở phào nhẹ nhõm, cũng may không có chảy máu, bây giờ em cảm thấy thế nào, có hơi đau hình như còn có chút choáng váng, không đứng vững, có muốn để bọn họ tới mở cửa không, biết tình huống không thích hợp, bùi vực dơ bộ đầm lên, chỉ cần ngôn tuyển mở miệng anh sẽ lập tức gọi người, nhưng quan trọng nhất vẫn là xem tình trạng của tư họa, cô nhẹ nhàng lắc lắc tay của ngôn tuyển, tôi muốn hoàn thành mật thất này. Đã đến được căn phòng cuối cùng, cô không muốn vì vậy mà đánh gãy cuộc vui của mọi người đây cũng là lần đầu tiên cô hoàn thành trải nghiệm mật thất có thể sau này sẽ không đến nữa ngôn tuyển mím môi đặt những thứ vừa mới tìm được vào vị trí chính xác theo yêu cầu cánh cửa cảm ứng lập tức mở ra mọi người lại nhìn thấy ánh sáng cô gái vừa bị dọa liên tục xin lỗi không ai trách móc cô ấy ngôn tuyển tự trách mình kỳ thực vừa rồi chỉ thiếu một bước cuối cùng anh thế nhưng lại không thể bảo vệ được người con gái bên cạnh mình sau khi ra ngoài Tất cả mọi người đều không cảm nhận được niềm vui chiến thắng, bởi vì cái trán của tư họa có thay đổi rõ rệt, nơi bị đụng trúng đỏ lên, cũng sưng lên một cục. Ngôn tuyển không muốn chờ đợi thêm nữa, lấy túi sách của tư họa ra khỏi tủ đựng đồ, chúng ta đi bệnh viện kiểm tra. Tới hiệu thuốc mua thuốc sát trùng một chút là được rồi, tư họa muốn sờ lên trán nhưng lại không dám chạm vào, ngón tay khẽ dò xét ở xung quanh nơi bị thương. Kiểm tra một chút vẫn tốt hơn, nghe lời, vết sưng trên trán không lớn không nhỏ, ngôn tuyển nhìn thấy, trái tim đều rỉ máu tư họa không thấy được vết sưng trên trán mình nhưng cô cảm nhận được sự đau đớn cũng nghe theo sắp xếp của ngôn tuyển lúc hai người đang chào tạm biệt bùi vực tích cực hăng hái đòi đi theo gần đây có một bệnh viện em đi với hai người em cũng đi ngôn hi cũng đứng lên cứ như vậy khiến cô tình nhân nhỏ làm tư họa bị thương càng xấu hổ chúng tôi cũng ngôn tuyển không vui nhàn nhạt quét mắt nhìn đám người bọn họ tỏ rõ thái độ có tôi ở đây là đủ rồi tiểu ngôn hy hoàn toàn không dám phản bác chỉ có thể chờ bọn họ đi rồi bàn bạc với bùi vực bệnh viện gần đây là bệnh viện đông y sao hình như chị thư mịch làm ở đó phải không hai chúng ta lặng lẽ đi theo bùi vực đưa ra kiến nghị em không đi anh trai cùng chị dâu tương lai đi bồi dưỡng tình cảm em đi xem náo nhiệt làm cái gì ngôn hy lột vỏ kẹo ra bỏ một viên vào miệng cắt đuôi được đám người kia ngôn tuyển một mình đưa tư họa đến bệnh viện làm kiểm tra mỗi lần quay đầu nhìn vết thương trên trán của cô ngôn tuyển đều nhíu mày ánh mắt tràn đầy vẻ đau lòng tôi xin lỗi cũng không phải anh làm tôi bị thương xin lỗi gì chứ tư họa cố tỏ ra thoải mái không nói thêm một chữ đau nào vào bệnh viện trước tiên phải xếp hàng đăng ký một nữ bác sĩ mặc áo trắng đứng ở bên cạnh quan sát một hồi đi tới trước mặt ngôn tuyển a tuyển nữ bác sĩ trẻ tuổi dường như là người quen của ngôn tuyển giọng nói tràn đầy vẻ vui mừng vừa nhìn đã cảm thấy quen quen, hóa ra đúng là anh. Thư mịch, hai người nhìn nhau, ngôn tuyển cũng nhận ra đối phương, gật đầu ra hiệu. Tư họa mím môi, trong đầu nhanh chóng hiện lên một đoạn phân tích, ngôn tuyển xưng hô bằng tên đầy đủ chứ không phải là họ, không phải là quan hệ cấp trên cấp dưới, rất có khả năng là quan hệ bạn bè. Cô bình tĩnh, quay đầu quan sát nữ bác sĩ trước mặt. Nữ bác sĩ có dáng người cao gầy, làn da trắng nõn, trên mặt nở nụ cười, dáng vẻ điềm tĩnh ôn hòa, khuôn mặt khí chất thiên về hướng cổ điển bộ đồ trắng sạch sẽ gọn gàng càng khiến cho cô ấy trở nên xinh đẹp thoát tục không hề có tính công kích mang theo khuôn mặt nhu nhược và cả nụ cười nhẹ tự nhiên này thoạt nhìn hình như là cùng một loại người với ngôn tuyển chỉ ngắn mũi vài chục giây đồng hồ toàn bộ lực chú ý của tư họa đều rơi vào người vị nữ bác sĩ kia cho đến khi ngôn tuyển quay đầu lại gọi tên cô họa họa có mang theo thẻ căn cước không tư họa vội vàng cúi đầu che giấu ánh mắt đang quan sát của mình có, phía trước chỉ còn lại một người xếp hàng, tư họa lấy thẻ căn cước từ sau ốp điện thoại di động ra. Ngôn tuyển lui về phía sau một chút, để cô đứng ở phía trước, thuận tiện đăng ký. Lúc này nữ bác sĩ mới để ý đến bên cạnh anh còn có người khác, cô ấy nhìn tư họa, đây là, bạn của tôi, hồi nãy chơi trò chơi không cẩn thận bị đụng trúng, dẫn cô ấy qua đây kiểm tra xem sao, ngôn tuyển đứng sau lưng tư họa, cơ thể hai người dựa sát vào nhau. Thư mịch quay người lại quan sát tư họa, ánh mắt tập trung vào nơi sưng lên trên trán cô trông có vẻ nghiêm trọng cần phải chú ý chút tư họa khe khẽ nhếch môi lễ phép nhưng cũng xa lạ ngôn tuyển không giới thiệu thân phận của hai người họ đều không phải là người có tính cách nhiệt tình chủ động không cố tình làm quen với đối phương trong lúc nói chuyện tư họa đã đứng ở đằng trước đưa chứng minh vào để lấy số xếp hàng nhân viên y tế rất nhanh đã xử lý xong thông tin xin lỗi lần có cơ hội sẽ nói chuyện sau hiện tại không phải là thời gian thích hợp để giới thiệu cho nhau ngôn tuyển không tiếp tục nói chuyện với người quen nữa ánh mắt của thư mịch rơi vào tờ giấy đợi số trong tay tư họa ở trên ghi khoa ngoại thần kinh trong lòng lập tức rõ ràng chưa từng tới bệnh viện này tư họa không biết rõ phương hướng nghe thấy ngôn tuyển hỏi bạn là bác sĩ khoa ngoại thần kinh đi hướng nào vậy đi theo em đúng lúc em phải đi qua bên đó thư mịch thu lại thần thái âm thanh nhẹ nhàng dịu dàng nhưng không phải nói với cô tay nắm chặt lấy chứng minh với tờ giấy mỏng đợi số tư họa không cất tiếng khẽ bặm môi cảm ơn cô nghe ngôn tuyển nói cảm ơn với người khác định im lặng rời khỏi để chỗ cho hai người để họ tiện nói chuyện cũ đang tính quay người bàn tay trái lọt vào một lòng bàn tay ấm áp tư họa cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay khác nhau rõ rệt trái tim đột nhiên đập mạnh độ to nhỏ của bàn tay người đàn ông và người con gái khác nhau so sánh với cô ngón tay của ngôn tuyển thon dài hơn khớp xương cứng cáp đến nhiệt độ gần như cũng nóng hơn đi thôi, biểu hiện của ngôn tuyển rất tự nhiên, động tác nắm tay cũng rất tự nhiên. Đây không phải là phòng kín, cô có thể thấy được, theo lẽ mà nói, không nên nắm tay nữa. Nhưng cô lại không buông ra, thư mịch dẫn đường cho họ, đi ở phía trước ít nhiều cũng phải nói hai ba câu, quay đầu nhìn thấy hai người nắm tay nhau, cô ấy hơi nhíu mày lại. Ngôn tuyển cũng giới thiệu với họ là bạn, nhưng giữa hai người, có thể thấy được sự thân mật. Trước cửa thang máy, nhiều người đi lại trong bệnh viện, thời gian đợi cũng lâu hơn. Tư họa cho rằng với cái thói quen đối nhân xử thế của ngôn tuyển, có lẽ sẽ nói chuyện với thư mịch, nhưng người này lại đứng bên cạnh, ánh mắt nhìn xuống trán của cô, bây giờ có đỡ hơn không? Không sao, đừng lo lắng quá, chỉ là đụng sưng một tí thôi mà, chắc là cần một khoảng thời gian nữa mới khỏi hoàn toàn, may mà không chảy máu, không cần lo lắng sẽ để lại sẹo trên mặt. Đối với người con gái thích cái đẹp mà nói, đây được tính là trong cái rủi có cái may rồi, kiểm tra một chút sẽ tốt hơn, không muốn hù dọa tư họa, anh không nói lúc trước bản thân từng gặp một người tráng bị đập tới mức có vết thương, tưởng chừng như không sao, cuối cùng dẫn tới mắt sưng to, phải trị liệu rất lâu mới khỏi. Bỏ tiền ra để mua lại sự an tâm cũng là tốt. Hồi nãy phần lớn sự chú ý đều rơi vào người tư họa, bây giờ mới giới thiệu hai người cho nhau biết, thư mịch đội mũ không tiện, họ chỉ gật đầu tỏ ý. Thang máy cuối cùng dừng lại ở tầng họ đứng, ba người đi vào trong. Đằng sau liên tục có người đi vào, một đứa nhóc ngẩng đầu nhìn tư họa, nhìn thấy trán cô sưng một cục, chỉ vào mặt cô cười ha hả. Không có người con gái nào không chú ý ngoại hình dung nhan của mình, tư họa liền lấy tay che lại. Đột nhiên được người khác ôm vào lòng, trán của cô vẫn giữ khoảng cách với lòng ngực của anh, cánh tay ngôn tuyển đưa lên vừa đúng giúp cô che lại. Không gian thang máy chật hẹp, cánh tay của người đàn ông ôm lấy lưng cô, cách một cái áo cũng cảm nhận được xúc cảm kỳ diệu. Lông mi giật giật, tư họa cúi đầu xuống, trong chốc lát cô đã quên đi sự đau đớn của vết thương hôm nay ngôn tuyển rất khác thường, vô tình đụng trúng trong phòng mật thất tối đen, chắc là anh rất lo lắng. Thấy tư thế thân mật của hai người, Thư Mịch đứng trong góc, thân hình có hơi cứng nhắc, tuổi tác của cô ấy và ngôn tuyển gần bằng nhau, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, lợi ích gia tộc dính líu tới nhau, là đồng loại trong cái giới của họ. Cái người đàn ông tao nhã ôn nhu nhưng lại vĩnh viễn khó tiếp xúc, từng rất ung dung tự tại đi khắp thế giới, rất khó mới chịu ở lại cảnh thành nhưng bên cạnh lại dẫn theo một người phụ nữ xa lạ khác. Tư họa này xuất hiện khi nào? Tại sao cô ấy không có chút tin tức gì hết, hai người đã thân mật đến vậy rồi sao? Thư mịch nhẹ nhàng nghiêng đầu, ánh mắt tránh né, âm thầm cắn răng, không nói chuyện. Khi thang máy đến lầu chỉ định, theo thứ tự lần lượt đi ra khỏi thang máy. Ngôn tuyển quay đầu nói lời cảm ơn, lần này tư họa cũng nói theo, cảm ơn bác sĩ Thư, không cần khách sáo, cô là bạn của A tuyển đương nhiên cũng là bạn của tôi, lời này thể hiện quan hệ thân mật, không biết là vô tình hay cố ý. Ngôn tuyển dẫn tư họa đi kiểm tra, thư mịch đương nhiên không còn lý do ở lại đây nữa, cô ấy còn phải đi làm việc, chỉ đành nói lời tạm biệt với ngôn tuyển. Thật ra cho đến bây giờ, tin tức mà tư họa nghe được cũng không nhiều, chỉ biết ngôn tuyển và thư mịch là bạn cũ. Còn về phần quan hệ sâu đậm thân thiết đến đâu, cô không biết, ngôn tuyển cũng không có đề cập. Sau khi khám và kiểm tra, bác sĩ kê một ít thuốc giảm viêm, nói không có chuyện gì to tác cả. Tiếp theo chỉ cần đến quầy nộp phí nhận thuốc, tư họa cũng thả lỏng hơi hẳn sau khi biết kết quả kiểm tra, nhất thời cảm thấy cảm giác đau đớn cũng đã giảm đi rất nhiều, tôi đã nói là không sao rồi mà, không có chuyện gì là tốt nhất, ngôn tuyển cũng không dài dòng, thuận theo lời cô nói, chắc chắn cô sẽ vui vẻ hơn. Ngày trong tuần, cô tiếp tục quay về công ty làm việc, để che đi vết sưng trên trán, duy trì mỹ cảm, tư họa đã cắt ngắn vài cọng tóc làm thành một cái mái mỏng trước trán vừa đủ để che đi vết sưng không nhìn kỹ sẽ không phát hiện tư họa theo tôi vào đây một lát chị annie đi qua ngón tay gõ gõ mặt bàn nhắc nhở cô nhận được lệnh tư họa tắt màn hình máy tính đi buông chuột đứng dậy đi theo annie vào phòng làm việc em vào công ty làm cũng hơn nửa tháng rồi khoảng thời gian này cảm thấy thế nào annie ngồi trên ghế làm việc tư thế có hơi thông thả trông không nghiêm túc lắm Môi trường làm việc thoải mái, đồng nghiệp cũng rất thân thiện. Dưới sự giúp đỡ của mọi người, em học được rất nhiều kiến thức, tư hòa cười và bổ sung trọng điểm, đặc biệt cảm ơn sự quan tâm của chị Annie. Annie khá là thưởng thức người mới này. Không cần bàn đến năng lực cá nhân cô lấy được giải nhất trong cuộc thi thiết kế có thể chứng minh năng lực sáng tạo của cô, nhưng mà làm việc bình thường có sự khác biệt rất lớn với sự sáng tạo tùy ý, cần phải có một khoảng thời gian để quen biết và rèn luyện thêm. Annie gật đầu tỏ vẻ hài lòng, cây bút trong tay để lên bàn, ngẩng đầu nói, bây giờ tôi có một công việc, nếu em làm được, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho em trong việc phát triển trong ngành thiết kế trong tương lai. Tư họa không hiểu lắm, Annie kêu cô đến cạnh máy tính, tỉ mỉ giao nhiệm vụ cần phải hoàn thành lần này. Tư họa khẽ hé môi, cuối cùng chỉ gật gật đầu, vậy mà lại phái cô đi thiết kế trang phục cho đại minh tinh mà thiên ngu đang cố hết sức nâng lên. Nếu thành phẩm thiết kế của cô được chấp nhận, Ngồi sau đó sẽ mặc nó để lên sân khấu nhận thưởng, đến lúc đó, danh tiếng của cô sẽ được đề cao rất nhiều. "Chị Annie, em có thể hỏi chút là vì sao lại là em thế? Em quên rồi à? Em vốn dĩ là giải nhất do chính công ty chúng ta chọn ra." Lời nói Annie nửa thật nửa giả, nhưng ít nhất vô hại với Tư Họa. Theo tin tức ngầm, ông chủ của họ bỏ ra cái giá cực lớn tổ chức cuộc thi đấu không phải để mưu lợi cho công ty, mà là để lấy lòng người trong lòng. Đương nhiên, lời này không nói được cũng không thể truyền ra ngoài rõ ràng. Tư Họa Tăng làm về nhà liền thu thập tin tức liên quan đến ngôi sao đó, cũng nó qua hình ảnh của các bộ lễ phục mà cô ấy mặc mỗi khi lên sân khấu cũng như trong các trường hợp khác nhau. Cô phát hiện, ngôi sao này đúng thật là nhan sắc đẹp thân hình tốt, khả năng tạo dáng rất cao, phong cách nào cũng có thể hâu được. Giá trị con người và danh tiếng như vậy không thiếu hàng hiệu thiết kế riêng, nhưng lại chỉ đích danh muốn cô thử, hoặc là do cuộc đua du thuyền nên hứng thú nhất thời hoặc là do đại minh tinh rất kén chọn cô xem qua rất nhiều đánh giá trên mạng tính cách của cô minh tinh này khá là độc đáo tính cách cô đơn lạnh lùng kén chọn nhưng người ta có nhan sắc kỹ năng diễn phim cũng có sau lưng còn có chỗ dựa hoàn toàn có tư bản để kiêu ngạo công việc của cô tuy chỉ là thiết kế trang phục cho khách hàng nhưng quá trình tiếp xúc với khách hàng cũng là một môn học tư liệu trên mạng nhiều như vậy cô luôn nhớ nhiều chút tiện cho việc giao lưu tin tức trên mạng rất nhiều tư họa chuẩn bị hết ba ngày mới đi chào hỏi vì là đối phương chủ động yêu cầu tư họa liên hệ trợ lý của vị mình tin ấy rất thuận lợi đồng thời cũng hẹn sẵn thời gian địa điểm qua điện thoại hôm ấy tư họa chọn một chiếc váy dài khác ngày thường nhưng cũng rất lịch sự phối cùng một chiếc áo khoác không mặc quá nghiêm túc như trong công ty nhà thiết kế tư mời cô đi theo tôi chưa từng tiếp xúc với ngôi sao nổi tiếng tư họa có hơi hồi hộp nhưng không lo sợ đi theo trợ lý vào biệt thự Tư họa âm thầm đánh giá xung quanh, nhưng không thể hiện ra sự hứng thú thái quá. Đi qua sảnh lớn, đi vào vườn hoa bằng một cánh cửa khác, đối phương biểu thị bảo cô đi vào một mình. Tư họa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một bóng dáng yếu điệu, cô từ từ bước về phía trước, cuối cùng cũng gặp được đại minh tinh. Tư họa dừng lại tại chỗ, đợi một lúc. Người đó hình như không nhìn thấy cô, cô bèn chào hỏi một cách thăm dò, xin chào, tôi là nhà thiết kế của thiên ngu, tư họa nghe thấy giọng nói người phụ nữ đang đứng cho cá ăn bên hồ quay người lại dung nhan kiều mị khiến cho tư họa là giới nữ cũng phải kinh ngạc mấy ngày nay cô có xem qua rất nhiều hình ảnh về vị đại minh tinh này có thuần khiết có lạnh lùng chỉ cần trang điểm và trang phục thích hợp ngũ quan của cô hoàn toàn có thể tạo ra những phong cách khác nhau mà đại minh tinh hôm nay trang điểm hệ màu đào người thật còn kinh diễm hơn những tấm hình và video trên mạng nếu như trang phục mà bản thân thiết kế có thể mặc trên một người xinh đẹp tinh tế như thế cho dù không phải lên sân khấu nhận thưởng cô cũng rất thỏa mãn để thiết kế ra trang phục vừa ý với khách hàng tư họa liền triển khai bước tiếp theo thảo luận với khách hàng gần như ở trong biệt thự cả một ngày rời khỏi biệt thự tư họa hít thở được không khí tươi mát lại nặng nề thở dài một hơi đây thực sự không phải là nhiệm vụ chỉ cần đo đo đạt đạt hỏi hỏi vài câu là hoàn thành được đâu buổi chiều tư họa về đến tiểu khu chưa ăn cơm đã bắt tay vào việc vẽ vời. Sau khi trời tối, cô đứng dậy vương vai, đột nhiên cảm thấy thân thể không ổn lắm. Sau khi vào nhà vệ sinh, Tư Họa liền cầm chìa khóa ra khỏi nhà, cô phải đi siêu thị mua ít đồ dùng vệ sinh, sẵn tiện ăn cơm dưới nhà, lười động tay vào quá. Về đến tiểu khu đã 9 giờ tối, sắp tới tháng 11, thời tiết xe lạnh, giờ này hầu như không còn ai đi dạo trong tiểu khu nữa. Tư Họa đi ở phía trước, đằng sau có người đi theo cô vào chung tòa nhà nghĩ rằng do trùng hợp gặp được người ở cùng một lầu tư họa không để tâm lắm khoảng thời gian tiếp theo cô vừa làm việc vừa dùng phần lớn tinh lực để thiết kế trang phục riêng của đại minh tinh thời gian tan làm của cô khá cố định ngoại trừ liên lạc tụ tập với đồng nghiệp ra hầu như cứ tầm 6 giờ là về đến nhà sau hai tuần tư họa cảm thấy có chút kỳ lạ dạo này luôn cảm thấy có người đi theo mình ý thức an toàn cá nhân của cô cũng gọi là cao trong túi sách luôn để sẵn những vật dụng phòng thân, cô còn đặc biệt kiểm tra lại camera trước cửa, cũng không thấy người lạ. Vừa mới vào tiểu khu, Tư Họa đã nhận được điện thoại xuyên quốc gia của ngôn tuyển, cô trả lời đối phương, sắp đến nhà rồi. Hôm nay có hơi trễ, giọng nói của ngôn tuyển truyền ra từ trong điện thoại, có chút khác so với lúc nói chuyện trực tiếp, nhưng vẫn trầm ấm và dịu dàng như cũ, khiến cho người khác cảm thấy nghe anh nói chuyện là một sự hưởng thụ. Đi ăn cơm với đồng nghiệp, anh không biết bộ phận bọn tôi có một người rất thích tổ chức các cuộc hội nhóm mọi người đều đi thì tôi cũng đi thôi cô vừa mới vào công ty hơn một tháng tham gia nhiều hoạt động tập thể mới nhanh chóng hòa nhập được biết nhưng lúc ăn chung cố gắng đừng uống quá nhiều rượu một là vì sự an toàn của bản thân hai là ngôn tuyển thấy qua dáng vẻ hồn nhiên quyến rũ của cô càng không muốn người khác thấy tôi không uống rượu ở bên ngoài đâu tư họa phản bác rất mạnh mẽ Giọng nói kèm theo giọng điều truyền vào tai của người đàn ông ở đầu máy bên kia, nghe có vẻ hờn dỗi, anh không khỏi bật cười, "Mai mốt về nhà trễ thì gọi cho tôi, gọi cho anh làm gì chứ?" cô cố ý hỏi, đôi môi mỉm cười. "Gọi điện thoại cho tôi đón em về nhà," giọng nói của người đàn ông mang theo tiếng cười. "Nói thì hay lắm, anh xem xem bản thân đang ở đâu, khoảng thời gian trước Ngôn Tuyển đi chơi với cô, lãng phí không ít thời gian, hai tuần này lại bắt đầu bận rộn trở lại." Bây giờ còn phải đi công tác ở nước ngoài, gọi về cũng phải tính thời gian lệch múi giờ. Cho dù tôi không ở đây, cũng có thể sắp xếp người khác đến đón em, dù sao vẫn an toàn hơn, ngôn tuyển tự nhiên nói tiếp, hiển nhiên sớm có dự định. Anh chỉ lo mình trực tiếp sắp xếp sẽ khiến cho tư hòa phản cảm, nên mới thả chậm tiết tấu. Ông chủ ngôn anh còn trẻ như vậy mà đã thành người bố già lo lắng hết mực rồi dù là bố ruột của cô, bây giờ cũng thực hiện chế độ nuôi thả với cô. Hửm có lẽ tôi không sinh nổi một đứa con lớn như vậy đâu ngôn tuyển vậy mà anh lại thực sự muốn chiếm tiện nghi của tôi nha ở bên ngoài cố ý hạ nhỏ giọng nhưng vẫn tưởng tượng được hai má của cô phình lên lúc nói câu này có thể thời gian rất ngắn nhưng nhất định rất dễ thương thật muốn ngày mai có thể làm xong việc để về nhà quá ý nghĩ này xuất hiện trong đầu ngôn tuyển quay đầu nhìn lướt qua đống văn kiện kế bên máy tính lắc lắc đầu thậm chí không dám hỏi trực tiếp tư họa có nhớ anh hay không từ tiểu khu đến trước cửa thang máy, Tư Họa đã cố ý đi chậm hơn bình thường rất nhiều, nhưng điện thoại cuối cùng cũng phải cúp, tôi sắp vào thang máy rồi, không có tín hiệu, cúp trước đây, từng về đến nhà nghỉ ngơi sớm nhé, có thể giữ liên lạc, anh đã rất thỏa mãn rồi, biết rồi, anh cũng à không, bên anh trời vẫn còn sáng, xém quên, bây giờ cô và ngôn tuyển đang bị lệch múi giờ, dù là vậy, ngôn tiên sinh đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ vẫn rất dịu dàng nói với người trong điện thoại, chúc ngủ ngon thang máy dừng ở tầng cô ở, tư họa đưa tay vào túi sách lấy chìa khóa, lỡ làm rơi thẻ vào công ty. Cô cúi người lượm lên, đột nhiên phát hiện, đằng sau mình có một bóng đen đang từ từ tiến gần tới, nghĩ đến những suy đoán gần đây, chung cảnh giác trong tư họa đột nhiên vang lên, giả vờ nhặt lấy thẻ công ty để vào túi sách, sờ vào chai xịt cây bên trong, bóng đen càng ngày càng gần, nhịp tim tư họa đập rất nhanh. Sợ thấy nút ấn của chai xịt cây liền quay người xịt vào đằng sau, người đàn ông ấy che mắt lại, Tư họa muốn nhân cơ hội đó chạy thoát, nhưng lại bị người đó túm lấy cánh tay. Buông tôi ra, đồ biến thái, tư họa sợ hãi giơ cao túi sách đập vào người gã, cái túi da chắc chắn loạn xạ đập vào người, lực sát thương không hề nhỏ. Bình thường trông có vẻ nhu nhược, lúc gặp nguy hiểm hành động cực mạnh mẽ. Người đàn ông nhất thời không thể mở mắt ra, thấy cô phản kháng quyết liệt, liền cắn răng tự báo thân phận, tư họa, là anh, nghe thấy giọng nói đó, tư họa đột nhiên dừng phản kháng nhìn người ấy một cách đầy bất ngờ hạ diên tiêu nửa tháng trước nửa đêm hạ diên tiêu nhận được một cuộc điện thoại từ bệnh viện quý anh tự sát trên chiếc dao gọt trái cây đầy những vết máu đỏ tươi nếu không phải lúc đó quý kiến hạo ở bên cạnh nói không chừng cô ấy sẽ chết vì mất máu quá nhiều nhận được tin tức này nội tâm hạ diên tiêu bị chấn động sâu sắc suy nghĩ duy nhất chính là hy vọng quý anh vẫn còn sống cho dù giờ đây là quan hệ gì đi chăng nữa những hiểu lầm trong nhiều năm xuất phát từ một phía hay hai phía của bọn họ, cho dù quý anh đã làm sai, anh ta vẫn như xưa, từ tận đáy lòng hy vọng quý anh có thể sống tốt. Lần trước trả tiền bồi thường thiệt hại, mặc dù anh ta vì tư hòa nên mới cố ý ngó lơ quý anh mấy ngày, nhưng trên thực tế ngay từ đầu đã không có ý định ép quý anh bồi thường. Anh ta chỉ là muốn vạch rõ giới hạn, tại sao chỉ trong nháy mắt hiện thực tràn ngập máu lại nói cho anh biết, quý anh tự sát, số mệnh do trời định. Hạ Diên Tiêu không thể nào không quan tâm tới Quý Anh, người không dễ dàng gì mới nhặt lại cái mạng ở Quỷ Môn Quan về. Anh ta thay Quý Anh thanh toán viện phí, mời nhân viên chăm sóc cao cấp tới, thế nhưng thứ duy nhất Quý Anh cần vẫn chỉ là anh ta. Nhìn thấy Quý Anh nằm trên giường với trạng thái yếu ớt và sắc mặt nhợt nhạt, tự như chút hy vọng cuối cùng trong giây phút kề cận cái chết, cuối cùng Hạ Diên Tiêu vẫn không thể nào nhẫn tâm buông tay rời đi. Ngoài công việc ra, anh ta đến bệnh viện vài chuyến, mỗi lần đến phòng bệnh quý anh đều vui mừng không xiết. Anh ta nhìn thấy sự trông mong và đợi chờ trong mắt của quý anh, cũng giống như người đó, người đã từng âm thầm ở bên cạnh anh ta, cô gái ấy nhẫn nhịn chịu khó đợi chờ anh ta xử lý xong công việc rồi mới đến gặp mình. Nhìn quý anh, Hạ Diên tiêu lại một lần nữa thất thần, anh ta nhớ về một người thông qua một người khác, đến bản thân cũng cảm thấy vô sĩ vô cùng, nhưng anh ta không thể nào khống chế được nội tâm. Sau khi tư họa đi, trái tim anh ta như treo lơ lửng trên không trung, không thể nào quay trở về mặt đất một cách chắc chắn. A à Diên, anh có thể đến thăm em, em thật sự cảm thấy rất vui, quý anh của bây giờ tự như một tờ giấy mỏng manh, không cẩn thận vô ý sẽ bị xé rách. Hạ Diên Tiêu không đáp lời, cũng không lời mặn lời nhạt mà từ chối. Anh ta nghĩ, ít nhất trước hết phải để cơ thể của quý anh phục dưỡng tốt. Kết quả là chỉ một tuần sau khi quý anh nhập viện, gần trước ngày ra viện một hôm, quý Kiến Hào không quan tâm đến cơ thể bệnh tật của con gái đuổi đến tận phòng bệnh ở bệnh viện để đòi tiền. Khi biết được chuyện này, Hạ Diên Tiêu phái hai vệ sĩ đến cưỡng chế đưa Quý Kiến Hào đi, Quý Anh, nếu như em đồng ý, anh có thể giúp đỡ em lần cuối cùng. Nghe nói ngày Quý Anh được đưa vào viện, trong nhà đã bị Quý Kiến Hào lục lọi, có thể thấy hành vi của ông ta thật đáng khinh bỉ. Bất kể là cải tạo như thế nào đi nữa đều là thành phần bại hoại gây hại cho xã hội, nhà tù mới là nơi thuộc về bọn cặn bạ ấy. Quý Anh mở to đôi mắt, thần sắc trạng rỡ, đợi chờ hạ diên tiêu ra tay giúp đỡ kéo cô ta ra khỏi vũng bùn lầy sâu thẳm nhưng đến cuối cùng thứ hạ diên tiêu làm chỉ là tạm thời diệt trừ lũ quỷ giữ hút máu người ở xung quanh cô ta vẫn để lại cô ta ở trong bóng tối đáng sợ hạ diên tiêu lại một lần nữa tống quý kiến hào vào tù bất luận quý kiến hào nói gì đi chăng nữa anh ta đều chẳng thèm quan tâm do đó anh ta đã bỏ lỡ sự thật của một năm trước hạ diên tiêu mang tin tức này đến bệnh viện quý anh ngồi trên giường bệnh ông mặt khóc rất lâu sau mới bình tĩnh lại cảm ơn anh a diên loại bỏ được một gánh nặng chỉ biết hút máu cuộc sống sau này của cô ta sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhìn sắc mặt xanh xao của quý anh trong lòng hạ diên tiêu thầm thở dài một tiếng ngày mai anh sẽ không đến nữa sau khi về nhà nghỉ ngơi cho tốt đi quý anh kinh ngạc ngẩng đầu lên giọt nước mắt to bằng hạt đậu đột nhiên rơi xuống đôi mắt khóc đến đỏ hoe sưng hút đầy chua xót suýt chút nữa bổ nhào lên người của hạ diên tiêu a diên không làm người yêu được lẽ nào đến bạn bè cũng không thể ư, điều bộ này không phải là hành động mà bạn bè nên có. Biết được cô ta vẫn chưa bỏ đi ý định, Hạ Diên Tiêu dứt khoát đẩy tay cô ta ra, quý anh, tự trọng, tự trọng, ha ha, quý anh nhìn chầm chầm vào đôi tay trống rỗng, ánh mắt thê lương vô cùng, đánh mất anh, đến mạng em cũng không cần nữa, quý anh, con người đều cần phải học cách nhìn về phía trước, bọn họ đã định trước không thể trở lại như lúc trước. Cùng lúc đó, Hạ Vân Tịch phát hiện ra manh mối, điều tra một chút biết được anh trai và quý anh hình như lại thân thiết, trở lại, cô ấy phút chốc tức giận đến mức không thể làm gì được, bà nội, quý anh đó thật là xảo trá chết đi được, khụ, khụ khụ, bà lão ho khan, trên gương mặt nhăn nheo hằng lên đầy những vết thăng trầm của cuộc đời, đã thay đổi rất nhiều so với một năm trước. Một năm trở lại đây cơ thể đã bắt đầu ngày càng yếu ớt, gần đây thường hay ho khan, có lúc còn bị ngất xỉu, không bao lâu lại tỉnh lại, bà nội, bà đừng tức giận hạ vân tịch nhẹ nhàng vỗ lưng bà lão bà lão nhẹ nhàng xua xua tay có chút không đành lòng không thể không thể để người phụ nữ đó bước vào cửa của nhà họ hạ người phụ nữ nhiều tâm cơ không thể giữ lại ở bên cạnh cháu nội bà nội bà yên tâm cháu nhất định không để quý anh đạt được ý đồ mấy ngày trước cô ấy liên lạc với tư họa qua uy Sinh. ngạc nhiên là tư họa đã trả lời cô ấy hai người giống như những người bạn đã xa cách lâu ngày có tin nhắn đối phương sẽ trả lời nhưng không thể nào thoải mái tâm sự như lúc trước anh hai vẫn chưa hành động cô ấy muốn để lại cơ hội thể hiện lời xin lỗi cho anh trai thế nên lúc trò chuyện cô ấy cố ý tránh nhắc đến chuyện chia tay còn có thể tiếp tục trò chuyện tiếp được ai mà biết được rằng lần trước điện thoại thông báo cho anh trai liên lạc với tư họa lại không có hồi đáp kết quả lại là do quý anh ngấm ngầm dở trò để ngăn chặn người con gái tâm cơ đó trèo lên người anh mình cô ấy đích thân đến bệnh viện đối chứng với quý anh vạch trần tại chỗ trò lừa đảo mà quý anh đã dựng lên một năm trước anh anh có biết năm ngoái hòa hòa vì sao lại rời đi không chính là bởi vì quý anh cô ta đã hợp tác với người bố ham mê bài bạc để dở trò muốn lợi dụng điều đó để giành được thiện cảm của anh rồi lừa dối anh về quá khứ của cô ta để anh và hòa hòa hiểu lầm mà chia tay nếu không phải là do cô ta phá rối sao hòa hòa có thể đau khổ đến mức một mình chạy trốn chứ khi sự thật được vạch trần quý anh một mực không thừa nhận nhưng nhắc đến quý kiến hào Cô ta đã không còn phản bác lại, Quý Kiến Hào là người có tính cách như thế nào, ai cho ông ta lợi ích ông ta sẽ nghe lời, bán rẻ con gái chỉ là chuyện trong phút chốc. Năm ngoái khi cô ta vừa về nước chưa được bao lâu, rất xui xẻo bị Quý Kiến Hào quấy rầy. Quý Kiến Hào muốn moi tiền ở chỗ cô, lúc đó cô ta đã nảy ra một kế hoạch, lợi dụng điều bộ yếu đuối để khơi dậy ham muốn bảo vệ của Hạ Diên Tiêu, giống như khi xưa. Hạ Diên Tiêu từng tận mắt chứng kiến cảnh Quý Kiến Hào ngược đãi cô, ấn tượng rất sâu sắc quý anh đúng là đang đánh cược cược rằng anh ta nhận được tin nhắn cầu cứu sẽ mau chóng đến cứu người sự thật chứng minh cô ta cược thắng rồi đáng tiếc hạ diên tiêu sẽ không bao giờ quay đầu sau khi biết được sự thật hạ diên tiêu mới biết được rằng mình đã đánh mất nhiều như thế nào cho dù tư họa đã thực sự ở bên cạnh người khác anh ta cũng nhất định phải tìm được cô giải thích những chuyện của trước đây thế nên anh ta tận dụng thời gian trong mấy ngày tập trung xử lý hết các công việc sau đó vội vàng đến cảnh thành hành tung của tư họa bây giờ không khó để tìm chỉ cần anh ta có lòng muốn tìm rất nhanh đã có được manh mối anh ta biết được tư họa đang ở trong tiểu khu này thế nên cả ngày hôm nay vẫn luôn ông cây đợi thỏ đến khi tư họa xuất hiện không nghe rõ cô đang nói chuyện điện thoại cùng với ai hạ diên tiêu không muốn tùy tiện lao lên chỉ đành lẳng lặng giữ khoảng cách theo dõi tư họa đến trước cửa thang máy mới tắt điện thoại thế nên sau khi anh ta nhìn thấy tư họa đi vào thang máy rồi anh ta dùng thang máy khác bên cạnh lên lầu khoảng cách càng lúc càng gần, nhưng anh ta lại không biết phải mở miệng như thế nào. Vừa định lên tiếng, bất ngờ tư họa đột nhiên quay đầu hướng về phía anh ta phun một hồi, không thể mở mắt, anh ta đưa tay ra kéo lấy cô, là sợ rằng cô sẽ giống như lần trước chạy trốn đến bạc vô âm tính, nhưng lại bị cô vừa đánh vừa đấm, chửi bới đến mức vuốt mặt không kịp. Tư họa bây giờ hoàn toàn khác với cô gái nhẹ nhàng không khéo trong ấn tượng của anh ta. Mấy phút sau, tư họa không thể không đưa hạ diên tiêu đến toilet, để anh ta tự dùng vòi nước để rửa sạch những thứ bẩn trên mặt và mắt cực kỳ khó chịu thời thiếu niên cho cho hạ diên tiêu từng đánh nhau với người ta đến chảy máu trước giờ chưa từng bị thương bởi bình xịt hơi cay món đồ này là đại diện cho cái gì anh ta cũng đâu phải là người có ý đồ xấu khó khăn lắm mới có thể mở mắt để nhìn mọi thứ hạ diên tiêu quan sát môi trường xung quanh nhà vệ sinh nhỏ trước bồn rửa tay đặt một ít đồ dùng đều là đồ sử dụng cá nhân không có dấu hiệu chung sống với đàn ông. Nghĩ đến đây, anh ta đã có thêm hiểu biết về hoàn cảnh hiện tại của Tư Họa. Tư Họa không có bạn trai, có thể cô gái Kha Giai Vân đó ngay từ đầu đã lừa gạt anh ta. Cốc cốc, chưa được bao lâu, Tư Họa đến gõ cửa, thúc giục mau mở cửa. Hạ Diên Tiêu không trả lời, trực tiếp đưa tay ra mở cửa toilet, Tư Họa bất cẩn ngã vào người anh ta, mắt của anh, không sao chứ, em đang quan tâm anh sao, trong mắt Hạ Diên Tiêu sự qua một tia vui mừng không phải khóe miệng của tư họa cong lên liếc mắt nhìn anh ta một cái cực kỳ hạn hán lời mắt mù rồi không đền nổi nếu không phải là thấy mắt của anh ta mở không ra đến cái ngưỡng cửa này cô cũng sẽ không để hạ diên tiêu bước vào một bước hạ diên tiêu nhất thời cảm thấy thất bại chuẩn bị rất lâu cuối cùng cũng thốt ra tên của cô họa họa anh đến đây để làm gì khuôn mặt tư họa mang theo sự phòng bị kéo dài khoảng cách trong ánh mắt đã không còn dịu dàng và ngọt ngào như lúc trước sự lạnh lùng cùng với ánh mắt nghi hoặc đó khiến cho toàn thân hạ diên tiêu khó chịu anh muốn nói chuyện đàng hoàng với em anh nói đi người cũng tìm đến cửa nhà rồi nếu như không để anh ta nói anh ta sẽ giữ mãi những lời đó trong lòng chắc chắn sẽ lại đến dây dưa tư họa muốn tận dụng cơ hội này để cắt đứt phiền phức hạ diên tiêu nghĩ rằng cô sẽ tiếp tục trốn chạy kết quả cô lại phản ứng thẳng thắn đến bất ngờ như vậy một năm trước vào ngày sinh nhật em anh xin lỗi ngày đó là sinh nhật của tư họa là ngày mà cô đơn phương tuyên bố chuyện chia tay anh ta vẫn luôn canh cánh chuyện đó trong lòng ngày đó em đi quá dứt khoát cũng không chịu đợi anh quay lại giải thích không cần thiết khi còn bị mê hoặc bởi những thứ hư vô cô có thể nghĩ đến những điểm tốt của hạ diên tiêu nhưng hiện tại khi sự thật đã được phơi bày cô không thể chịu nổi một phút một giây nào một người bạn trai luôn nghĩ đến người yêu cũ không xứng đáng với sự chân thành mà cô trao cho ban đầu là do anh xem nhẹ em nhưng thời gian suốt một năm nay khiến anh thẳng thắn nhìn rõ được trái tim mình. Ánh mắt của Hạ Diên Tiêu rơi xuống mặt của cô, ánh mắt cực kỳ tập trung, còn dụng tâm hơn mỗi lần nhìn cô lúc trước, họa họa, nếu như em có thể quay về với anh, lần này anh nhất định sẽ không khiến em phải thất vọng. Sau đó anh ta đổi vị trí của mình để mà suy xét, trước mặt người yêu hiện tại bày tỏ sự quan tâm của mình với người yêu cũ, ai cũng đều sẽ ghen. Trước đây cái mà anh ta thiếu, chính là cơ hội để giải thích. Trước khi đến cảnh thành, anh ta đã đặc biệt tìm đến chỗ của tần tục học được không ít những lời dỗ dành. Tư họa cắn chặt môi dưới, nhẫn nhịn sự thôi thúc quay mặt đi, khóe miệng nhếch lên nở một nụ cười giả tạo, cố gắng khống chế giọng điệu, hạ tiên sinh. Có thể mời anh ra ngoài này với tôi trước một chút được không? Cô đi ra phía ngoài cửa. Hạ Diên Tiêu vẫn chưa hiểu gì, vừa bước vừa đuổi theo. Tuy nhiên khi anh ta vừa đặt hai chân ra ngoài cửa, Tư Họa đã xoay người vào trong nhà, hai tay để sau lưng đóng cửa lại. Lần này, cô mới có thể nói thật theo trái tim mình, không biết giờ anh đang nghĩ gì, giữa tôi và anh sớm đã kết thúc rồi, những lời giải thích của anh tôi nghe thấy rồi, có tha thứ hay không là lựa chọn của tôi. Hạ Diên Tiêu, nếu anh thật sự cảm thấy có lỗi, thì đừng đến làm phiền cuộc sống hiện tại của tôi nữa. Ở bên kia cửa, Tư Hòa thở ra một hơi, với cả Giai Vân, anh cũng đừng đến đến làm phiền cô ấy nữa, Tư Hòa tôi đưa ra quyết định, trước giờ không hối hận sau này anh đừng đến nữa, thái độ của cô rất thẳng thắn, cũng rất quyết liệt, có thể cô sẽ đau lòng sẽ buồn tuổi, nhưng tuyệt đối sẽ không hối hận. Tư họa, mở cửa, sắc mặt của Hạ Diên Tiêu không được tốt lắm, anh ta chân thành xin lỗi, lại bị nhốt ở ngoài cửa. Cô gái đã từng rất hiểu chuyện này đã thay đổi đến mức mồm miệng lanh lợi, đối xử với anh ta thì chăm chọc khiêu khích, cho dù anh ta tràn đầy ấy nấy, nhưng cũng bị thái độ không chút lưu tình giữ lại mặt mũi của cô phá vỡ anh ta đưa tay lên gõ cửa trong đầu truyền đến âm thanh mỉa mai của tư họa hạ diên tiêu anh đường đường là tổng tài của hà thị có lẽ không đến mức sẽ không biết xấu hổ mà theo đuổi bạn gái cũ chứ đúng chứ tư họa em được lắm lòng ngực của anh ta có hơi nhấp nhô tích tụ ngọn lửa giận dữ cánh tay cứng đờ giữa không trung cuối cùng hạ diên tiêu cũng không gõ cửa nữa tư họa hiểu rõ anh ta biết nói những lời nào sẽ chọc đúng vào chỗ đau nhất của anh ta từ trong mắt mèo Tư họa nhìn theo bóng dáng đó, sau khi chắc chắn rằng Hạ Diên Tiêu đã rời đi, cô mới xoay người quay về phòng khách, lười biến dựa vào ghế sofa mềm mại, tư họa nhắm mắt lại, trò hề lúc nãy lại hiện ra trước mắt. Trong thời gian 10 phút ngắn ngủi đó, cô vậy mà lại mặt đối mặt trò chuyện về việc chia tay với Hạ Diên Tiêu, người đã cắt đứt liên lạc một năm nay. Nhưng trái tim của cô, đặt bàn tay lên ngực, cô cảm thấy tần suất nhịp tim vẫn y như bình thường, cô vẫn còn nhớ những đêm không tài nào ngủ được, nỗi sợ mất đi linh cảm, sự mơ hồ đối với tương lai. Những chuyện đã trải qua, cô nhớ rõ mồm một, nhưng tuyệt nhiên đã quên sạch sành sanh cảm giác lúc đó. Thậm chí cô còn không nhớ nổi một năm trước lúc chia tay, tâm trạng của cô bản thân đang che giấu những gì khi gõ ra tin nhắn, chia tay, kéo vali hành lý rời khỏi anh viên. Triệt để biến mất khỏi cuộc sống của Hạ Diên Tiêu, cô không quên đi quá khứ, chỉ là trong lòng đã thay đổi rồi, đúng không? Tư họa đang âm thầm tự hỏi trong lòng. Hai ngày sau đó, mỗi lần tư họa về nhà đều sẽ đặc biệt để ý đường đi vì sợ hạ diên tiêu sẽ đột ngột xuất hiện lần nữa suy nghĩ lại thì lại cảm thấy khả năng rất khó có thể xảy ra mặt tốt của hạ diên tiêu sẽ không học được cách bỏ qua lòng tự trọng để xin lỗi anh ta đã tìm cô hết lần này đến lần khác nhưng mỗi lần đều bỏ lỡ không phải bởi vì thật sự tìm không ra mà là do nội tâm anh ta mâu thuẫn không buông xuống được là thật không dụng tâm như vậy cũng là thật đối với hạ diên tiêu mà nói công việc bận rộn thể diện của đàn ông đều quan trọng hơn cô hôm nay hiếm khi ở lại công ty tăng ca khi về đến nhà trời đã tối đen tư họa lên lầu lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa hành lang vắng lặng truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhàng cô dừng động tác mở cửa lại quay người lại nhìn lại là một khuôn mặt xa lạ cô nhớ là đối diện tầng lầu này của cô ấy là một ông lão chứ không phải là một thanh niên trẻ tuổi có lẽ cô đã đi nhầm tầng tư họa im lặng không phát ra tiếng muốn đợi người đó rời đi nhưng lại thấy người đó đang trực tiếp đi về phía bên này vị tiểu thư này chúng ta lại gặp mặt rồi anh là tư họa hơi cau mày vô thức nắm chặt chìa khóa chúng ta thật là có duyên gặp qua nhau ở tiệm hoa không ngờ lại ở chung một khu chung cư tốc độ của người đàn ông rất chậm nhưng anh ta vẫn đang tiến về phía trước khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn lại sau lưng tư họa là cánh cửa đang đóng chặt tiệm hoa cô nhớ ra đúng là có gặp một người đàn ông có điều lúc đó cô ấy hoàn toàn không để ý tự nhiên sẽ không thể nhớ được hình dáng của người đàn ông đó thay đổi quần áo trên người không nhận ra là rất bình thường không đúng nếu như thật sự là bắt chuyện sao phải im lặng theo dõi cô cả đoạn đường hơn nữa vừa rồi cũng không đi cùng một thang máy thời gian chênh lệch không nhiều có nghĩa là người đàn ông này đã xác định được tầng lầu nơi cô sống từ lâu có lẽ cô nghĩ sai rồi hôm đó hạ diên tiêu quả thực có theo cô lên lầu nhưng dựa vào tính cách cao ngạo của anh ta có lẽ sẽ không làm chuyện như bám riết không buông Hạ Diên Tiêu làm gì có thời gian như vậy? Như vậy giác quan thứ sáu của một đoạn thời gian trước đó đến từ, nhìn thấy người đàn ông vẻ ngoài lịch thiệp trước mặt này, trong phút chốc Tư Hòa sẵn cả gai ốc. Xin chào, xin hỏi có việc gì sao? Tư Hòa cầm lấy chìa khóa bên ngoài túi da, giả vờ vô ý mở túi da, đưa tay sâu vào bên trong lục tiền bình xịt hơi cay. Trước khi rõ nguy hiểm hay không, cô không thể tùy ý để lộ quá nhiều cảm xúc. Tiểu thư xinh đẹp, không cần sợ hãi, tôi chỉ muốn kết bạn cùng cô mà thôi ánh mắt người người đàn ông gắn chặt lên tay cô hình như đã biết được ý đồ của cô tư họa cắn chặt răng không dám manh động khéo léo từ chối vị tiên sinh này hôm nay thời gian không còn sớm nữa người đàn ông đó dường như không nghe hiểu tiếng người ngẩng đầu nhìn lên máy cctv phía trên hành lang hai ngày nay máy cctv của tiểu khu cũng bị hỏng rồi một câu cảm thán như vậy dường như là cố ý nói cho tư họa nghe thông tin để lộ trong lời nói của người đàn ông này khiến cô kinh hồn bạc vía bất kể chuyện cctv là thật hay giả nếu thật sự gặp biến thái khoảng cách như vậy cô có cầu cứu ai cũng đến không kịp chỉ có thể nắm chắc vũ khí trong tay để đối phó đúng lúc này điện thoại trong túi reo lên tư họa nhanh chóng lấy điện thoại ra nhìn thấy tên người gọi đến lại càng vui mừng hơn lúc cô nghe điện thoại ánh mắt lướt nhìn người trước mặt một lượt cô mở miệng liền nói với người trong điện thoại anh sắp đến rồi sao ừm em đợi anh về nhà cô không tắt điện thoại cố ý cầm điện thoại ra xa như đang nói với người đàn ông là mặt kia thật ngại quá tiên sinh có thể mời anh đi trước được không một lát nữa là bạn trai tôi sẽ về đến nhà rồi nếu như nhìn thấy tôi đang đứng trước cửa nhà với người khác nhất định sẽ hiểu lầm ngừng lại nửa giây tư họa cố ý nhấn mạnh bạn trai tôi tính cách của anh ấy xấu lắm tất cả những lời nói khó hiểu đó của tư họa đều truyền tới tai ngôn tuyển em đang ở nhà à dạ em đang ở trước cửa nhà, tôi sẽ cho người qua đó ngay bây giờ, đừng sợ, bảo vệ mình cho tốt. Ngôn tuyển không dám tắt điện thoại, trực tiếp cướp điện thoại trong tay của trợ lý đi cùng, tìm số điện thoại của bùi vực, bây giờ dẫn người qua ngay khu chung cư 20, tôi sẽ gửi vị trí cụ thể cho cậu. Ngôn tuyển lời ít mà ý nhiều chỉ rõ trọng điểm rồi tắt cuộc gọi của bùi vực, sau đó lập tức gọi cho chủ nhà, liên hệ bảo vệ quản lý khu chung cư. Tư họa nắm chặt điện thoại, toát mồ hôi không dám tắt điện thoại cũng không dám mở cửa sợ mình không kịp trốn vào trong ngược lại sẽ tạo cơ hội cho kẻ xấu nhưng nếu như đối phương không tin thì cô phải làm sao đây hôm qua ngôn tuyển mới bay từ nước ngoài về không ngủ không nghỉ ngơi lập tức đổi chuyến bay tới một thành phố khác tranh thủ một lần lấy được dự án lúc đó anh còn cười nói trong điện thoại lần này bàn hợp đồng xong là sau đó có thể thả lỏng một thời gian rồi lúc ngôn tuyển gọi điện cho cô thì cô chưa về đến cổng khu chung cư cô thậm chí không có thời gian để hỏi những thứ khác. Thực tế, lúc nói những lời này tay cô đang rất run, nhấn mạnh giới tính, thân phận của người đang tới là muốn dọa cho người đàn ông lạ mặt kia bỏ đi. Nghe cô cố ý nhấn mạnh rằng người bạn trai có tính tình không tốt sắp về tới nhà, gã đàn ông đó bắt đầu do dự, ánh mắt nhìn lướt qua xung quanh, cuối cùng nhìn chầm chầm vào tư họa. Mái tóc dài thấp thoáng che mất hai bên sườn má, nhưng gã vẫn có thể nhìn trộm ngũ quan xinh đẹp của cô gái, đôi môi đỏ mềm mại, đôi mắt long lanh đen nhánh hàng lông mi công công như vẽ khác hoàn toàn so với khi gặp cô ở cửa hàng hoa vào tháng trước nhưng vẫn khiến người khác không thể nào quên không phải cô cho rằng tôi là người xấu đó chứ gã đàn ông nhe răng cười cô gái xinh đẹp à tôi thật lòng muốn kết bạn với cô sẽ không làm hại cô đâu bất luận những lời này là thật hay giả cô đều không tin một người đàn ông là mặt theo dõi đến tận cửa nhà tính nguy hiểm quá cao gã đàn ông tiến một bước về phía trước tư họa dựa lưng vào cửa không còn đường lui đúng lúc cô định lấy bình xịt cây ra liều một phen thì chợt nghe thấy âm thanh của thang máy vang lên gã đàn ông cảnh giác quay người chạy vụt vào hành lang tư họa dựa vào cửa sắt thở dốc nhân viên bảo vệ mặt đồng phục vội vàng chạy tới hỏi thăm tình hình một lúc lâu sau cô mới hoàn hồn lại sắp xếp lại dòng suy nghĩ giữ vững bình tĩnh camera của tầng này bị hỏng rồi sao cái này không thuộc quyền quản lý của chúng tôi nếu cần thì mời cô tới phòng giám sát an ninh kiểm tra, bảo vệ thành thật trả lời. Nghe vậy, tư họa nhíu mày, trong lòng lại bắt đầu nâng cao cảnh giác. Ngay cả người phụ trách quản lý bảo vệ khu chung cư cũng không biết tình hình camera ra sao, vậy tại sao người đàn ông đó lại biết rõ như vậy? Sau khi về phòng cô lập tức khóa trái cửa, sợ người kỳ quái kia lại xuất hiện lần nữa. Tư họa ngồi trước ghế sofa, mười ngón tay đang vào nhau, dùng sức đè nén xuống để xoa dịu cảm xúc bồn chồn không yên trong lòng tin tức nghe được từ miệng gã đàn ông kia quả thật đáng sợ bám theo tới tận cửa nhà camera còn cả ánh mắt cứ dính chặt lấy cơ thể cô đều khiến cô cảm thấy nguy hiểm lúc đó cô không nghĩ quá nhiều không dám manh động sợ kích động đến đối phương cũng may người đó chưa đến mức mất lý trí vẫn còn biết sợ nhưng mà hôm nay nhờ có ngôn tuyển giúp cô gọi người thì mới trốn thoát được ngày mai cô vẫn phải ra ngoài chẳng lẽ không về nhà nữa sao tư họa nhìn chăm chăm vào điện thoại trên bàn biết được cô đã bình an ngôn tuyển cũng vội vàng tắt điện thoại cô thử gọi lại cho anh điện thoại của ngôn tuyển đã không liên lạc được nữa thông báo đối phương đã tắt máy câu nói cuối cùng của anh là cái gì ấy nhỉ hình như là đợi anh về chưa đợi được ngôn tuyển thì đã được đón tiếp bùi vực và hai người anh em khác của anh ta bùi vực dẫn theo hai người tìm tới khu chung cư lúc gõ cửa tư họa giật mình kinh hãi cho đến khi nhìn rõ người tới là ai mới thở vào một tiếng cô mở cửa cho bùi vực vào nhà theo sau bùi vực còn có hai chàng thanh niên cô không quen biết chị dâu chị không sao chứ không sao lần trước giải thích không có tác dụng lúc này cô cũng chẳng còn tâm tư đâu mà đi phân biệt rõ mối quan hệ với bùi vực nữa anh ngôn bảo bọn em qua đây nói là phải bảo vệ chị anh ấy sẽ quay về nhanh thôi cảm ơn làm phiền mọi người rồi lúc đó cô thấp thoáng nghe thấy ngôn tuyển dùng một cái điện thoại khác để liên hệ với ai đó bùi vực là người anh tín nhiệm đáng tin bảo vệ khu chung cư ở gần nên tới rất nhanh cùng lúc thông báo hai lớp bảo vệ có điều ý của câu nói này nghĩa là ngôn tuyển sắp tới đây anh ấy về cảnh thành rồi sao tư họa lờ mờ đoán được đáp án à bùi vực vào mái tóc vàng trên đỉnh đầu anh ngôn chỉ bảo bọn em qua đây đợi đến lúc anh ấy về còn không nói gì khác nữa lúc đó thời gian gấp gáp không nói gì nhiều bùi vực chỉ nhớ mấy câu quan trọng nhất sau đó tư họa đưa nước uống tới cho ba người tới giúp đỡ cô cô thật sự rất ngại khi để nhiều người ở đây lãng phí thời gian như vậy, thế nhưng dù nói thế nào thì bùi vực cũng không chịu đi, kiên quyết phải đợi được ngôn tuyển trở về. Cô cũng không thể cưỡng ép đuổi những người đã tới giúp đỡ cô ra ngoài, chỉ có thể cùng nhau ngồi đợi ở phòng khách, vốn dĩ cũng không thân quen, bị người anh em kéo tới làm bảo vệ tạm thời cho một em gái xinh đẹp. Kết quả lại nghe thấy bùi vực gọi đối phương hai tiếng chị dâu, hai chàng thanh niên cũng không dám nói mấy lời thừa thải, đành dứt khoát ngồi ở sofa chơi game phản ứng đầu tiên của bùi vực là tham gia vào trận chiến cùng với hội anh em quay đầu lại nhìn thấy tư họa đang ngồi một bên rất cẩn trọng nhớ tới lời dặn dò của ngôn tuyển anh tự giác kéo chiếc ghế nhỏ lui qua bên kia chị dâu chị cứ mặc kệ bọn em đợi anh ngôn tới rồi bọn em sẽ đi ngay không sao đâu là tôi nên cảm ơn mọi người thật ra hiện giờ cũng đã an toàn rồi thời gian cũng đã muộn cậu và bạn cậu có thể quay về nghỉ ngơi sớm một chút bùi vực liên tục xua tay vậy không được chuyện đã hứa với anh em bạn bè thì nhất định phải làm đến cùng, làm người không thể nói mà không giữ lời, vậy được, mọi người cần gì thì cứ nói với tôi nhé, cô không cách nào thuyết phục được bùi vực. Nghe bùi vực nói, bọn họ nhỏ hơn ngôn tuyển 2-3 tuổi, cũng coi như là cùng tầm tuổi với cô, thế nhưng cô phát hiện bạn bè bên cạnh ngôn tuyển, không chỉ là anh em đáng tin cậy, hình như còn rất ngưỡng mộ sùng bái anh. Cậu với ngôn tuyển cũng là bạn bè lớn lên bên nhau từ nhỏ sao, cũng gần gần như vậy, giọng điệu của tư họa khi nói chuyện với người khác rất ôn hòa khiến cho người ta có một loại cảm giác vô cùng dễ chịu bùi vực rảnh rỗi không có việc gì bắt đầu kể lể. lúc nhỏ em khá là nghịch ngợm có một năm đi du lịch bên bờ biển em không ở yên trong phòng được nên lén lút chạy ra ngoài chơi chỉ biết cái loại đá to tướng ở bờ biển chứ lúc đó em muốn chạy lên để phơi nắng cuối cùng là nằm trên đó ngủ quên mất tỉnh dậy thì phát hiện thủy triều lên rồi không còn đường quay về lúc trèo lên thì mực nước biển cạn, sau đó triều cường lên, nước biển làm ngập mất con đường đá. Lúc đó vẫn còn nhỏ cũng không biết là nước sâu bao nhiêu, anh không dám đi xuống, hòn đá to bị nước biển bao quanh giống như một hòn đảo nhỏ cô độc, tách anh khỏi bãi cát bên bờ, cho đến tận tối cũng không ai phát hiện ra sự tồn tại của anh. Lúc đó em bị dọa cho chết khiếp, bùi vực khoa trương tái hiện lại vẻ mặt đáng sợ, vốn dĩ bình thường là một cậu bé bất cẩn lại ham chơi, bị ngã chảy máu cũng không sợ đâu. Kết quả lại ngồi trên tảng đá khóc đến kinh thiên động địa. Cuối cùng là Ngôn Tuyển dẫn theo người tìm thấy anh. Lúc được cứu thì chân đã mềm nhũn, đứng không vững, trực tiếp quỳ sụp xuống trước mặt Ngôn Tuyển. Khi đó anh cảm động đến mức hét to hai tiếng Đại ca. Trong não chỉ còn lưu lại cảnh tượng kết nghĩa huynh đệ trong phim truyền hình. Chuyện này là sai lầm ngu xuẩn nhất mà anh phạm phải từ khi sinh ra, đến bây giờ vẫn còn nhớ như in. Nghe Bùi Vực kể, Tư Hòa cũng hiểu được không ít chuyện có liên quan đến Ngôn Tuyển lúc còn nhỏ. Anh trưởng thành sớm hơn so với đám bạn cùng tuổi, từ nhỏ EQ đã rất cao, lúc những đứa trẻ khác bị phụ huynh dạy dỗ thì anh đã ôm đủ các loại giải thưởng, đã đứng trên bục cao nhận lời khen ngợi. Hai người anh một câu tôi một câu, nói với nhau không ít chuyện. Đến cuối cùng, bùi vực vẫn gia nhập vào đội ngũ chơi game, còn mời Tư Hòa chơi cùng nữa. Tư Hòa khéo léo từ chối, một mình ngồi ở trong góc lướt xem điện thoại. Tâm trạng hiện giờ không thể nào dùng ngôn từ để diễn tả cô vẫn luôn đến thời gian cũng chẳng có tâm tư đi làm việc khác đành yên lặng ngồi ở đó chờ đợi tiếng chuông báo rạng sáng không giờ vang lên bùi vực đang đợi người đã quen thức khuya vẫn ở trong phòng khách lập đội chém chém dết dết chơi đến quên trời quên đất ngay cả mình đang ở chỗ nào cũng quên bằng sạch cho đến khi người kia quay về tư họa là người đầu tiên nghe thấy tiếng chuông cửa bùi vực vẫn còn chưa kịp phản ứng thì tư họa đã giành chạy ra cửa trước người đó không đem theo hành lý cả người mệt mỏi vượt qua hai thành phố chỉ vì muốn nhanh chóng quay trở về bên cô ngôn tuyển cô hét lên tên của người đó ánh mắt tràn đầy chua xót người đàn ông bước nhanh về phía trước nhẹ nhàng ông lấy cô cúi đầu nói khẽ bên tai giọng nói ấm áp vô cùng đừng sợ tôi về rồi anh sẽ bảo vệ cô chính chủ đã quay về bùi vực liếc mắt qua bên cạnh ê ê hai tiếng gọi hội anh em của của mình thu dọn chiến trận rồi nhanh chóng biến mất trước mắt hai người họ trong nhà chỉ còn lại cô và ngôn tuyển biết rõ là hiện giờ cô đã không còn nguy hiểm nhưng ngôn tuyển vẫn vội vã quay về người cũng đã về đến nhà cô cũng không muốn tạt nước lạnh nữa chỉ là lo lắng công việc của anh thì phải làm sao không sao những thứ đó chỉ là chuyện nhỏ thôi công việc lợi ích làm sao có thể so sánh với sự an toàn của cô chứ tiếp sau đó ngôn tuyển hỏi rất nhiều đến vấn đề an toàn tư họa kể rõ ngọn ngành những khoảng thời gian đáng nghi cho anh Lúc bắt đầu tôi còn tưởng là mình bị ảo giác, cho đến khi người đó xuất hiện, gã ta nói cũng sống ở trong khu chung cư này, tôi không chắc lời đó là thật hay là giả, nhưng gã còn nói camera trên tầng của tôi ở vừa mới bị hỏng xong, hoặc là để cố ý dọa tôi, hoặc là người đó đã từng xem qua camera giám sát của khu chung cư. Chuyện này tôi sẽ điều tra tiếp, ngôn tuyển sớm đã có tính toán, cho dù chưa xảy ra nguy hiểm, anh cũng nhất định phải đề phòng trước. Trao đổi xong chuyện này thì cũng đã sắp 2 giờ sáng, đêm đen tĩnh lặng bọn họ cũng nên nghỉ ngơi rồi hay là đêm nay anh nghỉ ngơi ở đây chút đi bây giờ đi về lại phải vòng đi vòng lại tư họa đơn thuần chỉ mời anh ở lại tạm một đêm một mình em ở đây có sợ không ngôn tuyển hỏi ngược lại cô cô lặng lẽ mím môi đôi mắt đen lấy nhìn ngôn tuyển chăm chú anh hiểu rõ lòng cô vương tay vuốt mái tóc đen mềm mại vỗ về nói đừng sợ có tôi ở đây hai má hơi phồng lên tư họa gật đầu thuận theo không bài xích động tác thân mật này khóe mắt anh mang theo ý cười em về phòng nghỉ ngơi đi tôi ở ngoài này có việc gì thì gọi tôi vậy làm sao được làm sao có thể để anh ngủ bên ngoài vốn là vì cô nên mới tới đây cô làm sao dám để ngôn tuyển phải chịu thêm khổ sở nữa nhưng tôi không thể để em ngủ bên ngoài được ngôn tuyển nói tư họa lắc đầu tôi cũng không ngủ bên ngoài hử ngôn tuyển nhướng mày ánh mắt đầy thâm ý vượt qua người cô nhìn về phía phòng ngủ phía sau lưng không không phải anh đừng hiểu lầm ý thức được hàm nghĩa khác của câu nói đó, tư họa vội vàng xua tay, lắp bắp giải thích, có, có phòng cho khách, cô sống một mình ở đây nhưng cũng quét dọn phòng rất sạch sẽ, phòng cho khách rất gọn gàng, ngăn nắp, nhưng nói thế nào nhỉ, có chút hơi sạch sẽ quá mức, cô vừa mới chuyển vào đây sống không lâu, mặc dù trong phòng đầy đủ, giường cũng có dư, nhưng mùa đông cần có chăn bông, mà cô thì lại không chuẩn bị sẵn, ngôn tuyển khẽ cười, trêu chọc nói, Xem ra tôi phải ngủ giác giường không rồi tư họa đỡ trán thở dài cái đệm mà chủ nhà để lại là đồ cũ cô vẫn chưa kịp thay cái mới hôm nay ngay cả ga trải giường và chăn đắp cũng không có bảo người ta phải ngủ ở phòng cho khách thế nào đây giờ phải làm sao đây cô gõ đầu vô cùng phiền não thời gian đã muộn ngôn tuyển cũng không trêu cô nữa thu lại nụ cười trên mặt đến nhà tôi đi ở đây tạm thời không thể nào có đủ hai cái giường mà không thể để tư họa ở lại một mình nên cách giải quyết tốt nhất là đổi địa điểm khác nửa đêm canh ba tư họa đi theo một người khác giới đến nhà anh ngủ chuyện này nếu là trước đây thì ngay cả nghĩ cô cũng sẽ không nghĩ tới ngày hôm sau ngôn tuyển đích thân tới tận công ty đón cô việc điều tra gã đàn ông lạ mặt tối hôm qua đã có kết quả gã ta tên là tưởng minh khải là nhân viên của phòng giám sát an ninh của khu chung cư tưởng minh khải bình thường ăn mặc rất lịch sự người không quen biết nhìn thấy gã e là sẽ bị vẽ ngoài mê hoặc mà tưởng rằng đối phương là một người hiền lành thông qua điều tra mới phát hiện, tưởng Minh Khai thật ra bị mắc chứng thị dâm. Trên tường trong căn phòng trọ mà gã ở dán đầy hình ảnh các bộ phận của phụ nữ, máy tính trong nhà cũng lưu giữ các đoạn video mà gã lén quay lại khi phát sinh quan hệ với phụ nữ, cực kỳ bẩn thỉu. Trong một đống trăm nghìn bức ảnh đó, ngôn tuyển nhìn thấy hình của tư họa trên đầu giường. Là hình mới nhất mà tưởng Minh Khải chụp lại, mùa đông trang phục dày, nên không có những bức ảnh khiếm nhã. Nhưng vậy cũng đủ để chứng minh, Tư họa là đối tượng bị gã nhìn trúng gần đây. Sau khi cảnh sát nhận được vật chứng lập tức trực tiếp thông báo bắt tưởng Minh Khải, đồng thời hỏi ra được một số chuyện sai trái mà tưởng Minh Khải đã từng gây ra. Những cô gái có phát sinh quan hệ với gã đa phần đều có ngoại hình bình thường. Bình thường tưởng Minh Khải sẽ không dây vào những cô gái có vẻ ngoài lòng lẫy chói mắt, bởi vì những kiểu người đó không dễ khống chế. Ham muốn tư họa là một ngoại lệ. Vốn dĩ khi ở cửa hàng hoa chỉ muốn tùy tiện tiếp cận một chút, thấy đối phương lạnh nhạt cũng không định tiếp tục nữa nhưng ai biết được trong lúc làm việc lại nhìn thấy tư họa gã cảm thấy đây là duyên phận mà ông trời ban cho âm thầm quan sát một thời gian thì phát hiện tư họa sống một mình thế là gã không kìm được mà xuất hiện gan tưởng minh khải không lớn chỉ là nội tâm cực kỳ hèn hạ những cô gái có phát sinh quan hệ trước đây đều do gã dùng hành vi ngôn từ để lừa gạt gã không dám dùng biện pháp mạnh lúc đó gã thật sự không kìm được nữa muốn tiếp cận với tư họa, nhìn thấy khắp người cô đều có phòng bị, cộng thêm khi đó có người xuất hiện nên gã mới hoảng loạn chạy trốn. Kết quả lần này bị người ta đào tận gốc, trốc tận rễ, đọc xong tư liệu thẩm vấn, tư họa mới từ từ bình thường lại. Cả ngày nay cô đi làm với tâm trạng hốt hoảng, cuối ngày lại nghe được chân tướng khiến người ta buồn nôn. Cầm lấy tư liệu, tư họa tức đến mức tay cũng run lên. Cái loại cặn bã của xã hội thế này, thật sự ghê tởm đến cùng cực. Ngôn tuyển tưởng rằng cô sợ, vỗ nhẹ lưng cô động viên không sao rồi kẻ xấu đã bị bắt lại rồi tiếp theo em định làm thế nào vẫn quay về khung chung cư đó sao anh cho cô quyền tự do lựa chọn nhưng lại âm thầm đưa ra chỉ dẫn một mình em sống ở đó không được an toàn lắm có muốn đổi một nơi khác không cuối cùng anh nghe được đáp án như anh mong muốn tôi muốn chuyển nhà quả thật tư họa không sống nổi ở đó nữa chỉ trong một tháng ngắn ngủi mà bị dọa những hai lần bây giờ cô đi ngang qua cửa thang máy thôi mà nghĩ lại còn thấy rùng mình tối hôm nay ngôn hi quay về chung cư ở gần trường học lại phát hiện trong nhà thay đổi cực lớn hình như trong thoáng chốc đã thiếu rất nhiều đồ đạc ngôn hi bắt gặp cô quản gia đang sắp xếp việc trong nhà chuyện gì thế này anh con đâu đồ đạc trong nhà bị cướp đi sạch rồi sao ngôn hi tiểu thư ngôn tiên sinh có dặn dò đồ cũ trong nhà đã được chuyển đi ngày mai đồ mới sẽ được chuyển tới sau này cậu ấy sẽ không thường xuyên đến đây cô muốn tiếp tục ở đây hoặc là dọn đi chỗ khác ở đều được ạ à. ngôn hi quắc chuyện gì thế này cùng lúc đó tư họa đã chuyển vào nhà mới với một hiệu suất cực cao nên nói là hiệu suất làm việc của ngôn tuyển cực cao chỗ này cách công ty cũng không tính là xa nếu như đi xe bus thì chỉ hai ba trạm là tới sau khi tới đây tư họa mới nghe ngôn tuyển nhắc tới thật ra trước đây tôi cũng thường xuyên sống ở đây khá là thuận tiện hả ở đây hình như cũng chẳng có đồ đạc gì mà đồ đạc trong nhà rất ít dụng cụ nấu nướng tạm thời không có nhìn có vẻ không giống với nơi đã có người ở lắm rất nhanh tư họa đã có được đáp án bước ra từ cánh cửa lớn ngôn tuyển lại đứng chắn trước mặt cô mở cánh cửa của căn phòng bên cạnh tôi sống ở bên này tư họa quan sát khung cảnh xung quanh phát hiện những đồ dùng trong nhà quả thật có dấu vết từng được sử dụng dép lê trong nhà có cũ có mới xem ra đúng như lời ngôn tuyển nói thường xuyên sống ở đây trùng hợp như vậy trước đây ngôn tuyển cũng thường xuyên sống ở đây hiện giờ hai người bọn họ lại trở thành hàng xóm nhà mới của tư họa cái gì cũng thiếu ăn cơm cũng phải dùng ké đồ dùng trong bếp nhà ngôn tuyển sau khi giải quyết xong bữa tối tư họa về nhà trải ra giường nhận được điện thoại ngôn hi gọi tới tiểu ngôn hi thần thần bí bí hỏi chị tư họa chị có biết gần đây anh trai em đang làm gì không sao thế em cảm thấy anh trai em rất kỳ lạ Hôm nay em về nhà phát hiện trong nhà bị cướp sạch luôn, lại còn là anh em tự cướp nữa. Anh ấy phá sản rồi hả? Ngay cả đồ đạc cũ mà cũng phải chuyển đi. Tiểu Ngôn Hi vừa phẫn nộ vừa buồn bực. Anh em cũng không nói em phải làm gì, em hoang mang quá. Vậy sao? Tư Hòa khẽ nhếch khóe miệng, bỗng nhiên phá được án rồi. Cô dỗ dành Ngôn Hi, em gái nhỏ rất dễ dỗ, những lời cô nói đều tin không chút nghi ngờ. Cuộc nói chuyện kết thúc, Tư Hòa lại nhặt lấy cái chăn lông kiên nhẫn trải cho xong vừa nghĩ lại những lời mà ngôn tuyển nói hóa ra là cố ý nói cho cô nghe ha thật khó để tưởng tượng người như ngôn tuyển lại làm ra cái chuyện chuyển đồ đạc cũ trong nhà đến để tái tạo lại hiện trường giả thường xuyên sống ở đây thế này tư họa kéo một góc chiếc chăn lông bất giác cười thành tiếng đang nghĩ thì người đó cũng gọi điện thoại tới hỏi về chuyện liên quan đến nhà mới sống ở bên đó có quen không cũng ổn không phải là ở ngay sát vách sao còn chọn cái giờ này để gọi điện qua hỏi. Tư họa ngồi ở bên giường, lòng bàn tay vuốt tấm chăn lông mềm mại, nhớ đến một đống thông tin mà ngôn hi mới tiếu ta tiếu tích tiết lộ lúc nãy, cố ý hỏi, tôi phát hiện ra hình như ở đây gần hơn một chút so với căn nhà tối hôm qua, tại sao tối qua chúng ta không trực tiếp tới đây luôn thế? Khụ, anh hắn giọng, giải thích, tối qua chỗ này của tôi cũng không thừa chăn đắp, ồ là vậy hả, tư họa cố nín cười, không lật tẩy anh, ngôn tuyển đổi chủ đề khác thời gian cũng không còn sớm, anh dặn dò mấy câu rồi cũng không tiện kéo dài thêm, nghỉ ngơi sớm đi, ngủ ngon. Cô im lặng, nhưng không tắt điện thoại. Hòa hòa, ngôn tuyển không biết là cô còn nghe hay đã tắt máy. Cách nhau chưa đến trăm mét, tư họa nắm chặt điện thoại, ngón tay cào cào trên bề mặt nhãn bóng của khung cửa sổ, cúi đầu, nhỏ tiếng trả lời, ngủ ngon. Hết chương 40, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.